hủy diệt đây là thế giới bao la tầm quan trọng La quân ngầm hiểu những lời này không dùng tinh chủ tới nói hắn đã bắt đầu dần dần minh bạch thế giới bao la tầm quan trọng thế giới bao la không có nhiều cao thủ như vậy nhưng là lợi hại nhất lớn nhất nhân vật tuyệt đỉnh nhất định là thuộc về thế giới bao la đại mệnh vận thuật là tới từ thế giới bao la đại vận mệnh đúng đúng 3.000 đại đạo tổng cương mà thế giới bao la là 3.000 thế giới tổng cương Cổ thế giới, đại biểu thế giới bao la đi qua. Cổ thế giới tồn tại, là bởi vì một người. Người này, chính là Linh Nữ. Tinh chủ nói tiếp. Linh Nữ, là quân nói ra. Linh Nữ gọi là, Bạch Tố Trinh, tinh chủ nói ra. Bạch Tố Trinh, là quân bị kinh ngạc. Hắn đến từ thế giới bao la, đối với Bạch Tố Trinh nhân vật như vậy, đây tuyệt đối là nghe nhiều niên thuộc. Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên, Tiểu Thanh, Hứa Sĩ Lâm, Pháp Hải, Bạch Xà Chuyện A thế thật có bạch tố trinh, La Quân kinh hãi không nói ra. Tinh chủ nhìn về phía La Quân, nói ra, người biết bạch tố trinh. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, thuộc hạ cũng không nhận ra bạch tố trinh, nhưng là tại chúng ta thế giới bao la dân gian trong truyền thuyết, có bạch xà chuyện Phim điện ảnh và truyền hình bên trong, cũng có tân bạch nương tử truyền. Bạch tố trinh cùng tôn ngộ không, vậy cũng là chúng ta truyền thuyết thần thoại. Tinh chủ nói ra, thì ra là thế truyền thuyết thần thoại, không biết hoàn toàn là hư cấu, chung quy là đến từ một chút tin đồn thất thiệt. La Quân cũng không hề xoắn suýt vấn đề này, hắn nói ra, cái kia cổ thế giới nguyên do, vì sao lại cùng Bạch Tố Trinh có quan hệ đâu. Tinh chủ nói ra, bởi vì Bạch Tố Trinh chính là trên đời hiếm thấy linh nữ, linh nữ máu và nước mắt nhiễu loạn thời không, đem nguyên bản đoạn thời gian theo thế giới bao la bên trong tháo rời ra. Thực tế, đi qua hẳn là trí nhớ, mà không cần phải một mực tồn tại ở hiện thực, cho nên lần này, bản tôn sẽ đem người đưa đến linh nữ đổ máu nước mắt phía trước thời gian một năm. Tại cái này trong vòng một năm, người phải biết linh nữ, đồng thời tiếp được nàng máu và nước mắt. Để cái kia đoạn bị tháo rời ra lịch sử trở về chính vị. Nếu như người hoàn thành sự kiện này, cổ thế giới đem về biến mất. Thế gian này, sẽ là sáu đại giới. Kể từ đó, ba nghìn thế giới há không phải là không thể viên mãn. Là quân bị kinh ngạc. Tinh chủ nói ra, sẽ có tân thế giới theo sinh ra, cái này tân thế giới hội đại biểu thiên vị, thiên vị thế giới xuất hiện về sau, đem về càng thêm củng cố thế giới bao la chúa tể địa vị. La Quân không khỏi nhìn nhiều tinh chủ, nói ra, thiên hạ này còn có tinh chủ ngài không biết sự tình sao? Tinh chủ Từ Tốn nói, phải biết, bản tôn đều sẽ biết. Không phải biết, bản tôn liền sẽ không biết. La Quân liền cũng không dám lại nhiều nói cái đề tài này, hắn theo rồi nói ra, cũng là nói thuộc hạ hiện tại tiến đến, không tính là tránh thức cổ thế giới, mà chính là cổ thế giới hình thành trước một năm đúng không? Tinh chủ nói ra, xác thực có thể nói như vậy. La quân nói ra, cái này chẳng phải là tại sửa đổi lịch sử. Chỉ sợ sẽ có rất nặng nhân quả a. Tinh chủ nói ra, ngươi là nắm giữ đại số mệnh thuật người, cũng là thiên mệnh chi vương. Sửa đổi cổ thế giới, chính là thuận theo thiên đạo. Tuy nhiên nhiễu loạn thời không, nhưng hắn người đi làm sẽ chết, người đi làm, lại là công đức một kiện. La Quân nói ra, ta hiểu, ta là thu hoạch được thiên đạo giấy phép người. Không sai, Tinh chủ nói ra. Xin thứ cho thuộc hạ hỏi nhiều một câu, nhiệm vụ này có phải hay không chỉ có ta đi mới được? Xem như Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc đi đều không khả năng. La Quân nói ra. Tinh chủ nói ra, không sai, Lan Đình Ngọc đại biểu Thiên Châu, Phó Thanh Trúc đại biểu Van Xin thế giới bọn họ có thể giải quyết thiên châu cùng van xin thế giới sự tình. Thế giới bao la sự tình, cũng chỉ có ngươi mới có thể giải quyết. La Quân nói ra, lần này, làm sao đi, vẫn là giống đi hướng bình hành thế giới sao? Tinh chủ nói ra, dĩ nhiên không phải, bình hành thế giới bên trong, chính là có người bản thể tồn tại. Cái kia cổ thế giới bên trong, cũng không có người tồn tại. Chỉ có thể là đưa thân thể ngươi tiến đến. Cái này muốn làm sao đi? chẳng lẽ tinh chủ ngài có biện pháp mang thuộc hạ xuyên việt thời không trước đi cái chỗ kia la quân không khỏi nói tầm thường thời điểm là quả quyết đi không cho nên bản tôn mới có thể để ngươi một mực chờ đợi thời cơ tinh chủ nói ra thủy triều thời không vẫn luôn rất hung mãnh đoạn thời gian gần nhất là thủy triều thời không yếu bất thời điểm cho nên ngươi mới có thể tiến về la quân không khỏi sờ mũi một cái nói ra cái này thuộc hạ đến lúc đó làm sao trở về Tinh chủ nói ra, người nắm giữ máu và nước mắt về sau, cổ thế giới sụp đổ, lúc này thủy triều thời không hội lại lần nữa xuất hiện yếu bất hỗn loạn hiện tượng, đến lúc đó bản tôn sẽ đem người bắt trở lại. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn theo rồi nói ra, "Tinh chủ, thuộc hạ cũng biết, nhiệm vụ lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tại trước khi đi, thuộc hạ muốn đi hướng thế giới Bao La một chuyến." Tinh chủ nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, "Có thể cho ngươi 5 ngày thời gian." La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, nhiều tả tinh chủ. Tinh chủ nói ra, lần này tiến về cổ thế giới, thật là giữ nhiều lành ít, người tự cầu phúc đi. Vì Linh Nhi, lại nguy hiểm, thuộc hạ cũng sẽ không tiếc. La Quân nói ra, tinh chủ nói ra, cái kia máu và nước mắt phải dùng thuần ngọc đón lấy. Khối này thuần ngọc, người lại thu, nói vừa xong, một đạo bạch quang bắn ra. La Quân đưa tay vừa tiếp xúc với, liền đem cái kia thuần ngọc tiếp nơi tay audio điện tử võ tấn bền. Muốn đi trước cổ thế giới, liền cần tinh chủ thi triển đại pháp lực. Mà lúc này, La Quân thì lúc trước hướng thế giới bao la. Đinh Hàm, Trầm Mặc Nùng đều còn không biết mình tình huống. Cho nên La Quân lúc này là nhất định phải muốn đi một chuyến. Mà lại, lúc trước chính mình đi âm diện thế giới là cùng Tống Xương Tuyết Lưu một phong thư. Những vật này, hắn đều cần đi có cái bản giao lấy bàn nhược thiên chu tiến về thế giới bao la kinh lịch sau 10 tiếng là quân theo sau hỏa lần nữa đến địa cầu lần này định vị địa điểm là trực tiếp đạt đến thế giới bao la bàn nhược thiên chu sẽ ở thế giới bao la bên trong chờ đợi la quân 5 ngày thời gian la quân trực tiếp hạ xuống tại yến kinh hắn ngẫm lại vẫn là muốn trước đi gặp trầm mặc nùng lần này hắn y nguyên trở lại man city tiểu khu cũng là trầm mặc nùng thường xuyên ở địa phương theo lúc trước lầm sẽ rời đi cho tới hôm nay, đã chỉnh một chút đi qua 3 tháng. Lúc đó trầm mặc nùng bụng thai nhi có 5 tháng, bây giờ cũng đã có 8 tháng. Còn có hai tháng, liền muốn lâm bồn, là quân là cân nhắc đến trầm mặc nùng có thai, cho nên mới muốn cái thứ nhất tìm đến trầm mặc nùng. Cái này thời điểm đã là muộn mảnh đen nhánh. Yến kinh đầu đường, dòng xe cộ xuyên thẳng qua, phồn hoa tới cực điểm. Là quân cảm nhận được hư không nồng đầm tổ long chi khí, cái này tổ long chi khí đem tất cả quy tắc, từ trường đều áp chế ở bên trong. Thứ này lại có thể là một cái thiên nhiên đạo tràng, động thiên. Ta trong này, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ sợ là đến tạo hóa cảnh cao thủ, chưa hẳn cũng có thể phá vỡ cái này đạo tràng. Bởi vì, cái này đạo tràng không phải bất cứ người nào pháp lực, mà chính là thiên đạo bảo hộ tổ long chi khí. Là quân lập tức có minh ngộ. Nàng tại trong cư xã la quân tại ở gần man city tiểu khu thời điểm liền cảm giác được trầm mặc nùng tồn tại hắn đối trầm mặc nùng khí tức quá quen thuộc la quân cũng không có đi vội vã đi vào mà là tại tiểu khu bên ngoài đi tới hắn đi rất chậm ai cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì trong khu cư xá có phát thanh cho dù là tại tiểu khu bên ngoài cũng có thể nghe thấy lúc này phát thanh bên trong đang để đó một ca khúc coi ta đi ở chỗ này mỗi một lối đi ta tâm tựa hồ cho tới bây giờ cũng không thể bình tĩnh. Trừ động câu anh minh cùng điện khí thanh âm, ta tựa hồ nghe đến nó nến xương giống như nhịp tim đập. Ta ở chỗ này vui cười ta ở chỗ này thúc thiết. Ta ở chỗ này còn sống cũng ở nơi này chết đi. Ta ở chỗ này cầu nguyện ta ở chỗ này mê võng. Ta ở chỗ này còn sống cũng tại cái này mất đi. Yến Kinh Yến Kinh, quán cà phê cùng quảng trường có ba cái đường phố, giống đèn nê đến mặt trăng khoảng cách. Mọi người đang giấy rộ lẫn nhau cảm thấy an ủi cùng ôm ấp. La Quân đột nhiên nghe đến mê mẩn, ca khúc bên trong hát là Yến Kinh, hát là liên quan tới tại Yến Kinh phiêu bạt kẻ làm thuê lòng chua sót. La Quân nghĩ thầm, các người chỉ là tại Yến Kinh phiêu bạt, ta lại là tại vũ trụ, mỗi cái thế giới bên trong phiêu bạt. Không biết lúc nào, ta hội chết không toàn thây. Các ngươi không thể chịu cự sinh tồn áp lực, ta cũng tương tự không thể chịu cự sinh tồn áp lực. La Quân nhìn lấy chính mình một đôi tay, đôi tay này trắng nõn, thon dài, tay nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Đôi tay này có thể phiên vân phúc vũ, có thể có vô số mỹ nhân cùng tài phú. Có thể đây hết thảy đều không phải là hắn có thể hưởng thụ, cũng không phải hắn muốn. Mỗi người đều có nguyên tội, mỗi người đều có thuộc về mình thống khổ. La Quân đứng thật lâu, hắn nhịn không được suy nghĩ. Nếu như hắn không phải La Quân, nếu như hắn không phải Thiên mệnh Chi Vương có phải là hắn hay không có thể giống những cái kia 9 giờ tới 5 giờ về ban tộc, mỗi ngày trải qua bình tĩnh sinh hoạt. Không cần sợ hãi ngày mai hội mất đi tính mạng. Mà như thế một cái bình thường đến bình thường nhân sinh, là không phải mình thật chính là muốn đâu. Là quân muốn rất nhiều rất nhiều, hắn sau cùng vẫn không có đạt được một cái hoàn chỉnh cùng rõ ràng đáp án. Mà là tại dạng này một cái phức tạp tâm tình, hắn đi vào Man City trong khu cư xá. Trong khu cư xá, đèn đuốc sáng trưng. Tiến tiểu khu thời điểm, bảo an vặn hỏi hắn tìm người nào, đồng thời yêu cầu hắn đăng ký. La Quân Kiên nhẫn nói tìm Trầm Mặc Nùng, đồng thời đăng ký chính mình tên và số điện thoại. Về sau, bảo an mới đưa La Quân bỏ vào. La Quân rất mau tới đến lầu 3, đi vào cái kia quen thuộc trước cửa. Hắn đứng tại cửa ra vào, dừng lại thật lâu, rất lâu sau đó, hắn muốn đi gõ cửa. Nhưng lúc này, môn lại mở. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân nhìn đến Trầm Mặc Nùng lệ rơi đầy mặt. Bây giờ chính là mùa đông khắc nghiệt khí trời, yến kinh thành một mực bắc phong gào thét. Trong phòng mở hơi ấm, Trầm Mặc Nùng mặc lấy tơ chất đầu ngủ, nàng cái bụng đã cao cao nổi lên. "La Quân," Trầm Mặc Nùng bao hàm thâm tình hô một tiếng, sau đó, nàng đột nhiên hướng La Quân quỷ đi xuống. Tại thời khắc này, hết thảy khúc mắc đều triệt để giải khai. La Quân bị kinh ngạc, đồng thời đau lòng vạn phần hắn vội vàng trước một bước một cái đỡ lấy trầm mặc nùng sau đó nhẹ nhàng ôm nàng trầm mặc nùng thân thể mềm mại chấn động nàng ôm thật chặt ở la quân tựa hồ sợ buông lỏng tay la quân hội từ đó biến mất thật xin lỗi thật xin lỗi nàng không ngừng nói không có cái gì có lỗi với la quân nhẹ nhàng nói ra giữa chúng ta vĩnh viễn không dùng nói xin lỗi một hồi lâu sau về sau trầm mặc nùng tâm tình mới chậm rãi bình phục lại la quân cũng theo vào phòng cửa đóng về sau trầm mặc nùng muốn xuống bếp đi cho la quân làm ăn la quân kéo lại trầm mặc nùng tay ngồi xuống chúng ta trước tiên nói chuyện trầm mặc nùng nao nao sau đó nàng có chút xấu hổ nói ra ta không biết nên làm sao đối mặt với ngươi la quân đột nhiên hôn nàng môi cái này một cái chớp mắt trầm mặc nùng đầu não trống rỗng đây là một cái cực hương nồng hôn hồi lâu sau rời môi La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, hiện tại còn không có ý tứ sao. Trầm mặc nùng khuôn mặt phát hồng, nàng hốc mắt vẫn là hồng hồng, cảm ơn ngươi, là Quân. Cảm ơn ngươi có thể tới nhìn ta, ta thật là sợ, ta sợ ngươi hội từ đó không trở về nữa, không hề tha thứ ta. Nàng là thật sợ, sợ phát cuồng. Như không phải là bởi vì trong bụng có hài tử, nàng sớm đã không tiếp tục kiên trì được. Nghĩ đến là quân vĩnh viễn ngủ say, nghĩ đến nàng đối la quân tuyệt tình nàng cảm thấy mình làm sao cũng không thể tha thứ chính mình làm sao có thể la quân cười một tiếng hắn ôm trầm mặc nùng ngồi xuống để trầm mặc nùng tựa ở trong ngực hắn tuy nhiên lúc đó là có chút không thoải mái cũng từng oán niệm qua ngươi nhưng mãi mãi cũng không biết hận bởi vì ngươi là ta người yêu thế nhưng là ta là như vậy không tín nhiệm ngươi trầm mặc nùng y nguyên tự trách la quân nói ra đây là mẫu thân ngươi thiên tính trầm mặc nùng ngẩng đầu lên chủ động dâng nụ hôn nói ra người thật không có chút nào trách ta đương nhiên không trách ngươi la quân cạo xuống nàng cái mũi, nói ra ngươi thật là một cái nữ nhân ngu ngốc ngươi ủy khúc cầu toàn theo ta lại vì ta sinh con đây là nhiều đại hy sinh ta phải lợi ích khổng lồ còn có lý do đến trách ngươi đây chẳng phải là quá không có thiên lý trầm mặc nùng nắm chặt la quân tay nàng nghi đầu rốt cục triệt để mở giãn ra bên kia sự tình xử lý xong về sau, ta lập tức tới gặp ngươi. Là sợ ngươi hội suy nghĩ lung tung, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là hài tử của ta mụ mụ, là ta la quân thê tử. Ta mãi mãi cũng là người thân nhất người, thân nhân ở giữa, chỗ đó sẽ có qua đêm cừu hận đây. La quân nói ra, trầm mặc nùng trọng trọng gật đầu. Khúc mắc cũng triệt để giải khai, trầm mặc nùng nói ra, ta đi cấp ngươi làm ăn. La quân nhíu mày, nói ra, người đều sắp lâm bồn, làm sao không có tìm người tới chiếu cố ngươi? Cái này còn muốn ngươi chính mình tới làm cơm ăn sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, là chính ta kiên trì muốn ở chỗ này chờ ngươi. La Quân nào nào, cái kia ngày mai bắt đầu, ngươi không thể còn như vậy. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, ừm, um, ta đều nghe ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, dạng này cũng tốt, nhìn ngươi thật giống như càng ngày càng nghe lời trầm mặc nùng hờn dỗi la quân liếc một chút sau đó la quân nói ra ngươi ngồi ta đi làm ăn trầm mặc nùng nói ra cùng một chỗ la quân không lay chuyển được trầm mặc nùng liền đáp ứng đêm nay đại khái là trầm mặc nùng vui vẻ nhất một đêm nhân gian có thật nhiều oán niệm cùng hận không phải oán niệm cùng hận cỡ nào không thể điều giải mà là bởi vì lòng giả không rộng rãi làm ngươi lui về phía sau một bước lúc làm ngươi buông xuống hận lúc sẽ phát hiện trời cao biển rộng. Tiểu Long đã từng hận qua La Quân, nó không vui mấy trăm năm. Nếu như La Quân lòng giả không chống trải, hắn tất nhiên sẽ hận Hoàng Hiên chính hạo vô tình. Như vậy, hắn hội thời thời khắc khắc ở vào một loại không sung sướng. Nếu như, hắn đối trầm mặc nùng không thoải mái, như vậy hắn, trầm mặc nùng, còn có bọn họ hài tử cũng sẽ ở loại kia không sung sướng chi vượt qua. Đương nhiên, nhân sinh chi, cũng nhất định phải có kiên trì có chút thù cùng hận, là vĩnh viễn không bỏ xuống được. Bởi vì, cái kia có nhân mạng. Lạc Ninh chết, cùng Lan Đình Ngọc ở giữa, là quân vĩnh viễn sẽ không thả. Cùng Hoa Thiên Anh ở giữa, chính là muốn vì Hạc Vương Tiêu Vũ báo thù. Hạc Vương Tiêu Vũ vì bảo trì La Quân mà chết, là Quân không thể không vì người chết làm một ít chuyện. Đến mức cùng Trần Thiên Nhai ở giữa, là Quân chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi giết Trần Thiên Nhai hắn chỉ là muốn vì vong mẫu đòi lại một cái công đạo. Nhà bên ngoài, hàn ý sâu nặng. Nhưng phòng phòng trong, lại là ấm áp như xuân. Phương Bắc cung cấp ấm, đây là phương Nam không có. Phương Nam mùa đông đông lạnh thành chó, phương Bắc mùa đông, ấm áp như xuân. Ăn rồi về sau, là quân tắm rửa. Hắn sau đó cùng trầm mặc nùng cùng một chỗ đến giường. Trầm mặc nùng giúp vào la quân trong ngực. Đây là khó được ôn nhu thời khắc. Ngươi trong nhà người, nhất định sẽ nói ra suy nghĩ của mình đi, ngươi còn chưa kết hôn, như thế không minh bạch muốn sinh con." La Quân đau lòng nói ra. Trầm Mặc Nùng cầm ngược ở La Quân tay, nói ra, vậy cũng là một chút tiểu áp lực, bây giờ ta tu vi tăng trưởng tới, ta trong nhà quyền nói chuyện đã lớn hơn nhiều." La Quân nói ra, "Mặc Nùng, ta đợi không mấy ngày, cho nên, tại ngươi sinh con thời điểm, ta cũng không thể bồi tại bên cạnh ngươi." Ta minh bạch, trầm mặc nùng nói ra, hết thảy đều là thân bất do kỷ. Ngươi không cần nghĩ những vật này, ngươi có thể bình an, chính là đối với ta cùng hài tử lớn nhất đại hồi báo. Đây là một phần như thế nào vĩ đại cùng tha thứ đâu? Nữ nhân hoài thai 10 tháng, gì khó khăn? Một nữ nhân mang thai hài tử thời điểm, là đối mặt một lần sinh tử lựa chọn. Tại sinh con thời điểm, càng là yếu ớt nhất thời điểm, Thế nhưng là Trầm Mặc Nùng lại là một điểm lợi oán giận đều không có, chỉ là Khẩn Cầu La Quân có thể cam đoan hắn tự thân bình an. La Quân nhớ tới tại bình hành thế giới bên trong nữ nhi, đáng thương hài tử, nàng từ khi bắt đầu biết chuyện không có hưởng thụ qua mảy may phụ mẫu chi ái. La Quân cảm thấy mình là cái rất không xứng trước phụ thân. Đối với nữ nhi như thế, đối với Trầm Mặc Nùng trong bụng hài tử cũng là như thế. Nếu như không thể làm một cái xứng trước phụ thân, cái kia đối với hai đứa bé này lại là cỡ nào không công bằng bọn họ là không thể lựa chọn mình tới đến cùng xuất thân la quân muốn rất nhiều nếu như khả năng ta muốn cho hài tử đầy đủ tình thương của cha la quân nói với trầm mặc nùng trầm mặc nùng hạnh phúc ân một tiếng la quân ta đang suy nghĩ một vấn đề trầm mặc nùng bỗng nhiên nói ra ừm vấn đề gì la quân hỏi trầm mặc nùng nói ra nếu như không phải là bởi vì ta có chúng ta bảo bảo người hội tha thứ ta sao la quân cười một tiếng nói ra vấn đề này rất ngu ngốc vì cái gì trầm mặc nùng hỏi la quân nói ra bởi vì nếu như không có con chúng ta ngươi làm sao lại tới đối phó ta ta tin tưởng xem như ngươi gia tộc muốn đối phó ta ngươi cũng sẽ đứng ở ta nơi này một bên trầm mặc nùng hơi hơi ngẩn ngơ theo rồi nói ra nói thì nói như thế nhưng nếu như ta không có hải tử đâu la quân ôm trầm mặc nùng nói ra ngươi cho dù là giết ta ta cũng sẽ không hận ngươi huống chi ngươi còn không có đem ta như thế nào trầm mặc nùng nhất thời vừa lòng thỏa ý về sau hai người lại nói tới nơi khác ngươi lần này thu hoạch tựa hồ rất lớn ta nhìn ngươi tu vi đã thấy không rõ lắm tựa hồ là cao như núi vĩnh viễn không thể vượt qua trầm mặc nùng nói ra la quân nói ra lần này xác thực thu hoạch không ít nhưng là cũng nỗ lực nặng nề đại giới ngay sau đó la quân đem phía tây vương giới hành trình hướng trầm mặc nùng tự thuật thảm liệt đã là không cần nhiều lời trầm mặc nùng nghe được mạo hiểm ra cũng là nhịn không được vì la quân bóp một vệt mồ hôi lạnh làm trầm mặc nùng nghe được lam tử y rơi vào trạng thái ngủ say về sau nàng a một tiếng làm tiền bối tu vi như thế nàng làm sao cũng sẽ trầm mặc nùng thậm chí cảm thấy một trận hoảng sợ vẫn luôn đang nghe vô lượng sát kiếp nhưng khi trầm mặc nùng nghe được xem như như lam tử y dạng này thông thiên nhân vật sau cùng cũng khó thoát sát kiếp nàng lúc này tránh thức vì la quân mướt mồ hôi la quân thật không có cùng trầm mặc nùng nói tỉ mỉ kiều ngưng sự tình hắn cùng kiều ngưng ở giữa đồng sinh cộng tử điểm này trầm mặc nùng tuy nhiên không biết nhưng cũng chưa chắc nghĩ không ra nhưng mặc kệ là trầm mặc nùng vẫn là La Quân, lẫn nhau lại cũng sẽ không nói ra. La Quân bồi tiếp trầm mặc nùng đợi trọn vẹn ba ngày. Trong ba ngày này, La Quân đối trầm mặc nùng tất nhiên là cẩn thận yêu mến. Đồng thời, hắn lưu một cái hỗn độn quả cho trầm mặc nùng. La Quân cũng nói thẳng chính mình có thật nhiều thần thông, nhưng lại không muốn dạy dỗ trầm mặc nùng. Đơn giản là, trầm mặc nùng trước mắt Tu Vi vẫn là quá nhỏ bé. Nàng Tu Vi quá nhỏ bé, nếu như nắm giữ ba nghìn đại đạo dạng này thần thông, khó tránh khỏi sẽ cho nàng mang đến một phần nguy hiểm. Bởi vì cái gọi là, thất phu vô tội, mang ngọc có tội A. À. Trầm mặc Nùng tự nhiên cũng tỏ ra là đã hiểu, nàng hiện tại trọng yếu nhất là bảo vệ tốt chính mình trong bụng hài tử. Trầm Mạc Nùng cũng nói với La Quân rõ ràng, nàng nói ra, La Quân, theo ta quyết định cùng với người thời điểm. Ta biết, ngươi là không bị trói buộc phong, ta là không thể nào hoàn toàn nắm giữ ngươi thậm chí, người chính mình cũng không biết, người có thể ở bên cạnh ta bao lâu. Bởi vậy, hai tử lại là ta toàn bộ, chí ít, hắn có thể hoàn toàn thuộc về ta. Là quân nghe vậy, lại là tâm phức tạp. Về sau, là quân liền thi triển đại na di thuật, tiến về Tân Hải. Tại Tân Hải, hắn trước gọi điện thoại cho Đinh Hàm. Sau đó trực tiếp lấy đại na di thuật xuất hiện tại Đinh Hàm trước mặt. Sau đó, mang theo Đinh Hàm thuê một chiếc hào thuyền ra biển hắn thuê hào thuyền trực tiếp dùng tiền nện, mà lại cũng rõ ràng biểu thị, không cần phải biển sâu khu vực. Chỉ chuẩn bị tốt một ngày nguyên liệu được, bởi vậy, ra biển tốc độ là rất nhanh. Cùng ngày muộn, hào thuyền ngồi biển mà ra, đón thanh phong minh nguyệt. Tuy nhiên Yến Kinh là mùa đông khắc nghiệt, lạnh không tưởng nổi. Nhưng là Tân Hải lại là ấm áp như xuân. Ở dưới ánh trăng, là quân lại trực tiếp thi triển pháp lực, mang theo đinh hàm ở trên không ngao du hai người cơ hồ là dán vào nước biển thấp lướt, mà lại, là quân còn độ khó cao bắt đầu rút đi đinh hàm y phục, sau đó dạng này tại mặt biển kích tình hoan ái một lần. Đối với đinh hàm, là quân thủy chung đều là tính lớn hơn yêu. Hắn theo bắt đầu mê luyến đinh hàm thời điểm, là mê luyến thân thể nàng. Đối với điểm này, đinh hàm trong lòng cũng chưa hẳn không hiểu. Rất rất lâu về sau, thủy triều bình tĩnh. Là quân mang theo đinh hàm trở lại du thuyền, tại du thuyền bong thuyền, nơi này không có bất kỳ cái gì người không có phận sự la quân cùng với đinh hàm lẫn nhau nói tâm sự nói không hết tương tư lời nói mệt mỏi ngủ tỉnh ngủ ăn ăn hết làm một ngày một đêm qua hoan hỉ yêu thương đã toàn bộ đều tại dạng này kích tình chi vượt qua sau cùng la quân cùng đinh hàm cáo biệt sau đó tiến về âm diện thế giới hắn tại âm diện thế giới cùng tống ninh ngắn ngủi gặp nhau sau đó rời đi đối với tống ninh la quân rất là ái náy hắn nghĩ tới có lẽ hắn lúc trước tâm ngoan một chút cự tuyệt tống ninh có lẽ tống ninh hiện tại hội tốt hơn rất nhiều để cho nàng một cái cô nương ra dạng này vô tận chờ đợi thật sự là quá mức tàn nhẫn nhưng la quân cũng không biết làm như thế nào đi khuyên tống ninh từ bỏ chính mình chỉ có thể tận khả năng cho nàng một chút khoái lạc đây là la quân một cái tâm bệnh sau đó la quân trở về chúng tinh điện Tại lấy bàn nhược thiên chu trở lại chúng tinh điện về sau, La Quân lập tức đi tinh nhất điện gặp tinh chủ. La Quân không kịp chờ đợi muốn muốn lấy được máu và nước mắt, cứu tỉnh Linh Nhi. Đối với Linh Nhi cùng Tống Ninh ở giữa, La Quân thái độ cùng cảm tình, thực tế là có khác nhau rất lớn. Tinh nhất điện bên trong, La Quân ngồi xếp bằng. Tinh chủ nói ra, hiện tại, bản tôn hội mang ngươi tiến vào thủy triều thời không chi, tiếp đó, hội đem ngươi đến Nam Tống thời kỳ. Tinh chủ, đi qua về sau, nếu là ta làm cải biến lịch sử, hội chuyện gì phát sinh? La quân nói ra. Tinh chủ nói ra, người cải biến không? Trừ phi là vốn là sự vật là như thế, không phải vậy, ai cũng cải biến không thôi chuyện phát sinh. La quân nói ra, nhưng ngài muốn ta cải biến là cổ thế giới. Cổ thế giới tồn tại, không có quấy nhiễu được bình thường lịch sử tiến trình. La quân cái hiểu cái không, hắn tỉ mỉ tỉ mỉ suy nghĩ. Tình chủ theo rồi nói ra, "Mặt khác, bộ quần áo này đổi, ngươi lại để cho ngươi tóc thành dài." "Vâng, La Quân biết, chính mình vẫn là đến thay đổi phục trang kiểu tóc, ít nhất phải cùng Nam Tống thời đại thân cận. Đổi phục trang ngược lại là dễ dàng, chỉ là tóc thành dài hơi phiền toái một chút." "Bất quá, cái này cũng không thắng được La Quân, hắn lập tức vận chuyển pháp lực. Chỉ một lúc sau, La Quân tóc thật không ngừng sinh trưởng. Như thế về sau, La Quân đem đầu tóc sắp xếp tốt về sau, lại thêm một bộ trường sam màu xanh xem ra lại thật giống là một vị cổ nhân lúc này tinh chủ rốt cục xuất thủ la quân là lần đầu tiên trông thấy tinh chủ xuất thủ chỉ gặp tinh chủ đột nhiên há mồm phun ra một miệng kim sắc khí kiếm cái này giọng điệu kiếm phun ra mà ra lập tức đem trước mắt không khí xé rách ra một đầu lỗ hồng la quân hơi hơi ngẩn ngơ cũng là lúc này một nói bàn tay lớn màu vàng óng đem la quân bao lấy là quần cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dễ dụa, lập tức bị đại thủ bắt bỏ vào đến đầu kia lỗ hồng bên trong. Đầu kia lỗ hồng cũng không lớn, nhưng là một khi đi vào, là quần lập tức nhìn đến một màn kinh người. Tại cái kia người bên trong, chính là một đầu to lớn thông đạo, thông đạo chi, vô số thời không phân tử, từ trường chính tại điên cuồng vận chuyển lấy. Đầu này thông đạo, tựa hồ dài đến không có cuối cùng. Thời không, nguyên lai, đây là thời không ảo diệu. Chỉ là, là quân tâm bốc lên lên vạn trọng lãng tới. Tại cái này thời không thông đạo chi, là quân có thể cảm giác được, mỗi một hạt thời không phân tử, đều nặng như ức vạn quân chi trọng. Mà những thứ này phân tử, chính là có vạn vạn ức. Đây là một cái là quân không có cách nào tính ra khái niệm. Những thứ này thời không phân tử, từ trường vận chuyển, ngay ngắn rõ ràng. Bất luận ngoại lực gì tiến vào, đều sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát. Thời gian là thiên đạo chi hạ, thần thánh nhất đồ, vật. Bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư. Là quân tin tưởng, cho dù là Gaia cũng không có bản lãnh đến nghịch chuyển thời không. Cho dù là Gaia lợi hại gấp trăm lần, một nghìn lần người, cũng hẳn không có bản sự này đến nghịch chuyển thời không. Mà lại, cái này thời không thông đạo, căn bản không nên bị nhân loại mở ra. Cũng không nên có bất luận nhân loại nào có thể đem mở ra. Thế nhưng là, tinh chủ lại tùy tiện mở ra thời không thông đạo la quân đột nhiên cảm thấy mê mang hắn có một vài vấn đề không nghĩ ra hắn biết tinh chủ rất lợi hại nhưng tinh chủ không có khả năng lợi hại đến có thể nghịch chuyển thời không có thể đây hết thảy trước mắt đây hết thảy lại nên giải thích như thế nào đâu trong lúc nhất thời la quân cũng nghĩ không ra cái như thế về sau mà tại lúc này bàn tay lớn màu vàng óng nắm lấy la quân bắt đầu vượt qua thời không thông đạo la quân nhìn bốn phía những thứ này thời không phân tử mỗi từng hạt tử bên trong đều ẩn chứa vô số lịch sử năm tháng. Cũng chính bởi vì bên trong ẩn chứa đồ vật quá nhiều, cho nên là một viên nho nhỏ phân tử đều có nặng như vậy. Những thứ này phân tử bên trong phần lớn lại là liên quan tới sao hỏa cả ngày lẫn đêm, kiếp trước kiếp này. Một đường bay đi là quần nhìn đến vũ trụ vũ trụ chi rất nhiều năm tháng lịch sử. Vũ trụ này trong vũ trụ, tựa hồ là năng lượng bảo toàn. Tuy nhiên mỗi từng hạt tử bên trong bao hàm rất nhiều thứ, nhưng tại người ngoài xem ra, lại là một tầng không thay đổi không gian vũ trụ. Là quân bị bàn tay lớn màu vàng óng bao khỏa rất gấp, cho dù là bên ngoài phân tử cuồng mãnh lên, nhưng những thứ này phân tử thủy trung đụng không phá bàn tay lớn màu vàng óng phòng ngự. Là quân không khỏi líu lưỡi, hắn là rất rõ ràng, những thứ này thời không phân tử mỗi một lần va chạm, đến cùng là khủng bố đến mức nào. Dạng này va chạm, là quân không dám tưởng tượng hắn cảm thấy là Gaia thần đế nhân vật như vậy đến cũng chưa chắc có thể ngăn cản thời không phân tử va chạm nhưng là bàn tay lớn màu vàng óng thủy chung là vững như bàn thạch mặc cho thời không phân tử như thế nào va chạm bàn tay lớn màu vàng óng đều là sừng sững bất động đây là thủy triều thời không yếu nhất thời điểm nếu như đổi lại thời không thông đạo tầm thường thời điểm cho dù là bản tôn cũng vô pháp mang người trở lại nam tống đi tinh chủ thanh âm bỗng nhiên vang lên la quân lập tức cất giọng nói tinh chủ thuộc hạ có một chuyện không rõ chuyện gì tinh chủ ngược lại là tốt tính la quân nói ra vì cái gì ngài có thể ngăn cản được thời không phân tử công kích vì cái gì ngài có thể tại thời không thông đạo bên trong ngao du cái này thời không thông đạo chi chính là thiên đạo lớn lao bí mật theo thuộc hạ xem ra trong thiên hạ mặc cho thần thông lớn hơn nữa cũng không nên có bản lãnh này đến như thế địa phương tới Tinh chủ trầm mặc đi xuống. Là quần ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn nói ra, thuộc hạ đã từng gặp được một người, người này tự xưng thiên tôn. Nghe nói chính là thiên đạo hóa thân, hắn báo trước tương lai, cực tinh chuẩn. Chỉ là về sau, hắn quá tham lam, bởi vậy đạo tiêu thân vẫn. Chẳng lẽ, tinh chủ ngài cũng là thiên đạo hóa thân? Câu nói này nói ra, giống như là công bố một loại nào đó thiên cơ. Chỉ là đáng tiếc, tinh chủ y nguyên đạm mạc, không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa. Hắn chỉ nói là nói, bản tôn có bản tôn bí mật, chỉ bất quá, không có nói cho người biết tất yếu. Người nguyện ý nghĩ như thế nào, vậy cũng là người sự tình. La Quân không khỏi cảm thấy trong lòng một buồn bực, hắn vốn là cho là mình đã tìm được mấu chốt nào đó đồ, vật. Nhưng tinh chủ thái độ lại để cho hắn trở nên không thu hoạch được gì. La Quân có thể tùy ý phỏng đoán, nhưng tinh chủ rõ ràng biểu thị, hắn không chịu trách nhiệm công bố đáp án la quân sau đó cũng phủ định ý nghĩ này của mình tinh chủ làm ra hết thảy cùng năm đó thần đế sáng tạo tạo thần khu vực rất là tương tự thần đế bởi vậy trở thành thần đế mà tinh chủ trước mắt cũng có hắn đại kế hoạch tinh chủ nếu thật là thiên đạo hóa thân vậy sẽ không đến chế tạo chúng tinh điện chúng tinh điện bản thân là muốn thoát ly thiên đạo nhưng tinh chủ vì cái gì có thể xâm nhập thủy triều thời không ngăn cản được thời không phân tử công kích đây là la quân chỗ không nghĩ ra nhưng rất hiển nhiên la quân không cảm thấy tinh chủ là bằng vào lực lượng ngăn cản hẳn là có đặc thù nào đó pháp môn thời không phân tử gánh chịu ức vạn năm thời gian trí nhớ dùng cái này để duy trì thời gian trật tự la quân bỗng nhiên mở miệng nói ra tinh chủ vũ trụ vĩnh hằng tồn tại chẳng lẽ cái này thời không phân tử có thể vĩnh hằng ghi chép lại đi sao tinh chủ nói ra vũ trụ cũng không phải là một cái duy nhất vô số vũ trụ tồn tại khi thời không phân tử gánh chịu không được thời điểm thời gian trật tự bị phá hư vũ trụ cũng sẽ sụp đổ cái vũ trụ này sụp đổ còn có khác ngoại vũ trụ sinh ra là quân thân thể chấn động vũ trụ sụp đổ đúng vậy a à, vũ trụ cũng sẽ sụp đổ người lại làm sao có thể vĩnh sinh chỉ là tại vô số vũ trụ bên ngoài cái kia lại là cái gì dạng tồn tại đâu vũ trụ bên ngoài vũ trụ bên ngoài bên ngoài nơi nào là điểm cuối điểm cuối lại nên cái gì vẫn là nói hết thảy tồn tại bất quá là một loại nào đó thần linh một giấc mộng đẹp. Chỉ là, cái này cái vị thần nếu là tồn tại, hắn vị trí lại là một cái gì thế giới? Ngươi chỗ hỏi vấn đề, không ai có thể trả lời ngươi. Tinh chủ nói ra, một cái vũ trụ đã là vô cùng lớn, là nhân loại, cùng đại thần thông giả dốc cả một đời đều không thể thăm dò rõ ràng. Huống chi, là vũ trụ sau lưng. Thuộc hạ minh bạch, nhân sinh là như thế, luôn có người vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ sự tình bàn tay lớn màu vàng óng mang theo la quân tại thủy triều thời không chi xuyên thẳng qua la quân nhìn đến cái kia thủy triều thời không bên ngoài còn có vô số thủy triều thời không toàn bộ vũ trụ đều tắm rửa tại thủy triều thời không chi tại chúng ta bất chi bất giác chúng ta bốn phía bất kỳ địa phương nào đều tồn tại thời không phân tử mà tinh chủ tìm là một đầu vượt qua thời không thủy triều lên xuống thông đạo theo thủy triều thời không bên trong nhìn toàn bộ thế giới đều là bị thời không phân tử chỗ trải rộng. Rực rỡ như tinh hà thời không phân tử tạo thành thời gian, thời gian tạo thời gian trật tự. Thời gian là thương vũ bên trong, vô địch tồn tại. Không có người có thể chiến thắng thời gian. Thời gian có thể đem hết thảy sự vật cải biến, thương hải tăng điền, cảnh còn người mất. Không biết qua bao lâu thời gian, La Quân đột nhiên nhìn đến nơi xa phong cảnh. Hắn nhìn thấy bóng, tại vũ trụ chi, tinh hà rực rỡ cái kia địa cầu tại cái kia xa xa mới, lại là như thế không đáng chú ý, cùng chung quanh hành tinh, hành tinh lên cũng không khác biệt gì. Mà lại, xem ra tựa hồ còn nhỏ một chút. Cách địa cầu càng ngày càng gần, trong một chớp mắt, liền tiến vào địa cầu thời không thông đạo chi. Địa cầu tuy nhiên không phải tất cả hành tinh sáng nhất, trói mắt nhất. Nhưng địa cầu lại là có thể nhất thai ngén sinh linh, mà sinh linh có thể sáng tạo dấu vết. Đương nhiên, địa cầu không thể nào là duy nhất có sinh linh tồn tại địa cầu thân ở vũ trụ chi như một cái nhân loại tại hắc ám xâm lâm chi khi địa cầu còn yên lặng cũng không phát ra âm thanh thời điểm địa cầu là an toàn mà địa phương bóng sáng lên bó đuốc phát ra rõ ràng tín hiệu có lẽ hắc ám xâm lâm bên trong hội dẫn tới rất nhiều nhân vật nguy hiểm tại địa cầu thời không thông đạo bên trong la quân nhìn đến rất nhiều lịch sử bao quát nhật bản xâm hoa bao quát nước bắn ra siêu cấp vũ khí. Vân vân, hết thảy phát sinh, rõ ràng tại la quân trước mắt như phù quang lược ảnh. Rất rất lâu về sau, trước mắt hết thảy rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên chấn động, la quân bị rung ra thủy triều thời không chi. Tại yên lặng thời gian rất lâu hắc ám về sau, la quân trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Trời xanh mây trắng, không khí trong lành, ánh nắng tươi sáng buổi trưa gió thổi lướt nhẹ qua mãnh liệt như vậy tương phản để la quân cảm thấy mình dường như đột nhiên đi vào thiên đường thân thể hướng xuống mặt tật rơi mà đi la quân lập tức vận chuyển pháp lực sau đó thăng bằng thân thể sau đó la quân trực tiếp hạ xuống tinh chủ đã chẳng biết đi đâu càng nguy hiểm hơn là linh tuệ hòa thượng cũng theo biến mất la quân ngược lại không lo lắng linh tuệ hòa thượng hẳn là tinh chủ mang đi linh tuệ hòa thượng đi chắc hẳn tinh chủ cũng biết không nhiều khó xử linh vệ hòa thượng. Hít sâu một hơi, là quân không suy nghĩ thêm nữa những thứ này lộn xộn đồ, vật. Lúc này, là quân nhìn đến 100 trăm ngàn thanh sơn, bốn phía đều là liên nguyên đại sơn, thanh sơn như hỏa. Là quân đi qua không ít địa phương, các đại châu đều du lịch qua. Nơi này không khí trả hết nợ địa phương mới, từ cũng là đi qua. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên tới cổ đại. Đây là một loại rất là khéo cảm giác. Trước kia có thể nhìn thấy dạng này địa phương, chỉ có tại trong sử sách, phim điện ảnh và truyền hình bên trong. Nhưng hôm nay thân ở cảnh, cảm giác kia tự nhiên là lại có rất lớn khác biệt. Là quân hít sâu một hơi, thật tốt cảm thụ một chút mảnh đất này. Sau một hồi lâu, là quân lại cảm thụ thể nội pháp lực cùng ngoại giới từ trường. Pháp lực vẫn là cường thịnh không, mà ngoại giới từ trường cùng phần tử chi hiện đại, chỉ mạnh không yếu. Lực lượng tại thân, cái này rất tốt. La Quân cũng không biết nơi này tu đạo sĩ mức độ như thế nào. Không biết là càng mạnh vẫn là yếu một ít, dù sao lịch sử, cũng không nghe nói Nam Tống thời điểm, từng có cái gì quỷ dị thần sự tình. Cảm khái một lát, La Quân quyết định đi trước có người địa phương, thật tốt giải một chút nơi này sự tình. Không phải vậy lời nói, hai mắt đen thui, vậy cũng rất là hỏng bét. La Quân khóa chặt phương hướng, đón lấy, đại hắc đan tế ra tới. Đại hắc đan cấp tốc biến hóa, hóa thành một đầu to lớn côn bằng. Đây là bởi vì La Quân thôn vệ côn bằng yêu thú, cho nên mới có biến hóa như thế. La Quân đứng tại côn bằng lưng. Côn bằng lập tức vỗ cánh bay vào mây trời. Tay áo tung bay, chín ngày chi, lại là tốt không dễ chịu, tiêu sái. La Quân không khỏi thầm nghĩ, trước kia ta tổng hâm mộ thần tiên tiêu sái tự tại, tới lui như gió, tung bay tại cửu thiên chi. Lật tay ở giữa, đùa bớn lôi đình, bây giờ, ta cùng ta hâm mộ những cái kia thần tiên đã không có khác biệt gì. Có thể ta lại như cú phiền não trùng điệp, không được tiêu sái. Nhân sinh, mãi mãi cũng là có chính diện cùng phản diện. Chính diện nhiều ngăn nắp, phản diện phải thừa nhận nhiều ít gian khổ và khó khăn. La quân nhìn thấy phía trước xuất hiện phồn hoa khu vực. Cái kia phồn hoa chi, kiến trúc quả nhiên đều là cổ kính, rất nhiều cũng đều là đầu gỗ tòa nhà. Nhưng những thứ này tòa nhà kiến trúc tinh mỹ, mà lại rất là kiên cố, đó còn là một mảnh giang nam vùng sông nước nơi đến tốt đẹp. La quân lập tức đè xuống đám mây, hạ xuống mà đi. Tại một chỗ yên lặng địa phương, hạ xuống. Sau đó, La quân thân hình lóe lên, đến đường lớn. Cái kia đường phố đông nghịt, rất là náo nhiệt. Đá xanh làm nền mặt, hai bên có một ít người bán hàng rong, còn có thật nhiều bề ngoài là tại làm ăn. Hiệu cầm đồ, lá trà, khách sạn, còn có thợ may cửa hàng. Vân vân chữ đều là nam tống thời kỳ chữ nguyên thể la quân đối với chữ nguyên thể cũng không có chướng ngại hắn tế bào não khai phát độ rất cao học đồ vật đều là cực nhanh chóng hắn chữ nguyên thể dùng bút lông viết đến cũng là thiết bút ngân câu rất không tệ la quân trong nháy mắt đem bốn phía vạn vật hòa vào não vực bên trong rất nhiều tin tức lập tức bị hắn thu thập tiến đến đây là một cái rất là khéo cảnh giới làm hắn ngưng thần lúc hắn như tạo hóa một dạng chung quanh hết thảy, bao quát con kiến nhúc nhích, cùng sinh vật tâm tình, đều có thể bị hắn vổ bắt tiến não vực chi. Trừ phi đối phương cũng là cao thủ, không phải vậy lời nói, cái kia đều trốn không thoát la quân pháp nhĩ. Ừm, quả nhiên là thật đến Nam Tống, lúc này là Nam Tống thời kỳ, hoàng đế chính là Tống Ninh Tông Triệu Khoách. Công nguyên 12 năm 2005, vô số tin tức bắt đầu tràn vào đến la quân trong não vực. La quân tham lam hấp thu những tin tức này. Đối với lúc này Nam Tống, Nhạc Phi sớm đã chết, tần cối bị khắc vào sỉ nhục trụ. Triệu cấu sớm cũng đã không tại. Nam Tống suy yếu lâu ngày, chỉ có thể ở phương Nam kéo dài hơi tàn. Nhưng người Hán từ trước đến nay đều là siêng năng, cho nên rất nhanh, Nam Tống thực lực kinh tế lại bắt đầu thăng. Sau đó cũng chính là cái này 12 năm 2005, đầu năm nay. Tống Ninh Tông Triệu khoách bởi vì bất mãn Kim Triều ngang ngược yêu cầu, cảm thấy mình chịu đến khuất nhục sau đó cũng chống đỡ Bình Trương quân quốc sự Hàn Thác Trụ Bắc Phạt Kim Triều. Bình chương quân quốc sự chính là cùng loại tể tướng chức vị, nhưng cao hơn tể tướng, quân chính đại quyền, toàn bộ ôm tại tay. Hàn Thác Trụ chính là đương triều quyền thần, hắn sùng nhạc phi, dáng trước tần cối, chính là chữ danh chủ chiến phái. Lúc này Nam Tống, còn có Chu Hy vị này lịch sử danh nhân tồn tại, Chu Hy tôn trọng nho ra, tôn khổng tử, chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn, đây là Chu Hy trí lý danh ngôn. Chu Hy còn tôn trọng lý học, lý học lại ca ngợi học. Chu Hy trình bày cách vật trí chi lúc nói, mà vô cùng thái cực, phía dưới mà về phần một ngọn cây cọng cỏ một côn trùng chi nhỏ, cũng đều có ý. Một sách không, thì khuyết một sách đạo lý, một chuyện bất tận, thì khuyết một chuyện đạo lý, một vật không cách, thì khuyết một vật nói ý. Cần lấy dần dần kiện cùng hắn để ý tới qua, giữa thiên địa, là thiên, phía dưới là đất, ở giữa có thật nhiều nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo mộc, nhân vật cầm thú, này đều là hình xuống chi khí. Nhưng mà cái này hình xuống chi khí chi, liền mỗi người có cái đạo lý, này chính là hình mà chi đạo. Cái gọi là truy nguyên, chính là muốn cái này hình xuống chi khí, cùng đến cái kia hình mà chi đạo ý mà thôi. Cho rằng đối với thiên địa ý sinh vật nông nghiệp khí tượng các loại vạn sự vạn vật đều cần phải nghiên cứu. Là quân tại bình hành thế giới thời điểm, đối lịch sử có rất nghiên cứu sâu cứu. Hắn không chỉ có là nghiên cứu mặt ngoài lịch sử, hơn nữa còn tìm tòi nghiên cứu lịch sử sau lưng, truy tìm chân tướng lịch sử chờ chút. là quân cảm thấy bây giờ thịnh thế có vô số thần thông giả như vậy lịch sử chi cũng tất nhiên có thần thông người, chỉ là phần lớn không có bị ghi vào sách lịch sử chi. đối với nam tống tống ninh tông thời đại này là quân não hải lập tức dần hiện ra tương quan lịch sử, bình hành thế giới bên trong lịch sử đủ loại đều cùng thế giới bao la đồng thời không bất kỳ chỗ khác nhau nào. hàn thác trụ Chu Hi còn có được hôm nay đương triều kẻ tướng triệu những ngu. Đây là một cái Nam Tống thịnh thế, nhưng Nam Tống rất nhanh lại lại muốn đi vào suy sụp, bởi vì Hàn Thác trụ chủ chiến, nhưng là hắn tại bắt đầu sau khi thắng lợi tiếp lấy Kim Triều phản qua thần đến, liền lại đại bại quân Tống. Hai năm về sau, Hàn Thác trụ bị hướng phe đầu hàng ám sát. Là Quân đạt được cái này rất nhiều tin tức, nhưng duy chỉ có không có đạt được bất luận cái gì liên quan tới Linh Nữ Bạch Tố trinh sự tình. Bây giờ Nam Tống. Phức tạp nhất, lúc này lấy hàn thác trụ thế lực lớn nhất, mà tề tướng triệu những ngu, thiếu tướng sử di viễn, dương về sau, thái tử triệu tuân cả đám người đều muốn né tránh. Đám người này đang ngủ đông. Chu Hy cùng triệu những ngu cũng bị hàn thác trụ đè xuống, mà sử di viễn đám người này, vì chính mình vinh hoa phú quý. Ở sau đó sẽ cùng Kim Triều ký kết rất nhiều sỉ nhục hiệp ước. Về sau thế Thanh Triều, cũng chẳng tốt hơn là bao. Khác biệt là, Kim Triều cũng là người Hoa mà Thanh Triều thì là triệt để đem quốc gia bán cho ngoại nhân. Đối với cái này Nam Tống nhao nhao hỗn loạn, những vật này là quân không có chút nào quan tâm. Đây là lịch sử tiến trình, chính mình cải biến không, cũng không cần thiết đi cải biến. Lúc này là quân trọng yếu nhất là tìm tới linh nữ Bạch Tố Trinh. Là quân cũng không có ý định đi làm cái gì, hắn là muốn giải Bạch Tố Trinh, sau đó tại nàng lưu lại máu và nước mắt thời điểm, tiếp được cái kia mấy cái quan khóa máu và nước mắt. Ừm, Đi trước trấn giang kim sơn tự nhìn xem, tại sách lịch sử, ta tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới bạch tố trinh sự tình. Như vậy cái này trấn giang kim sơn tự là duy nhất cùng bạch xà chuyện có liên quan tồn tại. Là quân nói thầm. Đối với địa thế nơi này, là quân đồng thời chưa quen thuộc. Bất quá, cái kia trấn giang tại cận đại cũng là tồn tại. Muốn đến cũng sẽ không sai lầm quá xa. Ngay sau đó, là quân dựa vào trí nhớ thi triển ra đại na di thuật. Trong nháy mắt la quân đã đến trấn giang phụ cận hắn đi qua nghe ngóng rất nhanh tới trấn giang về sau la quân liền tiến về kim sơn chi cái kia kim sơn có chút hùng khởi to lớn một mảnh cảnh sắc tú lệ kim sơn tự nằm ở ánh nắng mãnh liệt la quân lúc này không lại thi triển thần thông mà chính là đi bộ kim sơn tự hết thảy đều tựa hồ là nước chảy thành sông về sau la quân đi vào kim sơn tự bên trong kim sơn tự sơn môn mở rộng nhưng bên trong hương hỏa cũng không tràn đầy thậm chí là có chút keo kiệt trong chùa có mấy cái hòa thượng đang đánh quét lấy mặt đất lá dụng la quân tiến vào trong nội viện lập tức có tiểu sa di trước nói thí chủ đến đây thế nhưng là thắp hương lễ phật xem ra sinh ý không tốt các hòa thượng cũng hạ thấp tư thái la quân cười một tiếng nói ra không sai mời tiểu sa di mặt chất lên nụ cười tại tiểu sa di chỉ huy phía dưới La quân tiến vào bảo điện chi. Cái kia bảo điện chi, Phật tổ pho tượng toàn thân tố kim, quả nhiên là kim quang lập lòe. Bất quá, đây cũng không phải là vàng thật thân thể, chẳng qua là một tầng phấn vàng mà thôi. Tiểu sa di điểm thơm cho La Quân, La Quân tiếp nhận hương hỏa, chỉ là đơn giản bái bai, lại cũng không quỳ xuống. Cái kia tiểu sa di nói ra, thí chủ, ngài gặp Phật không bái, Phật tổ làm sao có thể thỏa mãn ngài tâm nguyện. La Quân cười cười, nói ra, dạng này cũng không có vấn đề a à. hắn tay lại là bắt một trăm lạng vàng đi ra cái kia ánh vàng rực rỡ hoàng kim xuất hiện chàng mấy cái tiểu sa di ánh mắt đều tại tỏa sáng mũi nhọn hoàng kim ném vào đến hương hỏa cà di tiểu sa di nhóm đối la quân thái độ lập tức đại đại chuyển biến tiểu sa di nhóm hỏi la quân thí chủ ngài còn chưa dùng bữa a à. bản tử có cơm chay an bài la quân nói ra thuận tiện lại an bài cho ta một gian xương phòng ta có thể sẽ ở mấy ngày. Có thể có thể, tiểu sa di nhóm trả lời. Sau đó, tiểu sa di liền dẫn la quân tiến về phòng nhỏ. Dọc đường hành lang, gặp khắp nơi đều có rách nát cảm giác. La quân không khỏi hỏi, trong chùa vì sao khó khăn đến tận đây. Cái kia tiểu sa di hồi đáp, thí chủ có chỗ không biết, bây giờ triều đình chinh chiến liên tục, thuế phú khổ dịch, dân chúng lầm than. Dân chúng bụng ăn không no, cho nên chúng ta cái này kim sơn tự tự nhiên cũng sẽ không có nhiều ít khách hành hương. Bây giờ, chúng ta đều là mình tại chùa đằng sau khai mở ruộng đất, dùng cái này nuôi sống chính mình. Thế nhưng là triều đình đối chúng ta cũng giống như vậy thu thuế, ai? Nói càng về sau, Tiểu Sa Di nặng nề thở dài. Là quân nói ra, thì ra là thế, vậy các ngươi là hy vọng triều đình chiến, vẫn là hàng đâu? Tiểu Sa Di nói ra, cái này nói không rõ ràng hắn đột nhiên nhìn nhiều la quân nói ra thí chủ ngài một thân quý khí xuất thủ hào phóng chẳng lẽ là theo lâm an thành tới quý nhân lâm an thành chính là nam tống thủ đô la quân đối điểm ấy vẫn là rất rõ ràng hắn lại cười cười nói ra cũng không phải là tiểu sa di nói ra tính toán thí chủ ngài không phải lâm an thành quý nhân nhưng ngài là quý nhân lại là không sai ngươi lời nói ta rất thích nghe la quân đột nhiên lại xuất ra một lượng vàng đến nói ra, tiểu sư phụ, đây là cho ngươi. A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm, tiểu tăng chính là người xuất gia, sao có thể muốn cái này vàng trắng chi vật. Tiểu sa di rất là muốn, nhưng lại nghĩ tới luật lệ. La quân nói ra, người xuất gia cũng muốn ăn cơm, Bồ Tát nếu là có thể quản ngươi ăn ở, từ cũng không muốn. Nhưng Bồ Tát quản ngươi ăn ở sao? Cái kia ngược lại là mặc kệ, tiểu sa di bị La quân hốt ru đến sửng sốt một chút, cho nên ngươi thu cất đi la quân nói ra tiểu sa di xoa ra tay không có ý tứ cười cười cuối cùng vẫn là nhận lấy hoàng kim la quân tại phân bảo vật thời điểm cái gì đều phân nhưng là hoàng kim không có phân bởi vì hoàng kim là hắn thân thể không đáng giá tiền nhất đồ vật nhưng cái này hoàng kim đến thế tục tại tục trong mắt người lại có thể khiến người ta phát cuồng tiểu sa di mặc dù là người xuất gia nhưng tâm nhưng vẫn là tục tâm a tiểu sa di nhận lấy hoàng kim, nói ra, thí chủ thật sự là người lương thiện. La quân nói ra, tiền tài bất quá vật ngoài thân, tùy duyên hoan hỉ tốt. Thí chủ cảnh giới thật cao, tiểu sa di nói ra, tiểu tăng mặc cảm. Trong lúc nói chuyện, liền đến trong xương phòng, cái này trong xương phòng, cũng dọn dẹp không thế nào sạch sẽ. Tiểu sa di nói ra, thí chủ đợi chút, chúng ta hội lập tức cho ngài thu thập sạch sẽ. La quân nói ra, không sao. Hắn nói tiếp, tiểu sư phụ người ngồi xuống ta có một số việc muốn muốn hỏi thăm ngươi tiểu sa di nói ra a à, hắn tựa hồ minh bạch thứ gì liền lập tức ngồi xuống quý tự trụ trì là la quân hỏi tiểu sa di nói ra ta chùa phương trượng chính là thông minh thiền sư thông minh thiền sư la quân nói ra cái kia pháp hải thiền sư đâu pháp hải thiền sư tiểu sa di ngược lại bị kinh ngạc la quân trong lòng nhất thời một cái lộp bộp không biết căn bản không có pháp hải thiền sư người này đi chẳng lẽ đồng thoại bên trong đều là gạt người đúng vậy a à, làm sao la là quân hỏi tiểu sa di nói ra tiểu tăng cũng không nhận ra cái gì pháp hải thiền sư la quân sờ sờ đầu hắn nói ra không thể nào người suy nghĩ kỹ một chút tiểu tăng thuở nhỏ tại kim sơn tự lớn lên xác thực không từng nghe qua pháp hải thiền tự người này tiểu sa di nói ra la quân bất đắc dĩ hắn cũng càng phát ra không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. chẳng lẽ lão tử còn muốn đi tiền đường, đi tô châu tìm cái gì bảo an đường? là quân tâm đạo, đáng chết. lão tử đại khái là nhìn tân bạch nương tử truyền nhìn nhiều, vậy cũng là biên kịch biên đi ra đồ vật, không có chút nào đáng tin. kim sơn tự là thật, có thể kim sơn tự bên trong lại không có pháp hải. là quân nhất thời cảm thấy nhức cả trứng, biển người minh mông, nơi nào ra tay a? À? thí chủ tiểu sa di gặp la quân ngẩn người nhịn không được hô la quân liền nhìn về phía tiểu sa di tiểu sa di nói ra thí chủ còn có cái gì muốn hỏi tiểu tăng sao nếu như không có tiểu tăng đi chuẩn bị cho thí chủ ăn thuận tiện sắp xếp người đến đây cho thí chủ thu thập một phen la quân nói ra không có gì muốn hỏi tiểu sa di nói ra cái kia tiểu tăng cáo lui trước la quân nói ra tốt các loại tiểu sa di đi ra ngoài lúc là quân hỏi, đúng, tiểu sư phụ, người pháp danh là. Tiểu tăng pháp danh tuệ minh, tiểu sa di nói ra. Là quân gật gật đầu. Rất nhanh, thời gian đến muộn. Màn đêm buông xuống, cái này nam thống ban đêm, rất là xinh đẹp. Là quân đứng tại kim sơn chỗ cao, hắn nhìn cái này phía dưới xanh tươi um tùm, nhìn cái kia trăng sáng treo cao, nhịn không được lần nữa cảm khái. Cảm khái, hắn tại cái địa phương quỷ quái này, coi là thật là một người cũng không biết hắn đi không Tân Hải, gặp không Ninh Hàm. Ở thời điểm này bên trong, hắn tất cả thân nhân, người yêu, đều tựa hồ là không tồn tại. Không đúng, là quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nơi này có âm diện thế giới sao? Làm tử y ở thời điểm này là cái dạng gì? Ta muốn hay không đi tìm một chút người quen? Âm diện thế giới, là quân trong lòng nhất động, lập tức liền thi triển đại na di thuật, hành động. Chỉ là rất nhanh, là quân xấu hổ phát hiện, hắn thế mà tìm không thấy tiến về âm diện thế giới cửa vào không đúng không đúng la quân đột nhiên cảm giác được càng chuyện quỷ dị ba nghìn thế giới vì cái gì giống như toàn bộ đều biến mất ta cảm giác không thấy bất luận cái gì hắn thế giới tồn tại tại sao có thể như vậy la quân không nghĩ ra đây là có chuyện gì cũng không ai có thể cho hắn một cái chuẩn xác trả lời xem ra vấn đề này chỉ có vấn tinh chủ mới được la quân ám đạo kể từ đó là quân muốn đi chiếu cố Lam Tử Y là không thể nào. Thực tế, hắn rất chờ mong nhìn thấy lúc này Lam Tử Y. Có lẽ lúc này, Lam Tử Y tu vi còn cùng hắn không sai biệt lắm đây. Hắn cũng rốt cục có thể ở trước mặt nàng dương mi thổ khí một lần. Là quân bất đắc dĩ, lần nữa trở lại Kim Sơn Tự. Hắn dự định sáng sớm ngày mai lại đi đi tiền đường, nhìn có thể hay không tìm tới hứa tiên đây. Tuy nhiên cái kia đáng chết truyền thuyết cùng phim điện ảnh và truyền hình không quá đáng tin, nhưng La Quân cũng chỉ có như thế một điểm manh mối. Kim Sơn tự muộn cơ bản không có gì ánh sáng, đây cũng là bởi vì chiến loạn mang đến suy bại. Tại phồn hoa thời kỳ chùa miếu lớn bên trong, bao mã điểm hương, vô cùng náo nhiệt. Trở lại phòng nhỏ lúc, La Quân không nghĩ tới cái kia tiểu sa di tuệ minh chính tại cửa ra vào chờ đợi. Thí chủ, ngài trở về Á, tuệ minh nhìn thấy La Quân, rất là cao hứng. La Quân cười một tiếng, nói tiếp, người đang chờ ta. Tuệ Minh nói ra, "Đúng vậy a, à, Phương trưởng có bàn giao, nói ngài trở về, nhất định muốn ngài đi gặp hắn một chút." "Hả? Phương trưởng muốn gặp ta? Có chuyện gì sao?" La Quân nói ra. Tuệ Minh nói ra, "Cái này tiểu tăng nhưng lại không biết. Thí chủ, ngài hiện tại có thể cùng tiểu tăng cùng đi gặp Phương trưởng đại sư sao?" La Quân thực năng đầy đủ nghĩ ra được, chính mình vừa ra tay quyên tặng trăm lượng hoàng kim. Cái này trăm lượng hoàng kim tại thịnh thế bên trong đều là một khoản tiền lớn huống chi là tại trong loạn thế. Cho nên, về tình về lý, phương trưởng thông minh thiền sư đều cần phải muốn gặp chính mình. Là quân ngay sau đó cũng theo tuệ minh tiểu sa di tiến đến vuông trưởng. Một đường tại tuệ minh chỉ huy phía dưới, là quân đi vào phương trưởng phòng. Phương trưởng phòng, có yếu ớt ngọn đèn tỏa ra lấy hào quang nhỏ yếu. Tuệ minh trước nói ra, phương trưởng sư phụ, trần thí chủ tới. Bên trong lập tức truyền đến một lão giả thanh âm để Trần Thí Chủ tiến đến. Tuệ Minh liền đẩy cửa phòng ra, sau đó nghênh La Quân vào nhà. La Quân sau khi vào nhà, Tuệ Minh đóng cửa rời đi. La Quân đi vào phương trượng trong phòng, liền gặp phương này trượng phòng cũng là 10 phần đơn sơ. Mà tại bài giường, thấp bên cạnh khai trà, một tên Bạch Mi Lão Tăng mặc lấy vải thô áo, ngồi xếp bằng. Cái này Bạch Mi Lão Tăng cho người ta một loại cực hiền hòa cảm giác. Lão Tăng lông mày rất dài, hắn mặt, tuổi già sức yếu. La Quân sau khi đi vào, lão tăng liền ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. Lão tăng này, toàn thân mục nát, nhưng một đôi mắt lại là mười phần có thần, mắt bao hàm trí tuệ, tựa hồ là có thể đem thế gian vạn vật bản chất xem thấu. La Quân lại là ánh mắt hơi hơi nheo lại, bởi vì hắn nhìn ra lão tăng này lại là cái có tu vi người. Tu vi đã đến thái hư bát trọng thiên. Đương nhiên, nam tống thời kỳ tu vi, không phải cái này phép tính. Nhưng ở La Quân trong mắt, đối phương là Thái Hư Bát Trọng Thiên. Thái Hư Bát Trọng Thiên, dạng này tu vi tại La Quân trước mặt, xác thực cái rắm cũng không bằng. Nhưng cũng đừng quên, lúc trước La Quân đối mặt Thái Hư Bát Trọng Thiên Tống Đế Vương, còn có Lâm Hạo Hiên tiền bối, đó cũng đều là nghiêu bức khó lường nhân vật A. À. Một cái Thái Hư Bát Trọng Thiên cao thủ, cho dù là tại cái này loạn thế chi, nên cũng là nhân vật có tiếng tăm. Vì cái gì lại tại Kim Sơn tự bên trong lăn lộn như thế thất vọng đâu là quân tâm hồ nghi, nhưng mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn gặp cái này thông minh thiền sư, lại là mỉm cười, nói ra, bóng đêm càng thâm, không biết phương trượng đại sư đêm khuya triệu tại hạ đến đây, không biết có chuyện gì. Thông minh thiền sư mặt mũi hiền lành, cũng là mỉm cười, nói ra, trần thí chủ, người mời ngồi. Là quân liền tại bàn trà một bên khác giường ngồi xếp bằng. Hắn ngồi xuống về sau, cũng không chủ động mở miệng. Thông minh thiền sư nói ra, hôm nay lão nạp nghe tuệ minh mấy người nói có một vị khách quý cho bản tự hiến cho trăm lượng hoàng kim hương hỏa lão nạp đại biểu kim sơn tự phía dưới hướng trần thí chủ ngài gửi tới lời cảm ơn la quân mỉm cười nói ra đại sư cần gì khách khí bất quá là tiện tay mà thôi a à. thông minh thiền sư nói ra tuy là trần thí chủ nhắc tay sửa tình nhưng đối kim sơn tự lại là mạc đại ân huệ la quân nói ra đại sư khách khí thông minh thiền sư còn nói thêm lão nạp còn nghe văn thí chủ đang hỏi pháp hải thiền sư. Là quân hơi kinh hãi, nói ra, chẳng lẽ đại sư nghe nói qua pháp hải thiền sư. Thông minh thiền sư nói ra, lão nạp xác thực nghe nói qua, chỉ là không biết, trần thí chủ ngươi tìm pháp hải thiền sư, không biết có chuyện gì. Là quân cười ha hả, nói ra, cũng không có việc gì, chỉ là nghe qua pháp hải thiền sư đại danh, bởi vậy ngưỡng mộ phía dưới, liền muốn lấy muốn gặp một lần. Thông minh thiền sư nói ra, thì ra là thế, hiển nhiên hắn cũng không có tin tưởng La Quân lời nói, nhưng cũng không nguyện ý hỏi nhiều nữa. La Quân cũng là gấp, nhưng hắn cũng có phải hay không không chịu nổi tính tình người. Ngay sau đó cũng im lặng không nói. Thông Minh Thiền sư trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, "A Di Đà Phật, Pháp Hải Thiền sư đã tại 10 năm trước, đi về cõi tiên." Ta dựa vào, La Quân lập tức nhịn không được bạo nói tục, còn tốt Thông Minh Thiền Sư cũng không hiểu nhiều ta dựa vào là có ý gì. La Quân kích động nói ra, Đại Sư, người không có lầm chứ? Pháp Hải Thiền Sư làm sao lại chết? Thông Minh Thiền Sư ngược lại quái nhìn về phía La Quân, nói ra, là người đều sẽ chết. Pháp Hải Thiền Sư tuy nhiên pháp lực vô biên, nhưng như thế nào lại không chết đâu? La Quân nhất thời im lặng, hắn nói tiếp, Đại Sư, cái này trò đùa thế nhưng là không tốt đẹp gì cười. A Di Đà Phật, Thông Minh Thiền Sư nói ra, người xuất gia không đánh lừa dối, là quần cái này bất đắc dĩ a. À. Hắn gãi gãi đầu, nói ra, Pháp Hải Thiền Sư là làm sao chết? Đại sư ngươi xác định sao? Lão nạp tận mắt nhìn thấy, bởi vậy rất là xác định. Thông Minh Thiền Sư nói ra, là quần nhịn ở tính tình, nói ra, Đại sư, phiền phức ngài kỹ càng nói cho ta một chút. Thông Minh Thiền Sư nói ra, Lão nạp rất là quái vì sao Trần Thí Chủ ngươi đối pháp hải thiền sư như thế cảm thấy hứng thú. La Quân nhìn nhiều thông minh thiền sư liếc một chút, hắn là người thông minh, lập tức cũng nghe ra thông minh thiền sư tại sinh nghi. Cái này thông minh thiền sư hôm nay tiếp thấy mình, nguyên lai không phải vì cảm tạ Hoàng Kim, mà là tại xem xét, chính mình tìm pháp hải thiền sư đến cùng là vì cái gì. La Quân tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ pháp hải thân thể còn có hắn bí mật, hoặc là bảo vật cái này thông minh thiền sư cho là ta là đến ngưu đồ pháp hải bảo vật. Nếu thật sự là như thế, ta thế nhưng là trong thời gian ngắn khó có thể nói rõ ràng. Hắn ngay sau đó đón đến, nói ra, đại sư, ngài nhìn. Cái này một cái chớp mắt, là quân tế gia đại lôi âm phổ độ kim quang. Thật sự là lười nhát giải thích, mặc kệ chính mình giải thích thế nào, tài liệu hòa thượng này cũng khó tin tưởng. Nếu là đến giả tin tức, càng là phiền phức, bởi vậy là quân dứt khoát lười biếng, thi triển ra đại lôi âm phổ độ kim quang tới. Trước độ hóa, hỏi xong lại để cho hoàn tục. Là quân mang trong lòng ý nghĩ này. Bây giờ, là quân pháp lực cao thâm, độ hóa thông minh thiền sư cũng rất là đơn giản. Chỉ chốc lát về sau, thông minh thiền sư liền trong mắt nói ra, a di đà Phật, nói cảm tạ bạn độ hóa lão nạp, kịp thời để lão nạp lạc đường biết quay lại, không đến mức phạm phải ngập trời sai lầm lớn. Là quân gật gật đầu, nói ra, người biết tốt. Ta hỏi ngươi, ngươi thật nhận biết Pháp Hải. Thông minh thiền sư nói ra, Pháp Hải thiền sư chính là lão nạp sư phụ, hắn tại 30 năm trước, trực thuộc tại bản tự, đồng thời dạy lão nạp không ít thần thông bản sự cùng đan dược. La quân trong lòng hơi hơi buông lòng, có biện pháp biển người này tốt. Đã có Pháp Hải, như vậy lại có bạch tố trinh tuyệt không quái. La quân tiếp tục hỏi, người thuyết Pháp biển 10 năm trước đi về cõi tiên, là chuyện gì xảy ra? Thông minh thiền sư nói ra, Mười năm trước, Pháp Hải Thiền Sư đột nhiên trở lại Kim Sơn Tự, lúc đó hắn đã bản thân bị trọng thương. Lúc sắp chết, chỉ nói là minh đạo tiên sinh môn nhân muốn cướp đi hắn tay bảo vật. Hắn vì bảo trụ bảo vật, bởi vậy mới thụ này trọng thương. Pháp Hải Thiền Sư nói cho lão nạp, món bảo vật này việc quan hệ rất nhiều sinh linh sinh tử, tuyệt đối không thể rơi vào đến minh đạo tiên sinh tay. Như thế về sau, Pháp Hải Thiền Sư liền này quy thiên. Chết thật, là quân tâm đạo cái này bạch xà truyền thuyết cũng quá không chắc chắn đi. Pháp hải đều chết, về sau còn thế nào bắt bạch xà? Chẳng lẽ là ta tới chậm, bạch tố trinh sớm bị trấn tại lôi phong tháp phía dưới. Là quân muốn đến nơi này, lập tức hỏi thông minh thiền sư, nói ra, người biết bạch tố trinh sao? Thông minh thiền sư nhất thời sửng sốt, hắn sau đó lắc đầu, nói ra, không biết. Vậy người biết lôi phong tháp sao? Là quân lại hỏi. Hồi đạo hữu lời nói, lão nạp theo không từng nghe nói qua có cái gì lôi phong tháp thông minh thiền sư nói ra ra hỏa này làm sao cái gì cũng không biết Là quân cái này đau đầu a à. hắn cũng có chút mộng đối với bạch tố trinh cùng pháp hải ở giữa là quân triệt để không hiểu rõ hắn cũng lười tiếp tục xoắn suýt vấn đề này dứt khoát hỏi cái kia pháp hải lưu lại bảo vật ở đâu thông minh thiền sư nói ra bị lão nạp giấu trong lòng đất Là quân nói ra tốt a à? đi lấy đến cho ta nhìn một cái tốt đạo hiếu thông minh thiền sư nói ra là quân nhìn lấy thông minh thiền sư ngoan ngoãn đi làm việc hắn không khỏi cảm thán đại lôi âm phổ độ pháp là tốt không phải vậy lời nói va chạm được nhiều phí nhiều ít tay chân a à. thông minh thiền sư không cần bao lâu thời gian rất nhanh đi lấy bảo vật tới cái kia bảo vật bị tấm da dê bao lấy cũng không biết bên trong bảo vật rốt cuộc là thứ gì bất quá bộ dáng cũng không lớn Hóa trang một con gà quay giống như. La Quân tiếp nhận bảo vật, cấp tốc mang ra tấm da dê. Tấm da dê mở ra một cái chớp mắt, La Quân lập tức cảm giác được một tia vi diệu. Tựa như là có phòng ấn bị chính mình giải khai. Trước đó, tấm da dê đem bảo vật này tất cả khí tức ẩn tàng ở. Nhưng theo tấm da dê rời đi, bảo vật này khí tức phát ra. La Quân nhìn đến bảo vật này, đồng thời cũng bị kinh ngạc, đồng thời cảm thấy từng tia từng tia vi diệu đơn giản là, bảo vật này không phải khác đồ, vật, mà chính là truyền thuyết, thuộc về pháp hải thu yêu tử kim bát. Tử kim bát đều xuất hiện, như vậy điều này nói rõ kiểu chết biển là chân chính pháp hải A. Là quân thầm nghĩ, pháp hải liều chết muốn bảo vệ món bảo vật này, bảo vật này tựa hồ là yêu tinh khắc tinh. Chẳng lẽ pháp hải muốn bảo vệ sinh linh, chính là yêu tinh? Đây cũng quá đảo ngược đi, pháp hải lại muốn bảo hộ yêu tinh. Là quân cảm thấy có chút tiếp nhận vô năng. Đồng thời, là quân bắt đầu vận chuyển pháp lực cảm thụ từ kim bát. Cái này từ kim bát nói không đến cỡ nào độc nhất vô nhị cùng thần, nhưng có một cái tiểu thiên thế giới. Tại cái này từ kim bát tiểu thiên thế giới bên trong, có một loại quái vật chất cùng nhân quân chi khí. Là quân lại vận chuyển pháp lực, lập tức, từ kim bát bên trong, khí tức điên cuồng quay cuồng lên. Đón lấy, ánh sáng màu vàng bắn ra. Kim quang này bên trong có thật nhiều quái pháp tắc, còn có một loại rất cường đại sức áp chế. Giống là đến từ thiên địch, huyết mạch khắc chế. Là quân thầm nghĩ, đây quả nhiên là chân chính thu yêu tử kim bát, chuyên môn khắc chế thiên hạ yêu tinh. Là quân rất nhanh không sai tại tâm. Hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp đem tử kim bát thu đến phòng bị tu di bên trong. Cái này tử kim bát, vẫn là lưu tại ca ca tay đến tốt hơn. Là quân thầm nghĩ, tối thiểu, ta sẽ không đi phản đối bạch tố trinh cùng hứa tiên yêu đương nói không chừng, còn có thể tránh khỏi một trận ái tình bi kịch đây. Bất quá, tinh chủ nói, lịch sử không thể bị cải biến, cái này pháp hải chết, tử kim bát cũng tại tay ta, trắng như vậy rắn đem đến như thế nào hội bị trấn áp đến lôi phong tháp bên trong đâu. Vẫn là nói, truyền thuyết căn bản không phải lịch sử. Là quân tâm nói thầm, đem đây hết thảy làm rõ ràng về sau, là quân liền thu hồi tại thông minh thiền sư thân thể kim quang, khiến thông minh thiền sư hoàn tục. Cái này thông minh thiền sư vừa mới hoàn tục, lập tức sắc mặt đại biến, nói rõ tàn khốc, nói ra, lớn mật cuồng đồ, còn không nhanh trả lại từ kim bát. Trả lại, là quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta có thể không có ý định trả lại. Thông minh thiền sư giận tím mặt, vị này lão thiền sư nóng vội phía dưới, trong nháy mắt lên sát ý. Chỉ gặp hắn vung tay lên, tay đột nhiên bắn ra một chùm ô quang tới. Phệ hồn thấu cốt châm, thông minh thiền sư tu là phệ hồn thấu cốt châm thuật pháp, này thuật pháp tuy nhiên ác độc. Nhưng thông minh thiền sư cho rằng, không có ác độc thuật pháp, chỉ có ác độc người. Hắn xưa nay không nguyện ý sử dụng, nhưng giờ phút này là quân môn đoạt bảo, hắn lập tức hạ sát thủ. Là quân chỗ đó sẽ đem thông minh thiền sư công kích để vào mắt, hắn vung tay lên, tay áo phất một cái. Một cỗ diệu pháp lực va chạm phía dưới, lập tức đem cái này phệ hồn thấu cốt châm vung mở. Thông minh thiền sư bị kinh ngạc, tiếp lấy đột phát nhất trưởng phệ hồn tuyệt trưởng trong một chớp mắt thiên trong phòng gió thanh mãnh liệt một cỗ ngoan độc tuyệt sát khí thế bộc phát ra công lực yếu người tại chỗ tại chỗ muốn bị giật mình chết la quân vẫn là tay áo vung lên liền lại đem cái này phệ hồn tuyệt trưởng vung thành phấn vụn la quân bỗng nhiên mà lên nói ra Thiền sư ta cũng không có ác ý nếu có ác ý liền để ngươi cả một đời làm nô lệ cho ta ta muốn giết ngươi thế nhưng là dễ như trở bàn tay thông minh thiền sư hơi kinh hãi hắn đã cảm nhận được la quân thâm bất khả chắc thông minh thiền sư hít sâu một hơi sau đó kinh dị nhìn về phía la quân nói ra thí chủ đến cùng là cao nhân phương nào la quân nói ra ta biết thiền sư ngươi đối với ta có hiểu lầm ngươi cho rằng ta tìm đến pháp hải là vì cái này từ kim bát đúng hay không chẳng lẽ không đúng sao thông minh thiền sư nói ra La Quân sờ mũi một cái, nói ra, tốt ha, tựa hồ ta sở tác sở vi thật là để ngươi dễ dàng hiểu lầm. Nhưng ta tìm Pháp Hải, lại là bởi vì, ai, ta cũng nói không rõ ràng, ta tại tìm một cái tên là Bạch Tố Trinh xạ yêu. Thông minh thiền sư nói ra, cho nên thí chủ ngươi muốn cái này từ kim bát, là vì đối phó xạ yêu. La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải, một cái xạ yêu bao lớn bản sự. Ta đối phó nàng còn cần từ kim bát thuần túy là nhất thời nảy lòng tham. Thông minh thiền sư nói ra, có thể pháp hải thiền sư cùng xã yêu lại có liên hệ gì, thí chủ nói, chỉ sợ là khó có thể từ tròn nói. Là quân nói ra, tính toán, cũng xác thực nói không rõ ràng. Cái này từ kim bát, ta xem ở tay ta còn so sánh bảo hiểm. Người yên tâm đi, ta không biết cầm lấy đi hại sinh linh gì. Thí chủ lời nói, lão nạp thực sự khó mà tin được. Thông minh thiền sư nói ra. La Quân nói ra, có thể ta như trực tiếp đi, người cũng ngăn không được a. À. Cho nên, người phải tin tưởng ta là có thành ý. Thông minh thiền sư ngây người. La Quân theo rồi nói ra, được rồi, không nói cho ngươi, ta muốn đi. Thông minh thiền sư nói ra, lão nạp thực sự không hiểu, thí chủ vì sao nhất định muốn mang đi tử kim bát. La Quân cũng là ngẩn ngơ, ta vì cái gì nhất định muốn mang đi tử kim bát. Chính hắn đều cảm thấy có chút tốt, đây thật là ma xui quỷ khiến a à. la quân ngẫm lại đại khái là nội tâm một chút tình cảm tác quái đi bạch xà chuyện tại thế giới bao la bên trong lưu truyền rộng rãi mọi người hận cực pháp hải chia rẽ bạch xà mỹ hảo nhân duyên la quân vô ý thức nghĩ đến lão tử cầm tử kim bát tổng sẽ không đi thu bạch tố trinh là bởi vì dạng này một cái tiểu suy nghĩ nhỏ liền để la quân lấy đi tử kim bát Người không nghĩ ra cái kia tiếp tục suy nghĩ đi La Quân cười ha ha, sau đó liền thi triển ra đại na di thuật, trực tiếp rời đi Kim Sơn tự. Thông minh thiền sư ngẩn ngơ tại chỗ. La Quân rời đi Kim Sơn tự về sau, liền thẳng đến Hàng Châu. La Quân mau mau đến xem cái kia Lôi Phong tháp. Đến Hàng Châu, cũng bất quá là trong chốc lát sự tình. Cảnh ban đêm chi, cái kia ánh trăng vẩy chiếu vào khắp nơi, phá lệ u nhã. Mà Tây Hồ xung quanh sơn lâm thấp thoáng ở giữa, Lôi Phong tháp đứng vững lúc này thời đại, tin tức cũng không phát đạt, cái kia thông minh thiền sư chưa nghe nói qua lôi phong tháp, cũng là không ít. Lôi phong tháp đối ngoại đồng thời không mở ra, chỉ có hoàng tộc cùng một chút quan to quyền quý mới có thể đi vào. Phổ thông người dân, chỉ có thể nhìn từ xa, là quân tự nhiên không nhìn những thứ này cấm lệnh, trực tiếp lách mình tiến lôi phong tháp. Tại thế giới bao la bên trong lôi phong tháp, sớm đã là trọng kiến chi vật. Là quân cũng không có đi qua, hắn lúc này đi tới nơi này tòa cổ xưa lôi phong tháp lại là có loại cảm giác khác thường hết thảy kiến trúc đều tràn ngập cổ lão ý vị nhưng cũng có loại cấu tứ sáng tạo cổ vận là quân ổn định lại tâm thần đột nhiên là quân cảm giác được một tia bí hiểm diệu địa tâm chi chính là có cường đại long khí nhấp nhô nơi đây thế mà còn là long mắt xem ra năm đó tiền nhân ở đây kiến tạo lôi phong tháp vẫn là có rất nhiều suy tính la quân đối với mấy cái này long khí cũng không có hứng thú quá lớn cũng đúng như la quân sở liệu nơi đây cũng không có bạch tố trinh long khí long đã thoát ly yêu tinh xưng hào tại truyền thuyết chi long là có thể đứng hàng thiên ban long khí khắc chế xạ yêu dạng này tính đến đem bạch tố trinh chấn áp tại lôi phong tháp phía dưới vậy cũng không có gì quái la quân nói thầm chỉ là ta có thể cứu vãn bạch tố trinh sao lại hoặc thì ta chỉ có thể làm một cái khách qua đường. Truyền thuyết này cùng chân thực ở giữa đã có to lớn khác biệt. Thật đúng là rất muốn biết, căn này đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đây. Là Quân tại lôi phong tháp vẫn chưa đùa ở lại bao lâu, về sau, hắn đi vòng tiến về tiền đường. Tiền đường, thành ba môn, vân vân những thứ này lộn xộn tin tức xem như hại khổ La Quân. Bởi vì làm căn bản cái gì cũng không tìm tới, La Quân duy nhất đạt được tin tức là tiền đường bên này thật là có rất nhiều họ hứa. Họ hứa thị tiền đường thôn một cái tông môn đại tính. La quân liền muốn tại cái này tìm ra hứa tiên tới. Bất quá lúc này đã là đại muộn, cũng không tiện đến hỏi. La quân tính toán đợi đến ngày mai, lại đến hỏi. Ngay sau đó, La quân tìm một cái khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Ở tại loại này cổ kính khách sạn trong xương phòng, lại là có một phen đặc biệt tư vị. Nghỉ trọ xuống tới về sau, la quân cũng không nghĩ nhiều ngã đầu ngủ ngày thứ hai là quân ngủ nướng ngày ba xào mới rời giường sau khi rời giường ăn mấy cái bánh bao hấp uống một chén cháo đừng nói vị đạo cũng thực không tồi sau đó hắn liền tiến về tiền đường thôn tiền kia đường thôn tại tiền đường cái này một mảnh có phần có danh tiếng từ đường xây cực khí phái Là quân cởi xuống mới biết được tiền đường thôn họ hứa chi phần lớn đều là thư nhân mà lại làm quan không ít, tổ lớn nhất quan viên chính là lại bộ thị lang. Bây giờ, theo tiền đường thôn đi ra ngoài có 7-8 cái quan viên, có là chi phủ, có là huyện lệnh, có là chi sự, vân vân. Mà lại, càng thêm chạm tay có thể bỏng là, hứa ra ra một thiên tài. Này thiên tài gọi là hứa tuyên, hứa tuyên 8 tuổi có thể làm thơ, quen bát cổ, có thể giải rất nhiều kinh nghĩa. 15 tuổi lúc, hứa tuyên liền vào sĩ, tại năm ngoái, hứa tuyên tham gia thi đình, hạng nhất trở thành đương triều trạng nguyên công. Bây giờ, hứa tuyên được phong làm thư ký lang, tại kinh làm quan. Có thể suy ra, tương lai hứa tuyên tiền đồ là bất khả hạn lượng. Hứa tuyên, là quân nghe được cái tên này, lại không có suy nghĩ nhiều. Hắn vào tiền đường thôn, rất nhanh nhìn thấy tiền đường thôn một ít lão nhân. Những lão nhân này, phần lớn ngạo khí, hơn nữa còn có chút xem tiền tài như cặn bã, cao ngạo khó lường. Là quân hỏi phiền, trực tiếp dùng đại lôi âm phổ độ pháp đem độ hóa, hỏi xong lời nói về sau, mới triệt hồi thần thông. Họ hứa chi, là quân đã cơ bản xác định, không có một cái nào gọi là hứa tiên hoặc là hứa người Hán. Cũng không có tỷ hứa rào cho, hoặc là bộ đầu tỷ phu lý công phụ. Tất cả đều là hố cha. Là quân nhất thời cảm thấy, tựa hồ chỗ có manh mối đều thoáng cái đoạn. Sau đó phải đi hướng nơi nào, thật đúng là không có đầu mối gì. Xem ra, theo Pháp Hải, theo hứa tiên thân thể cũng không tìm tới đầu mối. Những cái này truyền thuyết quá không đáng tin cậy, ta phải theo yêu tinh thân thể tìm đến A. À. Bạch Tố Trinh tại yêu giới chi, hẳn là cũng tính toán nhân vật có tiếng tăm. Ta đi tìm yêu tinh đến hỏi Bạch Tố Trinh tốt, thật sự là uổng phí ta một ngày thời gian, là quân sau đó liền lại có chủ ý. Thế nhưng là, biển người minh mông, mẹ nó, nơi đó đi tìm yêu tinh A. À. Là quân tiếp lấy lại có mới nhất cả chứng vấn đề tại tiền đường đợi một ngày sau đó, là quân quyết định đi tìm thông minh thiền sư lại tìm hiểu một chút thương hại hắn tại cái này nam tống cũng nhận biết như thế một người quen mà lại cái này người quen còn không quá chào đón hắn là quân tại xế chiều thời điểm đến kim sơn tự còn chưa tiến kim sơn tự là quân liền nghe đến một gỗ mùi máu tươi là quân nhất thời bị kinh ngạc hắn lập tức chuồn vào trong chùa lập tức là quân trông thấy trong chùa thi thể ngổn ngang lộn xộn những cái kia tiểu sa di, hòa thượng, đều đã bị giết. Liền cái kia tuệ minh tiểu sa di, cũng bị độc thủ. La quân trong lòng trầm xuống, hắn mắt muốn rách cả mí mắt. Không thể không giật. La quân tự nhiên biết, những người này là bởi vì hắn mà chết. Hôm trước muộn, hắn để lộ từ kim bát phong ấn, bởi vậy, có cao thủ đã khóa chặt kim sơn tự. Kết quả, những cao thủ này đến đây phốc cái hư không, liền đem trong chùa dưới đều cho giết. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết." La Quân siết chặt quyền đầu. Sau đó, hắn cấp tốc tiến về thiền phòng. Cái kia thiền phòng bên trong, không có chút nào ngoài ý muốn, Thông Minh Thiền sư cũng đã chết thảm. Thiền sư tu vi coi như không tệ, người đến đến cùng là lai lịch gì, tại sao muốn tìm Tử Kim Bát?" La Quân tâm đầy bụng nghi vấn, đón lấy, hắn ngưng thần đi xuống. Hắn tại theo bốn phía huyết tinh chi tìm lấy tin tức. Nếu như là la quân lợi hại cao thủ động thủ, la quân tự nhiên tin tức gì đều tìm tìm không được. Nhưng nếu như đối phương tu vi hắn yếu rất nhiều, hắn tự nhiên có thể thu thập tin tức. Ừm, ta sau khi đi 4 giờ, đám người này giết tới. Hết thảy 6 người, toàn bộ đều là thái hư thất trọng thiên tu vi, chỉ có một cái đạt tới thái hư cửu trọng thiên tu vi. La quân thầm nghĩ, toàn bộ thân thể mặc bạch y, phục trang thống nhất. Nhìn những người này làm việc, cũng bất quá là vì người làm việc tùy tiện phái ra thái hư cửu trọng thiên cao thủ, xem ra, cái này nam tống pháp lực mức độ, cũng không tính thấp A. Là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cũng là tại lúc này, là quân hơi động lòng. Hắn cảm giác được có người đang áp sát. Là quân cũng không có làm sao động tác, bây giờ hắn chính là thái hư tầng 10 kỳ tu vi. Là ở trên trời châu bên trong, đều xem như số một số hai cao thủ. Tại cái này nam tống, như thế nào lại sợ đây? Là hắn. La Quân lập tức biết người tới là người nào, chính là giết thông minh thiền sư vị kia cửu trọng thiên cao thủ. Người tới toàn thân áo trắng, xem ra ước chừng khoảng 40 tuổi. Hắn đi bộ trầm ổn, nội liếm, bất động thanh sắc. Giống như là nhất tôn bất khốc tử thần. La Quân nhìn về phía người áo trắng, sắc mặt hắn nhàn nhạt. Tất cả phẫn nộ, La Quân đều ẩn giấu ở đáy lòng. Người áo trắng kia cũng nhìn về phía La Quân, lấy hắn tu vi, tự nhiên là nhìn không thấu là quân tu vi, đồ, vật tại tay ngươi. Người áo trắng thanh âm có chút khàn giọng, hắn trầm giọng hỏi. Là quân lập tức xuất ra từ kim bát, nói ra, người nói đồ, vật, chỉ là vật này sao? Người áo trắng ánh mắt hơi đổi, hắn sau đó vươn tay ra, nói ra, giao ra, ta lưu ngươi một cái toàn thây. La quân đem tử kim bát thu nhập phòng bị tu di, cười lạnh một tiếng, nói ra, giống như con kiến đồ, vật, cũng dám ở trước mặt ta miệng thả cuồng ngôn. Muốn chết, người áo trắng giận tím mặt, sau đó, hắn lập tức xuất thủ. Chỉ gặp cái này người áo trắng tế ra một miệng trường kiếm đồng thao tới. Kiếm quang lóe lên, sát khí ngút trời, trong nháy mắt hung hãn chém đến la quân nơi cổ họng. La quân cong lại bắn ra, phanh một tiếng, trực tiếp đem cái này thanh đồng kiếm bắn bay ra ngoài. Người áo trắng bị kinh ngạc, hắn lập tức thi triển kiếm thuật. Tay nắm suốt kiếm quyết, chỉ gặp cái kia thanh đồng kiếm ở trên không chuyển một cái, trong nháy mắt hóa thành thiên đạo hung hãn kiếm quang. Trong một chớp mắt, là quân đỉnh đầu đan dệt ra kiếm quang sát trận. Kiếm quang hung hãn xoắn giết tới, ùn ùn kéo đến, già thiên tế nhật. Mỗi một đạo kiếm quang chi, đều có vô cùng lực lượng cùng pháp tắc tồn tại. Là quân cấp tốc thi triển ra đại thôn vệ thuật. Màu đỏ lốc xoáy xuất hiện, như bạch kinh hút nước, trong nháy mắt, liền đem cái này tất cả kiếm quang thôn vệ đến màu đỏ lốc xoáy chi. Kiếm quang này chi, pháp lực cùng pháp tắc cùng tồn tại, mà lại mười phần sắc bén. Nhưng La Quân đại thôn phệ thuật, hồng đại pháp tắc bày ra, mãnh liệt không tướng tất cả kiếm quang thôn phệ, đồng thời đem cái kia một miệng thanh đồng kiếm cũng thôn phệ thành phấn vụt, sau cùng chỉ có thể hóa thành một đạo tinh khí, trở thành La Quân chất sinh dưỡng. La Quân xuất thủ, mây trôi nước chảy. Người áo trắng triệt để sắc mặt thay đổi, các hạ rốt cuộc là ai? tu vi như thế, tại Giang Hồ Chi, không thể nào là hạng người vô danh. Là quân lạnh lùng nói ra, ta là người như thế nào, liên quan gì đến ngươi? Các ngươi đến đây sát nhân đoạt bảo, liền nên nghĩ đến báo ứng tới người. Hắn sau khi nói xong, một đạo địa sát đại thủ ấn cầm ra. Đại thủ ấn tại hư không chi trong nháy mắt hình thành, giống như lai Phật tổ bàn tay to chụp vào tôn ngộ không. Người áo trắng lập tức muốn né tránh, nhưng đột nhiên, hắn cảm giác được vô luận chính mình làm sao né tránh, lại đều không thể rời bỏ đất này rất đại thủ ấn. Ừm, trong nháy mắt, người áo trắng bị la quân tóm lấy, không thể động đậy. Cái này người áo trắng lúc này tâm nhắc lên thao thiên cự lãng, hắn cho tới nay, giết người vô số, chính là chủ nhân thủ hạ tướng tài đắc lực. Trước kia cho dù gặp được cao thủ, nhưng cũng đủ để ứng phó. Hôm nay trước mắt người thanh niên này, xem ra không có danh tiếng gì, như thế nào vừa ra tay, lại để cho mình một điểm sức phản kháng đều không có. Cái này quá kinh khủng. La Quân lại là lười đi quản cái này người áo trắng đang suy nghĩ gì? Hắn trực tiếp tế ra đại lôi âm phổ độ kim quang. Kim quang đem cái này người áo trắng bao phủ lại, La Quân đồng thời lại thi triển đại số mệnh thuật. Đại số mệnh thuật tại người áo trắng tâm loại gieo xuống một hạt giống, viên này hạt giống chính là hắn sinh ra nên là trở thành La Quân nô lệ. Đây là mệnh vận hắn, đây là hắn số mệnh. Chỉ một lúc sau, là quân thành công đem người áo trắng độ hóa. Người áo trắng não vực bên trong, một mảnh kim quang. Là quân lúc này mới đem đại lôi âm phổ độ kim quang cho thu. Nếu là lúc trước, là quân chỗ đó có bản sự này đem cửu trọng thiên cao thủ cho độ hóa ha. Nhưng bây giờ khác biệt, thứ nhất là pháp lực đại trướng. Thứ hai là đại số mệnh thuật lô hỏa thuần thanh cái này đại số mệnh thuật hợp tác với đại lôi âm phổ độ pháp quả nhiên là không chê vào đâu được thiên hạ vô song a đa tạ chủ nhân độ hóa bây giờ tiểu nhân thoát ly khổ hải quy y chủ nhân về sau ổn thỏa tận tâm là chủ nhân phụng hiến dùng cái này đến đỡ tiêu tan tiểu nhân trước kia chỗ phạm phải sai lầm người áo trắng lúc này ngoan ngoãn nói ra là quân hài lòng không hắn xoa ra tay chỉ liền hỏi nói cho ta biết người tên gì tiểu nhân gọi là long ngạo Người áo trắng nói ra. Là quần nhíu mày nhìn xem bốn phía thi thể, hắn nói ra, người đi trước đem cái này toàn chùa phía dưới thi thể cực kỳ vùi lấp. Đúng, chủ nhân, Long Ngạo lập tức đi. Long Ngạo tu vi là cửu trọng thiên sơ kỳ, hắn làm lên cái này vùi lấp công tác, ngược lại là nhanh không. Là quần không có đợi bao lâu, Long Ngạo liền đem tất cả thi thể vùi lấp tốt. Là quần ngay sau đó nói với Long Ngạo, theo ta đi. Đúng, chủ nhân, long ngạo nói ra la quân cùng long ngạo cấp tốc ra kim sơn tự tại kim sơn chi la quân liền bắt đầu vặn hỏi lên long ngạo tới người chủ tử là ai la quân hỏi long ngạo nói ra tiểu nhân trước đó chủ tử bị thế người gọi là minh đạo tiên sinh la quân tâm giật mình thông minh thiền sư cũng đã nói lúc trước pháp hải thiền sư là vì minh đạo tiên sinh làm hại cái này minh đạo tiên sinh gọi là gì la quân hỏi trình hào Long Ngạo nói ra, La Quân lần nữa giật mình, chỗ lấy kinh ngạc liền là bởi vì cái này Minh đạo tiên sinh thế mà thật sự là Trình Chu Lý học người sáng lập. Trình Chu Lý học, nhị trình một đỏ thắm, nhị trình theo thứ tự là Minh đạo tiên sinh Trình Hạo, y xuyên tiên sinh Trình Di. Mà một đỏ thắm chính là Chu Hy. Lý học cũng ca ngợi học là kế thừa khổng mạnh chi đạo, đồng thời có chính bọn hắn giải thích. Lý học chi cũng có lý khí luận. Quả là thế, cái này nhị trình một đỏ thắm đều là theo dùng thuốc lưu thông khí huyết chi đạo minh bạch thần thông pháp môn. Nhưng trình chu lý học tuy nhiên lưu truyền rất rộng, nhưng ở đời sau đến xem, lại có vô cùng độc hại. Nhị trình một đỏ thắm trình chu lý học không có đi kế thừa khổng mạnh chi đạo dân vi quý, xã tắc thư chi, quân vi khinh. Cũng không có kế thừa khổng mạnh chi đạo nói, quân chi xem thần như anh em, thì thần xem quân như tim gan, quân chi xem thần như chó ngựa, thì thần xem quân như người trong nước, quân chi xem thần như đất giới, thì thần xem quân như kẻ thù. Nhị trình một đỏ thắm, nhị trình nói tới là lưu giữ thiên lý, diệt nhân dục. Chu Hy nói là, chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn. Bọn họ là chuyên môn vì nghinh hợp giai cấp thống trị, tại cơ sở này, đến sáng lập trình chu lý học. Đây cũng là giai cấp thống trị vì cái gì ưa thích trình chu lý học nguyên nhân. Minh Đạo Tiên Sinh, không phải cũng đã chết hơn 100 năm sao? La Quân có chút buồn bực. Long Ngạo nói ra, Minh Đạo Tiên Sinh 100 năm trước tỏa hóa một lần, nhưng đó bất quá là Minh Đạo Tiên Sinh lĩnh hội thần thông. Thế nhân coi là Minh Đạo Tiên Sinh đã chết, nhưng Minh Đạo Tiên Sinh cùng Y Xuyên Tiên Sinh lại là không những chưa chết, còn sáng lập đạo Pháp dạy. Minh Đạo Tiên Sinh chính là đạo Pháp dạy một chút chủ, mà Y Xuyên Tiên Sinh là đạo Pháp dạy phó giáo chủ. La Quân đối nhị trình một đỏ thắm, hoàn toàn đều không có hảo cảm gì. Trình Chu Lý học đối hoa hạ độc hại, tuyệt đối là không nhỏ. Trình Hảo, Trình Di, cái này hai cái lão gia hỏa thế mà còn sống. Bọn họ muốn cái này tử kim bát làm cái gì? Là quân hỏi. Theo cái này nhị trình làm một cái tử kim bát, sát pháp biển, lại tới đổ sát kim sơn tự đến xem, là quân biết bọn họ cũng không phải người lương thiện. Long Ngạo nói ra, tiểu nhân đồng thời không rõ lắm, chỉ là mơ hồ nghe minh đạo tiên sinh có nói, tử kim bát chính là trấn áp thiên hạ yêu ma tuyệt thế pháp khí. Có tử kim bát nơi tay, liền có thể thanh lý triều cương, chu sát bảy yêu. Chu sát bảy yêu, là quần nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, chỗ đó có yêu tinh. Long ngạo nói ra, thời thế hiện nay, họa chiến tranh liên nguyên, yêu ma tàn phá bửa bãi, minh đạo tiên sinh có ý đem yêu ma khu trừ, còn thiên hạ thái bình. Người khác nói với ta những thứ vô dụng này, trình hạo hắn đại biểu không chính nghĩa theo hắn thủ pháp hành sự đến xem, cũng cùng yêu ma không khác. Ai là ma, ai là chính nói, đây là cái không chừng sự tình. Là quân trách mắng. Vâng vâng vâng, tiểu nhân lắm miệng. Long ngạo nói ra, hắn tiếp lấy còn nói thêm, thế gian chạy trốn rất nhiều tán yêu, mà yêu tinh căn cứ thì là tại Thanh Thành Sơn. Thanh Thành Sơn yêu tinh nhóm, tại 300 năm trước, thế mà sáng lập một cái môn phái, gọi là Thanh Thành Cung. Thanh Thành Cung cung chủ chính là đương đại yêu hậu, này yêu hậu, Pháp lực vô biên, thống lĩnh bảy yêu, liền để cho phía Tây Ngọc Sơn Tây Vương Mẫu cũng đối có chút kiêng kỵ. La Quân lẩm bẩm nói, "Thanh Thành cung, Tây Vương Mẫu, cái thế giới này tựa hồ là càng ngày càng đặc sắc." Ngươi nói tiếp, La Quân sau đó nói với Long Ngạo. Long Ngạo liền nói ra, "Tây Vương Mẫu chính là trưởng quản phía Tây Ngọc Sơn, có được giao trì, thủ hạ có vô số cao thủ, còn có thần long tại dưới trướng. Thiên hạ chính đạo, ai cũng tôn sùng Tây Vương Mẫu." La Quân nói ra, cái kia yêu hậu ngươi cũng đã biết là nhân vật nào. Long Ngạo nói ra, nghe nói yêu hậu xinh đẹp phi phàm, đã từng cùng Tây Vương mẫu vẫn là tỉ muội tương xứng. Nghe nói yêu hậu có cái tên, gọi là huyền nữ. Huyền nữ, huyền nữ có phải hay không là Bạch Tố Trinh đâu? La Quân nói thầm, hắn hỏi tiếp Long Ngạo, nói ra, vậy ngươi có biết hay không, yêu tộc phải chăng có cái gọi là Bạch Tố Trinh? Long Ngạo nao nao, theo rồi nói ra, chủ nhân, ngài hỏi thế nhưng là thánh nữ bạch tố trinh la quân lập tức đại hỷ nói ra a à, người biết bạch tố trinh long ngạo nói ra bạch tố trinh danh hào tiểu nhân thật là biết vậy quá tốt có người này tốt la quân hoàn hỷ không sau đó nói cái này bạch tố trinh hiện ở nơi nào long ngạo nói ra cái này tiểu nhân lại là không biết la quân nói ra đoán chừng là tại thanh thành cung bên trong a long ngạo nói ra tiểu nhân không dám khẳng định, bất quá xác thực hẳn là tại thanh thành cung bên trong đi. Là quân nói ra, bạch tố trinh, thánh nữ, thật sự là thanh thành cung thánh nữ. Long ngạo nói ra, vâng, thánh nữ bạch tố trinh, cái kia nhưng mà năm đó số một đại nhân vật. Là quân nhất thời đến hứng thú, nói ra, há, làm sao cái đại nhân vật pháp. Long ngạo nói ra, thánh nữ bạch tố trinh, pháp lực cao thâm khó lường, không kém yêu hậu. 200 năm trước, Bạch Tố Trinh Ngọc Sơn, trộm cắp Tây Vương Mẫu Tiên Thảo. Tây Vương Mẫu rất là tức giận, liền muốn đuổi bắt Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh sau đó đại náo Ngọc Sơn, đem Tây Vương Mẫu giao chỉ cung kém chút toàn bộ hủy. Tây Vương Mẫu luân phiên mấy lần, lại đều chưa ngăn chặn Bạch Tố Trinh. Về sau, Tây Vương Mẫu rơi vào đường cùng, đi mời quan thế âm Bồ Tát, như thế mới tính hàng phục Bạch Tố Trinh. Về sau, Bạch Tố Trinh bị quan thế âm Bồ Tát cầm tù tại tịnh Bình Chi. Thẳng đến 10 năm trước, bạch tố trinh mới bị quan thế âm bồ tát thả ra quay về thanh thành cung lúc trước bạch tố trinh kiệt ngao bất thuần có thể theo nói bây giờ bạch tố trinh lại là trở nên thuần phục không la quân sờ mũi một cái hắn cảm thấy có chút hủy tam quan bạch tố trinh không phải ôn nhu hiền lành hóa thân sao làm sao nghe cùng tôn ngộ không giống như la quân oán thầm không thôi la quân quyết tâm đem trong đầu chỗ có quan hệ với bạch xà truyền thuyết đồ vật ném đi bởi vì truyền thuyết đều là tin đồn thất thiệt chân thực phát sinh hoàn toàn không phải chuyện như vậy đúng long ngạo cái này minh đạo tiên sinh là làm sao biết tử kim bát lại xuất hiện còn đến nhanh như vậy la quân hỏi long ngạo nói ra minh đạo tiên sinh vẫn luôn đang tìm kiếm tử kim bát hắn hội chu thiên thần toán tại quanh thân thần toán chi hắn bắt được tử kim bát khí tức chỉ cần tử kim bát một khi xuất hiện hắn có thể lập tức biết la quân nói ra thì ra là thế cái kia minh đạo tiên sinh bây giờ tu vi bao nhiêu long ngạo nói ra minh đạo tiên sinh đã đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới thiên nhân hợp nhất la quân giật mình nói ra thiên vị cảnh sao ta lau long ngạo không hiểu nói cái gì gọi là thiên vị cảnh thiên nhân hợp nhất lại là cái gì cảnh giới người có thể nói rõ chi tiết nói sao la quân ngẫm lại nói ra như vậy đi người bây giờ là cảnh giới gì long ngạo nói ra tiểu nhân hiện tại là vũ thánh sơ kỳ cảnh giới la quân nói ra cửu trọng thiên là vũ thánh người đem các người nơi này cảnh giới phân chia thật tốt nói cho ta một chút long ngạo không khỏi có chút lạ nói chủ nhân ngài tu vi siêu tuyệt sao lại không biết chúng ta nơi này cảnh giới la quân nói ra đây là ta sự tình người trả lời ta vấn đề được còn lại không nên hỏi nhiều đúng chủ nhân Long Ngạo nói ra. La Quân nói ra, người nói tiếp đi. Long Ngạo liền nói ra, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta võ đạo, có lúc đầu luyện thể, luyện thịt, luyện cân, luyện cốt, tẩy tùy, mỗi một tầng cảnh giới đều phân sơ kỳ, kỳ, đỉnh phong. Như thế về sau, chính là đến tiên thiên cảnh, tiên thiên cảnh có 9 tầng, tiên thiên cảnh về sau chính là hậu thiên cảnh, hậu thiên cảnh có 9 tầng. Hậu thiên cảnh về sau, chính là bán thánh cảnh, bán thánh cảnh cũng có 9 tầng bán thánh cảnh về sau, chính là thánh giai, thánh giai về sau, mới là vũ thánh. Là quần nghe tê cả ra đầu, thầm nghĩ, trước kia cảnh giới phân quả nhiên là dườm già, khó trách hậu thế bị thần đế phân sau khi đi ra, đều nguyện ý lấy thần đế phân chia đến hành sự. Thần đế phân chia, thổ bạo đơn giản, thần thông về sau trường sinh, trường sinh về sau thái hư. Thái hư về sau, chính là tiên giới cảnh giới phân chia. Tuy nhiên lòng ngạo nói tới rất là dườm già, nhưng la quân cũng cơ bản giải. Hắn nói ra, vậy ngươi xem ta hẳn là cảnh giới gì? Long ngạo nhìn một chút la quân, sau đó cúi đầu nói ra, tiểu nhân bản lĩnh thấp, thực sự nhìn không ra chủ nhân là cảnh giới gì? La quân vỗ vỗ đầu, ám đạo chính mình thật sự là hồ đồ. Hắn ngay sau đó nói ra, ngươi nhìn kỹ. Sau đó, la quân đem khí thế bên ngoài thả ra. Hắn không hề nội liếm chính mình lực lượng long ngạo nhất thời nhìn thấy la quân tựa như to lớn từ trường lực lượng như núi như biển như muốn tựa hồ hắn là thiên địa tâm ngài tu vi thế mà cũng đến thần thể cảnh long ngạo không khỏi kinh ngạc vạn phần thần thể cảnh la quân không khỏi hồ nghi long ngạo nói ra minh đạo tiên sinh chính là đương đại tuyệt đỉnh cao thủ bây giờ cũng là thần thể cảnh kỳ ngài tu vi đã không tại minh đạo tiên sinh phía dưới la quân âm thầm có so đo hắn nói ra phố thánh cảnh về sau là thần thể cảnh. Không sai, Long Ngạo nói ra, thần thể cảnh rất khó lấy đột phá, đương đại thần thể cảnh cao thủ cũng không nhiều, nhưng nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ nhân ngài là thần thể cảnh cao thủ, đi đến bất kỳ môn phái nào, đều có thể trong nháy mắt trở thành thái trưởng lão, bị người tôn sùng. La Quân nói ra, cái này lại đều không nói, thần thể cảnh về sau là cảnh giới gì? Long Ngạo nói ra, thần thể cảnh về sau cảnh giới tiểu nhân cũng không biết. La quân thầm nghĩ, tầng 10 đỉnh phong về sau, chính là hư tiên cảnh. Tiên giới cảnh giới phân chia, vẫn luôn chưa biến qua. Long ngạo kém kiến thức một chút, không biết tầng 10 về sau, đó cũng là bình thường. Long ngạo, người cảm thấy, minh đạo tiên sinh bước kế tiếp hội làm thế nào? Xem ra, hắn đối với ta tay cái này từ kim bát là nhất định phải được. La quân nói ra, Long ngạo nói ra, không sai, chủ nhân. Minh Đạo Tiên Sinh những năm gần đây, khổ tâm tích lự, vẫn luôn đang tìm món pháp bảo này. Bây giờ pháp bảo tái hiện, hắn hội không tiếc đại giới tới đến cái này từ Kim Bát. La Quân nói ra, hắn muốn cái này từ Kim Bát, chỉ sợ là vì đối phó thanh thành cung người A. Long Ngạo nói ra, tử kim bát chính là thu yêu lợi khí, thanh thành cung bên trong, tất cả đều là yêu tinh. Cái này tử kim bát thật là thanh thành cung khắc tinh. La Quân nói ra, nhìn như vậy lên, ta là đến đi một chuyến thanh thành cung. Cái này từ kim bát, quả quyết là không thể rơi vào minh đạo tiên sinh tay. Long ngạo nói ra, xem ra chủ nhân ngài tâm là hướng về thanh thành cung. La quân nói ra, tính toán không hướng về người nào, nhưng cái này minh đạo tiên sinh xác thực để cho ta không vui. Hắn đã để cho ta không vui, ta làm sao có thể để hắn như ý. Đạo hiểu, ngay vào lúc này, hư không chi một thanh âm đột nhiên truyền đến. Nghe cái kia đạo chữ lúc, còn tại bên ngoài mấy chục dặm. Các loại bản chữ vừa dứt đến người đã tại La Quân trước mắt. Minh Đạo Tiên Sinh, Long Ngạo thấy thế, bị kinh ngạc. La Quân liền cũng nhìn về phía người đến. Chỉ thấy người này một thân thô bố y áo, tuổi tác xem ra hơn 60 tuổi. Hắn tròm dâu hoa dâm, toàn bộ khung xương gầy gò, ánh mắt vụng về có thần. Xem ra cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Người này chính là Minh Đạo Tiên Sinh Trình Hảo la quân cảm giác cái này trình hạo tựa hồ yếu đuối trong thân thể không có một tia pháp lực người này rõ ràng pháp lực cao thâm nhưng lại có thể đem tất cả lực lượng nội liếm quả nhiên là cao thủ la quân ám đạo minh đạo tiên sinh ánh mắt thanh tịnh tại la quân dò xét hắn thời điểm hắn cũng đang đánh giá la quân minh đạo tiên sinh tâm âm thầm kinh ngạc tâm đạo kẻ này xem ra tuổi tác không lớn nhưng là ta liếc một chút lại nhìn không ra hắn tu vi long ngạo chính là ta thủ hạ đắc lực bây giờ thế mà đã bị hắn thuần phục kẻ này tu vi thâm bất khả chắc chỉ sợ không dưới ta đây là minh đạo tiên sinh ở trong trước mắt ra kết luận tại ngắn ngủi trong trước mắt la quân cùng minh đạo tiên sinh lại đồng thời thu hồi ánh mắt la quân cười lạnh nói ra các hạ là minh đạo tiên sinh minh đạo tiên sinh ôm quyền nói ra chính là lão hủ hắn theo rồi nói ra đạo hữu xưng hô như thế nào la quân nói ra ta gọi la quân pháp hải thiền sư chính là ân sư của ta tử kim bát là sư phụ ta truyền cho ta làm sao người mạnh hơn đoạt hay sao pháp hải thiền sư chính là đạo hữu sư phụ minh đạo tiên sinh lập tức cảm thấy kinh hãi la quân nói ra thế nào người không tin minh đạo tiên sinh nói ra xác thực khó có thể tin cái kia pháp hải thiền sư tu vi có hạn không giống có thể dạy dỗ đạo hữu như vậy cao đầu người la quân lập tức giận dữ nói ra chớ có làm nhục ân sư hắn diễn trò làm nguyên bộ là quyết định không biết lộ sơ hở cho minh đạo tiên sinh minh đạo tiên sinh cũng hơi hơi thất vọng hắn vốn cũng là thăm dò sau đó hắn khe khẽ thở dài nói ra đạo hiếu cái này từ kim bát ngày đó chính là theo ta đạo pháp dạy bị pháp hải thiền sư trộm cắp mà đi những năm gần đây lão hủ vẫn luôn đang tìm còn mời đạo hiếu đem từ kim bát trả lại nếu là đạo hiếu có thể đem từ kim bát trả lại lão hủ vô cùng cảm kích tất nhiên có thâm tả vu đạo hiếu là quân tâm đạo, tốt cho minh đạo tiên sinh, ta mẹ nó thuyết pháp biển là sư phụ ta, đến đổ cho danh chính ngôn thuận. Ngươi dứt khoát nói tử kim bát là pháp hải theo chỗ ngươi trộm. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ân sư chết vào tay ngươi, thù này, ta không thể không báo. Hôm nay, người lão tặc này cũng không cần nhiều lời cái gì. Có bản lĩnh, từ trong tay của ta tới lấy cái này từ kim bát đi. Xem ra, lão hủ là khuyên không đạo hữu đã như vậy vậy lão hủ đành phải đến lĩnh giáo đạo hữu cao chiêu minh đạo tiên sinh mắt hàn quang lóe lên hắn vốn không muốn động tay bởi vì đối phương hiển nhiên khó chơi nhưng là đến giờ này khác này trừ động thủ minh đạo tiên sinh cũng đã không còn cách nào khác trong nháy mắt minh đạo tiên sinh tay tế ra pháp bảo sơn hà xã tắc phiến cái kia cây quạt vừa ra tới sau đó minh đạo trước sinh ra pháp lực bành trướng Sơn Hà xã tắc phiến sông ra năm đạo bạch sắc tinh tuyến, cái này năm đạo tinh tuyến chính là Sơn Hà vô cùng phiến thiên hà chi thủy tinh khí. Này thủy tinh khí chi ẩn chứa vô cùng pháp tắc cùng bạo tạc lực lượng. Tất cả thiên hà chi thủy bị áp xúc thành dưới nói tinh tuyến, sông vào thân thể người cùng chung quanh, lập tức bộc phát ra. La Quân lập tức cảm nhận được cái này năm đạo bạch sắc tinh tuyến chỗ lợi hại, hắn cũng không dám khinh thường. Cái này Minh Đạo Tiên sinh tu vi đồng thời không kém La Quân đây. La Quân cũng không thi triển đại thôn vệ thuật, hắn đại thôn vệ thuật đối phó tiên giới người rất là hữu dụng. Nhưng đối phó với không phải tiên giới người, căn bản không có lợi hại như vậy. Rất rõ ràng, cái này minh đạo tiên sinh cũng không phải là tiên giới người. La Quân đại thôn vệ thuật cũng thôn vệ không cái này thiên hà chi thủy. Năm đạo bạch sắc tinh tuyến quấn quanh tới, La Quân nhất thời cảm giác được cái này năm đạo bạch sắc tinh tuyến đem chính mình phía dưới hai bên, bốn phương tám hướng đều vây lại. Cái này năm đạo bạch sắc tinh tuyến trong nháy mắt biến hóa, trở nên tráng kiện không, như nộ long gào thét. Cuồn cuộn bốc lên, cuồng bạo vô cùng lực lượng ẩn chứa, lúc nào cũng có thể nổ tung tới. Một khi nổ tung, sơn băng địa nát, thiên hà chi vô cùng pháp tắc cùng sở luyện chế khác sinh linh đều sẽ cắn mà đến. Cái này một cái công kích, lực sát thương nhưng nói là kinh người. Minh đạo tiên sinh mười phần coi trọng la quân, vừa ra tay là tuyệt đỉnh sát chiêu. La quân thân ở, hắn cảm giác được không gian cũng bị phong bế lúc này đại na di thuật cũng là không thi triển ra được hừ la quân lại là lạnh hừ một tiếng trong nháy mắt lục tiên kiếm nơi tay phá la quân một kiếm bổ đi ra cuồn cuộn vô cùng sát khí ngưng luyện thành một miệng dài tới trăm dặm kiếm quang kiếm quang này như chín ngày lôi đình đột nhiên đánh xuống oanh màu trắng tinh tuyến toàn bộ bị la quân chặt đứt cái kia tinh tuyến chi lực lượng còn đến không kịp bộc phát ra đi, là quân đã thi triển đại na di thuật, chuyển rời đến minh đạo tiên sinh sau lưng ngoài ngàn mét. Là quân cũng không do dự, hắn tiếp lấy lại một kiếm hướng minh đạo tiên sinh chém giết mà đi. Chính là ngàn mét khoảng cách, nhưng kiếm quang này trong nháy mắt khai tỏ ánh sáng nói tiên sinh bao phủ lại. Minh đạo tiên sinh chỉ cảm thấy trong chớp mắt, vô cùng sát khí bao phủ xuống, liền hình như có 10 triệu quân chi trọng, khiến người ta hô hấp đều là không thông trong nháy mắt hắn cảm giác mình dường như đặt mình vào đến a tị địa ngục chi kiếm quang buông xuống như thiên kiếp khiến người ta khó có thể chịu đựng lục tiên kiếm còn có rất nhiều uy lực là quân lúc này vẫn chỉ là đơn giản thô bạo thi triển lục tiên kiếm minh đạo tiên sinh giật nảy cả mình đồng thời bốn phía màu trắng tinh tuyến vỡ tan thiên hà chi thủy cuồng bạo mãnh liệt rồi rào tuôn ra đem đi ra trong lúc nhất thời toàn bộ sơn lâm bị cái này thiên hà chi thủy tưới tiêu như minh mông biển lớn. Minh đạo tiên sinh đem sơn hà xã tắc phiến vận chuyển, bốn phía thiên hà chi thủy lập tức hóa thành trăm ngàn đầu to lớn thủy long. Những thứ này thủy long cuồng hống lấy hướng là quân kiếm quang đụng giết đi qua. Mỗi một đầu thủy long chi độ ẩn chứa cự đại bạo tạc lực lượng, cùng không diệt pháp tắc. Phá, là quân bạo giống một tiếng. Kia kiếm quang bạo phá hết thảy, nhất thời có loại sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang khí thế. Âm âm trăm ngàn đầu cự long tầng tầng phá vỡ đi ra cự long toàn bộ lại lần nữa hóa thành thiên hà chi thủy lúc này thiên hà chi thủy cũng mất đi khống chế toàn bộ hướng phía dưới núi dũng mãnh lao tới trời ạ à, nước tràn đầy kim sơn tự là quân gặp cái kia thiên hà chi thủy mất khống chế giờ phút này hắn cũng không có cách nào đi ngăn cản cái kia thiên hà chi thủy xem như minh đạo tiên sinh cũng là bất đắc dĩ thiên hà chi thủy tuôn ra mà xuống như nộ giang băng liệt uông dương chi hải sông thẳng xuống. Từng mảnh từng mảnh rừng cây, bi thảm nổ tung, cái kia kim sơn tự tại thiên hà chi thủy trùng kích vào, trong nháy mắt bị đánh đến thất linh bát lạc, không còn sót lại một chút cặn. Mà lại, thiên hà chi thủy lại hướng chấn giang thành phố dũng mãnh lao tới. Minh đạo tiên sinh thấy thế, sắc mặt âm trầm, nhiệt xúc, người thế mà phạm phải như thế tội nghiệt, đáng chết. La quân nói ra, khoản nợ này con mẹ nó người còn có thể tính toán đến lão tử đầu tới. La quân biểu thị không có cái này nổi. Minh đạo tiên sinh quát nói, nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Đón lấy, hắn ngón tay búng một cái. Cái kia sơn hà xã tắc phiến trong nháy mắt sông tới giết. Tốc độ cực nhanh, là quân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lấy lục tiên kiếm chảm giết ra ngoài. Hắn trong nháy mắt chém ra 10 kiếm, thập đạo kiếm quang như lôi đình sông tới giết, là quân tiếp lấy lại một chỉ điểm ra. Thập đạo kiếm quang trong nháy mắt hợp thành một đạo, kiếm quang tráng kiện như một con thiên long lớn lên có mấy chục dặm bao quát mấy trăm mét cái kia lục tiên kiếm khí linh huyết giả dạ tụ tập tất cả sát khí sát khí mãnh liệt ầm ầm một kiếm bổ về phía sơn hà xã tắc phiến trong nháy mắt liền đem sơn hà xã tắc phiến tất cả biến hóa phong kín cái kia một cái chớp mắt sơn hà xã tắc phiến đột nhiên xuất hiện thập vạn đại sơn hư ảnh từng tòa đại sơn bị kiếm quang vỡ nát nhưng kiếm quang lực lượng không phải vô địch tại vỡ nát 3.000 tòa núi lớn hư ảnh về sau, là quân kiếm quang lực lượng rốt cuộc bị triệt tiêu. Minh đạo tiên sinh lạnh hừ một tiếng, vô số đại sơn hư ảnh đem la quân bao bọc vây quanh. La quân ngẩng đầu, bầu trời một vùng tăm tối. Khủng bố đại sơn bao trùm xuống tới. La quân nhất thời cảm nhận được ức vạn quân lực lượng theo bốn phương tám hướng nghiền ép xuống tới. Tốt pháp bảo khủng bố, la quân đại na di thuật cũng khó có thể theo đại sơn chi chuyển rời ra ngoài hắn hít sâu một hơi, đột nhiên thi triển ra đại hắc đan. Cả người, lập tức chui vào đến đại hắc đan. Đại hắc đan đồng thời mọc ra một cái cự thủ, cái này cự thủ đem lục tiên kiếm chộp vào tay. Phá, là quân bạo giống một tiếng, đại hắc đan đại lục tuyệt thuật cùng lục tiên kiếm dung hợp lại cùng nhau. Lục tiên kiếm tuôn ra mấy chục điều cầu vòng tới. Kiếm quang mãnh liệt, trực tiếp xuyên sơn nứt đá. Là quân như vậy hướng mặt nhanh chóng bay đi, không lâu sau, là quân liền bay ra đại sơn hư ảnh, hư đứng ở hư không. Cái kia long ngạo lại là trực tiếp bị trấn áp tại đại sơn hư ảnh chi, cũng không biết sống hay chết. Nhiệt xúc Minh đạo tiên sinh không nghĩ tới la quân thế mà tùy tiện phá hắn Sơn Hà xã tắc phiến. Cái kia long ngạo cũng là bị hắn trực tiếp vồ bắt đến Sơn Hà xã tắc trong quạt. Minh đạo tiên sinh thân thể lay động, cũng đến hư không. Lão tặc, người muốn giết ta, sợ ngươi không có bản sự này tiểu ra ta muốn đi, người vỗ mông ngựa đều truy không. Hôm nay bồi người thật tốt chơi đùa, cũng để cho người biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. La quân cười lạnh liên tục. Tạo hóa kiếm quyết, la quân ngón tay búng một cái, lập tức bóp ra kiếm quyết tới. Hắn tạo hóa kiếm quyết, trước đó có một đoạn thời gian rất dài không dùng. Bởi vì lúc đó, tạo hóa kiếm quyết đã uy lực không đủ, nhưng bây giờ, là quân pháp lực đại tăng, lục tiên kiếm lại uy mãnh vô song. La Quân đồng thời đem rất nhiều pháp tắc, ảo nghĩa quán chú đến kiếm quang chi. Những thứ này kiếm quang, trong nháy mắt xuyên toa không gian, trực tiếp khai tỏ ánh sáng nói tiên sinh vây quanh. Đen nghịt kiếm quang, già thiên tế nhật. Rồi rào sát khí lao nhanh không thôi, như núi như biển như ngục. Mỗi một đạo kiếm quang, đều ẩn chứa khủng bố sát lục pháp tắc, không gì không phá. Mỗi một đạo kiếm quang như một vị tuyệt thế cao thủ, một kiếm ra, vạn địch chớ cản minh đạo tiên sinh nhất thời cảm thấy dùng mình hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều dốc ngược lên kẻ này đến cùng là lai lịch gì tại sao có thể có bản lĩnh như vậy minh đạo tiên sinh kinh hồn bạt vía cùng lúc đó hắn bạo giống một tiếng tay sơn hà xã tắc phiến chấn động ngũ nhạc chính khí thiên địa một thể tay thuận vì vân phiên thủ vi vũ minh đạo tiên sinh song trưởng đều xuất hiện cái kia sơn hà xã tắc phiến ở trước mặt hắn hư lập rồi rào bành trướng cuồn cuộn đồi núi chi khí trùng sát đi ra. Minh đạo tiên sinh hai tay vận chuyển, cỗ này đồi núi chi khí chi, ẩn chứa to lớn vô cùng khí tức. Đồi núi chi khí cuồn cuộn vận chuyển, mỗi một lần cuồn cuộn, đều thêm ra một đạo biến số. Vô cùng biến số lại không phải đường nhỏ, đồi núi chi khí trong nháy mắt rung ra trăm ngàn lần, mỗi một lần đều hung hăng đụng vào tạo hóa kiếm quyết mặt. Là quân cảm giác được minh đạo tiên sinh vận khí cực thần diệu, liền biết người này sáng tạo dùng thuốc lưu thông khí huyết chi đạo, chính là nhất phái tông sư. Cũng không phải là dễ đối phó như vậy, riêng là hắn tay còn có sơn hà xã tắc phiến dạng này pháp bảo. Tạo hóa kiếm quyết cùng đồi núi chi khí va chạm vô số lần, đồi núi chi khí biến số đem chỗ có kiếm khí, sát khí toàn bộ để lộ mở. Là quân tạo hóa kiếm quyết rốt cục bị va nát ra, hắn lập tức lại lần nữa thi triển pháp lực. Vạn kiếm quy nhất, vô cùng kiếm quang hợp lại cùng nhau, Hóa thành Tráng Kiện Lôi Đình chi kiếm. Kiếm này lớn lên hơn trăm dặm, trong nháy mắt thẳng hướng Đồi Núi Chi Khí. Ầm ầm, Đồi Núi Chi Khí bị trực tiếp rào sát thành phấn vụn. Mà lại, cái này bó hung Hãn Lôi Đình kiếm quang còn tiếp tục chém tới Minh Đạo Tiên Sinh. Trực tiếp Minh Đạo Tiên Sinh vị trí hiểm yếu. Tốt tặc tử, Minh Đạo Tiên Sinh hét lớn một tiếng, lần nữa phát chiêu. Sơn Hà xã tắc phiến, đột nhiên vận chuyển ra hỏa diễm địa ngục phương viên chăm dặm trực tiếp luân vi biển lửa. Cái kia thiên không chi, đám mây toàn bộ bị đốt cháy thành không khí. Toàn bộ bầu trời đều bị nhen lửa. Đây là sơn hà xã tắc phiến một chỗ núi lửa. Minh đạo tiên sinh trực tiếp đem núi lửa chi hỏa nóng dung nham bạo sát đi ra. Đồng thời, Minh đạo tiên sinh vận chuyển sơn hà xã tắc phiến, đem pháp lực, pháp tắc toàn bộ vận quẹo vào. Dùng thuốc lưu thông khí huyết chi đạo, lưu giữ hồ tại tâm. Tuy nhiên lưu giữ thiên lý, diệt nhân dục đối với người bình thường tới nói, quả thực là bàng môn tà đạo. Nhưng là đối với minh đạo tiên sinh tới nói, lại là cầu chính đạo đại đạo. Thiên lý, dùng thuốc lưu thông khí huyết, hết thảy đều trong lòng, chính là đại đạo pháp tắc. Hỏa nhiệt sung nham đem la quân lục tiên kiếm quấn tại, mỗi một cái vô cùng một cái nháy mắt, có vô số lửa tương nổ tung tại thân kiếm. La quân lục tiên kiếm liên tục chấn động, nhất kiếm phá nát cuồng mãnh lửa tương nhưng là càng nhiều lửa tương lại vào tới, La Quân cảm nhận được lửa tương chi những pháp tắc kia lực lượng nặng như vạn cân, không ngừng cuồn cuộn ngăn cản được đường đi. La Quân lực lượng cũng càng ngày càng bị suy yếu, đáng chết thật đúng là cùng thuốc cao ra chó một dạng khó chơi. La Quân nói thầm, ta đại hỏa diễm thuật còn đang cần dạng này lửa tương cùng nhau thu. La Quân trực tiếp đem lục tiên kiếm thu, hắn chờ tay thi triển ra đại hỏa diễm thuật. Đại hỏa diễm thuật lan tràn ra ngoài, đại hỏa diễm thuật thần thông bản nguyên tham lam hấp thu những thứ này lửa tương. Đại hỏa diễm thuật chính là 3.000 đại đạo một trong, những thứ này lửa tương chi, tuy nhiên cũng có minh đạo tiên sinh đại đạo pháp tác. Nhưng loại này đại đạo pháp tác làm sao có thể chống lại đến đại hỏa diễm thuật. Là quần đại hỏa diễm thuật như thổ phỉ quá cảnh, mãnh liệt vô cùng hấp thu lửa tương phân tử. Minh đạo tiên sinh thấy thế, mấy lần dẫn động lửa tương phần sát cái kia đại hỏa diễm thuật thần thông bản nguyên chỉ là đáng tiếc lại không có bất kỳ cái gì tác dụng kẻ này thân thể như thế nào có nhiều như thế cổ quái minh đạo tiên sinh hoảng sợ đồng thời minh đạo tiên sinh quyết định không hề cho la quân cung cấp dưỡng sơn hà xã tắc phiến liên tục vận chuyển liền đem cái kia vô cùng lửa tương thu nhập đến sơn hà xã tắc phiến tuy nhiên như thế minh đạo tiên sinh lửa tương vẫn là tổn thất không nhỏ là quân đại hỏa diễm thuật thì là lợi hại không ít. Là quân cùng minh đạo tiên sinh liên tục giao thủ, nhưng lẫn nhau đều không chiếm được tiện nghi gì. Là quân pháp lực y nguyên hùng hậu vô cùng, hắn thân thể ở trên không chuyển một cái, tiếp lấy cùng huyết giả câu thông. Lục tiên một kiếm, lục tiên kiếm sát khí ngưng luyện thành một điểm, đón lấy, một kiếm bổ giết tiếp. Một kiếm này, là quân xuất thủ phi thường nhanh, cơ bản không cho minh đạo tiên sinh phản ứng thời gian. Nhanh, Nhanh đến cực điểm Tính toán là cao thủ Đều đã không nhìn thấy kiếm quang ở nơi đó Minh đạo tiên sinh đột nhiên cảm thấy nguy cơ vô biên Mà lại sát ý hung hãn như tuyệt thế ma đầu Xông thẳng tâm mạch Minh đạo tiên sinh nếu không phải công lực thâm hậu Lúc này trực tiếp bị một kiếm này kiếm khí trùng sát trí tử Minh đạo tiên sinh kịp thời bảo vệ tâm mạch Hắn tại nguy cơ chi Không chút nghĩ ngợi Cả người đột nhiên chui vào đến sơn hà xã tắc trong quạt Đồng thời minh đạo tiên sinh đem sơn hà xá tắc phiến đổi núi hư ảnh đánh ra. vĩ đại số mệnh a là quân trực tiếp vận dụng đại số mệnh thuật. nhất thời số mệnh phù lục phát động lực lượng tiêu hao lên la quân thọ mệnh tới. trong nháy mắt trăm năm thọ mệnh tiêu hao sạch sẽ. đồng thời u ám số mệnh lực lượng quấn quanh đến kiếm quang chi. thập vạn đại sơn hư ảnh trong nháy mắt bị kiếm quang phá nát. những thứ này hư ảnh chính là thập vạn đại sơn tinh khí tuy nhiên bị phá nát, nhưng cũng có thể một lần nữa tụ lại lên. Kiếm quang đánh tan thập vạn đại sơn, cũng nhảy vào đến sơn hà xã tắc phiến. Minh đạo tiên sinh cảm nhận được thấu xương sát ý, hắn tại sơn hà xã tắc phiến lập tức thi phát triển không gian xê dịch chi pháp, bốn phía không gian, đại sơn, dòng sông, thành trì nhao nhao di động, ngăn cản kiếm quang. Nhưng kiếm quang này không nhìn hết thảy lực lượng, tiếp tục đuổi giết Minh đạo tiên sinh. Minh đạo tiên sinh hoảng sợ muốn tuyệt, giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong uy. Cũng là tại lúc này, Minh Đạo Tiên Sinh hét lớn một tiếng, nói, Sơn Thần cứu mạng. Sau đó, cái kia Sơn Hà xã tắc phiến hư không chi, một nói cự đại trưởng ấn trống rỗng xuất hiện, lập tức vổ bắt hướng kiếm quang. Kiếm quang vài cái đạn giết, liền đem cái kia trưởng ấn phá nát. Nhưng tại lúc này, không gian di động, là quân tâm liền mất đi Minh Đạo Tiên Sinh tung tích. Hừ, là quân không khỏi đại hận, tiêu hao 100 năm thọ mệnh, thế mà không có giết địch thành công. Đối phương mới chỉ là cái tầng 10 kỳ tu vi, cái này trước kia, 100 năm là 1.000 năm thọ mệnh. 2.000 năm thọ mệnh, đem ma đế đều cho sợ quá chạy mất. Là quân tự nhiên cũng biết, lúc trước ma đế không phải chống cự không nổi hắn 2.000 năm thọ mệnh. Mà chính là không muốn nhiễm số mệnh lực, dứt khoát rút đi. Nếu như ma đế kiên trì, một vạn năm thọ mệnh đều không đủ la quân dùng. Mà cái này minh đạo tiên sinh tuy nhiên kinh tài tuyệt thế, nhưng cùng ma đế lại là không thể. Chủ yếu là cái này Sơn Hà xã tắc phiến quá mức lợi hại. Là quần ánh mắt lập tức đến Sơn Hà xã tắc phiến, hắn liền đưa tay đi bắt Sơn Hà xã tắc phiến. Có thể tại lúc này, Sơn Hà xã tắc phiến hư không lóe lên, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Phương pháp này phiến, lại là đã xuyên toa hư không, rời đi. Đáng giận, là quân thầm hận nhưng cũng có chút không thể làm gì. Cái kia minh đạo tiên sinh cùng Sơn Hà xã tắc phiến khí linh Sơn Thần đồng loạt ra tay, lúc này mới đào tẩu. Cái kia Sơn Thần tại Sơn Hà xã tắc phiến, giúp đỡ minh đạo tiên sinh chủ trì Sơn Hà xã tắc phiến. Như thế, minh đạo tiên sinh mới có thể đem Sơn Hà xã tắc độ uy lực toàn bộ thi triển đi ra. Sơn Thần lúc này bị thương nặng, toàn bộ Sơn Hà xã tắc phiến liền đều là nguyên khí tổn hao nhiều. Minh đạo tiên sinh chạy thoát, giờ phút này cũng là kinh hồn bạt vía cái kia sơn thần hư ảnh xuất hiện tại minh đạo tiên sinh trước mặt sơn thần người thế nào minh đạo tiên sinh ngồi xếp bằng hỏi sơn thần trầm giọng nói ra kia kiếm quang mười phần quỷ dị sát khí chi đã mang theo một loại hạo nhiên chính khí hơn nữa còn có một loại kỳ quặc hơi thở quấn quanh ở mặt giờ phút này tâm thần ta mười phần không yên cố khí tức kia vô luận như thế nào vận chuyển công lực đều không thể đem khu trừ kẻ này chi quỷ dị chính là ta cuộc đời không thấy. Minh đạo tiên sinh nói ra, chờ lâu như vậy, rốt cuộc đợi đến Tử Kim bát xuất hiện. Có thể cái này nửa đường thế mà giết ra như thế một thanh niên đi ra. Sơn thần nói ra, muốn muốn đối phó kẻ này, người cần phải thật tốt suy nghĩ. Không thể lại tùy tiện ra tay. Minh đạo tiên sinh nói ra, lão hủ biết nên làm như thế nào, Sơn thần, người thật tốt tĩnh dưỡng. Lần này xem ra, lão hủ bất đắc dĩ muốn đi kinh động mấy vị lão tổ. Sơn thần nói ra, ừm. Một đêm này, đối với chấn giang đám dân chúng tới nói, tuyệt đối là khắc cốt ghi tâm một đêm, cũng là có thể ghi vào sách lịch sử một đêm. Bọn họ bị đột nhiên đến thiên tai, thiên hà chi thủy, mãnh liệt xuống. Vô số phòng ốc bị hướng hủy, dân chúng trôi giạt khắp nơi. Kim Sơn Kim Sơn tự cũng thành một vùng phế tích, bọn họ còn chứng kiến toàn bộ bầu trời bị bốc cháy lên, cái này là tuyệt đối thiên tai dị tượng. Một đêm này dị cảnh tượng, sau cùng tại may mắn còn sống sót bách tính miệng, truyền miệng đi xuống. Đến mức sau cùng truyền thành cái dạng gì, cũng chỉ có hậu thế mới có thể biết được. Là quân đối với Trấn Giang thảm trạng thương sót không thôi, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp gì có thể bổ cứu. Hắn thân thể lay động, lập tức thi triển ra đại na di thuật rời đi Trấn Giang. Về sau, là quân liền tiến về Thanh Thành mà đi. Thanh Thành Sơn tại Tứ Xuyên khu vực, vào lúc này tống chiều, cũng xưng thục. Hậu thế thục sơn là giảng nơi đây, La Quân cũng không có trực tiếp đi thanh thành cung, hắn tại thanh thành sơn trước tìm một chỗ rừng cây hạ xuống. Về sau, liền chui vào đến phòng bị tu di bên trong. Phòng bị tu di bên trong cũng là một cái tốt gian phòng, bên trong vỏ chăn, thức ăn cái gì cũng có. La Quân bắt đầu nghiên cứu lên cái này từ kim bát tới. Hắn muốn nhìn một chút này từ kim bát đến cùng có gì thần diệu, đáng giá cái này minh đạo lão tặc mốc coi trọng như thế. Kim quang như hải, chỉ cần hơi vận chuyển pháp lực, là quân có thể cảm nhận được từ kim bát bên trong có vô cùng kim quang. từ kim bát có một cái tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới là vô cùng vô tận kim quang. Những kim quang này, là quân cẩn thận nghiên cứu, liền cũng là nghiên cứu không ra kim quang đặc chất. Hắn vận chuyển pháp lực, cái kia từ kim bát nhất thời kim quang đại thịnh. Một chùm kim quang chiếu bắn đi ra kim quang xuyên thấu phòng bị tu di trực tiếp chiếu xả tại rừng cây chi cùng một chùm ánh mặt trời cường liệt chiếu rọi cái kia rừng cây lá cây còn có thân cây hoa văn đều có thể thấy rõ ràng la quân vẫn chưa cảm giác được kim quang chi có bất kỳ lực sát thương nào một điểm lực lượng đều không có còn cho người một loại ấm áp cảm giác vô luận la là quân làm sao thôi động pháp lực kim quang này đều không có thể hiện ra bất kỳ lực sát thương nào thu yêu tử kim bát còn thật chỉ là đối yêu tinh có tác dụng A. Là quân thầm nghĩ, có lẽ đi, yêu tinh tuy nhiên tu luyện thành hình người, nhưng là huyết mạch huyết dịch là vĩnh viễn cải biến không? Kim quang này đại khái là cùng yêu tinh huyết dịch tiếp xúc về sau, liền sẽ sinh ra một loại nào đó rượu phản ứng đi. Chỉ là cái gì người nhàm chán như vậy, chuyên môn chế tạo ra cái này đối phó yêu tinh tử kim bát? Bao lớn thù cùng hận A. Là quân cẩn thận nghiên cứu tử kim bát về sau, triệt để xác định pháp bảo này đối người khác loại là không có cái dám tác dụng. Giống như là huyền hoàng thần cốc hạt giống một dạng, là có thể đối phó tiên giới người một dạng. Hắn đem tử kim bát một lần nữa cất kỹ. Vì bạch tố trinh, cái đồ chơi này ta nhưng phải bảo vệ tốt, không cho nó rơi vào đến hắn nhân thủ. Là quân ám đạo. Đúng, ta sao không trực tiếp hủy cái đồ chơi này đâu. Dạng này cũng tiết kiệm minh đạo lão tặc ngốc kia luôn luôn đánh cái này tử kim bát chủ ý. Là quân nghĩ đến là làm. Hắn lập tức lần nữa xuất ra tử kim bát. Lần này, là quân rời đi phòng bị tu di. Hắn đem tử kim bát điểm một chỉ, cái này tử kim bát hư đứng ở hư không. Là quân sau đó xuất ra lục tiên kiếm. Tại là quân chuẩn bị một kiếm chém giết cái này tử kim bát lúc, tử kim bát hình như có cảm ứng, đột nhiên kim quang đại thịnh. Đón lấy, tử kim bát năng lượng ba động kịch liệt. hưu một tiếng, tử kim bát thế mà xuyên toa hư không, thoát đi ra ngoài. Muốn chạy trốn. Là Quân chỗ đó cho cái này Tử Kim Bát thoát đi, hắn lập tức khóa chặt Tử Kim Bát. Theo thi triển đại na di thuật đuổi theo. Tử Kim Bát tốc độ, chỗ đó có thể cùng La Quân tướng. Vân Hải Chi, Tử Kim Bát không ngừng xuyên thẳng qua. La Quân cũng theo đuổi theo, mấy cái chập trùng, La Quân ngăn cản tại Tử Kim Bát trước mặt. Sau đó, La Quân một kiếm bổ giết đi qua. Cái kia Tử Kim Bát, kim quang mãnh liệt, đồng thời xoay tròn cấp tốc lên kim quang kia lập tức hình thành mạnh mẽ kim trung cháo. Kim trung cháo trồng chất, khoảng chừng chừng một ngàn tầng. Hắc ám vân hải chi, kim quang chiếu sáng phiến thiên địa này. Là quân kiếm quang cấp tốc chém giết đi vào, kim quang kia tầng tầng vỡ tan. Một nghìn tầng kim quang bao bọc, trong nháy mắt toàn bộ phá nát. Tử kim bát hưu một tiếng, lần nữa đào tẩu. Là quân tâm nổi nóng, hôm nay tiêu hao trăm năm thọ mệnh đều không có thể giết minh đạo tiên sinh lúc này muốn diệt cái tử kim bát pháp khí, thế mà đều tiêu diệt không. Hắn pháp lực tăng nhiều, vốn là lòng tin cũng theo bạo dạp. Mắt cái tiếp theo sự tình cũng không có hoàn thành, nói không nổi nóng, làm sao có thể. La quân lần nữa đuổi theo. Chỉ là lúc này, cái kia phía trước đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ba vị áo đen lão giả xuyên toa không gian mà đến, một người, trực tiếp đem cái kia tử kim bát chộp vào tay. Tử kim bắt đầu nhập lão giả kia hoài, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Cùng thụ khi dễ tiểu hài tử, rốt cuộc tìm được gia trưởng. Bảo bối tốt, lão giả kia đến từ kim bát, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài lên, lại là hoan hỉ tới cực điểm. Là quân bị kinh ngạc. Cái kia ba tên lão giả biến hóa cực nhanh, tốc độ cũng là cực nhanh. Bọn họ trong trước mắt, đem là quân bao bọc vây quanh. Mà lại, trong nháy mắt còn thi triển ra trận pháp tới. Trong vòng phương viên chăm dặm, trực tiếp bị ba người pháp lực bao phủ. Pháp lực bên trong, cái gì xuyên toa không gian, đại na di thuật, vậy cũng là mơ tưởng thi triển đi ra. Cái này ba tên lão giả sát ý bừng bừng, lại hiển nhiên là nhằm vào La Quân mà đến. La Quân tâm ngưng tụ, hắn nhìn chung quanh hướng ba tên lão giả. Lập tức phát hiện cái này ba tên lão giả, kém cỏi nhất đều là tầng 10 kỳ tu vi, còn có một cái tầng 10 đỉnh phong. Một cái khác, trực tiếp là hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Nhiệt xúc, ngươi là cái kia pháp hải đệ tử? Cái kia tầng 10 kỳ lão giả hai mắt trợn lên, nghiêm nghị quát lớn. Cái này ba tên lão giả, chính là đạo pháp dạy chi ba vị lão tổ. Ba vị lão tổ, các có thần thông. Cầm Tử Kim bát lão giả, gọi là Thiên Nguyên lão tổ. Tu vi chính là hư tiên cảnh sơ kỳ, tại cái này nam tống bên trong là đi ngang nhân vật. Tầng 10 đỉnh phong, gọi là Thiên Nhất lão tổ. Tầng 10 kỳ, gọi là Thiên pharaon tổ. Thiên ông tổ nhất là hung thần ác sát. ở đâu tới ba cái lão thất phu ngăn lại tiểu ra đường đi làm gì? La quân lông mày nhướn lên, chừng mắt, lệ khí vô biên quát nói: ba vị này lão tổ gặp La quân thế mà còn lớn lối như thế, không khỏi kinh ngạc. Dựa theo đạo lý tới nói, tiểu tử này hiện tại cần phải dọa đến sợ chết khiếp a. À. Khá lắm nhiệt xúc, quả nhiên ma tính sâu nặng. Thiên ông tổ nói ra, sắp chết đến nơi, còn không biết hối cải thiên nhất lão tổ nói ra kẻ này ma tính quá sâu không có thuốc chữa trực tiếp giết là thiên nguyên lão tổ tâm tình lại thật là tốt hắn gật gật đầu nói ra như thế xử lý đi thiên pharaon tổ lạnh hừ một tiếng nói nghiệt xúc chịu chết đi thiên pharaon tổ lập tức xuất thủ thiên nhất lão tổ cùng thiên nguyên lão tổ ở một bên lược trận hơi có gì bất bình thường bọn họ sẽ lập tức xuất thủ trấn áp la quân la quân tức giận trong lòng cái này một cái chớp mắt, hắn không giống nhau thiên pháp lão tổ tiên xuất thủ, hắn chính mình xuất thủ trước. Người đi chết đi, là quân trực tiếp tế ra lục tiên kiếm. Lục tiên kiếm mũi nhọn, đại số mệnh thuật, giết. Cái kia một cái chớp mắt, tất cả lục tiên sát khí như hải như nước thủy triều như ngục, cấp tốc ngưng tụ thành một điểm. Lục tiên kiếm mũi nhọn trực tiếp hình thành, đồng thời, là quân điên cuồng thiêu đốt đại số mệnh thuật. 300 tuổi thọ mệnh, trong nháy mắt thiêu đốt cái này số mệnh lực, cấp tốc vần quanh tại lục tiên kiếm quang mặt. Kiếm quang lóe lên, như lôi đình thiên kiếp. Nhanh, nhanh đến mức khiến người ta căn bản đằng không ra tư duy đến biến hóa. Xem như thiên nguyên lão tổ cùng thiên nhất lão tổ cũng không có kịp phản ứng. Thiên pha tổ lập tức cảm nhận được tuyệt đỉnh nguy cơ, hắn tại cái này một cái chớp mắt, trực tiếp tế ra hắn bản mệnh pháp bảo chín ngày đỉnh tới. Cái kia chín ngày đỉnh, pháp lực cuồng mãnh to lớn thần đỉnh hư ảnh oanh giết ra ngoài, một tiếng ầm vang, kiếm quang bầy biện ra nhất kiếm phá cửu châu xu thế. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dẫy dụa, chín ngày đỉnh liền bị la quân kiếm quang một kiếm chảm thành phấn vụn. Cùng lúc đó, thiên pha tổ đem pháp lực vận chuyển toàn thân, không ngừng thi triển pháp lực, pháp tắc, vận chuyển tất cả lực lượng, ngừng tụ cử đại thiên cương thủ ấn ngăn cản kiếm quang. Trong chốc lát, thiên trọng thiên cương thủ ấn đánh giết ra ngoài. Cũng là trong chốc lát, thiên trọng thiên cương thủ ấn bị kiếm quang trảm, sụp đổ. Audio điện tử võ tấn bền Lôi đình vạn quân ở giữa, kia kiếm quang trảm thiên pha ra ông tổ. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Thiên pha ra ông tổ trong nháy mắt bị kiếm quang vô cùng sát khí, vô cùng pháp tác rào sát. Hắn thân thể, linh hồn trực tiếp bị rào sát thành phấn vụt, trực tiếp toàn bộ thân thể hóa thành cho tàn. Chết đến mức không thể chết thêm thiên pha tổ vừa chết, hắn bố trí xuống trận pháp theo biến mất. Một đầu lỗ hổng cũng xuất hiện, là quân không nói hai lời, đại na di thuật thi triển đi ra. Hưu một tiếng, là quân trong nháy mắt rời ra ở ngoài ngàn dặm mấy cái lao nhanh, đã đến tái ngoại sa mạc chi. Thiên nhất lão tổ cùng thiên nguyên lão tổ hoảng sợ muốn tuyệt. Thiên pháp, thiên nhất lão tổ một tiếng rên rỉ, đồng thời theo ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại không hiểu hàn ý thiên nguyên lão tổ cũng là ngây người nửa ngày, một câu đều nói không nên lời. Đạo Pháp dạy tổng đàn tại Đông Thương Sơn. Đông Thương Sơn cách Lâm An có hơn nghìn dặm, bây giờ chiều, Chu Hy một đại biểu đảng đạo Pháp dạy. Đạo Pháp dạy ở sau lưng ủng hộ Chu Hy. Mà đổi thành bên ngoài hàn thác trụ một đảng sau lưng, lại là có thanh thành cung đang ủng hộ. Song phương trong bóng tối, đánh đến là túi bụi. Đông Thương Sơn Đại Sơn Chi, xanh tươi um tùm. Tại Đại Sơn Chi, Đạo Pháp dạy tòa nhà lớn khoảng chừng 30 tòa, những thứ này tòa nhà tạo thành một cái vòng tròn, trận pháp liên nguyên, ngoại nhân căn bản khó có thể nhìn thấy chân dung. Tại ở giữa nhất tòa nhà lớn bên trong, thiên nguyên lão tổ cùng thiên nhất lão tổ cùng minh đạo tiên sinh, còn có y xuyên tiên sinh hợp thành hợp lại cùng nhau. Đây là tại mật thất chi, nơi đây thuyết pháp, pháp bất truyền lục nhĩ. Đây là tử kim bát, thiên nguyên lão tổ đem cái kia tử kim bát lấy ra. Minh Đạo Tiên Sinh cùng Y Xuyên Tiên Sinh gặp tử Kim Bát, không khỏi vui mừng quá đỗi. Minh Đạo Tiên Sinh theo rồi nói ra, Sư Tôn, cái kia tiểu nghiệt xúc nhất định đã bị các ngài ra tay giết a. Y Xuyên Tiên Sinh thì có chút lạ nói ra, làm sao không gặp Thiên Pháp Sư Tôn. Thiên nhất lão tổ vỗ một cái bàn trà, hắn hai mắt huyết hồng, nói ra, các người Thiên Pháp Sư Tôn đã bị cái kia tiểu nghiệt xúc cho giết. Minh Đạo Tiên Sinh cùng Y Xuyên Tiên Sinh không khỏi quá sợ hãi cái này sao có thể y xuyên tiên sinh nói ra lần này ba vị sư tôn đồng loạt ra tay trong thiên hạ còn có ai có thể tại ba vị sư tôn tay vào tay tiện nghi thiên pháp sư tôn làm sao lại bị không chỉ có là thiên pháp bị giết mà lại cái kia tiểu nghiệt xúc còn lông tóc không thương đào tẩu thiên nguyên lão tổ sắc mặt tái xanh thanh âm hắn đều đang run rẩy cái này minh đạo tiên sinh cùng y xuyên tiên sinh một câu đều nói không nên lời đồng thời Minh Đạo Tiên Sinh không khỏi âm thầm kinh hãi cùng may mắn. Hắn đang nghĩ, chính mình lần này thế mà có thể tìm lại một mạng, đây thật là thiên đại tạo hóa ha. Cũng may, từ kim bát cuối cùng là tới tay, lần này, thanh thành cung người, sẽ không còn có ngày sống dễ chịu. Thiên nhất lão tổ nói ra, có thể cái kia tiểu nghiệt xúc cũng không thể không phòng. Thiên nguyên lão tổ nói ra, thiên nhất lão tổ nao nao, hắn nói tiếp, đại ca ngươi nói không sai, cái kia tiểu nhiệt xúc kiếm quang cực quỷ dị. Lúc đó ta nhìn rõ ràng, kiếm quang chạm giết tới. Lão Tam chín ngày đỉnh toàn lực thi triển, thế mà bị một chút đánh nát. Còn có hắn thiên cương chi khí, cũng toàn bộ bị đánh nát. Lão Tam thân thể đã là mạnh mẽ không, có thể một dưới thân kiếm, thế mà hóa thành cho tàn. Quá kinh khủng. Minh đạo tiên sinh nói ra, đệ tử vừa mới cũng cùng cái kia nhiệt xúc đối chiến, công lực của hắn tuy cao, công pháp cũng rất lợi hại nhưng đệ tử đồng đều có thể ứng phó tự nhiên sau cùng chỗ lấy bị đánh bại đào tẩu cũng là bởi vì hắn phát ra cái kia một đạo kiếm quang đạo kiếm quang kia quá mức lợi hại lúc đó đệ tử nếu không phải trốn vào đến sơn hà xã tắc phiến lại có khí linh sơn thần ngăn cản đệ tử chỉ sợ cũng bị độc thủ cái này của quái nhiệt xúc đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện y xuyên tiên sinh tức giận không thôi thiên nguyên lão tổ thì nói ra này nhiệt xúc không phải là yêu tinh tử kim bát đối với hắn cũng không dùng được. Cái này nhiệt xúc một ngày chưa trừ diệt, ta cái này tâm cuối cùng bất an, sợ là sẽ phải náo ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Thiên nhất lão tổ nói ra, kia kiếm quang tuy nhiên lợi hại vô cùng, nhưng lấy ta suy đoán, hẳn là cần muốn đánh đổi một số thứ. Thiên nguyên lão tổ nói ra, nhất định phải phải nghĩ biện pháp ngăn cản được kia kiếm quang, mà lại, cái này nhiệt xúc chạy trốn tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt, vô ảnh vô tung chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Thiên nhất lão tổ nói ra, đại ca nói rất chính xác. Là quân tại sa mạc chi chờ hừng đông. Rất nhiều chuyện, vẫn là đến tại ban ngày hành động. Hắn suy nghĩ một đêm, cảm thấy cái này từ kim bát tại tay mình mất đi. Hơn nữa còn mất đi đến Minh Đạo Tiên Sinh nhóm người kia tay, trách nhiệm này, mình không thể tránh né. Minh Đạo Tiên Sinh nói pháp dạy, muốn tử kim bát là vì đối phó thanh thành cung vốn là cái này từ kim bát còn ẩn giấu đi, bây giờ bị chính mình móc ra, lại rơi xuống đạo pháp dậy tay. Này bằng với là hại thanh thành cung A. Là quân quyết định tiến về thanh thành cung một chuyến, dù sao hắn là không sợ cái kia tử kim bát, lúc khi tối hậu trọng yếu, đến trợ giúp thanh thành cung diệt tử kim bát. Chỉ là, là quân cũng nghĩ đến một việc. Đó là, hắn như vậy tiến về thanh thành cung, đồng thời nói muốn trợ giúp thanh thành cung. Khiến thanh thành cung người sẽ cảm thấy quỷ dị, cũng khó tránh khỏi hội sinh nghi. Dù cho sinh nghi, ta cũng phải làm một ít chuyện đi ra. Luôn luôn lâu ngày mới rõ lòng người đi, là quân thân thể nhoáng một cái, lập tức triển khai đại na di thuật, tiến về thanh thành sơn. Chỉ một lúc sau, là quân liền dưới ánh mặt trời chi, đi vào Mỹ lệ thanh thành sơn. Muốn tại thanh thành sơn tìm ra thanh thành cung, cũng không có dễ dàng như vậy. Người bình thường, cuối cùng cả đời cũng không cách nào tìm tới thanh thành cung nhưng la quân tu vi tuyệt đỉnh hắn thần thức bắn phá thanh thành sơn rất nhanh phát hiện phía dưới có một kết giới kết giới chi trận pháp ba động la quân lập tức độn hạ giới đi kết giới kia biến hóa la quân phất ống tay áo một cái liền vào kết giới bên trong kết giới bên trong lại có đại trận thủ hộ mà thanh sơn trước đó mới chính là một tòa màu trắng rộng rãi cung điện cung điện hiển thị rõ xa hoa tráng lệ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn phía trước là một cái quảng trường quảng trường bốn phía chính là lâm viên giống như là một tòa công viên rừng rậm la quân nhìn kỹ phía dưới phát hiện tòa cung điện này chính là tại cao sơn chi đi qua ngàn mét phía dưới chính là vách đá vạn trượng này cực kỳ hiểm trở cùng trời tầng mây đều rất là tiếp cận mà lại không khí cũng rất là mỏng manh cửa cung đứng vững đem hết thảy đều ngăn cách ở bên ngoài la quân tại ngoài cửa cung cất giọng quát nói tại hạ kim sơn tự la quân có chuyện quan trọng cầu kiến cung chủ. Hắn đây cũng là nhọc lòng, cũng không thể nói mình là đến từ tương lai. Cũng không thể tùy tiện biên cái địa danh đến lửa gạt, sau đó muốn Kim Sơn tự đi ra. Luôn luôn cùng Kim Sơn tự có chút ngọn nguồn. Là quân liên tiếp uống ba tiếng, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ thanh thành cung hư không. Thanh âm này, tự nhiên cũng kinh động thanh thành cung nội bộ cao thủ. Chỉ chốc lát về sau, cái kia thanh thành cung bên trong, tiếng bước chân liền là truyền đến sau đó, thanh thành cung cung cửa mở ra. Đi ra ngoài là hai tên nữ tử áo xanh. Nếu như là tới một cái, là quân cơ hồ muốn coi là cái này là tiểu thanh. Nhưng một chút đi ra hai cái, là quân có chút ngây ngốc không phân rõ. Cái này hai tên nữ tử áo xanh xem ra bất quá 16 tuổi, nhưng yêu tinh kia năm tháng, quả quyết là nhìn không ra. Bất quá, hai nàng này đều lớn lên rất là xinh đẹp. Hai tên nữ tử nhìn về phía La Quân la quân lập tức khách khí ôm quyền thở dài nói ra tại hạ kim sơn tự la quân kim sơn tự một nữ tử không khỏi hồ nghi nói ra kim sơn tự bên trong không đều là hòa thượng sao lại nói một cái nho nhỏ kim sơn tự có thể có các hạ cái này các cao thủ la quân nói ra nguyên do tại hạ có thể giải thích rõ ràng bất quá hôm nay đến đây thật là có chuyện quan trọng cầu kiến cung chủ tại hạ tuyệt vô ác ý còn mời hai vị cô nương thông bẩm cung chủ nhà ta cung chủ cũng không tại cung cô nương kia nhạt lạnh nói ra một vị khác cô nương thì nói ra có chuyện gì người đối với chúng ta nói cũng giống như vậy la quân không khỏi cười khổ nói ra việc này lớn hai vị cô nương còn thật làm không cái này chủ ta nói chuyện này chính là liên quan đến thanh thành cung sinh tử tồn vong chi đại sự còn mời hai vị cô nương mau mau thông báo cung người chủ sự nói chuyện giật gân cô nương kia cười lạnh một tiếng Tử Kim Bát biết a, à, Tử Kim Bát rơi vào đến đạo pháp dạy tay, là quân bất đắc dĩ, cái này Diêm Vương dễ tìm, tiểu quỷ khó chơi, rơi vào đường cùng, rứt khoát nói ra. Cái gì Tử Kim Bát, cái kia hai cái cô nương hai mặt nhìn nhau. Nói, nói với các ngươi không dùng, cái kia Tử Kim Bát chính là chuyên môn khắc chế yêu tinh đồ, vật, những năm gần đây, đạo pháp dạy vẫn luôn muốn tìm đến vật này tới đối phó Thanh Thành cung. Bây giờ, Tử Kim Bát đã bị bọn họ đạt được. La Quân nói ra, hai cái cô nương bán tín bán nghi. Ngươi nói là thật, trái biên cô nương nói ra. La Quân nói ra, ta không sao ăn nhiều, đến thanh thành cung đi lửa gạt sao. Cô nương kia nhân tiện nói, tốt ha, à, ngươi chờ một chút, ta cái này đi thông bẩm thanh trưởng lão. Cô nương sau khi nói xong, vội vàng rời đi, phải biên cô nương thì cùng La Quân hai mặt nhìn nhau. La Quân cũng không để ý tới nàng. Cô nương bỗng nhiên nói ra, người gọi la quân đúng không la quân gật gật đầu nói ra ừm cô nương nói ra ta gọi tiểu tốt la quân theo lễ phép nói ra tiểu tốt cô nương người tốt tiểu tốt nói ra người nói là thật sao la quân nói ra đương nhiên là thật ngươi là làm sao biết tiểu tốt tiếp tục hỏi la quân ngốc ngẩn ngơ hắn theo rồi nói ra các loại gặp thanh trưởng lão ta hội nói với nàng rõ ràng vấn đề này cùng ta có không nhỏ liên quan, tới nơi này cũng là nghĩ trợ giúp thanh thành cung. Người tại sao phải giúp giúp bọn ta? Tiểu tốt nói ra, nhân loại tu sĩ, từ trước đến nay xem chúng ta thanh thành cung vì tà ma ngoại đạo. Là quân sờ mũi một cái, nói ra, khả năng này ta so sánh đặc thù đi. Tiểu tốt cười khúc khích, nói ra, người thật thú vị. Là quân cười ha ha. Không có đợi bao lâu, áo xanh cô nương trở về, nghiêm nghị nói ra, là quân công tử, xin mời đi theo ta. Thanh trưởng lão muốn gặp ngài. Là quân liền biết, đối phương rốt cuộc gây nên coi trọng. Về sau, là quân theo áo xanh cô nương còn có tiểu tốt tiến vào trong cung điện. Xuyên qua quảng trường, lâm viên, sau đó trở về một chỗ hòn non bộ khu vực. Hòn non bộ khu vực đằng sau, có một chỗ tòa nhà. Cái kia tòa nhà cổ kính. Thanh trưởng lão các nàng ở bên trong, công tử mời đến đi cái kia áo xanh cô nương nói ra. La quân gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, hắn thản nhiên đi vào trước cửa, đẩy cửa vào. Cái kia tòa nhà mười phần vắng vẻ, hiển nhiên, nơi đây chính là cấm địa. Không được cho phép, chính là trong cung người, cũng rất khó tới gần. La quân sau khi vào nhà, cái kia cửa phòng tự động đóng. Trong phòng, có ba tên nữ tử. Cũng là ba tên trưởng lão, La quân ngẩng đầu nhìn lại, liền vuông cái kia ba tên trưởng lão ngồi xếp bằng từng cái từng cái pháp tướng trang nghiêm. Các nàng chính đang không ngừng tu luyện, lại là bởi vì la quân quấy dày, từ đó đình chỉ tu luyện. Cái này ba tên trưởng lão xem ra đều rất trẻ trung, mới chừng 30 tuổi bộ dáng. Riêng là ở giữa vị kia, xem ra bất quá hơn 20 tuổi. Vị này liền hẳn là thanh trưởng lão, la quân ám đạo. Đồng thời, là quân đánh giá ba vị trưởng lão tu vi. Ba vị trưởng lão, trừ thanh trưởng lão tu vi đến tầng 10 kỳ, còn lại hai vị trưởng lão đều chẳng qua là cửu trọng thiên kỳ. Xem ra thanh thành cung pháp lực mức độ không được tốt lắm a. À? La quân nói thầm, hắn chỗ lấy hội cho rằng như vậy là bởi vì gặp phải đạo pháp dạy. Theo cái kia long ngạo đến minh đạo tiên sinh, cùng cái kia ba vị lão tổ, đều là thực lực cường hãn hạng người. Mà cái này thanh trưởng lão đã có thể tại cung chủ không tại lúc trưởng lệch, tất nhiên là thanh thành cung cao tầng thanh trưởng lão sắc mặt hiền lành, nàng lớn lên là cực đẹp, mỹ lệ chi, mang theo một tia lãnh ngạo. Thanh trưởng lão nhìn về phía La Quân, nàng và còn lại hai vị trưởng lão thực cũng là đang đánh giá La Quân. La Quân tu vi, tại các nàng trong mắt tuyệt đối là thâm bất khả chắc, mà lại căn bản nhìn không ra nội tình tới. La Quân lúc này cũng không dễ nói chuyện, sau một lúc lâu, thanh trưởng lão nói ra, các hạ số tuổi tựa hồ không lớn. Đây là thanh trưởng lão một loại trực giác la quân lập tức ôm quyền nói ra xác thực không lớn không đến trăm tuổi thanh trưởng lão nói ra không đến la quân nói ra thanh trưởng lão nói ra này cũng nhân gian chi lúc nào xuất các phía dưới dạng này một vị thanh niên tài tuấn chúng ta vậy mà mảy may cũng không biết hiểu nhìn các hạ tu vi chỉ sợ giang hồ chi vị kia mới kim lăng công tử trác thiên trọng còn muốn xuất sắc đi la quân chỗ đó nhận biết cái gì kim lăng công tử trác thiên trọng hắn nói ra, trưởng lão quá khen. Thanh trưởng lão gặp La Quân không có chút nào tốt sắc, không khỏi thầm thầm bội phục La Quân trầm ổn. Nàng nói ra, các hạ xương hô như thế nào? La Quân nói ra, tại hạ La Quân. Thanh trưởng lão nói ra, đến từ Kim Sơn Tự. La Quân nói ra, không sai. Thanh trưởng lão nói ra, Trấn Giang Kim Sơn Tự. La Quân nói ra, không sai. Thanh trưởng lão nói ra, ta biết Trấn Giang Kim Sơn Tự, cái kia Kim Sơn Tự, trừ phương trượng thông minh thiền sư có chút tu vi. sư hòa thượng đều là người bình thường, người nói người đến từ Kim Sơn Tự. Người chừng nào thì đến Kim Sơn Tự, bản sự với ai học, vì cái gì ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Là quân biết đối phương sẽ tâm tồn lo nghĩ, hắn lập tức nói ra, sư phụ ta chính là Pháp Hải Thiền Sư, sư phụ trước kia dạy qua thông minh thiền sư thần thông, Pháp danh một mực trực thuộc tại Kim Sơn Tự. Mười năm trước, sư phụ ta bị đạo Pháp dạy minh đạo tiên sinh chỗ giết hại, sư phụ lúc sắp chết đem cái kia thu yêu tử kim bát giấu tại kim sơn tự hôm nay đến các trưởng lão đối với ta hoài nghi ta rất lý giải nhưng ta không có gì có khác ý tứ một là muốn nhắc nhở các vị cẩn thận bởi vì đạo pháp dạy đã được đến từ kim bát hai là tử kim bát chuyện này chính là tại tay ta rơi mất ta muốn trợ giúp các vị ứng phó tử kim bát dù sao cái kia tử kim bát đối với ta không có tác dụng thu yêu tử kim bát thanh trưởng lão ba sắc mặt người đột biến quả thật đã rơi vào đến đạo pháp dạy tay bên trái hồng trưởng lão ngưng âm thanh hỏi la quân la quân nói ra không sai bên phải nguyên trưởng lão thì nói ra cái kia thu yêu tử kim bát ta nghe cung chủ nói qua chính là truyền thuyết tri hạo thiên đại đế chuyên môn vì áp chế nữ hoa nương nương mà chế tạo cái kia thu yêu tử kim bát kim quang đối với ta yêu tộc huyết mạch trời sinh áp chế cho dù là cung chủ cũng rất kiêng kỵ cái kia tử kim bát vì cái gì từ kim bát lại đột nhiên rơi vào đến đạo Pháp dạy tay. Xanh trưởng lão sắc mặt cũng không dễ nhìn, ép hỏi La Quân. La Quân nói ra, sư phụ tại ta có di ngôn, ta đi kim sơn tự lấy tử kim bát. Không nghĩ tới, bởi vậy xốc lên tử kim bát tầng ngoài phòng ấn. Tử kim bát khí tức toát ra đi, liền dẫn tới minh đạo lão tặc. Ta cùng cái kia minh đạo lão tặc đấu pháp một trận, minh đạo lão tặc sơn hà xã tắc phiến cực kỳ lợi hại, tranh đấu, thiên hà chi thủy trùng kích vào đi bây giờ Kim Sơn tự bị hủy, chấn giang tao tai, khiến ta cực kỳ ái náy. Minh đạo lão tặc theo tay người cướp đi tử Kim Bát. Thanh trưởng lão hỏi. Là quân nói ra, hừ, bằng hắn, cái kia có bản sự này theo tay ta cướp đi tử Kim Bát. Ta đem hắn đánh chạy chối chết, về sau, ta liền tìm một chỗ nghiên cứu tử Kim Bát. Về sau ta phát hiện cái này tử Kim Bát quả nhiên đối người khác vô dụng, chuyên môn áp chế yêu tộc huyết mạch. Bởi vậy, ta liền dự định hủy cái này tử Kim Bát nào biết cái này từ kim bát rất có linh tính lại là nhân cơ hội đào tẩu ta một đường đuổi theo mắt thấy muốn diệt cái này từ kim bát chưa từng nghĩ lúc này cái kia đạo pháp dạy ba vị lão tổ đuổi theo từ kim bát chạy trốn tới bọn họ một người tay thanh trưởng lão ba người tử tế nghe lấy la quân kể rõ các loại la quân sau khi nói xong ba người nhìn chăm chú liếc một chút ba người này tâm ý tương thông sau đó thanh trưởng lão nhìn về phía la quân nàng mang theo một tia nhỏ không thể thấy chiêu tức người nói người bị đạo pháp dạy ba vị lão tổ trầm trầm không sai là quân nói ra vậy người còn có thể trốn tới thanh trưởng lão nói ra tiểu huynh đệ người chẳng lẽ tại nói với ta cười a à? là quân nhìn thanh trưởng lão liếc một chút sau đó nói không chỉ là trốn tới mà lại một cái thần thể cảnh kỳ lão ra hỏa còn bị ta một kiếm giết hắn đón đến nói ra ta biết các ngươi không tin ta nhưng cái này không quan hệ dù sao ta đã nói đến thế thôi tử kim bắt theo tay ta mất đi ta tại yêu tộc hổ thẹn hôm nay chuyên tới để cáo chi vốn muốn giúp các người một tay nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không quá cần thanh trưởng lão cảm nhận được la quân sắc bén nàng gặp la quân thái độ này lại là không khỏi có chút tin tưởng còn giết một cái cái kia thần thể cảnh kỳ hẳn là thiên pharao tổ thanh trưởng lão nói ra la quân nói ra ta không biết cái nào thanh trưởng lão nói ra la công tử không phải là ta không tin ngươi mà chính là như lời ngươi nói thật có chút không thể tưởng tượng la công tử đến cùng là dùng thủ đoạn gì sát thiên pharaon tổ lại là làm sao đào tẩu la quân nhẫn nại tính tình nói ra giết khác thủ đoạn ta không tiện nói ra đây là ta bí mật mà lại không đến bị bất đắc dĩ ta không nguyện ý thi triển đi ra còn đào tẩu sao là thủ đoạn này, hắn trong lúc nói chuyện, thân thể nhoáng một cái. Đại na di thuật thi triển đi ra, trong nháy mắt ở ngoài ngàn dặm. Sau đó, là quân lại trong nháy mắt trở lại xanh trước mặt trưởng lão. Đồng thời, hắn tay còn có một thanh đất đai. Thuận tiện nắm, thanh trưởng lão, người đoán phía dưới cái này đất đai là ở đó. Là quân nói xong cái này đất đai bóp thành một đoàn, hướng thanh trưởng lão ném đi. Thanh trưởng lão tiếp nhận, nàng tỉ mỉ tìm kiếm một phen, sau đó biến sắc. Ở ngoài ngàn dặm, hai cái trong nháy mắt, là công tử ngươi tới lui mấy ngàn dặm. Thanh trưởng lão hoảng sợ nói ra. Cái kia nguyên trưởng lão cùng hồng trưởng lão cũng là biến sắc. Ba vị trưởng lão lại lần nữa ánh mắt bắt đầu giao lưu, sau một hồi khá lâu, thanh trưởng lão nói ra, là công tử, chúng ta tin tưởng ngươi. Là quân nhỏ khẽ thở vào một cái. Thanh trưởng lão nói ra, đạo Pháp dạy đến từ Kim Bát, đây đối với chúng ta thanh thành cung tới nói thật là một cái tin dữ ta nhất định phải tiến về lâm an phủ một chuyến lâm an phủ tại sao muốn đi lâm an phủ la quân không khỏi tốt thanh trưởng lão nhìn nhiều la quân liếc một chút nói ra xem ra la công tử ngươi đối thiên hạ đại thế tuyệt không giải a à. la quân nói ra ta xác thực không quá giải thanh trưởng lão nói ra chúng ta lập tức tiến về lâm an phủ đường vừa đi vừa nói la quân nói ra chờ một chút, ta tuy nhiên không biết vì cái gì các người muốn trước đi lâm an phủ. Nhưng là ta nhìn thanh thành cung nội bộ tựa hồ có chút trống rỗng. Chẳng lẽ ngươi không sợ đạo Pháp dạy thừa cơ hội tiến công thanh thành cung sao? Thanh trưởng lão ba người không khỏi biến sắc. Điều này hiển nhiên cũng là một cái nghiêm trọng vấn đề. Đạo Pháp dạy nắm giữ tử kim bát về sau, thật là một cái vấn đề rất lớn. Nguyên trưởng lão nói ra, đáng tiếc bây giờ, cung chủ một mực tại bên ngoài. Mà thánh nữ chỉ huy chúng tỉ muội tại Lâm An phủ, cũng không biết sẽ bị đạo pháp dạy như thế nào đối phó. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, "Thánh nữ? Thánh nữ Bạch Tố Trinh sao?" Thanh trưởng lão bọn người lập tức quái nhìn về phía La Quân. Thanh trưởng lão nói ra, là công tử đối chuyện giang hồ không lắm biết, lại biết tộc ta thánh nữ tục danh a?" La Quân nói ra, "Xem ra thanh trưởng lão vẫn là hoài nghi ta a. Ta kính đã lâu thánh nữ đại danh." cho nên đối yêu tộc cũng một mực mang trong lòng hào cảm. Thanh trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. La quân nói ra, như vậy đi, ta lưu một tia dấu ấn tinh thần tại vị trưởng lão này tay. Trưởng lão như gặp phải nguy hiểm, lập tức liên hệ ta. Theo lâm an phủ ở đây, ta trước mắt đã tới. Dù sao tử kim bát chỉ có một cái, không có khả năng hai bên đồng thời tồn tại. Thanh trưởng lão nói ra, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Đa tạ la công tử là quân nói ra cái kia thanh trưởng lão theo ta đi thôi đón lấy là quân liền bắt thanh trưởng lão đầu vai sau đó thi triển đại na di thuật sự thật hàng châu chính là lâm an phủ đây là nam tống độc hữu một đoạn lịch sử bắc tống binh bại về sau hoàng thất đào vong đến tận đây gặp hàng châu giàu có liền đem thủ đô an ở chỗ này chỗ lấy gọi lâm an cũng là có lâm thời an ra chi ý là quân lần nữa buông xuống hàng châu theo thanh thành, thành cung đến cái này Lâm An phủ, cũng dùng không bao lâu thời gian. Lúc này, chính là buổi trưa ở giữa. Lâm An thành bên trong, phồn vinh náo nhiệt. Thiên hạ các nơi, chiến hỏa bay tán loạn, có thể duy chỉ có Lâm An, phồn hoa cùng cực, không chút nào thụ chiến loạn ảnh hưởng. Rơi xuống trong thành về sau, thanh trưởng lão nhìn bốn phía liếc một chút, không khỏi cảm thán, là công tử, người cái này đi đường tốc độ, quả nhiên là thiên hạ vô song A. À. La Quân cười một tiếng, nói, dễ nói. Đến Lâm An Thành bên trong, liền cũng không tiện tiếp tục thi triển đại na di thuật. Khoảng cách gần, một cái chuyển rời, làm không tốt đến ở ngoài ngàn dặm. Thanh trưởng lão cùng La Quân vừa đi đường, một bên hướng La Quân giải thích, bây giờ triều đình chia làm lưỡng đảng, chu hy một đảng đằng sau có đạo pháp dạy chống đỡ. Đạo pháp dạy phải giáo hóa tứ phương, đem trình chú ý pháp định vì thiên hạ người duy nhất pháp. Cái này trình chú ý pháp chính là từ nhị trình một đỏ thắm sáng lập, nếu là bọn họ thành công, thiên hạ bách tính, liền lại không ngày sống dễ chịu. Đối với thanh trưởng lão lời nói, là quân thế nhưng là liền một cái dấu chấm câu đều không tin. Tuy nhiên trình chu lý học tại lịch sử xác thực di độc quá sâu, mà lại giam cầm nữ tính tư tưởng dài đến mấy trăm năm. Cái gì quấn chân nhỏ, chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn chờ một chút, thật là hại người rất nặng, riêng là đối nữ tính độc hại lớn nhất. Trình Chu Lý học, đầu tiên là vì người thống trị phục vụ. Sau đó là vì nam nhân phục vụ. Cho nên, cái này Trình Chu Lý học là rất thụ người thống trị hoan nghênh. Trình Chu Lý học, cùng nho học bị quá phận giải. Bởi vậy, cũng có hán vũ đế tiếp thu đồng trọng thư ý kiến, trục xuất bách ra, độc tôn nho ra. Nho học là thụ nhất người thống trị hoan nghênh, bởi vì bên trong quá phận cường điệu trung quân ái quốc. Yêu nước tự nhiên muốn thích, nhưng bạo quân cũng muốn chung sao lịch sử, có không ít hủ nho, tối thậm người, nên thuộc Minh Triều thời kỳ Phương Hiếu Nhụ. Phương Hiếu Nhụ chính là đương đại đại nho, Minh Thành Tổ Chu Lệ bởi vì danh bất chính, ngôn bất thuận, tại là muốn Phương Hiếu Nhụ đến viết tức là chiếu thư. Nhưng Phương Hiếu Nhụ cự tuyệt, thà bị chu thập tộc, cũng không cúi đầu trước Minh Thành Tổ. Xác thực, có khí tiết, chung với chết đi xây đế, chung với chu nguyên trương. Hắn chung với chết đi quân, nhưng lại hại chết nhà tất cả già trẻ thân thích, chết mấy trăm nhân khẩu. Lưu đầy mấy ngàn người, bao quát hắn học sinh cùng người nhà. Nhưng mà, hắn không có thay đổi bất cứ chuyện gì. Đối với những cái kia bị giết tộc nhân, cùng lưu đầy học sinh. Vân vân, bọn họ thật sẽ cảm thấy phương hiếu nhụ đáng giá tôn kính sao. Chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn. Rất nhiều sự tình, quan hệ đến phong kiến thời đại. Nhân mạng không có gì đáng tiếc, nhưng người thống trị mệnh tôn quý. Nhưng tại dân đen tâm, dân đen cũng chỉ có mệnh một đầu, vì cái gì không có gì đáng tiếc. Nếu là vì người nhà, người thân nhất, liều chết liều mạng, ngược lại cũng đáng được. Nhưng như Phương Hiếu Nhụ, vì chết đi quân, không để ý thập tộc thân nhân, quả thực khiến người ta thất vọng đau khổ. Là quân đối với lịch sử có rất nghiên cứu sâu cứu, đối với đại đạo, đồng dạng cũng có rất nghiên cứu sâu cứu. Lúc này, thanh trưởng lão kiểu nói này, hắn trêu tức cười một tiếng, nói ra, sĩ chúng ta, chấp nhất ta nói. Lại không nghĩ rằng, thanh thành cung cư nhiên như thế đại nhân đại nghĩa, vì thiên hạ bách tính A. Thanh trưởng lão chỗ đó hội nghe không ra la quân trêu tức, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, nói ra, xác thực còn có một số ẩn tình, ngày sau sẽ làm hướng la là công tử nói tỉ mỉ. La quân nói ra, không sao, giải tử kim bát nguy hiểm, ta cũng xem như không thẹn lương tâm. Thanh trưởng lão không khỏi hướng la quân thi lễ, nói ra, công tử vốn cũng mặc kệ cái này từ kim bát sự tình, nhưng bây giờ lại vì tộc ta bôn ba, tiểu thanh vô cùng cảm kích. Tiểu thanh, là quân sướng sờ sướng sờ, sau đó kinh hỉ nói ra, ngươi là tiểu thanh. Thanh trưởng lão nao nao, nói ra, thế nào, công tử nghe nói qua ta. Là quân lập tức ý thức được chính mình thất thố, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, không có không có. Thanh trưởng lão nhất thời có chút hồ nghi, trong lòng nàng, cũng xác thực cảm thấy La Quân là cái rất cổ quái người. Lúc này, La Quân không nguyện ý nhiều lời, thanh trưởng lão tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều nữa cái gì. Một đường bước đi, lại là đi vào một tòa rộng rãi quan ra tòa nhà lớn trước. Tòa nhà lớn viết hai chữ, Hàn Phủ. Đây là, Hàn Thác Trụ Phủ Đệ, La Quân có chút hồ nghi. Thanh trưởng lão nói ra, không tệ, bây giờ Hàn Công Bắc Phạt, thánh nữ tại Hàn Phủ bên trong chấn thủ, La Quân nói ra, thì ra là thế. Đồng thời lòng có chút không hiểu, Thanh Thành Cung đều là đắc đạo người, làm sao lại tham dự vào chiều này dã trong tranh đấu đến. Còn có cái kia đạo Pháp dạy cũng là như thế. Tại hắn vị diện không gian bên trong, tại người tu đạo trong mắt, hoàng đế đều là cái rắm. La Quân không nghĩ ra, nhưng hắn biết, thế nhân đều là vô lợi không dậy sớm. Thanh Thành Cung nhất định có Thanh Thành Cung dự định. Lúc này, Tiểu Thanh đi vào sơn son trước cổng chính, cái kia sơn son đại môn hổ đầu hàm vòng hết thảy tám cái, đây hết thảy đều biểu dương trong phủ phú quý. Sau khi gõ cửa, rất nhanh có người đến lái môn. Tiểu Thanh xuất ra một cái lệnh bài, nói ra, ta muốn gặp Bạch Tố Trinh cô nương. Gia đình kia gặp lệnh bài, lập tức cung kính nói ra, hai vị mời vào bên trong. Là quần ngay sau đó cùng Tiểu Thanh vào phủ bên trong. Trong phủ vốn là một tòa cực lớn đình viện, trong đình viện, đình đài lâu các, rất là tinh mỹ xinh đẹp. La quân cùng Tiểu Thanh ở nhà con trai chỉ huy phía dưới đi qua quay lại hành lang, cuối cùng đi đến phía sau một chỗ yên lặng tòa nhà trước. Tòa nhà này phía trước cũng có một chỗ tiểu đình viện. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh đi sau khi đi vào vui sướng hô một tiếng. Nàng là trưởng lão lại hô thánh nữ vì tỷ tỷ tốt lộn xộn quan hệ a. À. La quân ở phía sau không khỏi cảm khái, bất quá cái này tiểu thanh là bạch tố trinh muội muội điểm này trong truyền thuyết ngược lại là thật la quân cùng tiểu thanh tiến vào bên trong tòa nhà liền gặp trong thính đường có hai tên nha hoàn đang đánh quét đồng thời từ bên trong trong sảnh một tên bạch y nữ tử xốc lên bức rèm tre la quân nhìn sang chỉ nhìn một chút liền đã ngây người la quân thứ nhất mắt biết nàng này chính là bạch tố trinh là hắn muốn tìm người chỉ là Bạch Tố Trinh cùng hắn tưởng tượng có rất lớn khác biệt. Hắn tưởng tượng Bạch Tố Trinh lại là cùng phim điện ảnh và truyền hình bên trong, diễn viên triệu diễn như vậy một cái bộ dáng. Ấn tượng, Bạch Tố Trinh là ôn nhu hiền lành điển hình. Mà trước mắt Bạch Tố Trinh, nàng toàn thân áo trắng, đẹp đến mức như theo bức tranh chi đi tới. Là Quân được chứng kiến rất nhiều mỹ nữ, nhưng như trước mắt Bạch Tố Trinh như vậy mỹ lệ lại không nhiều gặp. Đại khái chỉ có Linh Nhi có thể cùng Bạch Tố Trinh sánh ngang. Mà lại, Bạch Tố Trinh cho người ta một loại vô cùng thánh khiết cảm giác, giống nàng là Mỹ lệ quan thế âm Bồ Tát một dạng, chỉ có thể đứng xa nhìn sùng bái, không thể khoảng cách gần đùa bỡn. Là quần tốc độ tim đập tăng tốc. Nhìn thấy truyền thuyết chi nhân vật, riêng là hắn còn nhỏ đã từng ưa thích, sùng bái hơn người vật. Giờ khắc này, là quần cảm giác mình giống như là truy tinh điên cuồng phen. Hắn tay thậm chí là có chút run rẩy Tỷ tỷ, tiểu thanh đứng lên, nàng vốn là rất là trầm ổn, nhưng ở nhìn thấy Bạch Tố Trinh về sau, lại giống tiểu cô nương. Nhẹ nhàng đến Bạch Tố Trinh bên người. Bạch Tố Trinh đi tới, nàng xem ra không có thể tiếp xúc, nhưng lời nói cử chỉ, nhưng lại dịu dàng. Nàng hướng tiểu thanh cười một tiếng, hai tỷ muội tay kéo lại tay. Bạch Tố Trinh nhẹ nói nói, ngươi nha, hiện tại cung chủ đối ngươi ủy thác trách nhiệm, để ngươi làm nắm cung trưởng lão. Ngươi làm sao vẫn là cùng cái chưa trưởng thành tiểu cô nương giống như. Tỷ, tiểu thanh mặt có chút không nhịn được nói ra cái này có người ngoài đây đi qua tiểu thanh nhắc nhở bạch tố trinh cái này cũng mới chú ý tới la quân vị công tử này là la quân lập tức ôm quyền thở dài nói ra tại hạ la quân cô nương chắc là thánh nữ bạch tố trinh a bạch tố trinh gật gật đầu lại thoảng qua quái nói ra công tử nhận biết ta la quân cười nhạt một tiếng nói ra kính đã lâu cô nương đại danh bạch tố trinh nói ra công tử khách khí. Nàng đồng thời có chút hồ nghi, vì cái gì Tiểu Thanh lại đột nhiên mang một tên nam tử tới gặp mình. Nàng cũng không tiện muốn hỏi, ngay sau đó nói với Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, ngươi làm sao đột nhiên đến? Cái kia trong cung làm sao bây giờ? Tiểu Thanh nói ra, vị này là công tử mang tới một cái trọng yếu tin tức. Bạch Tố Trinh nhìn về phía La Quân, nói ra, há, thật sao? La Quân đang muốn mở miệng, Bạch Tố Trinh nói ra, chúng ta bên trong nói chuyện la quân nói ra tốt bạch tố trinh đem la quân cùng tiểu thanh đưa đến buồng trong sau đó nha hoàn phụng trà nóng về sau nha hoàn lui ra ngoài cửa phòng cũng quan về sau bạch tố trinh cái này mới nói công tử mời nói la quân ngay sau đó đem tử kim bát sự tình nói ra tử kim bát bạch tố trinh nghe xong giật nảy cả mình nhất định phải đem tử kim bát đoạt lại không phải vậy lời nói thanh thành cung dưới đều có đại nạn bạch tố trinh theo rồi nói ra la quân nói ra ta chỗ này chính là muốn muốn tương trợ bạch cô nương đoạt lại từ kim bát dù sao cái này từ kim bát là tại tay ta rơi mất bạch tố trinh gật gật đầu nói ra đa tạ công tử la quân xấu hổ nói ra là ta khuyết điểm bạch tố trinh nói ra công tử không cần tự trách hết thảy tự có mệnh số tiểu thanh thì nói ra tỉ tỉ lúc này cung chủ không tại chính ta nghe tin tức này không có có ý định gì. Cho nên đặc biệt trước tới tìm ngươi. Bạch Tố Trinh hít sâu một hơi, nói ra, việc này, cần bàn bạc kỹ hơn. Ta sẽ để cho tại Lâm An tỉ muội thời khắc chú ý chu hy một đảng động tính. Nàng đón đến, còn nói thêm, Tiểu Thanh, ngươi về trước Thanh Thành Cung đi. Một khi Thanh Thành Cung tao ngộ công kích, lập tức nói cho ta biết. Ta hội lập tức chạy trở về. Tiểu Thanh nói ra, ừm, um, tỉ tỉ, cái kia ngươi ở bên này cũng nhất định muốn cẩn thận người yên tâm đi cho dù là bọn họ có tử kim bát ta cũng không có gì tốt sợ bạch tố trinh nói ra tiểu thanh ngay sau đó cùng bạch tố trinh cáo biệt nàng đến nhanh đi càng nhanh la quân thì ở chỗ này chờ đợi hắn nói với bạch tố trinh đối phó tử kim bát ta nguyện ý ra một phần lực ta ở chỗ này bồi bạch cô nương nghĩ biện pháp tốt bạch tố trinh cũng không phản đối tiểu thanh sau khi đi la quân tại hàn phủ bên trong chờ đợi Bạch Tố Trinh tại Hàn Phủ Chi, địa vị khá cao. Liền Hàn Phu Nhân cũng đối Bạch Tố Trinh lễ ngộ có thừa. Cho nên La Quân ở chỗ này cũng nhận được rất tốt khoản đãi. Có thể khoảng cách gần cùng Bạch Tố Trinh lẫn tiếp xúc, La Quân cảm thấy thế giới này tràn ngập rượu. Muộn, Hàn Phu Nhân thiết yến khoản đãi La Quân. Hàn Thác Trụ có hai cái nữ nhi, bốn con trai. Bây giờ ba con trai đều theo Hàn Thác Trụ Bắc Phạt đi. Chỉ có nhỏ nhất một đứa con trai cùng hai cái nữ nhi, cộng đồng có mặt yến hội. Ngoài ra còn có hàn thác trụ phủ một chút khách khanh, cũng theo có mặt. Hàn phu nhân ung dung hoa quý, cái này từ không cần nhiều lời. Hàn thác trụ tiểu nhi tử mới 14 tuổi, gọi là Han Si Ưng. Tiểu gia hỏa rất hiểu lễ phép, đối nhân xử thế, khiến người xưng tán. Hàn thác trụ con gái lớn 18 tuổi, còn chưa xuất các. Tiểu nữ nhi 13 tuổi, ngây thơ hoạt bát. Những thứ này con gái chi, cũng chỉ có con trai trưởng là Hàn Phu Nhân sinh. Còn lại, đều là thiên phòng thiếp thất sở sinh. Hàn Phủ Gia Phong rất là không tệ, cái này yến hội chi, một mảnh hòa khí. Lúc này Nam Tống, đối nữ tử yêu cầu còn không có như vậy hà khắc, bởi vậy cũng có thể đi ra gặp khách. Càng đây là tại chính mình phủ. Hàn Phu Nhân đối La Quân rất là khách khí, cả chàng yến hội, cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ. Yến hội kết thúc về sau, là quân được an bài tại Bạch Tố Trinh chỗ ở tòa nhà đằng sau một hàng phòng nhỏ chi. Đêm đó, là quân cái gì cũng không nghĩ nhiều, hắn tại phòng giường ngồi xếp bằng, yên ổn vận công tu luyện. Cái này một đêm trôi qua, lại là bình tĩnh không? Sớm thời điểm, sáng sớm ánh sáng chiếu rọi, là quân cả người sảng khoái tinh thần. Bây giờ thật sự là đầu mùa hè thời tiết, hàn thắc trụ lựa chọn lúc này bắc phạt, cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Vạn không đê tê vạn. C không m La Quân thực vẫn là muốn làm sao đi lấy hồi tử kim bát, hắn nghĩ tới, xông thẳng đạo pháp dạy. Nhưng là, đạo pháp trong giáo còn có cái gì cơ quan, hoặc là nhân vật lợi hại gì, cái này La Quân đồng thời không rõ ràng. Bởi vậy La Quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trọng yếu là, La Quân đối bây giờ cục thế, còn có thanh thành cung cùng đạo pháp dạy mỗi người tính toán, hắn đều không rõ ràng. La Quân cũng biết bạch tố trinh các nàng đối với mình còn không có gì độ tín nhiệm bởi vậy một chút chuyện cơ mật đoạn không có khả năng nói như vậy đi ra về sau có nha hoàn đến đây mời la quân đi ăn điểm tâm là đến bạch tố trinh trong nhà cùng bạch tố trinh cùng một chỗ tổng tiến bữa sáng la quân cảm thấy cùng thần tượng cùng một chỗ tổng tiến bữa sáng đây là rất vui sướng một việc dùng cơm địa điểm là tại trong sảnh bạch tố trinh vẫn là toàn thân áo trắng không nhuốm bụi trần Nàng như một đóa thanh đạm chi tử hoa một dạng, không kiêu không gấp, ngồi ở đằng kia. La Quân đến đây, khách khí thở dài, nói ra, tại hạ gặp qua Bạch cô nương. Bạch Tố Trinh tại La Quân đi vào thời điểm, đã đứng lên, nàng cũng là thi lễ, nói ra, "La công tử, mau mời ngồi." La Quân theo ngồi xuống, Bạch Tố Trinh sau đó ngồi xuống. Sớm một chút rất là phong phú, mà lại tinh xảo, còn có bánh quế loại hình đồ, vật bạch tố trinh thân thể có loại nói không nên lời mùi thơm nhưng lại rất không màng danh lợi khiến người ta nghe ngóng như túy nàng tay trắng nắm lên ấm trà nói ra đây là chua sữa dê vị đạo rất không tệ la công tử người có thể nếm thử nàng nói cho la quân rót một ly lại tiếp tục nói chua sữa dê phương pháp luyện chế có phần không dễ dàng nghe nói còn là theo kim quốc bên kia truyền đến la quân nói ra đa tạ hai người vừa ăn vừa nói chuyện lên Bạch Tố Trinh bỗng nhiên nói ra, là công tử, đối với đoạt lại từ Kim Bát, người có cái gì tốt đề nghị. La Quân nói ra, thực không dám giấu giếm, Bạch Cô Nương, ta đối đạo Pháp dạy cũng chưa quen thuộc. Mà lại, các người thành thành cung, ta cũng chưa quen thuộc. Lúc này ta là hai mắt đen thui, chứ còn có chút không quan trọng bản sự có thể giúp một tay. Nhưng nếu nói muốn ta nghĩ kế, ta nhưng cũng không dám ngủ nghĩ y xấu. Bạch Tố Trinh nói ra, công tử thật sự là khiêm tốn, Đúng, công tử, ngươi là phương nào nhân sĩ?" La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn ngay sau đó khóe miệng liên lụy ra một nụ cười khổ tới. Bạch Tố Trinh không khỏi quái, nói ra, vấn đề này chẳng lẽ đối về công tử tới nói, rất khó trả lời. La Quân nói ra, quả nhiên là vung hết một cái láo, theo lại sẽ có mặt khác hoang môn liên lụy đi ra. "Ta không là rất khó nói ra ta từ nơi đó đến, mà là ta lai lịch rất quỷ dị." Nói ra Bạch Cô Nương ngươi chỉ sợ khó mà tin được." Bạch Tố Trinh nói ra, thế gian to lớn đều có. Thanh Thành cung bên trong, phần lớn là yêu tinh, chúng ta tồn tại, vốn để thế nhân khó mà tin được. Mà công tử lại sẽ có lai lịch ra sao, để cho ta không thể tin tưởng đâu." Công tử một mực nói đến, cho dù là lại cách sự tình, ta cũng làm sẽ tin tưởng công tử." Bạch Tố Trinh nói chuyện vô cùng có cảm nhiễm lực. Là Quân nhịn không được nhìn nhiều Bạch Tố Trinh liếc một chút. Hắn đối Bạch Tố Trinh có loại bẩm sinh cảm giác thân thiết. Đồng thời không phải là bởi vì khác, đơn giản là trước mắt người này là Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh ba chữ này, tại La Quân lòng có lấy rất nặng phân lượng. Hắn rất sớm thời điểm nghe sư phụ nói qua Bạch xà chuyện cố sự. Về sau cũng tại một đài tivi trắng đen máy nhìn qua Tân Bạch Nương tử truyền. Rất nhiều nam hài tử đều tưởng tượng qua có thể có Bạch Tố Trinh như thế thê tử. Cho nên giờ này khắc này, tại nhìn thấy Bạch Tố Trinh bản thân về sau, La Quân vẫn cảm thấy Bạch Tố Trinh là cùng chính mình rất thân thiết. Thế nào, La Công Tử? Bạch Tố Trinh gặp La Quân ngẩn người, nhịn không được hô một tiếng. La Quân không khỏi khẽ cười khổ, nói ra, ta nghe người ta nói qua Bạch Cô Nương rất nhiều chuyện dấu vết, như trộm tiên thảo, đem tây côn lôn quấy đến long trời lỡ đất. Vân vân, vốn cho rằng Bạch Cô Nương lại là cái cổ linh tinh quái đáng yêu nữ tử. Lại không nghĩ rằng, bạch cô nương ngươi là xinh đẹp như vậy trầm tính. Bạch Tố Trinh không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, nàng nói ra, vậy cũng là đi qua sự tình, trước kia ta trẻ tuổi, thật là không hiểu chuyện. Cũng may mắn được nam hải quan thế âm đại sĩ dạy bảo, bây giờ ta đã đại thông đại ngộ. Tự nhiên không thể lại như quá khứ đồng dạng hồ nháo. La Quân cười cười. Bạch Tố Trinh nói ra, là ta trước kia lỗ máng, để La Công Tử chế diễu. Không có không có, La Quân nói gấp, đây là quyết định không có chuyện gì. Ngạch, bạch cô nương, ta biết ta lai lịch thành mê, mà lại vô duyên vô cớ cùng các người thân cận, các người xác thực khó mà tin được ta. Ta, ta toàn bộ nói thật với người đi. Bạch Tố Trinh nói ra, là công tử, người lại nói. Là quân nói ra, thực đi, ta là tới từ tương lai. Lúc này là công nguyên 12 năm 2005, ta là theo công nguyên 2016 qua tuổi tới bạch tố trinh không khỏi bị kinh ngạc la quân nói ra xem đi ta nói ta lời nói thật là khiến người ta khó có thể tin bạch tố trinh nói ra la công tử lời ngươi nói quá mức không thể tưởng tượng ta không là không tin ngươi lời nói ta chỉ là rất quái lạ một việc ngươi nói la quân nói ra bạch tố trinh nói ra theo ta được biết thời gian chính là thế gian vạn vật chi cực thần bí lực lượng thời gian không thể nghịch chuyển Tại thủy triều thời không trong thông đạo, mỗi một hạt thời không hạt cát đều nặng đến ước vạn quân. Lại cao hơn pháp lực, tại cũng khó có thể sinh tồn. Xin hỏi, ngươi là làm sao đến chúng ta nơi này đến? Đây là cũng không có thể thành lập một việc. Là quân hơi hơi kinh ngạc, lại là không nghĩ tới nói ra, ta tại thủy triều thời không trong thông đạo, thật là nhìn thấy cô nương nói tới thời không hạt cát. Cái kia thời không hạt cát, gánh chịu vũ trụ thời điểm ở giữa trí nhớ. Vạn năm, ước năm, vô cùng vô tận, mà ta sở dĩ có thể tới, một là vừa vặn đợi đến thủy triều thời không yếu bất thời điểm, hai là có một vị thần thông quảng đại tinh chủ, hắn không biết dùng cái biện pháp gì đưa ta tới. Lúc đó, ta cũng hỏi hắn đồng dạng vấn đề, chỉ là hắn không có trả lời ta. "Tốt ca," à, Bạch Tố Trinh nói ra, "cái kia ngươi tới nơi này có cái gì mục đích?" Là Quân nói ra, "Ta tới là vì tìm Bạch cô nương ngươi, bởi vì Bạch cô nương ngươi là trời sinh linh thể, linh nữ Bạch Tố Trinh một năm về sau người hội lưu lại hai máu và nước mắt cái này hai máu và nước mắt đóng băng thời không hình thành một cái cổ thế giới ta muốn tiếp lấy cái này hai máu và nước mắt để cổ thế giới theo bảy đại giới biến mất bảy đại giới bạch tố trinh nói ra bây giờ bảy đại giới căn bản không có cổ thế giới la quân nói ra bảy đại giới hội vĩnh viễn tồn tại biến mất một cái thế giới lại hội diễn sinh một cái thế giới nhưng cổ thế giới không cần phải một mực tồn tại. Cái này tại thiên đạo bất lợi. Cái này ngươi có gì chỗ tốt?" Bạch Tố Trinh hỏi La Quân. La Quân nói ra, "Ta chính là thế giới Bao La Thiên Mệnh chi vương, bây giờ chúng ta thế giới bên trong lớn nhất một trận vô lượng sát kiếp đã bắt đầu. Rất nhiều cao thủ đều khi kiếp số chi, mà lại, ta muốn cái này hai máu và nước mắt còn có khác tác dụng. Một máu và nước mắt là tinh chủ muốn, còn có một máu và nước mắt, ta muốn lấy ra cứu người." Là quân thầm nghĩ, dù sao máu này nước mắt tạo thành cũng không liên quan tới mình. Như vậy chuyện này nói ra cũng là không sao. Mà lại tinh chủ nói qua, phát sinh lịch sử là cải biến không. Cái kia mặc kệ chính mình làm cái gì đều cải biến không chân thực phát sinh sự tình. Cho nên là quân đồng thời không có cái gì quá lớn cố kỵ. Cái kia bình hành thế giới bên trong sự tình sở dĩ có thể cải biến là bởi vì bình hành thế giới bất quá là thời gian chi nhánh đại biểu hay không thời gian. Cũng đại biểu không lịch sử, đối với điểm này, là quân còn có thể phân rõ ràng. Máu và nước mắt, bạch tố trinh thân thể mềm mại chấn động. Người biết cái gì là máu và nước mắt sao? Bạch tố trinh bỗng nhiên hỏi lại la quân. La quân nào nào, đối với máu và nước mắt, hắn thật đúng là không có khái niệm gì. Người đồng dạng chảy đều là nước mắt, nhưng nếu như tại đặc biệt xúc động phẫn nộ cùng bi thương phía dưới, có khả năng hội chảy ra mang máu và nước mắt nước cũng là nói đổ máu nước mắt cũng không phải cái gì công việc tốt suy nghĩ kỹ một chút tại bạch tố trinh thân thể vốn là cũng là một cái bi kịch linh nữ đổ máu nước mắt cùng người thường lại lại có khác nhau la quân liền nói ra tuy nhiên không rõ ràng lắm nhưng có thể tưởng tượng bạch tố trinh trầm ngâm một cái trước mắt nói ra ta tin tưởng ngươi lời nói a à, la quân ngược lại bị kinh ngạc hắn cảm thấy có chút khó tin nói ra bạch cô nương người thực sự tin tưởng ta bạch tố trinh bỗng nhiên cười một tiếng nàng cái này nhẹ nhàng cười một tiếng lại có loại nhất tiếu khuynh thành bách mị sinh vị đạo không thể không nói bạch tố trinh trong lúc phất tay mị lực lại là khiến người ta khó có thể ngăn cản la quân lần nữa ngẩn ngơ tốt xấu hắn cũng là trải qua chiến trận người không nghĩ tới chính mình lại nhiều lần bởi vì bạch tố trinh phong tình mà ngẩn người thất thần sự thật bạch tố trinh cũng cảm thấy la quân là cái rất đặc thù người Tại nàng trong ấn tượng, trừ hàn công, còn có vị kia trạng nguyên công có thể ở trước mặt mình, ứng đối tự nhiên, không chút nào luống cuống. Lại là trước mắt vị này là công tử, hắn nam nhân, xem như pháp lực cao thâm hạng người, cũng không có mấy cái có thể bảo trì bình thường. Rất nhiều đều là tại cố tự chấn định. Bạch Tố Trinh nói theo, ta tin tưởng ngươi, bởi vì nếu như ngươi thật phải có điều đồ, hoặc là muốn lửa gạt ta, hẳn là sẽ muốn một cái làm cho người tin phục thân thế cùng lý do mà không phải nói với ta những thứ này quỷ dị, khiến người ta khó có thể tin đồ, vật. Cho nên ngược lại, ta tin tưởng ngươi, mặt khác, ta cũng có thể cảm nhận được ngươi chân thành. Ta trực giác cũng nói cho ta biết, ta cần phải tin tưởng ngươi. La Quân không khỏi thở phào một hơi, hắn thậm chí có chút vui vẻ không tự kìm hãm được. Hắn nói ra, Bạch Cô Nương, Hậu Thế Chi, người đại danh Lan Sa. Cho tới nay, ngươi tuy nhiên chưa thấy qua ta, nhưng ta từ nhỏ nghe nói qua ngươi. Ta đại danh Lan xa Bạch Tố Trinh không khỏi khẽ giật mình, nói tiếp: chuyện này không có khả năng lắm đi, ta lại có tài đức gì đây? La Quân nói ra, hậu thế có hy vọng khúc, điện ảnh và truyền hình rất nhiều thứ, người cố sự bị truyền bá rất rộng. Ta cái gì cố sự? Bạch Tố Trinh hỏi. La Quân nói ra, những chuyện này về sau có cơ hội, ta ổn thỏa hướng Bạch Cô Nương người giảng kỹ. Nhưng chúng ta lúc này, có phải hay không cần phải trước giải quyết từ Kim Bát nguy cơ? Bạch Tố Trinh run lên, nói ra, không sai, người hôm nay cùng ta nói tới đổ, vật, quá mức kinh hãi thế tục. Cũng làm cho ta kém chút quên chính sự. La Quân nói ra, đối với đạo Pháp dạy, thanh thành cung ân oán, ta hoàn toàn không biết nói. Cho nên ta muốn biết, Bạch Cô Nương người bây giờ là tính thế nào. Bạch Tố Trinh nói ra, việc này lớn, đối phương trước mắt án binh bất động. Ta dự định tạm thời lấy bất biến ứng vạn biến, trước đem tình huống đánh cha rõ ràng, sau đó lại nói tử kim bát xuất hiện tại hắn nhóm tay đây đối với chúng ta thanh thành cung tới nói xác thực rất là không ổn bất quá sự tình cũng còn không có hỏng bét đến không thể vãn hồi cấp độ la quân cười một tiếng nói ra xem ra bạch cô nương vẫn còn có chút nắm chắc cùng át chủ bài bạch tố trinh nói ra lúc này trước kìm nén không được hẳn là bọn họ la quân nói ra tại cái này lâm an thành bên trong đạo pháp dạy thế lực đến cùng như thế nào Bạch Tố Trinh nói ra, là công tử, người đã lấy thành thật đối đãi ta. Ta hiện tại cũng sẽ không đối người có chỗ giấu giếm, tin tưởng ngươi cũng nhất định rất tốt. Vì cái gì thanh thành cung cùng đạo Pháp giáo đô hội quấy tiến triều đình này chi tranh bên trong tới đi. Là quân nói ra, ta xác thực rất là tốt, mà lại cũng hỏi qua thanh cô nương. Bạch Tố Trinh có nhiều thú vị nói ra, muội muội ta là làm sao nói. Là quân nói ra, vì thương sinh, vì bình minh. Bạch Tố Trinh không khỏi cười khúc khích, nói ra, chắc hẳn La Công Tử là không tin lắm. La Quân nói ra, vì thương sinh, vì bình minh, ngược lại không phải là không thể được. Chỉ bất quá, vô luận thanh thành, thành cung vẫn là đạo Pháp dạy, bố cục đều tại đại đạo chi. Trong nhân thế phân tranh, cũng không phải là chúng ta chỗ suy nghĩ. Bạch Tố Trinh nói ra, La Công Tử nhìn rất là thấu triệt. Ta lời nói thật cùng La Công Tử ngươi nói đi, thực tế, chúng ta cũng thật không phải vì chiều chính tranh đấu. Trước đó, Tổ Long chi khí tại khai phong phủ, cực kỳ vững chắc. Đương quốc vận hưng thịnh thời điểm, sẽ có Tổ Long chi khí hộ vệ thủ đô. Là quân đối điểm này là biết. Hắn lại phát hiện một việc, đó là Tổ Long chi khí chỉ ở thế giới bao la bên trong xuất hiện qua. Hắn không gian, thế giới, vô luận quốc vận như thế nào, thế giới biến hóa như thế nào, cũng sẽ không có Tổ Long chi khí xuất hiện lại càng không có tổ long chi khí hộ vệ thủ đô. Thế giới bao la, thủy chung là 3.000 thế giới tổng cương, cũng là 3.000 thế giới trục tâm. Cái gì đều có thể loạn, thế giới bao la không thể loạn. Mà lại, tổ long chi khí, lựa chọn phía đông, hoa hạ. Tại thế giới bao la bên trong, quốc gia nhiều như vậy, mà tổ long chi khí thủy chung chỉ ở hoa hạ xuất hiện. Cái này còn nói rõ, hoa hạ chính là thế giới bao la một cái trục tâm. Bạch Tố Trinh tiếp tục nói, bây giờ, tổ long chi khí lại bắt đầu tùng động. Quốc vận đã bất ổn, phải nói, tổ long chi khí đến một cái cực không ổn định điểm. Toàn bộ quốc gia, đều là bấp bênh, đạo Pháp dạy muốn, là thu hoạch được hoàng chống đỡ, tán thành. Từ đó cũng bị tổ long chi khí tán thành, hấp thu tổ long chi khí. Mà chúng ta thanh thành cung muốn làm, cũng cùng đạo Pháp dạy một dạng. Đạo Pháp dạy nhị trình một đỏ thắm, đối với chúng ta thanh thành cung hận thấu xương. Nếu để cho bọn họ thành công, như vậy chúng ta thanh thành cung sẽ có tai họa ngập đầu. Tổ long chi khí, là quân thật sâu chấn kinh, không nghĩ tới, các người mưu đồ tự nhiên là tổ long chi khí. Bạch Tố Trinh nói ra, thanh thành cung không có ý tranh đấu triều chính, càng không có ý tại tổ long chi khí. Nhưng địch nhân đã lượng kiếm, chúng ta không thể không ứng chiến. La quân nói ra, thanh thành cung không tranh quyền thế, đạo pháp dạy tại sao muốn đưa thanh thành cung vào chỗ chết. Bạch Tố Trinh nói ra, nhị trình một đỏ thắm, ưng thuận trí nguyện, tận diệt thiên hạ yêu ma. Mặc kệ chúng ta là không phải ma, nhưng yêu lại là trốn không rời. Nếu là bọn họ trí nguyện thực hiện, bọn họ nhất định suy nghĩ thông suốt, pháp lực đại tăng. Là quân sờ mũi một cái, cười khổ nói, thù này, có thể kết đến có chút rất là kỳ lạ. Bạch Tố Trinh nói ra, bọn họ sáng tạo trình chú ý pháp, muốn chính cương thường, tôn khổng tử, muốn dưỡng hạo nhiên chính khí, chỗ đó dung hạ được chúng ta a. À. La Quân nói ra, thuyết pháp đại nhân đại nghĩa, thực cũng là vì chính mình tư lợi. Yêu ma, ai là yêu, ai là ma, ta nhìn không thể theo xuất thân đến xem. Bởi vì xuất thân là không thể thay đổi, cần phải theo phẩm hạnh đến xem. Bạch Tố Trinh nói ra, đáng tiếc, đạo Pháp dạy không phải như người ý tưởng như vậy. Lúc này, La Quân đột nhiên tỉ mỉ thể ngộ lên. Hắn cảm thụ hư không tổ long chi khí. Quả nhiên có rất lớn khác biệt. Sau một lúc lâu, là quân nói ra, ta tại chúng ta thế giới lúc, cũng tại thủ đô bên trong, cái kia tổ long chi khí, cực kỳ kiên cố. Thời khắc áp chế thần thông cao thủ, một khi chúng ta đang muốn làm một chút nguy hại thủ đô sự tình, lập tức hội dẫn phát thiên lôi hỏa kiếp, chết không táng sinh chi địa. Mà nơi đây tổ long chi khí, đã là hỗn loạn tương bừng. Nhưng là, ta nếm thử xuống hấp thu tổ long chi khí, những thứ này tổ long chi khí lại rời rạc hư không, căn bản hấp thu không. Bạch Tố Trinh nói ra, tổ long chi khí, cực kỳ chân quý. Nhưng bây giờ hoàng tay cầm ngọc tỷ, trừ phi hắn viết xuống chiếu thư, đắp long tỷ, như thế đến thiên chính thống. Mới có thể để hấp thu đến tổ long chi khí. Là quân nói ra, không có thể trực tiếp bức bách hoàng viết xuống chiếu thư sao. Bạch Tố Trinh nói ra, đương nhiên không thể, hoàng có tổ long chi khí bảo hộ. Một khi đối hoàng động thủ, tổ long chi khí lập tức phản phệ. Thì ra là thế, là quân bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Tố Trinh tiếp tục nói, hiện nay Hoàng cũng không phải đần đột. Lúc này chiều cục chi, chúng ta chống đỡ Hàn Công. Mà hữu tướng triệu những ngu đạt được Chu Hy cùng đạo Pháp dạy chống đỡ. Hoàng chơi là quản thúc, trừ phi là một phái kia triệt để ngược lại, hắn vị ổn định một phương, mới có thể phía dưới cái kia tổ long chiếu thư. Nàng đón đến, nói ra, mà lại, Hoàng bên người cũng có một vị cao thủ thần bí. Vị này cao thủ thần bí lai lịch thành mê, lại đạt được Hoàng tổ long chiếu thư, có thể hấp thu bộ phận tổ long chi khí hắn là chuyên môn bảo hộ hoàng nếu là nước phá tổ long chi khí có phải hay không có thể tùy ý hấp thu la quân hỏi nước phá đi về sau tổ long chi khí hội hoàn toàn biến mất căn bản hấp thu không bạch tố trinh nói ra ta hiểu hoàn toàn hiểu la quân nói ra sau đó la quân lại hỏi đạo pháp dạy thực lực như thế nào ta tiếp xúc qua cái kia minh đạo tiên sinh cũng cùng bọn hắn ba vị lão tổ giao thủ qua ngày đó ông tổ cũng bị ta giết chiếu ta xem ra đạo pháp dạy cũng không tính quá lợi hại mà bạch tố trinh không khỏi cười khổ nói ra là công tử người cái này giọng điệu cũng quá lớn ta biết thân phận của ngươi không giống nhau thân thể cũng có thật nhiều thủ đoạn thần bí nhưng ngươi cũng đã biết vẻn vẹn một cái minh đạo tiên sinh hắn tay cầm sơn hà xã tắc phiến liền có thể độc bá nhất phương lại còn có y xuyên tiên sinh theo bên cạnh phụ trợ. Thêm sau lưng ba vị lão tổ, cơ hồ ép tới ta thanh thành cung không thở nổi. Hướng chu hy, càng là hậu sinh khảo ý, hắn đối dùng thuốc lưu thông khí huyết chi pháp, đạo học câu chuyện, nghiên cứu đến suốt thần nhập hóa. Thiên hạ bách tính, bây giờ tiên trình chu lý học rất nhiều. Hắn hấp thu tín ngưỡng chi lực, bây giờ pháp lực đã đến hư tiên cảnh kỳ, cái này chu hy, phi thường khủng bố. Là quân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra nói như vậy thanh thành cung tình huống xác thực không quá lạc quan vậy chúng ta bên này thực lực đâu bạch tố trinh nói ra yêu tinh tu hành đúng là không dễ chúng ta biến hóa thành người con đường này có quá nhiều gặp trắc trở các loại tu luyện thành người tiếp tục tu hành lại là một cái đại khảm cho nên bây giờ người cũng nhìn đến cung làm được việc lớn chỉ có tiểu thanh những năm gần đây thanh thành cung có thể chống đỡ cũng là ta cùng cung chủ tại chống đỡ đối mặt đạo pháp dạy loại này hùng hổ dọa người chúng ta cũng chỉ có nhập thế đến tương trợ hàn công la quân nói ra đông đảo yêu tinh chi cần phải còn có cao thủ a bạch tố trinh nói ra thanh thành cung lúc trước thu đồ đệ chỉ lấy yêu tinh bản lĩnh bình thường mới có thể đến bái sư những cái kia chân chính tuyệt đỉnh cao nhân căn bản khinh thường đến đây các nàng đều lựa chọn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể riêng là hiện tại chúng ta thanh thành cung trở thành chúng mũi tên chi bọn họ càng sẽ không trước đến giúp đỡ. La Quân nói ra, cũng là lý giải, nhân loại tu ra đại bản sự đến, đã là trăm cây nghìn đắng, cử tử nhất sinh. Mà yêu tinh lại càng không cần phải nói, bọn họ lựa chọn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đó là bọn họ lựa chọn. Bạch Tố Trinh nói ra, không sai, cho nên chúng ta làm sao cũng sẽ không đi cầu bọn họ xuất thủ. Bữa sáng sau khi ăn xong, là quân chính mình đến đến trong đình viện hôm nay khí trời, trời trong gió nhẹ. Còn có chim chóc tại đầu cành réo lên không ngừng. Trời xanh mây trắng, phong cảnh tú lệ. Xem ra, cái thế giới này một mảnh thanh bình, chỗ đó có nền tảng lập quốc dung chuyển xu thế đâu. Khả la quân tâm bên trong rất rõ ràng biết, Nam Tống thật là không có bao nhiêu năm. Bây giờ là 12 năm 2005, Nam Tống vong tại 127-6 năm. La quân đang suy nghĩ lấy, ngay vào lúc này, đằng sau truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. La Quân quay người, liền gặp Hàn gia lớn nhất tiểu nữ nhi, Hàn Dung tại nha hoàn đồng hành trước khi đi tới. Hàn Dung mới 13 tuổi, nhưng nàng cách ăn mặc lại là có chút thiên về thành thục. Một thân thêu váy hoa, đi trên đường, yêu kiều tỉ mỉ bước. Xem xét là có tri thức hiểu lễ nghĩa đại hộ nhân gia cô nương. Đại hộ nhân gia gia giáo, quả quyết là sấp xỉ. La Quân nhìn Hàn Dung, lại là như nhìn tiểu hài tử. Hàn Dung trước khi đi đến, là quân hơi hơi thi lễ. Hàn Dung nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, là công tử không cần đa lễ. Là quân thì cũng cười một tiếng, nói ra, đa tạ tiểu thư. Cái niên đại này, tiểu thư còn là tiểu thư, là tôn quý xưng hô. Hàn Dung dừng bước lại, nàng dò xét là quân, sau đó nói, là công tử, người có phải hay không cũng ưa thích bạch cô nương nha. La Quân Kinh ngạc nhìn Hàn Dung liếc một chút, tâm đạo, tiểu cô nương này, hỏi thế nào cái này gốc giả a. À? Hắn liền nói ra, không có. Hàn Dung tay có cây quạt, nàng đem cây quạt che khuất nửa bên mặt, khách khách cười rộ lên. Tiếng cười như ngân linh, nói ra, nếu ta là nam tử, ta cũng sẽ thích Bạch cô nương. Chúng ta cái này phủ, ít có nam tử vào ở tới. Bạch cô nương có thể cho phép La công tử tiến đến, đủ để chứng minh, Bạch cô nương đợi La công tử ngươi không tầm thường nha. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu thư, người suy nghĩ nhiều. Ta đối bạch cô nương chỉ có tôn kính, tuyệt không hẳn ý tứ. Là Công Tử, yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Cái này có cái gì không tốt thừa nhận, người muốn là như thế hàm xúc. Bạch cô nương nhưng muốn bị vị kia trạng nguyên lang hứa công tử nhanh chân đến trước. Trạng nguyên lang, hứa công tử, hứa tuyên, là quân sướng sở sướng sờ. Hàn Dung nói ra, đúng nha, hứa công tử tài hoa bộc lộ, bạch cô nương đối hứa công tử tựa hồ cũng rất có hảo cảm a à. đậu đen rau muống la quân thầm nghĩ hứa tuyên chẳng lẽ hứa tuyên là hứa tiên là công tử ngươi làm sao rồi đang suy nghĩ gì đấy hàn dung hỏi la quân sờ mũi một cái nói ra ta đang suy nghĩ a à. tiểu thư ngươi có phải hay không cũng ưa thích hứa công tử a à. hàn dung khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhảy một chút đỏ mời mọi người tìm tòi phẩm sách đô la lưới nhìn lớn nhất toàn La quân là nhân tinh, sao lại bị tiểu cô nương một mực đem quân? Hắn đầu lại cực nhanh nhẹn, lập tức nghĩ đến tiểu cô nương này tám thành là nàng ưa thích hứa tuyên, cho nên ở chỗ này tận mân mê chính mình theo đuổi bạch tố trinh đây. La công tử, người thật sự là chán ghét, không nói cho ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận, nàng sau khi nói xong, liền dậm chân một cái, giận hờn rời đi. Phía sau nàng hai tên nha hoàn cũng không nhịn được có chút buồn cười. La quân thấy thế, không khỏi cười cười. đồng thời lòng hắn nhưng cũng tốt. hứa tuyên, hứa tiên, nguyên lai hứa tuyên là hứa tiên, tựa hồ người cái này nha cũng cùng trong truyền thuyết khác nhau rất lớn a. À. trong truyền thuyết hứa tiên là cái nhu nhược, thiện lương, xúc động, đa nghi người. nhưng cái này hứa tuyên, tựa hồ là nhân vật lợi hại a. À. la quân đột nhiên rất muốn gặp gặp vị này hứa tuyên. máu và nước mắt, la quân nghĩ lại truyền thuyết tuy nhiên có rất quá vô lý địa phương nhưng hứa tuyên cùng Bạch Tố Trinh là một đôi, cái này tổng hẳn là không sai. Truyền thuyết trung quy là xây dựng ở một cái nào đó cơ sở mặt. Như vậy xem ra, tương lai hứa tuyên vẫn là có để Bạch Tố Trinh lòng tổn thương mới. Chỉ là đáng tiếc, ta tới nơi này, là vì Bạch Tố Trinh máu và nước mắt. Luôn không khả năng đi phá hư hai người này nhân duyên. Tận lực không quấy nhiễu đi. Tại Hàn trong phủ, là quân cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm, bên ngoài mặt với hắn mà nói, hai mắt đen thui, hắn cũng chỉ có thể chờ lấy bạch tố trinh an bài. buổi chưa đợi, bạch tố trinh mang la quân đi gặp thanh thành cung đệ tử của hắn. những đệ tử này tất cả đều là nữ đệ tử, hết thảy ba tên, ba người này tu vi cũng không tính là quá xuất sắc, tối cao một cái là cửu trọng thiên đỉnh phong, cũng là bên này vũ thánh niên phong chi cảnh. mặt khác hai cái là cửu trọng thiên sơ kỳ, đây cũng không phải bên này cao thủ, cửu trọng thiên đều đi đầy đất mà là bởi vì Bạch Tố Trinh ở chỗ này chống lại đạo Pháp dạy, khẳng định là muốn cho nàng tuyển ra sắc đệ tử đến đây. Cái này thực là nói rõ một chuyện khác, đó là thanh thành cung cao thủ thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng trời châu bên trong, những cái kia đại phái chi, động một tí tầng 10 cao thủ tướng, nội tình kém quá nhiều. Là quân duy nhất nhìn không thấu là Bạch Tố Trinh, hắn không làm rõ ràng được Bạch Tố Trinh tu vi đến cùng là đến mức nào. Nhưng là quân có thể khẳng định là, bạch tố trinh tu vi là tại hắn chi mà lại còn không phải cao một chút điểm bạch tố trinh có thể lấy sức một mình lúc trước đem tây côn lôn quấy đến long trời lỡ đất bây giờ ở chỗ này lại để đạo pháp dạy chiếm không được một tia tiện nghi cái này đã rất nói rõ vấn đề phải biết đạo pháp dạy chu hi tu vi đã là đạo pháp dạy kỳ thanh thành cung ba tên nữ đệ tử tất cả đều là tuyệt sắc cái kia cửu trọng thiên đỉnh phong nữ đệ tử gọi là thu linh tố mặt khác hai cái phân biệt gọi là mặt nhược thủy, nhan trầm ngư. Mặt nhược thủy cùng nhan trầm ngư là hai tỉ muội Cái này tam nữ đối với đột nhiên xuất hiện là quân rất là kinh ngạc, mà lại là quân vẫn là một tên nam tử, cũng không phải yêu tinh. Khiến thu linh tố ba người vốn có thể bài xích. Bất quá bạch tố trình uy nghiêm rất cao, nhất ngôn cửu đình. Cho nên nàng nói là quân là bằng hiếu, như vậy thu linh tố ba người cũng không dám nói thêm cái gì. Là quân gặp ba vị muội tử, lập tức xuất ra lễ vật đưa tiến. Hắn thân thể tài phú vô số, phần lớn đều là ở trên trời yêu cung cùng chiêu thiên đại thánh trong động phủ làm tới. Bình thường pháp khí cùng đan dược, hắn thật đúng là nhìn không, căn bản sẽ không cầm. Xuất thủ là ba miệng các loại phẩm chất bảo kiếm. Theo thứ tự là cách viêm kiếm, thiên thủy kiếm, thu thủy kiếm. Thu linh tố ba người cứ việc có chút cao ngạo, nhưng nhìn đến cái này ba cây bảo kiếm lúc, vẫn là không nhịn được tâm động. Cái này, Thu Linh Tố cải biến thái độ, nàng nói ra, "Vô công bất thụ lộc, chúng ta sao tốt tự dưng thu công tử nặng như thế lễ đâu?" Bảo kiếm tặng giai nhân nha, huống chi cũng không phải vật gì tốt, một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi. La Quân ngược lại không quan trọng. Thu Linh Tố bọn người nhìn về phía Bạch Tố Trinh, không có uổng phí Tố Trinh cho phép, các nàng không dám loạn thu. Bạch Tố Trinh cười một tiếng, nói ra, "Nếu là La công tử hảo ý, các ngươi lĩnh đi." Thu Linh tố ba người liền vui vẻ nhận lấy, hơn nữa còn hướng là quân thi lễ. Nói ra, đa tạ công tử. La Quân mỉm cười. Về sau, Bạch Tố Trinh để Thu Linh tố ba người trước rời đi. Các nàng cũng là ở tại nơi này Hàn trong phủ. Hôm qua yến hội, Hàn phu nhân cũng là mời mời các nàng, chỉ là các nàng không nguyện ý đến đây xã giao. Hôm nay trời cao khí sảng, La công tử chẳng lẽ không nghĩ đến đi Lâm An thành bên trong dạo chơi sao? Bạch Tố Trinh mỉm cười nói ra. La Quân nói ra, thật cũng không cảm thấy có cái gì tốt đi dạo, ta đi qua địa phương rất nhiều, cho nên đối gần An Hảo Tâm cũng không phải là rất nặng. Bạch Tố Trinh nói ra, không bằng như vậy đi, La công tử, ta biết Lâm An thành bên trong có một nơi trà rất không tệ. Chúng ta đến đó vừa uống trà, vừa nói chuyện, ta xác thực còn có thật nhiều nghi hoặc muốn hỏi hỏi ý kiến La công tử ngươi đây. La Quân mỉm cười, nói ra, tốt. Ngay sau đó, tắm ôn hòa ánh nắng, la quân cùng bạch tố trinh ra hàn phủ vừa đến hàn phủ vừa vặn có xe ngựa tại trước phủ dừng lại bạch tố trinh nhìn xe ngựa kia lập tức đích nói thầm một câu hứa công tử xe ngựa này giống như là hậu thế xe một giặc mỗi người xe ngựa đều có phân biệt phương pháp hiển nhiên xe ngựa này là hứa tuyên la quân liền nói trạng nguyên công hứa tuyên bạch tố trinh nói ra đúng cái kia xa ngựa dừng lại về sau rất nhanh có một hoa y công tử xuống tới. Theo hoa y công tử cùng một chỗ, còn có một tên thư đồng. Hoa y công tử chính là hứa tuyên. Hứa tuyên thế mà cũng có tu vi, mà lại tu vi không cạn A. À. Là quân nhìn đến hứa tuyên lúc, bị kinh ngạc. Hứa tuyên thật là dài đến nhất biểu nhân tài, mà lại là ngọc thụ lâm phong, hắn tức giận độ, làm sai lòng người. Mà càng nguy hiểm hơn là, hứa tuyên tu vi nghiêm chỉnh cũng là cửu trọng thiên đỉnh phong hứa tuyên tuổi tác bất quá 20 tuổi. Cái này sao có thể, là quân tâm chấn kinh, hắn đến thăm trả tiền đường thôn, biết tiền đường thôn cũng không phải là lợi hại gì tông môn, người bên trong đều là người bình thường. Hứa tuyên xuất thân phổ thông thế gia, sao hội trẻ tuổi như vậy, có bực này tu vi. Chẳng lẽ là thần linh chuyển thế hay sao? La quân nói thầm. Hắn trong lúc nhất thời, lại là đoán không ra. Hứa tuyên đến đến đây, hắn đối bạch tố trinh thi lễ, nói ra, Bạch cô nương, người đây là muốn ra ngoài sao? Vị này là, hắn ánh mắt nhìn về phía La Quân, đồng thời, ánh mắt chỗ sâu có một tia địch ý. Hứa Tuyên địch ý ẩn tàng rất sâu, nhưng La Quân vẫn là nhạy cảm cảm giác được. Bất quá La Quân cũng không cảm thấy bất ngờ, cái này Hứa Tuyên hiển nhiên ưa thích Bạch Tố Trinh. Nam nhân mà, nhìn đến tình địch, không thể tự giác hội sinh ra địch ý. Cái này không thể bình thường hơn được. Bạch Tố Trinh cũng còn Hứa Tuyên thi lễ, nói ra hứa công tử làm sao ngươi tới ả à nha hứa tuyên nói ra hôm nay đến đây chính là muốn muốn bái phỏng bạch cô nương ngươi tại hạ còn muốn mời bạch cô nương đi một chỗ địa phương tốt bạch tố trinh nói ra vậy thật đúng là không khéo hôm nay ta có chuyện hứa công tử chỉ sợ ta tạm thời không có thời gian hứa tuyên nói ra cái kia cũng không sao ta có thể đợi bạch cô nương vị này là hắn lần nữa hỏi la quân La Quân liền cũng liền ôm quyền, nói ra, tại hạ La Quân, các hạ chính là đương triều trạng nguyên công hứa Tuyên công tử a. À. Kính đã lâu, kính đã lâu. Hứa Tuyên nhưng cũng không kiêu căng, nói ra, dễ nói dễ nói, là công tử, ta trước kia ngược lại chưa thấy qua ngươi. Ngươi cùng Bạch cô nương là bạn tốt sao? Sao chưa nghe Bạch cô nương đề cập tới ngươi? La Quân cười một tiếng, nói ra, ta bất quá là giang hồ bãi cỏ hoang, Hứa công tử chưa thấy qua ta, cũng là bình thường. Bạch Tố Trinh thì nói ra, là công tử thật là ta hảo hiếu, hứa công tử, chúng ta hôm nay còn có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Chúng ta không phụng bồi. Hứa tuyên ngốc ngẩn ngơ, hắn có đầy bụng lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống đi. Hắn rất nhanh bày ra nụ cười đến, nói ra, Bạch cô nương, là công tử, vậy các ngươi mời đi, ta không quấy dày. Bạch Tố Trinh cùng La Quân nhìn nhau, sau đó cùng hứa tuyên cáo tử, tiếp lấy cũng rời đi hứa tuyên đưa mắt nhìn hai người rời đi bóng lưng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Có một loại to lớn chua sót, tuôn ra hứa tuyên cổ họng. Hứa tuyên cũng không sợ người cạnh tranh, hắn tự nhận là, trừ chính mình, không có mấy người xứng đáng bạch tố trinh. Nhưng là La Quân xuất hiện, để hắn cảm nhận được cự đại uy. La Quân tuy nhiên vẫn chưa biểu lộ ra cái gì tài hoa, nhưng La Quân ăn nói, khí chất, còn có bạch tố trinh đối La Quân thái độ, cái này đều bị hứa tuyên cảm thấy rất là bất an la quân cùng bạch tố trinh đi ra thật xa về sau la quân cảm thấy có chút như đứng ngồi không yên hắn nói ra bạch cô nương hôm nay hứa công tử chỉ sợ sẽ không cao hứng hắn có lẽ sẽ đối người ta có chút hiểu lầm bạch tố trinh thì quái nói ra hắn lầm biết cái gì la quân nói ra hứa công tử thích ý tại bạch cô nương ngươi chẳng lẽ bạch cô nương ngươi cảm giác không thấy sao bạch tố trinh nói ra ta chưa bao giờ nghĩ tới nhân gian tình yêu hắn ưa thích cùng không thích vậy cũng là hắn sự tình. Mà ta có ta sự tình, há có thể mọi chuyện đi chiếu cố hắn tâm tình, người nói đúng không, là công tử. Là quân nói ra, cái này. Bạch Tố Trinh nói ra, thế nào, là công tử. Là quân nói ra, lời nói không phải nói như vậy, ai, ta cũng không biết có nên hay không nói. Sợ nói, sẽ ảnh hưởng đến tương lai sự tình phát triển. Bạch Tố Trinh nói ra, mặc kệ tương lai làm sao biến hóa, hết thảy đều là mệnh số, không có gì không thể nói. Ngươi nói đi, La Quân thật đúng là có chút không nín được, hắn nói ra, tại ta chỗ nghe truyền thuyết chi, tương lai hứa tuyên công tử lại là tướng công của ngươi, mà lại tương lai các ngươi còn sẽ có con trai, gọi là hứa sĩ lâm. Bạch Tố Trinh sắc mặt nhất thời quái dị, nói ra, điều đó không có khả năng. La Quân nói ra, vậy ta không biết, dù sao truyền thuyết là như thế truyền. Bất quá, truyền thuyết kia chi, cũng có thật nhiều không chính xác. Bạch Tố Trinh nói ra, đúng thế, ta tuy nhiên đối hứa công tử có hảo cảm hơn, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng hắn ở giữa có cái gì quá khứ. Nàng sau đó còn nói thêm, đợi đến cái kia trạo huyền về sau, người thật tốt cùng ta nói một chút người nghe cái kia truyền thuyết. La Quân nói ra, tốt, không có vấn đề. Hai người cước trình cực nhanh. La Quân còn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Bạch Tố Trinh, cho nên hắn cũng rất chờ mong lần tụ hội này cái kia trạo huyền tại một chỗ yên lặng trong ngõ nhỏ, tiến vào trạo huyền về sau, trước gặp một cái đình viện, môn là tròn cổng vòm. Tiến vào trạo huyền bên trong, liền gặp bà chủ, bà chủ kia già mà dê, tự mình chiêu đãi. Nơi này là một cái rất tự ẩn địa phương, cũng rất thích hợp tâm sự. Bà chủ rất nhanh trà bánh. Cái kia một bình trà nấu vừa vặn, thoáng chốc ở giữa, trong phòng tràn đầy pha trộn hương trà. Đây là trà long tỉnh. Bạch Tố Trinh cho La Quân rót một ly trà, sau đó chính mình cũng trả một miệng trà thơm tây hồ long tỉnh cái này ta biết la quân nói ra vẫn là ngựa tiền trà đây bạch tố trinh có chút quái dị nhìn về phía la quân nói ra trà long tỉnh nơi đó là cái gì ngựa tiền trà bất quá là một loại cũng không tệ lắm trà thôi cũng bất quá là lâm an bên này một cái tiểu trà loại mà thôi la quân lập tức vỗ xuống đầu hắn cười khổ nói ta mơ hồ lúc này trà long tỉnh còn không có bị liệt là ngựa tiền trà đó là thanh triều thời điểm càn long hoàng đế làm sự tình bạch tố trinh đã lựa chọn tin tưởng la quân cho nên dưới mắt đối la quân loại này giải thích cũng tin tưởng không nghi ngờ nàng cười một tiếng nói ra ta chính là muốn hỏi ngươi sau đó lịch sử sẽ như thế nào la quân nói ra người nói thiên cơ không thể tiết lộ ta cũng không biết nói ra những vật này tốt là không tốt bất quá ta cũng mặc kệ chết đi hắn nói tiếp tiếp đó hàn công bắc phạt hội đại bại hai năm về sau, Hàn Công bị Dương xong cùng sử di viễn bọn người hùn vốn giết chết, đây là Kim Quốc ý người nghĩ. Bất quá, người Kim ngày tốt cũng không dài, bọn họ còn tại Nam Tống phía trước vong quốc. Bởi vì càng phía Bắc, còn có mông cổ đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Mà Đại Tống vong quốc, còn có 72 năm. Về sau là Nguyên Triều, Nguyên Triều về sau là Minh Triều, Minh Triều về sau là Thanh Triều, Thanh Triều về sau là Dân Quốc, Dân Quốc về sau là chúng ta bây giờ quốc gia, hoa hạ nhân dân nước cộng hòa bạch tố trinh nói với la quân pháp càng thêm tin phục bởi vì bực này quốc vận sự tình cũng không phải có thể thuận miệng chuyện phiếm đi ra nàng đồng thời cũng rất là cảm khái nói ra chiều này thay thay đổi đều là thiên số mệnh số vô luận là người tiên yêu đều thoát đi không tranh đấu ai cũng không người nào tư tưởng cao một cấp bậc nói cho cùng cũng đều là tại trong hộp la quân nói ra hộp Bạch cô nương dụ thật đúng là hình tượng, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi xu thế, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Thăng đấu tiểu dân có bọn họ lợi ích đấu tranh, chúng ta cũng có chúng ta lợi ích đấu tranh. Giống cái này hoàn vũ bên trong, một tầng bao khỏa một tầng. Chúng ta vị trí là Lâm An, Lâm An bên ngoài chính là toàn bộ hoa hạ, hoa hạ bên ngoài, còn có địa cầu, địa cầu bên ngoài, lại có vũ trụ. Vũ trụ bên ngoài đâu? Đây là từng tầng từng tầng hộp, Đối với La Quân chỗ nói địa cầu, địa cầu bên ngoài, Bạch Tố Trinh ngược lại sẽ không không hiểu. Nàng cũng không phải là bình thường dân chúng, hắn tu hành cao thâm, há lại không biết cái này hoàn vũ chi nội bí mật. Nàng đương nhiên sẽ không như cổ nhân đồng dạng cho rằng thiên viên địa phương. Bạch Tố Trinh sau đó khẽ nhíu mày, nói ra, Hàn Công hai năm sau sẽ chết. Vậy ta thanh thành cung vận mệnh. La Quân nói ra, ta đây nhưng lại không biết, bởi vì tại lịch sử chi, không có bất kỳ cái gì tin tức đề cập tới Thanh Thành Cung. Nhưng là Chu Hy cùng Minh Đạo Tiên Sinh, Y Xuyên Tiên Sinh, còn có bọn họ trình Chu Lý học thật là hoa nổi bật một bút. Bạch Tố Trinh không khỏi biến sắc, nói ra, cái này chẳng lẽ không phải là nói rõ, chúng ta Thanh Thành Cung thất bại. Là quần khe khẽ thở dài, nói ra, cũng không nhất định, nhưng theo cái này chút dấu vết để lại đến xem, Thanh Thành Cung thất bại xác thực khả năng muốn lớn hơn một chút. Bạch Tố Trinh nói ra, người đem truyền thuyết kia thật tốt nói với ta nói chuyện. Truyền thuyết tự nhiên không thể nghe thật, nhưng vạn sự vạn vật đều có bản chất. Truyền thuyết là tại bản chất tin đồn thất thiệt, thêm mắm thêm muối. Mà Bạch Tố Trinh là muốn tại truyền thuyết mặt, khám phá hư ảo, tìm tới bản chất. Là quần ngay sau đó đem truyền thuyết kia nói ra. Bạch xa truyền thuyết có thật nhiều, nhưng tổng thể sửa sang lại đến, đại khái như thế. Nam Tống trong năm, một đầu bạch xà đắc đạo thành người, Nàng khổ tu 1.700 năm, pháp lực cao thâm. Mà tại 1.700 năm trước, nàng đã từng bị bắt xà nhân chỗ bắt, mắt thấy muốn đã chết tại bắt rắn nhân thủ, lại bị một cái tiểu mục đồng cứu. 1.700 năm về sau, bạch xà Sa muốn phi thăng thành tiên, nhưng quan thế âm Bồ Tát nói cho nàng, nàng còn có trần duyên chưa, không thể thành tiên. Cái kia trần duyên chính là muốn báo tiểu mục đồng tri ân. Phi thăng thành tiên, bạch tố trinh nghe không khỏi cảm thấy hoang đường, nói ra phi thăng đi nơi nào. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, tại đông đảo dân chúng tâm lý, bọn họ có bọn họ một bộ thần thoại hệ thống. Càng tại cổ trong lòng người, cho rằng lôi đình tạo hóa, đều là thiên thần tiên gây nên. Cho nên, cái này phi thăng thành tiên, tự nhiên là muốn lên tới thiên giới, đứng hàng tiên ban. Bạch Tố Trinh nói ra, tốt ra, à, người nói tiếp. La Quân nói ra, có điều, này 1.700 năm, năm trước, Bạch cô nương ngươi có phải hay không thật bị bắt xả nhân nắm qua đâu? Bạch Tố Trinh nói ra, ta vẫn chưa tới 500 tuổi. Khổ khổ, là quân liên tục ho khan vài tiếng, cái này mẹ nó xấu hổ a. À? Bạch Tố Trinh lại là không lấy làm lạ, nói, người nói tiếp. Là quân hắng giọng, sau đó nói, về sau, cái kia bạch xà tại quan thế âm đại sĩ chỉ điểm xuống, tiến về nhân gian tìm kiếm năm đó chuyển thế tiểu mục đồng. Cái kia tiểu mục đồng đã chuyển hơn 30 thế, Bây giờ chính là một cái tại tiệm thuốc làm việc lật phạt tiểu tử nghèo, tên tiểu tử nghèo kia gọi là hứa tiên, chữ hán. Bắt đầu, ta cũng có chút không biết rõ, hôm nay ta mới nghĩ rõ ràng, cái này hứa tuyên là truyền thuyết chi hứa tiên A. Bạch Tố Trinh nói ra, tiểu tử nghèo, cái này hứa tuyên hứa công tử, xuất thân thế ra, từ nhỏ là cơm ngon áo đẹp. Dù sao truyền thuyết đều là những cái kia dân gian nhân sĩ nghĩ ra được, bọn họ muốn cố sự đắt khách, tự nhiên muốn thêm một chút nguyên tố mỹ nữ cùng thư sinh nghèo tự nhiên là một cái rất tốt bán điểm nếu là trong truyền thuyết giảng hứa tuyên công tử vốn là trạng nguyên công nhất biểu nhân tài cái này có sự không thể lưu truyền như thế rộng la quân nói ra bạch tố trinh nói ra cái kia là công tử ngươi nói tiếp la quân sau đó nói bạch tố trinh thu tiểu thanh hai người làm tỉ muội về sau cùng hứa tiên cầu gãy gặp gỡ sau đó thành thân bạch tố trinh nghe về sau nhíu chặt mày, cái này biên thư người nghĩ như thế nào, có 1.700 năm đạo hạnh người, vì báo ân đem chính mình gả cho một cái tiểu tử nghèo. Báo ân phương thức không có khác, cho hắn kim ngân tài phú, vợ phòng vô số, cái này không tốt hơn sao? Phải đem chính mình dựng đi. Hiển nhiên, Bạch Tố Trinh cảm thấy cái này thành thân là lớn nhất độc điểm, nàng thật sự là có chút tiếp nhận vô năng. Cảm thấy cái này tư duy phương thức, quá ngây thơ. Bất quá lập tức, Bạch Tố Trinh để La Quân nói tiếp. La Quân còn nói đoan ngọ rượu hùng hoàng hiển hình, hù chết hứa tiên. Lúc này, Bạch Tố Trinh lần nữa phát biểu ý kiến, ta mặc dù là xạ yêu, bất quá tại ta tu thành hình người về sau, căn bản là gen toàn bộ cải biến. Đừng nói rượu hùng hoàng hiển hình, xem như chính ta muốn biến đều biến không quay về. La Quân cười khan một tiếng, hắn nói tiếp lên. Trộm tiên thảo, pháp hải can thiệp, thụ yêu tử kim bát, nước tràn đầy kim sơn tự, lớn nhất về sau sinh hạ hứa sĩ lâm, Bạch Tố Trinh bị trấn áp tại Lôi Phong Tháp bên trong. Kể xong, Bạch Tố Trinh sau khi nghe xong, hỏi La Quân. La Quân nói ra, kể xong. Bạch Tố Trinh nói ra, quá hoang đường. Ta cũng cảm thấy, La Quân nói ra, mà lại, Pháp Hải đã chết 10 năm. Bạch Tố Trinh nói ra, có điều, trong này có chút tin tức là thật. Thứ nhất, thu yêu tử Kim Bát là chân thật tồn tại. Thứ hai, trộm tiên thảo ta xác thực làm qua, còn cùng hứa tuyên thành thân, còn có hài tử, cái này khó mà nói. Ta cảm thấy rất không có khả năng, nhưng là, chấn áp tại lôi phong tháp phía dưới, việc này có chút kỳ quặc. La quân nói ra, nước tràn đầy kim sơn tự đã xuất hiện, ta cùng minh đạo lão tặc ác chiến thời điểm, hắn sơn hà xã tắc trong quạt, thiên hà chi thủy hướng xuống núi, chấn giang trực tiếp bị chìm. Bạch Tố Trinh nói ra, cũng là nói, cái này truyền thuyết là đem mấy cái đại sự kiện cho nối liền cùng nhau. La quân run lên, Bạch Tố Trinh nói ra, lôi phong tháp, xem ra ta cần phải đi trước đem lôi phong tháp phá hủy. La quân không có lên tiếng, Bạch Tố Trinh phất phất tay, nàng lại nhíu mày, nói ra, cũng không có ý nghĩa, đã định trước chuyện phát sinh chẳng khác gì là mệnh số. Mặc kệ ta làm gì cải biến, đều cải biến không mệnh số. La quân nói ra, Pháp Hải đều chết, ai sẽ đến chân áp ngươi? Có thể còn có một việc, cái này là chân thật. Bạch Tố Trinh đột nhiên nhìn về phía La Quân, nói ra, ta thật là linh thể, người muốn là máu và nước mắt. Tất nhiên sẽ có để tâm thần ta run rẩy sự tình, ta mới có thể chảy ra máu và nước mắt. La Quân trầm mặc đi xuống. Người muốn máu và nước mắt là làm cái gì?" Bạch Tố Trinh hỏi. La Quân cũng không giấu giếm, nói ra, tinh chủ cần một, hắn muốn cái gì ta không biết. Nhưng ta nghe lệnh của hắn, không thể không nghe có điều hắn cũng trợ giúp ta rất nhiều, có lúc ta cảm thấy hắn tựa hồ cùng thiên đạo ở giữa có rất sâu liên hệ, giống như là nắm nhận thiên đạo ý chí. Thứ hai máu và nước mắt, là ta phải cứu ta thê tử. Thê tử ngươi làm sao? Vì sao lại cần ta máu và nước mắt? Bạch Tố Trinh hỏi. La Quân nói ra, cố sự này sẽ có chút dài. Bạch Tố Trinh trà một miệng trà, nói ra, không sao, hôm nay chúng ta có là thời gian là quần ngay sau đó cũng không chút nào giấu giếm nói hắn cùng tư đồ Linh Nhi sự tình. Theo hắn cùng tư đồ Linh Nhi lần đầu quen biết, đến yêu nhau. Là quần cũng không phải là gặp cá nhân ưa thích cùng người tố nói mình khó khăn, nhưng bạch tố trinh với hắn mà nói là có không giống nhau tình cảm. Cho nên, hắn đem chính mình thân thế cũng mang ra. Linh Nhi bị trần diệt hàn khi nhục, hắn phẫn nộ, bất đắc dĩ. Hắn phụ thân, mẫu thân hắn, hắn nói hết ra. Tới về sau, hắn thủ hộ Linh Nhi cùng thần đế bọn họ thời điểm, hắn chống lại tu la đại đế xảy ra vấn đề. Sau cùng Linh Nhi đem não hạch dâng ra đến, hắn tuy nhiên sống sót, nhưng Linh Nhi lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Lại về sau, là quân lại giảng hắn đi bình hành thế giới sự tình, hắn rốt cuộc đền bù phụ mẫu chi ái. Hắn lần nữa gặp gỡ Linh Nhi, cùng lần nữa yêu nhau. Thời điểm then chốt, Linh Nhi não hạch theo trở về. Bây giờ, hắn chính là cần máu này nước mắt đến dung hợp não hạch cùng Linh Nhi thân thể. La Quân trọn vẹn giảng hơn 3 giờ mới kể xong, mà lại rất nhiều nơi đều là một câu mang qua. Bạch Tố Trinh nghe nhập thần, nàng về sau cảm thán, nói ra, tử sinh tương hứa, người cùng thê tử người ái tình khiến người ta cảm động. La Quân nói ra, đây là ta mục đích. Bạch Tố Trinh nói ra, ta nếu thật có máu và nước mắt, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi. Cảm ơn Bạch Cô Nương la quân sau đó lại cười khổ một tiếng nói ra có thể ta lúc này lại mâu thuẫn vô cùng mâu thuẫn cái gì bạch tố trinh hỏi la quân nói ra ta cùng bạch cô nương ngươi tuy nhiên nhận biết không lâu nhưng ở tâm hướng tới đã lâu ngươi cùng truyền thuyết chi có rất lớn khác biệt nhưng có thể nhìn thấy ngươi đã là ta chuyện may mắn chỉ là cái kia máu và nước mắt ta không thể không lấy mà ngươi muốn chảy ra máu và nước mắt lại đã định trước có một trận chuyện thương tâm khiến ta làm sao có thể đầy đủ không mâu thuẫn đâu. Bạch Tố Trinh nghe vậy nhẹ cạn cười một tiếng, nói ra, thì ra là thế. Nàng nói tiếp, tương lai sửa tình, tương lai rồi nói sau, chúng ta có thể làm là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. La Quân nói ra, Bạch cô nương ngươi rất rộng rãi, bội phục. Bạch Tố Trinh nói ra, không phải vậy có thể làm gì đâu, khóc suốt mướt sao? La Quân nói ra, lúc này, Bạch cô nương dự định làm được gì đây? như chúng ta có thể đi giết dương về sau xử di viễn hoặc là trợ giúp hàn công đi cải biến bắc phạt cục thế bạch tố trinh nói ra người ngược lại là dám nhắc tới ta nếu thật sự là như thế đi làm chẳng phải là cải biến lịch sử quý tích là quân nói ra ta đến thời điểm tinh chủ nói qua không có người có thể thay đổi vốn là đã chuyện phát sinh bạch tố trinh nhíu mày nàng nói ra không có người có thể thay đổi đúng vậy a à, xác thực cải biến không Người đi nói giết dương về sau, thế nhưng đại nội hoàng cung bên trong có tổ long chi khí bảo hộ, còn thật không phải ta có thể đi thể hiện. Bao quát lâm an thành bên trong, tổ long chi khí đều là nồng đậm, chúng ta ngông cuồng đi giết những thứ này người hoàng gia, tổ long chi khí phản vệ lại là không thể tiếp nhận. Là quân cũng thời thời khắc khắc cảm nhận được tung bay ở hư không tổ long chi khí. Hắn đến cái này lâm an thành về sau, cũng cảm thấy căn bản không dám vọng động. Đương nhiên, là quân cảm giác không có uổng phí tố trinh các nàng nhạy cảm như vậy. Bởi vì hắn là thiên mệnh chi vương, cho nên còn tương đương là cái có giấy phép người. Nhưng cho dù là la quân, nếu như tùy tiện đi giết Tống Ninh Tông, đó cũng là tuyệt đối phải khó lường. Lịch sử tiến trình, bất kỳ người nào cũng không thể sửa đổi. La quân nói ra, ta lại quái một việc là, vì cái gì Hàn Công không có hồ bạch cô nương người đi chiến trường đâu. Lấy người pháp lực, nhưng trời lệch đất. Bạch Tố Trinh nói ra, người vấn đề này hỏi thật quái. La Quân xứng sờ nói, quái sao? Bạch Tố Trinh nói ra, người tại người trong thế giới kia nhất định không có tham dự vào đại hình quốc gia trong chiến đấu, đúng hay không? La Quân ngẫm lại, hắn làm lính đánh thuê thời điểm, ngược lại là giúp quốc gia khác làm qua trận chiến. Nhưng là tại có pháp lực về sau, còn thật không có tham dự qua loại này chiến đấu. Không có, La Quân nói ra. Bạch Tố Trinh nói ra. Chờ ngươi đến chiến trường đi, biết vì cái gì không có có thần thông người sẽ ra tay. Nhân gian chiến tranh phát sinh, mỗi một lần đều là một trận cự đại nhân quả. Chiến tranh quyết định rất nhiều chuyện phát sinh, người nào đáng chết, người nào nên sống. Chiến tranh sau đó, vòng xoay lịch sử tiếp tục hướng phía trước đi. Vân vân, nếu như từ chúng ta đi can dự dạng này chiến tranh, chỗ có nhân quả chi lực đều sẽ phản phệ đến thi pháp giả thân thể. La quân bừng tỉnh đại ngộ, tâm đạo khó trách. Khó trách thế giới bao la lịch sử có thật nhiều truyền thuyết thần thoại, nhưng nhưng chưa bao giờ nghe qua chiến trường có thần tiên cái bóng. Thế giới bao la chính là ba nghìn thế giới tổng cương, nơi này cương thường không chỉ là nhân luân cương thường, hơn nữa còn có lớn lao kỷ luật, pháp tắc ở bên trong. Cái này kỷ luật, pháp tắc, người nào cũng không thể phá hư. Bởi vì cái này pháp tắc, là thiên đạo pháp tắc. Trước mắt mà nói, xem như tiên giới cao thủ, cũng không có người có thể bất chờ tới phá thiên đạo ràng buộc. Là công tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Bạch Tố Trinh hỏi. Là quân nói ra, nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Bạch Tố Trinh mỉm cười, lại không hỏi nhiều. Là quân còn nói thêm, cái kia bạch cô nương ngươi đã từng bị quan thế âm Bồ Tát xuất thủ trấn áp, việc này không phải tin đồn A. À. Bạch Tố Trinh nói ra, đây là thật. Là quân nói ra, ta vẫn cho là, quan thế âm Bồ Tát đồng thời không tồn tại. Sớm hơn thời điểm, ta coi là đầy trời thần Phật đều không tồn tại. Hiện tại quan thế âm Bồ Tát đã tồn tại, đây chẳng phải là như lai Phật tổ cũng là tồn tại. Nhưng vì cái gì đến ta niên đại đó, chưa bao giờ thấy qua những thứ này thần Phật thần tích. Bạch Tố Trinh nói ra, quan thế âm đại sĩ, như lai Phật tổ, thật đúng là tồn tại. La Quân nói ra, những người này về sau đều đến đó. Bọn họ lại là đến từ chỗ này. Bạch Tố Trinh nói lên quan âm đại sĩ thời điểm, nàng thần sắc có chút cổ quái nhưng cũng không phải là loại kia cực sùng bái cảm giác, ngược lại là có chút phức tạp, không muốn nói thêm cảm giác. Muốn đến lúc trước nàng mà nói, đó cũng không phải vui sướng kinh lịch. Đối mặt La Quân đặt câu hỏi, Bạch Tố Trinh nói ra, ba nghìn thế giới, có một Phật giới tồn tại. Phật giới, La Quân thân thể chấn động, hắn đối Phật giới cũng không giải, cái kia như lai áo cà sa mở ra Phật giới chi môn, chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn Thi Pháp. Là quân đều không sao cả tiếp xúc qua Như Lai Áo Cà Sa, cho nên cũng không giải. Bạch Tố Trinh nói ra, Như Lai Phật Tổ chính là Phật giới Thế Tôn, Thế Tôn cùng Quan Âm Bồ Tát, bọn họ đều là đến từ Phật giới. Thế Tôn cùng Quan Âm Bồ Tát, cùng hắn Phật giới người, đều đã từng đến qua thế giới bao la, truyền tụng Phật Pháp sự quảng đại. Người nói hậu thế không tiếp tục nhìn thấy bọn họ, có lẽ là bọn họ trở lại Phật giới, nói không chừng, Phật giới Chi Môn cũng theo đóng lại cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không biết thì ra là thế la quân bừng tỉnh đại ngộ rất nhiều nghi hoặc la quân cũng bắt đầu giải khai hắn nhịn không được hỏi quan âm bồ tát pháp lực như thế nào bạch tố trinh nói ra có thể bị thế tôn phái tới nhất định là pháp lực cao thâm hạng người không phải vậy làm sao phổ độ thế nhân đâu mà lại quan âm bồ tát hấp thu đầy đủ tín ngưỡng chi lực nàng lực lượng cao thâm đến không thể tưởng tượng cấp độ La Quân nói ra, "Tốt a, à, ta minh bạch." Hắn sau đó còn nói thêm, "Lúc trước, Bạch cô nương ngươi vì sao lại đi trộm lấy tiên thảo? Lấy Bạch cô nương ngươi tính tình, hẳn là có ẩn tình khác a." À. Bạch Tố Trinh từ tốn nói, "Cũng không có gì ẩn tình, ta khi đó không biết trời cao đất rộng, tính tình tùy ý làm bậy. Nghe nói cái kia tiên thảo có thể tăng lên cảnh giới, chính là đại đồ tốt, sau đó trực tiếp đi với tay cầm. Về sau cái kia Tây Vương Mẫu làm to chuyện." làm cho ta lửa cháy có đằng sau những sự tình kia những năm gần đây quan âm đại sĩ điểm hóa ta ngày đêm lắng nghe phật pháp cái này tâm bạo lệ chi khí mới dần dần biến mất là quân nhất thời cảm thấy có chút cổ quái hắn đột nhiên nhớ tới linh tuệ hòa thượng linh tuệ hòa thượng năm đó cũng là không sợ trời không sợ đất chủ nhưng là bị chính mình dùng phật môn đại lôi âm phổ độ pháp độ hóa về sau cái kia nói chuyện giọng điệu cùng trước mắt bạch tố trinh ngược lại là có chút tương tự. Phật pháp độ nhân là chuyện tốt hay là chuyện xấu? La quân cuối cùng không nói gì thêm. Mãi cho đến muộn, La quân cùng Bạch Tố Trinh mới rời khỏi Trạo Uyển. Về sau lại cùng nhau hồi Hàn Phủ. Bạch Tố Trinh cái gì đều không nhiều lời, La quân cũng không biết Bạch Tố Trinh đến cùng suy nghĩ cái gì. La quân cùng Bạch Tố Trinh rời đi cái kia Trạo Uyển về sau, hứa tuyên đến Trạo Uyển. Hứa tuyên tự nhiên là nghe ngóng La quân cùng Bạch Tố Trinh ở bên trong làm gì bà chủ kia không muốn nói nhưng hứa tuyên tự có thủ đoạn một phen uy áp bức bách bà chủ kia cũng nói thật làm hứa tuyên nghe được la quân cùng bạch tố trinh sống chung một phòng trọn vẹn đợi một ngày hắn kém chút tại chỗ bạo tẩu quả thực là phổi đều muốn tức điên ở thế tục ánh mắt tới nói bạch tố trinh hành vi nhiều ít không đủ kiểm điểm cùng nam tử xa lạ sống chung một phòng lại cùng trạng nguyên công hữu chút nói không rõ không nói rõ muốn là Bạch Tố Trinh là hắn phổ thông gia đình cô nương, phụ mẫu đoán chừng đều muốn bị tức chết. Nhưng Bạch Tố Trinh lại là không có cha mẹ người, nàng chính là làm theo ý mình, cũng sẽ không để ý những người thế tục này cái nhìn. Đối với La Quân tới nói, hắn cũng thật là có chút mê võng. Hắn là người tương lai, nhưng khi hắn tránh thức thân ở Nam Tống cái này loạn cục thời điểm, hắn lại phát hiện mình tựa hồ cái gì đều làm không. Hắn còn đang suy nghĩ, chính mình cùng Bạch Tố Trinh nói hứa tuyên tương lai bạch tố trinh sẽ còn cùng với hứa tuyên sao nàng sẽ vì hứa tuyên động tình sao sẽ vì hứa tuyên chảy xuống máu và nước mắt sao vẫn là nói nàng máu và nước mắt không phải vì hứa tuyên mà chảy đâu sau khi trở về là quân lại nghĩ tới một vấn đề hắn hỏi bạch tố trinh ta từ khi đến cái này sau nam tống đối thế giới bao la bên ngoài tất cả thế giới đều mất đi cảm ứng bạch cô nương người có thể cảm nhận được hắn thế giới sao Bạch Tố Trinh trả lời là khẳng định. La Quân không biết rõ, nói ra, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Bạch Tố Trinh nói ra, vượt qua thời không, vốn là không được cho phép xử tình. Pháp lực cao cường người, nguyên thần miễn cưỡng có thể ngao du thời không. Nhưng là, nguyên thần tại thời không chi cực nguy hiểm, làm không tốt sẽ còn bị phản phệ. Cho nên cũng có rất ít người sẽ đi dùng nguyên thần vượt qua thời không. Còn thân thể, căn bản không có qua cái này tiền lệ, hẳn là tuyệt không thể thân thể ngươi có thể tới, đại khái là bởi vì ngươi là thiên mệnh chi vương, bị thiên đạo chỗ cho phép. Nhưng ngươi tới nơi này là có nhiệm vụ tại thân, mà đi hắn thế giới không cần thiết. Cho nên, ngươi là không được cho phép viếng thăm hắn thế giới. Có đạo lý, là quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đêm đến đợi, Hàn Phu Nhân đột nhiên tìm Bạch Tố Trinh. Nguyên lai like lại là Hàn Dung muốn đi tham gia Quỳnh Hoa Lầu thi hội, bởi vì trận này thi hội đương triều trạng nguyên công cũng sẽ đến càng có quỳnh hoa lầu tài nữ mộ dung vận ra sân. Hôm nay rất nhiều quan to quyền quý đều sẽ tiến đến, cũng bao quát rất nhiều quan gia thiên kim tiểu thư. Đây là một trận thịnh hội. Nhưng Hàn Phu Nhân hiển nhiên là sẽ không đi lẫn vào dạng này sự tình. Sau đó, Hàn Phu Nhân muốn bạch tố trình bồi tiếp Hàn Dung đi. Hàn Dung tuy nhiên không phải nàng con vợ cả nữ nhi, nhưng Hàn Phu Nhân nhưng cũng đối rất là yêu thương. Trong phủ luôn luôn đều rất là hòa thuận. Bạch Tố Trinh ngay sau đó cũng đáp ứng. Đồng thời, Bạch Tố Trinh cảm thấy cũng phải có cái nam đồng chí cùng theo một lúc đi, dù sao, Quỳnh Hoa Lầu bản chất tới nói, chính là cái nơi ăn chơi a. À. Chỉ là bởi vì thi hội là cái nhã sự, cho nên Hàn phu nhân mới cho phép Hàn Dung đi. Hàn Dung muốn đi, tỷ tỷ nàng về sau cũng theo muốn đi. Hàn Dung tỷ tỷ cũng không phải nàng thân tỷ tỷ, nhưng tỷ muội cảm tình rất tốt. Tỷ gọi là Hàn Tuyết. Đèn hoa ban đầu hàn ra xe ngựa đã chuẩn bị tốt là quân cưỡi ngựa bạch tố trinh cùng hàn dung còn có hàn tuyết ngồi ở trong xe ngựa đằng sau còn có một chiếc xe ngựa xe ngựa kia bên trong lúc ngồi mấy tên nha hoàn một đoàn người cấp tốc xuất động mục tiêu chính là quỳnh hoa lầu Là quân đi thời điểm bắt đầu mở động đầu óc thi hội a không thể nói được phải làm thơ a đường thi tống từ nguyên khúc còn có thanh triều hiện đại ca có thể lựa chọn mặt vẫn là rất rộng mà la quân nói thầm quỳnh hoa lầu là lâm an thành bên trong có danh hoa lầu tuy nhiên bây giờ quốc gia chiến sự liên tục hoa hạ đại địa phần lớn địa phương đều là thiên tai cùng một chỗ dân chúng lầm than nhưng lâm an thành bên trong lại như khi đó biển đêm một dạng vẫn là không có chút nào loại kia nước mất nhà tan cảm giác gấp bách tại quỳnh hoa lầu phụ cận cũng đều là hoa lâu con đường này chính là đường hoa đường hoa ban đêm mới là náo nhiệt thời điểm nhưng nói là đèn đuốc sáng trưng cái này để la quân cảm thấy có chút chơi vui là ở đời sau bên trong nam nhân đi hoa lâu loại địa phương này cùng như làm tặc nhưng là ở cái này phong kiến niên đại đi dạo hoa lâu chính là một kiện nhã sự hoa lâu chi lưu truyền ra không ít phong lưu công tử chuyện bịa đến bị người truyền ra cũng là một cọc nhã nói la quân cùng bạch tố trinh còn có hàn ra hai vị ngàn vàng đến thời điểm trạng nguyên công hứa tuyên lại là tại hoa lâu bên ngoài chờ đợi. Bạch Tố Trinh vừa đưa ra, hắn lập tức nghênh đón. Cái này hứa tướng công, thân mang màu xanh lam lụa la trường sam, đầu đội khăn vuông, quả nhiên là ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc. Càng hiếm thấy hơn là, hắn khí độ bất phàm, vừa đi trước, liền ôm quyền nói ra, Bạch Cô Nương, hôm nay người có thể tới tham gia chúng ta thi hội, thật làm cả quỳnh hoa lầu rồng đến nhà tôm A. Trong lòng của hắn, trong mắt, tựa hồ cũng chỉ có Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh lại là lui về phía sau một bước, nói ra, hứa công tử nói giỡn, Bạch Tố Trinh bất quá là người thô hào, đối với thi tử chi đạo, rốt đặc cán mai. Hôm nay đến đây, cũng là bồi tiếp hai vị tiểu thư đến đây. Hứa tuyên tựa hồ lúc này mới chú ý tới hàn ra hai vị tiểu thư, sau đó cũng trước chào hỏi. Hàn tuyết cùng hàn dung đối hứa tuyên dạng này người, nơi đó có cái gì sức chống cự. Hai nữ khuôn mặt ửng đỏ, cũng theo đáp lễ. La quân đem lập tức cho người hầu dắt đi, trước cũng là cười một tiếng, nói ra, hôm nay thi hội, nhất định có thể nhìn thấy hứa công tử phong độ tuyệt thế, tại hạ cũng là tốt sinh chờ mong. Hứa tuyên nhìn La quân liếc một chút, hắn ngược lại là tốt lòng dạ, theo cười một tiếng, nói ra, là công tử, người quá khen. La quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đây cũng không phải là quá khen, đối với trạng nguyên công người hái, ta là bội phục vô cùng. Hứa tuyên mỉm cười, điểm này, hắn vẫn có chút tự đắc. Sau đó, mọi người trong chiều đi vào. Đối với hứa tuyên thân thế, La Quân là rất còn nghi vấn. Hắn cũng cùng Bạch Tố Trinh đàm luận qua vấn đề này. Đó là, lấy hứa tuyên ra thế, không có đạo lý bồi dưỡng được còn trẻ như vậy một cao thủ. Đây rõ ràng phải là thuật pháp tiên gia mới có thể nuôi dưỡng được dạng này tài tuấn. Hứa tuyên cái này một thân tu vi, chỗ đó học, Bạch Tố Trinh nói ra, cũng có lẽ, hứa tuyên công tử là cái nào đó thần linh nguyên thần thai giải chuyển thế, đây đều là nói không chừng. Bất quá hứa công tử luôn luôn đều là đứng tại hàn công bên này, cho nên cũng không phải chúng ta địch nhân. Hắn lai lịch thành mê, nhưng chúng ta cũng không cần thiết đi truy cứu. Cái kia ngược lại là, La Quân nói ra, tại Bạch Tố Trinh miệng, La Quân còn hiểu được một việc. Đó là hiện nay Nam Tống, có tứ đại công tử. Theo thứ tự là Kim Lăng công tử Trác Thiên Trọng, gần An công tử Hứa Tuyên, Nam Dương công tử Giặc Hiên, Bắc Dương công tử Từ Phúc. Cái này tứ đại công tử chính là thiên hạ hôm nay tứ đại tài tuấn. Tứ đại công tử chi, lấy Kim Lăng công tử Trác Thiên Trọng lợi hại nhất. Lần chính là gần An công tử Hứa Tuyên. Mà Hứa Tuyên tại làm Trạng Nguyên công về sau, thanh thế chính là đuổi sát Trác Thiên Trọng. Quỳnh Hoa lầu, náo nhiệt không, người người nhốn nháo. Lầu 1 là phổ thông khách nhân lầu 2 chính là thi hội vị trí. Bên trong đã bố trí sẵn sàng, có thể làm hoa tươi rực rỡ đám. Quản dây cung sáo trúc, rượu vui từng trận, làn gió thơm múa, đèn hoa ngọn ngọn lại có doan tử sao. Rất nhiều quan to quyền quý đều đã đến, hôm nay thi hội người chủ trì, chính là hứa tuyên. Tất cả mọi người đang chờ hứa tuyên đến, cũng biết hứa tuyên là đi ra cửa nghênh đón hàn phủ hai vị thiên kim tiểu thư. Lại có rất ít người biết, hứa tuyên thực chỉ là vì nghinh đón Bạch Tố Trinh đến. Là quân bọn người theo hứa tuyên đến lầu 2, rất nhiều công tử, quan to quyền quý đều đứng dậy đón lấy. Hứa tuyên thong dòng ứng đối, đàm tiếu tiếng gió, phần khí độ này, phong độ, không khỏi để một chút các cô nương hoa mắt thần mê. Về sau, thi hội rất nhanh bắt đầu. Hứa tuyên đầu tiên nâng chén, nói ra, cảm tạ tối nay các vị huynh đài còn có các vị tiểu thư trước tới tham gia chúng ta thi hội, ta uống trước rồi nói mọi người cũng theo nâng chén. Hứa tuyên sau đó còn nói thêm, thiên hạ nước nhà sự tình, bây giờ, chúng ta tại cái này lâm an thành bên trong, còn có thể uống đến dạng này mỹ tử, hưởng thụ dạng này xuân sắc. Nhưng phương bắc chiến sự liên miên, nhiều ít nhiệt huyết nam nhi đều là vì chúng ta đại tống an nguy mà chiến. Ở chỗ này, ta kính các chiến sĩ một chén rượu. Mọi người bị hứa tuyên tiếng nói cảm nhiễm, cũng cùng theo một lúc mời rượu, sau cùng tử đều là vẩy hướng phương bắc hứa tuyên tiếp lấy lại bắt đầu ấp ủ, sau đó làm thơ. Nếu là thi hội, chỗ đó có thể không làm thơ đây. Đồ trắng lâm giang thể diệt kim, hùng sư 10.000 khí thôn biển. Xem thử rãnh trời ném roi độ, không tin ban đầu không họ chịu. Toàn trường yên tĩnh, hứa tuyên cảm tình, tâm tình toàn bộ đều khuế đại tại bài thơ này từ chi, bi thương, bi tráng, khiến người ta lại tại lòng sinh ra một loại hào khí. Tốt, sau một hồi khá lâu, mọi người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Tại dạng này Lâm An Thành bên trong, hứa tuyên đem hắn trách trời thương dân thi nhân tình cảm biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Là quân đều không thể không thừa nhận, hứa tuyên bài thơ này làm rất tốt. Dù sao hắn là làm không được. Bạch Tố Trinh cũng mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Hứa tuyên làm xong thơ về sau, đó mới nữ mộ dung vận cũng tại bài nói ra, hứa công tử lòng mang nước nhà, thơ hay thơ hay. Bài thơ này từ, nô gia có thể hay không đem phiếu trong phòng hứa tuyên mỉm cười nói ra bài thơ này từ không quá thích hợp đặt ở cô nương ra trong khuê phòng mộ dung như là ưa thích ta có thể tặng một bài thơ cho cô nương mộ dung vận không khỏi đại hỷ nói ra vậy quá tốt hứa tuyên ngay sau đó sai người mày mực sau đó bắt đầu tường tận xem xét mộ dung vận mộ dung vận cũng quả nhiên là khí độ tốt cũng dạng này cười không ngớt nhìn lấy hứa tuyên không chút nào lộ e sợ sắc La Quân ở một bên cảm khái, thầm nghĩ, hoa hạ đại địa, khắp nơi đều là tàng long ngọa hổ a. Nho nhỏ nơi ăn chơi, cũng có nữ tử. Hứa tuyên sau đó đại bút múa bút. Xinh đẹp như tam xuân chi đào, thanh tố nhược chín thu chi cúc, nhã nhận lúc như kiều hoa chiếu nước, hành động chỗ giống như liễu rủ trong gió. Cái này cũng không tính là là một bài gieo vần hợp cách thơ, nhưng là ngắn ngủi vài câu, lại đem mộ dung vận mỹ lệ và khí chất miêu tả đi ra. Hứa tuyên vừa ra tay, tất nhiên là bất phàm hắn tài tử này tên quả nhiên là danh bất hư truyền mộ dung vận mặt nhất thời hồng quang đầy mặt tái nhược đào hoa hứa tuyên đem thư pháp viết xong sau đó đưa hiện lên bên cạnh thư đồng thư đồng kia liền đem thư pháp đưa tặng đến mộ dung vận trước mặt mộ dung vận nhận lấy yêu kiều khẽ chào nói ra đa tạ hứa công tử hứa tuyên mỉm cười mộ dung vận nói tiếp tiểu nữ tử mấy ngày nay nghe nói hứa công tử muốn tới thân thủ thêu một cái túi thơm, có qua có lại, còn hy vọng hứa công tử không muốn ghét bỏ tiểu nữ tử xuất thân đê tiện. Hứa tuyên cởi mở cười một tiếng, nói ra, đa tạ mộ dung cô nương ý đẹp, mộ dung cô nương tài mạo song toàn, có thể được cô nương đem tặng, chính là ta hứa tuyên vinh hạnh. Hắn sau đó cũng nhận lấy mộ dung vận túi thơm. Đây đều là chàng diện chi giai thoại, thi hội là nhã sự. Tất cả mọi người muốn lẫn nhau cho lẫn nhau mặt mũi, chàng diện, làm sao đều là muốn sắc màu rực rỡ. Đón lấy, lại có không ít công tử làm thơ, cũng có cô nương hồng tụ thiêm hương, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, những thi từ kia phần lớn đều không được tốt lắm, chỉ là miễn cưỡng gieo vần. Từng cái từng cái cùng hứa tuyên mức độ lên, thật sự là kém quá nhiều. Cũng là tại lúc này, hứa tuyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn giơ tay ra hiệu mọi người an tính. Sau đó, toàn trường lại an tĩnh lại, chính là muốn nhìn hứa công tử muốn nói gì hứa tuyên lại là đứng lên hắn tay cầm chén rượu đi vào la quân cùng bạch tố trinh trước mặt la quân vốn là người tiếp khách hắn ở chỗ này uống rượu ăn trái cây được không hài lòng còn cảm thấy rượu này uống rất ngon cùng rượu gạo giống như nhưng lại rượu gạo muốn trong veo thuần túy một chút có chút vodka cùng rượu cốc tai cảm giác lúc này la quân nhìn đến hứa tuyên tới tâm lý một cái lộp bộp trời ạ à, hứa tuyên a à, hứa tuyên ngươi không phải muốn nhằm vào ta đi nói trở lại, là quân cũng có thể hiểu được. Hứa tuyên ái mộ Bạch Tố Trinh, nhưng Bạch Tố Trinh lại gần nhất cùng mình đi rất gần. Nếu như là chính mình, cái kia cũng không nhịn được muốn tại tốt người trước mặt đả kích một chút tình địch a. Là công tử, hứa tuyên trước, ngâm ngâm cười một tiếng. Là quân âm thầm oán thầm, hoàng thử lang cho gà chúc tết a. Hắn cũng đứng lên, cười ha hả nói ra, hứa công tử. Hứa tuyên nói ra, là công tử, bạch cô nương ở chỗ này, không bằng chúng ta phân biệt là nàng làm một bài thơ, người xem coi thế nào. Là quần khoát khoát tay, nói ra, ta là người thô kịch, không sở trường thi từ. Hứa công tử không nên làm khó ta. Bạch Tố Trinh thì từ tốn nói, hứa công tử, nơi này có rất nhiều khách quý. Bạch Tố Trinh không có ý nghĩa, vẫn là không muốn tại ta thân thể lãng phí thời gian. Hứa tuyên sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng câu này không muốn tại nàng thân thể lãng phí thời gian, lại là một câu hai ý nghĩa a hứa tuyên sắc mặt ảm đạm có điều hắn rất mau đem hết thảy cảm xúc tiêu cực che giấu nói ra như ai nói bạch cô nương ở chỗ này là không có ý nghĩa ta hứa tuyên có thể cái thứ nhất không thuận theo tại ta hứa tuyên trong mắt chỉ có bạch cô nương mới có thể xưng đến nhân gian tuyệt sắc hắn một câu nói kia là tương đương đem tại chỗ tất cả cô nương đều cho đắc tội nhưng hứa tuyên cũng đã hoàn toàn không để ý hắn có hắn ngạo khí cùng bi phẫn hắn cũng không phải là một cái ngu trung thần tử, hoặc là câu tại lễ pháp người. Hắn là kinh tài tuyệt diễm, gần an công tử, hứa tuyên. Hắn theo sau đó xoay người đi vào nghiên mực trước, đại bút múa bút. Gió đông ác, nông tình mỏng, một hoài sầu tự, tràn đầy chia lìa, sai, sai, sai. Hắn viết còn về sau, thật sâu nhìn một chút bạch tố trinh, sau đó nói, ta hứa tuyên hôm nay ở đây thề, đời này không phải bạch cô nương không cưới, nếu là cưới không được Bạch cô nương, liền cả đời cơ khổ sống quãng đời còn lại. Nếu làm trái lời thề này, hứa tuyên vạn tiến xuyên tâm, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hắn là thật phía dưới nhẫn tâm, cũng là Bạch Tố Trinh tuyệt tình làm bị thương hắn tâm. Sau đó, Hứa Tuyên quay người liền tự rời đi. Mà mọi người thấy hắn lưu lại thư pháp lúc, không khỏi tán thưởng hắn tài hoa quả nhiên là sắc bén kiếm mang, tài hoa bức người a. Mà cái này thì từ chi tuyệt vọng thương tâm, cũng là sôi nổi tại giấy. Hứa tuyên triệt để hướng Bạch Tố Trinh thổ lộ. Đầy thành cũng bắt đầu truyền tụng chuyện này, là giai thoại, vẫn là nhiệt duyên, hiện tại ai cũng không dám khẳng định. Nhưng càng nhiều là, cái kia chút đại hộ nhân ra ngàn vàng nhóm lén lúc thì thầm gió đông ác, nông tình mỏng, một hoài sầu tự, tràn đầy chia lìa, sai, sai, sai lúc, lại là nhịn không được vì hứa tuyên hoa mắt si. Các cô nương không khỏi liền muốn, nếu là mình chính là hứa công tử ưa thích người thì tốt biết bao hứa công tử này không chỉ có nhất biểu nhân tài hơn nữa còn tài hoa hơn người quả nhiên là thế gian khó có tuyệt hảo hôn phu a à. chỉ là đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình người ta hứa công tử tâm cũng chỉ có vị kia bạch cô nương chỉ là cái này bạch cô nương đến cùng là lai lịch thế nào nàng đến cùng có chỗ gì hơn người thế mà để hứa công tử dạng này bộ dáng như thế cuồng nhiệt đâu đêm nay, hứa tuyên thương tổn tận thiên hạ cô nương tâm. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, mà lại, là quân có chút bội phục hứa tuyên là, kẻ này ngược lại tính quang minh lỗi lạc. Cũng không cóng sao làm tiểu thủ đoạn, lão tử là ưa thích ngươi. Tại trở về thời điểm, hàn ra hai vị tiểu thư, ảm đạm hao tổn tinh thần, lại cảm giác Bạch Tố Trinh chán ghét không. Nhưng hai nữ cũng biết Bạch Tố Trinh là phủ khách quý, lại cũng không dám làm càn. Là quân tâm lý mặc niệm, gió đông ác, nông tình mỏng, một hoài sầu tự, tràn đầy chia lìa, sai, sai, sai. Quả nhiên là tài tử, đại tài tử A, là quân ngầm cười khổ, hắn biết, chính mình làm thơ mức độ là quả quyết không dám cùng hứa tuyên tới. Bất quá, hôm nay hứa tuyên tìm đến mình, chính mình nếu thật ứng chiến, cái kia hứa tuyên hôm nay cũng không có gì danh tiếng ra. Là quân làm thơ không được, nhưng sau Nam Tống Nguyên Khúc, thanh triều thời điểm còn có cận đại rất nhiều thi từ cũng có thể tham khảo mà là quân trí nhớ đó là khai phát nhiều ít tế bào não quái thai có thể nói đã gặp qua là không quên được a à. nhưng là la quân không nguyện ý làm như thế trong lòng của hắn vốn mâu thuẫn vừa đến muốn để sự vật thuận tự nhiên phát triển nhưng hắn lại biết bạch tố trinh thương tâm tất nhiên là cùng hứa tuyên có quan hệ chỉ là không biết bạch tố trinh lúc này trong lòng là nghĩ như thế nào đêm đó trở lại hàn phủ về sau hàn ra hai vị tiểu thư đi đầu đi vào La Quân cùng Bạch Tố Trinh tại Hàn Phủ bên ngoài dừng lại một hồi. Bạch Tố Trinh nói ra, La Quân, nàng không hề xưng hô La Quân vì công tử, trực tiếp xưng hô tên. Dạng này ngược lại để cho hai người quan hệ tiến thêm một chút. La Quân nói ra, ừm, Bạch Cô Nương. Bạch Tố Trinh nói ra, ta người lớn tuổi, người cũng đừng gọi ta Bạch Cô Nương, gọi ta Bạch Tỷ Tỷ đi. Ách, La Quân nói. Bạch Tố Trinh nói ra, thế nào, không nguyện ý. La Quân liền cười một tiếng, nói ra, tốt, Bạch Tỷ Tỷ. Bạch Tố Trinh nói ra, hôm nay hứa tuyên tìm ngươi, ngươi làm sao không ứng chiến đâu. La Quân nói ra, ta lúc đó làm cái gì thơ, cái này chẳng phải là mất mặt xấu hổ sao. Bạch Tố Trinh nói ra, ngươi cũng đừng cùng ta ngang ngạnh, ngươi theo năm 2000 sau tới, tại sao Nam Tống thi từ, không đều vì ngươi sử dụng sao. Nói cho cùng, ngươi không muốn cướp hứa tuyên danh tiếng, đúng hay không? Vâng. La Quân trầm mặc một cái trước mắt, thành thật trả lời. Bạch Tố Trinh nói ra, vì cái gì không muốn cướp hắn danh tiếng đâu. La Quân nói ra, cái kia một cái trước mắt, không muốn đi quấy nhiễu vốn là sự vật phát triển. Ta dù sao cũng là cái thêm ra đến nguyên tố. Bạch Tố Trinh nói ra, thực cũng không quan hệ. Ngươi chỉ có thời gian một năm, ta đối hứa tuyên, vốn không có cảm giác. Ta cũng muốn nhìn nhìn, vận mệnh này là dự định làm sao tới an bài ta cùng hứa tuyên. La Quân nói ra, xem ra ta cuối cùng vẫn là trong này lên không tốt tác dụng. Bạch Tố Trinh nói ra, nếu là mệnh chú định, người cũng không cần lo lắng. Người cải biến không vốn nên là chuyện phát sinh. La Quân nói ra, dù sao ta là càng ngày càng xem không hiểu. Một đêm này, Bạch Tố Trinh đột nhiên danh mãn Lâm An Thành. Hứa tuyên cái kia một bài thương thế thơ cũng truyền khắp Lâm An Thành. Không ít người đều tại đọc, gió đông ác, nông tình mỏng, một hoài sâu tự, tràn đầy chia lìa sai 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 việc này rất nhanh kinh động hiện nay thánh ngày thứ ba thánh bỗng nhiên hạ chỉ muốn triệu kiến hứa tuyên cùng bạch tố trinh thánh chỉ trực tiếp truyền đến hàn trong phủ lúc này chính là buổi trưa ánh nắng tươi sáng bạch tố trinh tại tiếp vào thánh chỉ lúc cả người ngốc ngẩn ngơ sau đó bạch tố trinh lập tức tiến về hoàng cung la quân không có đạt được triệu kiến cho nên cũng không tiện tiến đến bất quá La Quân vẫn là quyết định đi theo, hắn đem phòng bị Tu Di cho Bạch Tố Trinh một cái. Sau đó, hắn liền ẩn thân đến phòng bị Tu Di chi. Bạch Tố Trinh thân thể cũng có cùng loại chữ vật giới chỉ, nhưng là cũng không thể giấu người. La Quân cùng Bạch Tố Trinh tại đi hoàng cung đường, hai người ý niệm bắt đầu giao lưu. La Quân nói ra, việc này có hai cái khả năng, một là hoàng đế nghe nói hứa tuyên cùng ngươi sự tình, cũng gặp cái kia bài thơ, bởi vậy rất tốt. Muốn gặp ngươi thấy một lần. Có lẽ hắn một cao hứng, trả lại cho ngươi cùng hứa tuyên ban thưởng cái cưới. Cái thứ hai khả năng, hắn gặp ngươi rất xinh đẹp, dứt khoát để ngươi vào cung vì phi. Bạch Tố Trinh nói ra, hai cái này khả năng, ta cũng không nguyện ý. Có thể chúng ta có thể chịu chỉ sao? La Quân nói ra. Bạch Tố Trinh nói ra, kháng chỉ sẽ rất phiền phức, bây giờ đại thống tuy nhiên xa đoạn ngu ngốc. Có thể quốc vận vẫn còn, tổ long chi khí vẫn còn ở đó chúng ta nếu là ở trong hoàng cung động thủ, cái kia tổ long chi khí áp xuống tới, lập tức chết oan chết uổng. Kháng chỉ, chính là kháng cự tổ long chi khí, mà hướng chúng ta động thủ người, thì là tuân theo tổ long chi khí, ngược lại sẽ đạt được tổ long chi khí trợ giúp. Ngoá, là quân thầm mắng một tiếng. Cái này chẳng phải là cổ vũ hôn quân uy phong, là quân tiếp tục nói, này thiên đạo, như thế nào như thế bảo hộ hoàng đế này. Bạch Tố Trinh nói ra, người vẫn chưa rõ sao, đây là bởi vì, lịch sử Tống Ninh Tông không có chết người ta chi thủ. Chúng ta không thể đi cải biến đã phát sinh lịch sử quý tích. Đây là thiên đạo uy nghiêm, mà không phải hoàng đế uy nghiêm. Người kiểu nói này, ta cũng yên tâm, lịch sử cũng không có nói, Tống Ninh Tông cưới Bạch Tố Trinh. Là quân nói ra, Bạch Tố Trinh nói ra, nhưng truyền thuyết chi lại có hứa tuyên cùng Bạch Tố Trinh truyền thuyết A. Như thế, xem ra khả năng này là cái trước vậy nếu như hoàng đế hạ chỉ người định làm như thế nào la quân nói ra rồi nói sau hy vọng không phải bạch tố trinh nói ra đón đến nàng còn nói thêm chu hy bọn họ một mực không có động thủ ta rất hoài nghi chuyện này sau lưng có bọn họ làm đẩy tay bọn họ đối với ta vô cùng giải đây là một chiêu sát kỳ nếu như ta kháng chỉ như vậy bọn họ hội tuân theo hoàng đế ý tứ tới đối phó thanh thành cung la quân nói ra thêm bọn họ có tử kim bát chúng ta tình cảnh hội càng khó khăn khó bạch tố trinh nói ra không sai la quân nói ra quả nhiên càng là bình tĩnh lại mặt sóng gió ấp ủ đến càng lớn đi trước một bước nhìn một bước đi bạch tố trinh nói ra đáng tiếc bây giờ hàn công bắc phạt không tại lâm an thành bên trong nếu là hàn công tại ta cũng không có như thế khó xử la quân đột nhiên cảm thấy có chút cổ quái lúc này bạch tố trinh tựa hồ thật biến biến phong mũi nhọn nội liếm trước kia bạch tố trinh đây chính là một cái khó chịu để tây vương mẫu giao chỉ đều bị nàng quấy đến long trời lỡ đất xe ngựa bình ổn tiến lên không lâu sau liền tới đến phía ngoài hoàng cung cái kia thái giám cầm ra lệch thủ vệ lập tức cho đi xe ngựa một đường tiến vào cung dọc đường ngự hoa viên thanh hoa cung thật dài tường đỏ thông đạo sau cùng mới vừa tới thái cực trước điện quảng trường lúc này thái giám đi lần nữa bẩm báo như thế về sau Hoàng đế mới tuyên Bạch Tố Trinh vào thái cực trong điện. Thái cực điện thà rằng Tông xử lý chính vụ đại điện, lúc này, chữ Tông ngồi ngay ngắn ở lòng ỉ chi. Cái kia chu hi, hữu tướng triệu những ngu đều tại. Mặt khác, Hứa tuyên cũng tại, còn có hắn đại thần đều đang đợi Bạch Tố Trinh đến đây. Đây là rất ít gặp tràng diện, lúc này hẳn là Tảo Triều đều nên lui, nhiều như thế quan lại đều đang đợi một cái Bạch Tố Trinh đến đây, cái này không khỏi có vẻ hơi quỷ gì. La Quân tại phòng bị tu di bên trong thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài. Hắn cũng không có đem thần thức ngoại phóng, chủ yếu là nơi này tổ long chi khí quá mức nồng đậm, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là tính tâm lắng nghe liền có thể, lại thêm triều đình này chi cũng có cao thủ, vạn nhất bị người phát giác được La Quân tồn tại, chẳng như vậy tố trinh tình cảnh hội lại càng không tốt. Triều đình chi, bạch tố trinh quỳ xuống lại. Dân nữ bạch tố trinh, bái kiến ngô hoàng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Bạch Tố Trinh cung cung kính kính. Cái kia chữ Tông Triệu Khoách bây giờ 37 tuổi, chính là tuổi xuân đang độ thời điểm. Chữ Tông người mặc màu vàng sáng mãng long bào, uy nghiêm không. Hắn nhìn về phía Bạch Tố Trinh, câu nói đầu tiên lại là nói ra, ngẩng đầu lên. Bạch Tố Trinh theo lời ngẩng đầu lên, nàng nhìn về phía chữ Tông Hoàng đế. Chữ Tông Hoàng đế tại nhìn rõ ràng Bạch Tố Trinh về sau, cũng là nhãn tình sáng lên tâm thầm khen, tốt một cái mỹ nhân nhi, khó trách cái kia hứa tuyên như thế si mê. Chữ Tông Hoàng đế tường tận xem xét thật lâu, đúng là quên nói chuyện. Lúc này, hữu tướng triệu những ngu liền nói ra, thánh. Chữ Tông Hoàng đế lúc này bừng tỉnh, hắn liền nói ra, bạch tố trinh, bình thân đi. Bạch tố trinh tạ ơn đứng dậy. Ừm, um, ngươi là bạch tố trinh, chữ Tông Hoàng đế lại có chút nói năng lộn xộn. Dân nữ đúng vậy, bạch tố trinh nói ra, chữ tông hoàng đế gật gật đầu nói ra quả nhiên là tuyệt đại giai nhân thế gian hiếm thấy thế gian hiếm thấy a à. bạch tố trinh nói ra đa tạ thánh khích lệ dân nữ không dám nhận chữ tông hoàng đế cười ha ha một tiếng hắn theo rồi nói ra tốt 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 bạch tố trinh người rất tốt hắn liên tiếp nói rất nhiều tốt sau đó còn nói thêm chấm rất ưa thích bạch tố trinh chấm muốn phong ngươi phong ngươi làm chấm quý phi được chứ chữ tông hoàng đế cái này vừa mở miệng nhất thời quần thần kinh hãi bạch tố trinh cũng là quá sợ hãi triệu nhữ ngu lập tức nói ra thánh cái này tuyệt đối không thể a à. bạch tố trinh nàng này không rõ lai lịch mà lại đoạn không có trực tiếp trở thành quý phi đạo lý thánh nghĩ lại nghĩ lại a à. hắn quỳ đi xuống bò trên mặt đất mà cầu còn lại quan lại cũng lập tức quỳ xuống đất đi xuống đơn giản là chữ tông hoàng đế cái này vừa mở miệng cũng quá mức ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Chữ Tông Hoàng đế mở miệng muốn phong Bạch Tố Trinh vì quý phi, đây là lịch sử đều chưa từng có, cũng không có dạng này đạo lý. Đây cũng không phải chữ Tông Hoàng đế ngu ngốc, chủ yếu là Bạch Tố Trinh thực sự quá mỹ lệ. Tuyệt đại giai nhân, nhất tiếu khuynh thành. Là quần đều vì Bạch Tố Trinh mỹ lệ mà nghiêng đổ, huống chi là chữ Tông Hoàng đế. Chữ Tông Hoàng đế mi đầu nhau đi xuống. Hắn phiền chán mắt nhìn triệu những ngu, còn có cái kia một chỗ quan lại. Hứa tuyên càng là thất sắc, nhưng lúc này, hắn cố nhịn xuống. Bạch Tố Trinh, ngươi lại đi xuống trước, về sau, chấm cùng quần thần sau khi thương nghị, sẽ có ý chỉ cho ngươi. Chữ Tông Hoàng Đế theo rồi nói ra, không được ly cung. Bạch Tố Trinh thật sâu nhìn một chút chữ Tông Hoàng Đế, sau đó nói, dân nữ tuân chỉ. Audio điện tử võ tấn bền Bạch Tố Trinh nằm mơ đều không nghĩ tới. Nàng điều xấu lại là bởi vì lần này thi hội. Mà hết thảy này cũng đều cùng Hứa Tuyên có quan hệ. Cho dù là La Quân không xuất hiện, Bạch Tố Trinh đồng dạng sẽ đi tham gia thi hội, đồng dạng sẽ cự tuyệt Hứa Tuyên. Hứa Tuyên cũng giống vậy hội viết xuống cái kia bài thương thế thơ. Gió đông ác, nông tình mỏng, một hoài sầu tự, tràn đầy chia lìa, sai, sai, sai. Hết thảy đều là bởi vì dạng này một bài thơ, bởi vì bài thơ này kinh diễm bởi vì bài thơ này tác giả là đương triều trạng nguyên công hứa tuyên. Bởi vì đây là trạng nguyên công bị một nữ tử cự tuyệt về sau. Như mỗi một loại này, gây nên hiện nay thánh chú ý lực. Thánh nhìn thấy bạch tố trinh về sau, liền cũng không còn cách nào rời ánh mắt. Lúc này, hoàng tại cùng liệt vào quan lại nghiên cứu thảo luận. Hắn muốn nạp bạch tố trinh vì phi ý nguyện rất cường liệt, thánh vốn không phải vô đạo hôn quân, nhưng bạch tố trinh dạng này mỹ nhân xuất hiện. Hoàng nguyện ý vì chi là một lần vô đạo hôn quân. Bạch Tố Trinh được an bài tại hơi thở tâm điện nghỉ ngơi. Cái này hơi thở tâm ngoài điện mặt có thị vệ chấn giữ, trong điện có cung nữ phục thị. Bạch Tố Trinh tại trong sảnh nhắm mắt dưỡng thần, thực tế, nàng là tại cùng La Quân câu thông. La Quân nói ra, Bạch Tỷ Tỷ, xem ra hoàng đế này muốn nạp ngươi vì phi là nạp bình tĩnh. Ta quá rõ ràng nam nhân này thói hư tật xấu, nếu như lực khống chế không đủ mạnh, là cự tuyệt không bạch tỷ tỷ dạng như ngươi tuyệt sắc. Bạch Tố Trinh nhíu mày, nàng nói ra, ngươi cảm thấy ta hiện tại phải làm gì? Dứt khoát rời đi Hoàng Cung, rời đi Lâm An Thành, đó là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. La Quân nói ra, Bạch Tố Trinh nói ra, như vậy sao được đâu, nếu là ta rời đi Lâm An Thành. Đó là một cái kháng chỉ tội danh, tiếp đó, Hoàng sau đó chiếu đem tổ long chi khí độ cho đạo Pháp dạy đây chính là chu hy một đảng nhân muốn xem đến cho đến lúc đó thanh thành cung dưới đều là một con đường chết la quân nói ra đó là một con đường khác bạch tỷ tỷ ngươi gả cho hoàng đế sau đó để hoàng đế độc tôn thanh thành cung lấy ngươi mị lực đây tuyệt đối không khó làm được cái kia càng không được bạch tố trinh quả quyết cự tuyệt nói ra ta không có khả năng gả cho hoàng đế tuyệt không có khả năng la quân nói ra nếu là kháng chỉ liền cùng cái này đạo pháp dạy nhất chiến át không thể thiếu rời đi lâm an thành về sau chúng ta nếu có thể tương đạo pháp dạy đánh bại đợi thêm hàn công trở về lại là một con đường sống bạch tố trinh trầm mặc đi xuống chẳng ai ngờ rằng cục diện trong nháy mắt biến thành như vậy đạo pháp dạy thủ đoạn làm thật là cao minh không ra tay thì thôi một khi xuất thủ chính là gây nên người vào chỗ chết một khi các loại hoàng đế này hạ chỉ đến lúc đó ngươi lại rời đi đó là chân chính kháng chỉ hoàng đế xem như vì mặt mũi cũng phải đem người bắt trở lại là quân tiếp tục nói bạch tố trinh nói ra đi cũng không được không đi cũng không được biện pháp duy nhất là thuận theo hoàng đế nhưng nhưng ta sao có thể ta làm không được tuyệt đối làm không được là quân khe khẽ thở dài lịch sử quả quyết không có tống ninh tông nạp bạch tố trinh vì phi sự tình việc này sau cùng đến cùng là giải quyết như thế nào đây sau một hồi khá lâu, Bạch Tố Trinh nói ra, "Đợi thêm một chút đi, chờ một chút, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ." La Quân không tốt nói thêm gì nữa. Hắn cảm giác được Bạch Tố Trinh có quá nhiều cố kỵ, nàng nhìn như độc lập, nhưng tựa hồ thật nhiều vô hình đồ vật tại trói buộc nàng. Hoàng đế bên kia cũng không có để Bạch Tố Trinh chờ quá lâu. Về sau, thái giám trực tiếp tới hơi thở tâm điện tuyên chỉ. Trong thánh chỉ cho là muốn Bạch Tố Trinh vào cung làm phi bất quá lần này không phải quý phi mà chính là phổ thông phi tử tối nay muốn làm phi không cần ly cung muộn bạch tố trinh muốn thị tẩm không thể không nói hoàng đế này tướng ăn có chút khó coi thật là đầy đủ nóng vội bạch tố trinh tại tiếp vào thánh chỉ về sau cả người giống như hư thoát nàng có thông thiên bản sự nhưng có quan âm đại sĩ ở giữa có tổ long chi khí cùng hoàng đế phía dưới còn có toàn bộ thanh thành cung sinh tử an nguy tam trọng đại sơn áp ở người nàng, nàng cảm thấy có chút không thở nổi. La Quân hỏi mấy lần Bạch Tố Trinh định làm như thế nào, nhưng Bạch Tố Trinh đều không có trả lời. La Quân không có tính toán đi làm cái gì, bởi vì hắn biết Bạch Tố Trinh khó xử. Hắn cũng biết, Bạch Tố Trinh không có khả năng đi làm chữ tông phi tử. Tình thế đến cùng hội làm sao phát triển, La Quân quyết định rửa mắt mà đợi. Hắn sau cùng chỉ nói với Bạch Tố Trinh một câu nói như vậy. Bạch tỷ tỷ, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Câu nói này nói bình thản, nhưng Bạch Tố Trinh vành mắt đỏ lên, châu lệ liền đi theo rơi xuống. Rất nhanh, liền có cung nữ, còn có một vị quý phi đến đây an bài Bạch Tố Trinh tắm rửa thay quần áo. Vị kia quý phi gọi là Lưu Quý Phi, Lưu Quý Phi tuổi tác không nhỏ, dòng chi tục phấn, nhưng khí thế cũng rất đủ. Một sau khi đi vào, liền vinh vang đắc ý, nàng khinh thường nhìn một chút Bạch Tố Trinh, lạnh hư một tiếng, nói, hồ mị tử, quả nhiên là có chút tư sắc, khó trách thánh muốn bị ngươi mê đến thất điên bát đảo. Cái này lưu quý phi ai kêu hiển nhiên không cao lắm, cũng không biết là làm sao sống đến bây giờ. Nếu nàng thông minh một chút, phải biết như bạch tố trinh dạng này tuyệt sắc, nếu thật là làm hoàng đế phi tử, như vậy ngày sau nhất định được sủng ái. Nàng lúc này đắc tội bạch tố trinh, hiển nhiên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Bạch tố trinh ánh mắt phát lạnh. Nàng là nhân vật bậc nào, có thể càng về sau, nàng vẫn là nhịn xuống đi. Cái này trong hoàng cung, tổ long chi khí là đa mơ cổ khắc chi kiếm, một khi sát ý xuất hiện. Bạch Tố Trinh cảm giác được thiên lôi dẫn động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị oanh giết đến không còn sót lại một chút cạn. Mà lại, chính mình một khi giết cái này lưu quý phi, cái kia xuống chẳng có thể càng không tốt nhìn. Không thể giết, cũng có thể đánh, là quân lập tức cho Bạch Tố Trinh nghĩ kế. Tính toán, Bạch Tố Trinh không muốn so đo. Lưu Quý Phi câu nói này sau khi nói xong, cũng cảm thấy mình tựa hồ có chút lỡ lời. Nhưng nàng cũng không tiện chịu thua, lạnh hư một tiếng, sau đó để cung nữ mang Bạch Tố Trinh đến đằng sau tắm rửa. Chu Hy xem ra khoảng 40 tuổi, lấy quan phục, cả người gầy gò không, thoạt nhìn là một thân chính khí, chính là nho gia chi làm gương mẫu. Chu Hy cùng Triệu Nhữ Ngu đi ra Hoàng Cung. Triệu Nhữ Ngu cũng là lấy triều phục, mũ quan. Hắn đi bộ thường thường chỉnh chỉnh, bất động thanh sắc. Những năm gần đây, triệu những ngu vẫn luôn bị hàn thác trụ áp chế. Hàn thác trụ sùng nhạc phi, dáng chức tần cối, thành lập hướng chủ chiến một phái. Mà lại, hàn thác trụ còn tận sức tại đả kích chu hy trình chu lý học. Trước đó, hàn thác trụ còn buộc chu hy bề ngoài nhận tội, nói là thảo mao tiện sĩ, trương cú hủ nho, duy biết rõ ngụy học chi truyền, há vừa rõ ràng lúc chi dụng. Lúc đó Chu thị môn đồ nghe vậy, nhao nhao rời đi. Lưỡng đảng chi tranh, đã là càng diễn càng mạnh. Triệu Nhữ ngu xe ngựa trước đó, cùng Chu Hy nói ra, người thật cảm thấy Bạch Tố Trinh hội kháng chỉ. Chu Hy nói ra, đại nhân yên tâm. Triệu Nhữ ngu nói ra, cũng không thể phớt lờ a, Chu đại nhân. Chúng ta đây là cho Hàn công đào hố, cũng không thể đem chính mình cũng cho đào vào đi. Chu Hy mỉm cười, nói ra, lấy ta đối Bạch Tố Trinh giải, nàng tuyệt không có khả năng thật đi làm hoàng phi tử. Cái này Bạch Tố Trinh năm đó liền Tây Vương mẫu giao chỉ cũng dám phá hủy, thế nhưng là cái không sợ trời, không sợ đất chủ. Tuy nhiên nàng bị quan âm Bồ Tát quan 200 năm, lệ khí một đi không trở lại. Nhưng ta tin tưởng, Bạch Tố Trinh Thủy chung đều là Bạch Tố Trinh. Triệu Nhữ Ngu nói ra, người có nắm chắc tốt. Chu Hy nói ra, đây là một chiêu tuyệt diệu cờ, vốn là chúng ta còn tại chủ tính, làm sao thừa dịp Hàn Công không tại, bắt đầu tay đối phó Thanh Thành Cung không nghĩ tới cái kia trạng nguyên công thế mà gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc cho chúng ta cái này tuyệt hảo cơ hội mà lại hoàng quả nhiên là đối bạch tố trinh yêu thích không buông tay thiên thời địa lợi nhân hòa a à. hàn công bắc phạt nếu là thu được thắng lợi còn nói được nếu là hắn trả chiến bại lần này hàn công còn muốn xoay người liền là không thể nào triệu nhữ ngu cười ha ha một tiếng nói ra quyển kia tướng về trước đi các loại chu đại nhân ngươi tin tức tốt chu hy mỉm cười nói ra cung tiễn đại nhân màn đêm buông xuống bạch tố trinh tắm rửa về sau đổi một thân màu đỏ cung trang nàng từ đầu đến cuối không có động thủ la quân cũng không thúc giục hắn trốn ở phòng bị tu di bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài mà lại bạch tố trinh đang tắm thời điểm cũng đem giới chỉ thả đi ra bên ngoài tắm rửa thời điểm là cung nữ cùng đi nếu như còn có thái giám tại cái kia bạch tố trinh khẳng định nhẫn không Hoàng liền để Bạch Tố Trinh tạm thời ở tại hơi thở tâm trong điện. hắn sử dụng hết bữa tối, liền sẽ đến đây sủng hạnh Bạch Tố Trinh. Mà ở thời điểm này, một cái chẳng ai ngờ rằng biến số xuất hiện. Trạng nguyên công hứa tuyên liều lính, xông tới, hắn đem những cái kia ngăn cản binh lính trực tiếp giết, sau đó một đường máu nhuộm hoàng thành, xông đến hơi thở tâm điện. Hơi thở tâm điện bên trong, hứa tuyên quan phục nhiễm vết máu, hắn mặt đều là máu tươi. Tại cái này trong hoàng cung, hứa tuyên không có sử dụng pháp lực pháp lực một khi vận dụng hội dẫn động tổ long chi khí phản phệ bạch cô nương theo ta đi ta dẫn người đi chân trời góc biển hứa tuyên sau khi đi vào một phát bắt được bạch tố trinh thon gọn tay ngọc hứa tuyên đã đem chính mình con đường sau này cho chắn tuyệt hắn máu nhuộm hoàng cung đã là phạm phải chu cửu tộc tử tội nhưng hứa tuyên lúc này cái gì đều không để ý hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn lấy nữ nhân yêu mến đi làm cầu hoàng đế nữ nhân hứa tuyên xuất hiện một sát na này bạch tố trinh giếng cổ không gợn sóng nội tâm hung hăng rung động một chút nam nhân này tại nàng dạng này khó khăn ban đêm dạng này liều lĩnh bốc lên thiên hạ to lớn bộc trực sông tới bạch tố trinh không kịp do so dự hứa tuyên cưỡng ép lôi kéo bạch tố trinh rời đi hơi thở tâm điện sau đó hắn tế ra một món pháp bảo huyết ngọc con thoi một kiện huyết sắc con thoi cấp tốc biến lớn hứa tuyên lôi kéo bạch tố trinh nhảy cái kia huyết ngọc con thoi sau đó huyết ngọc con thoi hóa thành một đạo huyết quang bay hướng lên bầu trời ầm ầm trong nháy mắt hư không dày đặc tổ long chi khí rốt cuộc dẫn động giống như là một đầu viễn cổ thiên long một dạng lúc này thiên long nổi giận vô cùng tổ long chi khí đột nhiên hướng hứa tuyên cùng huyết ngọc con thoi đánh giết xuống tới cỗ lực lượng này cuồn cuộn bành trướng càng có hay không hơn cùng tổ long quy tắc ngập đầu đè xuống hứa tuyên bị kinh ngạc dạng này lực lượng căn bản không thể ngăn cản. Hứa tuyên cùng Bạch Tố Trinh đều có một loại cảm giác như vậy, đó là bọn họ phản kháng lực lượng càng lớn, như vậy bị thương tổn cũng càng lớn. Liền cũng tại lúc này, La Quân đột nhiên theo phòng bị tu di bên trong nhảy ra. Hắn lấy thân thể nghinh cái kia tổ long chi khí. Đây cũng không phải La Quân muốn tìm chết, mà chính là La Quân linh quang nhất thiểm, hắn cảm giác được tổ long chi khí tựa hồ không biết cạo chết chính mình. Cái này trực giác La Quân trước kia xuất hiện qua, mỗi lần xuất hiện, đều là tuyệt đối chuẩn xác. Tổ Long chi khí hung hãn vô song. Cái kia một cái chớp mắt, là quân đại thôn vệ thuật mở ra hoàn toàn. Tăng thêm huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng một chỗ phối hợp, ẩm ẩm. Sau đó, là quân liền cảm giác một đầu dài đến vạn trượng thái cổ Tổ Long xông vào đến đại thôn vệ thuật bên trong, liền muốn xoắn hủy hết thảy Đại thôn vệ thuật không ngừng thôn vệ, huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng theo phát lực. La Quân cảm giác toàn bộ thân thể đều bị xé nứt ra, tiếp lấy thì mất đi chi giác. Cùng lúc đó, La Quân trên thân còn có một thứ sự vật tản mát ra tia sáng kỳ dị tới. Đó là một đen một trắng hai loại khí tức. Hắc bạch nhị khí hình thành lốc xoáy, đang thay đổi lấy La Quân trên thân một chút khí tức. La Quân ngã xuống khỏi đi, Bạch Tố Trinh lập tức đưa tay chộp một cái, đem La Quân bắt lấy. Lúc này, huyết ngọc con thoi rốt cục sông lên chín tầng trời, cấp tốc rời đi cái kia bên ngoài hoàng cung tổ long chi khí liền không có mãnh liệt như vậy. Hứa tuyên mang theo bạch tố trinh cùng la quân, mau chóng rời đi lâm an thành, đến ở ngoài ngàn dặm, mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Này một ngàn dặm lộ trình, cũng chỉ dùng nửa nén hương thời gian. Hết thảy phát sinh, đều tại trong chớp mắt. Lúc này, trong hoàng cung, chư tông hoàng đế nghe nói sự tình phát sinh đi qua, lòng nhan giận dữ. Chu hi, triệu nhữ ngu các loại người lập tức tiến cung đuổi bắt lập tức đuổi bắt hứa tuyên cùng bạch tố trinh chữ tông hoàng đế tức giận nói quả thực cũng là lẽ nào lại như vậy phản á chu hy lập tức dâng tấu trương nói ra thánh thượng cái kia bạch tố trinh còn có đồng đảng tại hàn phủ bên trong lập tức đuổi bắt chữ tông hoàng đế lập tức hạ lệnh chu hy cùng chịu những ngu mừng rỡ trong lòng chữ tông hoàng đế còn nói thêm còn có lập tức phái người tiến về tiền đường thôn đem hứa tuyên tộc nhân khống chế lại dám ở hoàng cung đại nội hành hung, chấm muốn diệt hắn cửu tộc. Chữ tông hoàng đế nổi giận tới cực điểm, hắn nữ nhân, một cái nho nhỏ trạng nguyên công lại dám đến nhúng chàm, hơn nữa còn tại hoàng cung đại nội giết người hành hung. Đây quả thực là không nhìn thiên gia uy nghiêm. Triệu nhữ ngu một đảng lập tức lấy hành động. Cái kia hàn phủ bên ngoài, cấp tốc liền bị ngự lâm quân vây quanh. Chu Hy tay cầm thánh chỉ tiến vào hàn phủ bên trong, hàn phu nhân gặp thánh chỉ, cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể quỳ xuống tiếp chỉ. Cùng lúc đó, Thu Linh Tố, mặt nhược thủy, nhan trầm ngư còn không rõ ràng cho lắm. Đợi đến binh phong sở chỉ thời điểm, các nàng mới giật mình đến đối phương là hướng về phía các nàng tới. Thu Linh Tố ba người lập tức thi triển pháp thuật, liền trực tiếp khống chế nguyên thần thoát đi Hàn Phủ. Chỉ là ba người này vừa tới trên chín tầng trời, cái kia minh đạo tiên sinh liền lấy sơn hà xã tắc phiến trục xuống tới. Ngay tại lúc đó, Chu Hy cũng theo xuất thủ thu linh tố ba người còn muốn đối mặt tổ long chi khí phá hư quy tắc cùng áp chế trực tiếp liền bị chu hy bọn họ bắt lại chu hy một người là tuân theo hoàng đế ý chỉ cho nên ngược lại có thể được đến tổ long chi khí trợ giúp đây cũng là lâm an thành bên trong không có cao thủ dám đến làm càn nguyên nhân nguyên bản lão phu coi là cái kia bạch tố trinh cùng hứa tuyên căn bản không có khả năng thoát đi hoàng cung minh đạo trước sinh sự sau nói chuyện với chu hy chu hy cũng nói học sinh cũng một mực tại quan sát trong hoàng cung tình huống, trước đó trong hoàng cung, tổ long chi khí dẫn động một lần, mà lại 10 phần mãnh liệt. Mãnh liệt trình độ, học sinh cho rằng, thời thế hiện nay, không người nào có thể ngăn cản. Trừ phi là quan âm đại sĩ đích thân đến, không phải vậy lời nói, căn bản không có khả năng tiếp nhận. Nhưng là, quan âm đại sĩ không có khả năng tới. Cái này bạch tố trinh bọn người thế mà an toàn đào tẩu, quả thực là không thể tưởng tượng minh đạo tiên sinh nói ra xác thực cổ quái bạch tố trinh bản thân liền là một cái cổ quái cái kia hứa tuyên cũng là cổ quái tăng thêm cái kia la quân tiểu tặc khẳng định là cùng bạch tố trinh cùng một chỗ tiểu tặc này càng là cổ quái ba cái cổ quái nhân ở cùng một chỗ làm một kiện không thể tưởng tượng sự tình này cũng lại không cổ quái chu hy nói ra xác thực như thế bạch tố trinh lai lịch chúng ta tra rất lâu đều không có điều tra ra còn có hứa tuyên lai lịch cũng là không tra được hắn không có khả năng cũng là tiền đường thôn một cái bình thường học sinh. Mà cái kia là quân lai lịch, thì càng là cổ quái tới cực điểm, tựa như là bóng dưng đột nhiên xuất hiện. Minh đạo tiên sinh nói ra, thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Ai cũng có bí mật, nhưng những thứ này chúng ta đều chú ý không? Chúng ta bên này đã chuẩn bị tốt đối phó tiểu tặc kia thủ đoạn, tiếp đó, chúng ta có hoàng thượng ý chỉ, liền có thể minh đao minh thương đối phó thanh thành cung. Chu Hy nói ra, hoàng thượng còn cũng không muốn cùng thanh thành cung người triệt để trở mặt nhìn tới vẫn là đối bạch tố trinh lưu giữ tưởng niệm minh đạo tiên sinh trầm ngâm đi xuống nói ra cái này có thể cũng có chút khó làm chu hy nói ra hoàng thượng để cho chúng ta đi đầu đuổi bắt bạch tố trinh bọn người thanh thành cung trước đừng nhúc nhích minh đạo tiên sinh nói ra vậy được rồi chúng ta đi trước cùng sư tôn bọn họ tụ hợp nhìn xem các sư tôn nói thế nào tốt lão sư chu hy nói ra là quần hồn mê ba ngày ba đêm, sau đó mới chậm rãi tỉnh lại tới. Hắn cảm giác được mình tại bị tổ long chi khí trùng kích thời điểm, còn có một vật phát sinh tác dụng. Cái kia chính là huyền không thần tôn lưu lại âm dương ngọc bội. Ta thế mà không chết, là, ta minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trước đó ta ngược lại quên huyền không thần tôn cho ta âm dương ngọc bội. Lúc này, âm dương ngọc bội phát sinh tác dụng, ta là thiên mệnh chi vương, Tổ Long chi khí hẳn là sẽ không đối với ta sinh ra tác dụng, nhưng là nơi này Tổ Long chi khí y nguyên sát thương ta. Đây là bởi vì ta không phải cái thời không này bên trong Thiên Mệnh chi Vương, tương đương với nhóm máu vẫn là không thích hợp. Tổ Long chi khí có thể phân biệt điểm này, nhưng là âm dương ngọc bội lẫn lộn âm dương, sau đó, Tổ Long chi khí liền bắt đầu cùng ta Thiên Mệnh chi khí dung hợp. Đây cũng là ta có thể nhặt về một cái mạng nguyên nhân. La Quân hiểu rõ sự tình tình huống. Hắn cảm thấy mình cần phải sớm một chút xuất ra âm dương ngọc bội đến, trọng yếu như vậy sự tình, thế mà quên. Bất quá, mặc dù mình là thiên mệnh chi vương, mà lại cũng bị âm dương ngọc bội lẫn lộn âm dương. Nhưng thiên mệnh chi vương cũng không thể thay đổi lịch sử tiến trình. Cho nên, là quân cũng biết mình vẫn không thể đi đối kháng tổ long chi khí. Thân thể của hắn bị tổ long chi khí từng khúc xé rách, nếu không phải hắn khôi phục năng lực cường hãn, lúc này cũng liền trực tiếp chết. La Quân cảm giác được thân thể đau đớn đã hòa hoãn rất nhiều. Hắn theo thì ngồi xuống, bắt đầu xem xét bốn phía tình huống. Đây là tại chính mình phòng bị tu di bên trong. Phòng bị tu di bên trong không có có người khác tại. La Quân âm thầm kỳ quái, hứa tuyên cùng bạch tố trinh đâu, sẽ không đi nói chuyện yêu đương a. À. La Quân ngược lại cũng sẽ không cảm giác khó chịu. Hắn tuy nhiên ngưỡng mộ bạch tố trinh, nhưng còn chưa tới yêu mến bạch tố trinh cấp độ. La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại tuyệt không muốn lại đi nhiễm hắn tình yêu. La Quân hít sâu một hơi, lại lần nữa vận công lên. Cánh tay hắn phía trên, trên thân thể, toàn bộ đều là nhỏ bé vết thương. Đây đều là Tổ Long chi khí lợi hại, nếu như là phổ thông thương thế, La Quân thương tổn đã sớm tốt. Nhưng Tổ Long chi khí bên trong pháp tắc là La Quân cũng khó có thể tiêu mất. Mà lại, cái này hay là bởi vì hắn bản thân liền là Thiên Mệnh chi Vương nguyên nhân không phải vậy lời nói loại này làm bị thương bạch tố trinh cùng hứa tuyên trên thân trực tiếp thì chết hoàn toàn không có khép lại khả năng a à, la quân đột nhiên lại phát hiện một việc cái kia chính là huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong nhiều đồ vật cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong mọc ra một cái cây giống cây non phía trên thế mà kết một quả quả thực trái cây này bộ dáng mượt mà như ô mai lớn nhỏ tựa như là dùng vàng chế tạo ra tới tổ long chi khí kết thành quả thực, là quân lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tổ long chi khí bên trong có tổ long chi khí kỳ diệu quy tắc, bất quá đi qua ta huyền hoàng thần cốc hạt giống luyện hóa về sau, bất luận cái gì quy tắc đều lại biến thành hỗn độn chi khí. Nhưng là bên trong hiệu dụng đều còn tại, là quân nghĩ tới đây, trước hết bất chấp tất cả, thu lấy cái này kim sắc trái cây đến tay. Là quân đem kim sắc trái cây phóng tới chóp mũi người một chút, lại là hương vị gì đều không có hắn lại ngưng tụ thần cảm ứng lập tức cảm giác được quả thực bên trong có cực kỳ dày đặc long khí thuần trùng thần thánh dương cương cũng không biết có tác dụng gì ăn trước một quả thử nhìn một chút la quân liền muốn đem cái này long quả ném vào đến trong miệng chỉ là lúc này một loại cực cảm giác nguy hiểm hướng trên chán ừm la quân thầm nghĩ tình huống như thế nào chẳng lẽ cái quả này ăn không được ăn sẽ chết không phải vậy vì cái gì ta sẽ có cường liệt như vậy nguy hiểm cảm giác hắn đem long quả buông xuống, loại kia cảm giác nguy hiểm lập tức biến mất. Làm hắn lần nữa muốn đem đưa vào đến miệng bên trong thời điểm, loại này cực kỳ nguy hiểm cảm giác lập tức lại sông lên. Vì sao lại dạng này? Huyền hoàng thần cốc hạt giống luyện hóa đi ra quả thực, còn không có không thể ăn. Làm sao hết lần này tới lần khác cái này long quả không thể ăn? Là quân không có cam lòng. Đồng thời, hắn bắt đầu phát hiện cái này long quả trong tay thế mà đang dần dần biến hóa. Rất nhanh, Long quả thì biến thành một quả cứng rắn hạt châu, hạt châu màu vàng óng. Ta dựa vào long châu a là quân tâm lý không khỏi oán thầm lên. Long quả thật diễn biến thành long châu, nhưng là la quân nhưng lại không biết cái này long châu có cái gì chứng dùng. Hắn cầm trong tay cẩn thận vuốt vuốt, đồng thời ngưng thần cảm ứng long châu bên trong tình huống. Lần này la quân rốt cuộc cảm ứng rõ ràng, cái này long châu bên trong thế mà hình thành một cái tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới tựa như là một cái hồ nước. Ở trong hồ, kim sắc long khí cuồn cuộn lao nhanh. Mẹ nó, là quân rốt cuộc minh bạch. Khó trách ta không thể thôn vệ cái này long châu, dạng này long khí tiến vào trong thân thể, lập tức liền muốn bạo thể mà chết. Là quân thầm nghĩ, chỉ là, cái này long khí đại khái cũng là tổ long chi khí. Tổ long chi khí quả nhiên là thiên hạ vô song, chỉ là nhất khích ta hấp thu như thế một điểm năng lượng, sau cùng liền hình thành dạng này một khỏa Long Châu. Nhưng cái này Long Châu có tác dụng gì đâu. La Quân trong lúc nhất thời cũng muốn không quá thấu. Cũng chính là vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. La Quân ngẩng đầu, hắn lập tức liền trông thấy hứa tuyên tiến đến. Hứa công tử, La Quân lập tức đứng dậy. Hứa tuyên nhìn đến La Quân thức tỉnh, cũng là hoan hỉ, trần huynh. La Quân nói ra, hiện tại là tình huống như thế nào? hứa tuyên nói ra trần huynh lần này nhờ có ngươi đại ân không lời nào cảm tạ hết được hắn lại là hướng la quân thật sâu vái trào la quân khoát khoát tay nói ra này ngươi cần gì khách khí với ta lúc đó ta cũng ở tại chỗ cùng hứa công tử ngươi so ra ta dũng khí thực là không bằng ngươi hứa tuyên nói ra trần huynh ngươi cũng đừng lại kêu ta hứa công tử nếu là ngươi coi trọng tại hạ thì kêu một tiếng hứa tuyên hoặc là hứa huynh ta cũng ưa thích la quân lập tức nói ra hứa huynh hứa tuyên nói ra trần huynh ta cùng bạch cô nương đều phải cảm ơn người ân cứu mạng lần này thật sự là ta quá lỗ máng cái kia tổ long chi khí dẫn động nếu không phải trần huynh ngươi xả thân mà ra chúng ta bây giờ đều đã bị mất mạng la quân cười một tiếng nói ra hứa huynh không cần phải khách khí ta cũng không có vĩ đại như vậy lúc đó ta là có một loại cảm giác mãnh liệt cảm thấy ta dù cho đón lấy cũng sẽ không có sự tình ta lai lịch xác thực là có chút đặc thù, cho nên tổ long chi khí tại ta chỗ này cũng có đặc thù phản ứng. Hứa tuyên nói ra, ta cùng bạch cô nương trò chuyện một chút, nàng cũng nói Trần Huynh ngươi rất đặc thù. Nhưng cụ thể làm sao đặc thù, bạch cô nương cũng không lộ ra. La quân nói ra, đúng, bạch cô nương đâu, hắn cũng không dám tại hứa tuyên trước mặt hô bạch tố trinh vì bạch tỷ tỷ. Hứa tuyên sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, nói ra, bạch cô nương đi tìm kiếm. Ồ, La Quân nhớ tới cái gì? Hắn nói ra, lúc này Bạch cô nương kháng chỉ, hứa huynh ngươi máu nhuộm cấm cung, chắc hẳn vậy hoàng đế nhất định là lôi đình tức giận. Hứa Tuyên nói ra, không sai, bây giờ cùng Bạch cô nương cùng một chỗ đến Lâm An thành mấy cái cô nương đều bị Chu hi một đảng nhân chộp tới. Mà tộc nhân ta, phụ mẫu đều bị bắt bỏ vào ngục. Tên cầu hoàng đế này, nói càng về sau, hắn lòng đầy căm phẫn, hai mắt huyết hồng. La Quân hít sâu một hơi, Hắn hỏi, cái kia thanh thành cung bên đó đây. Hứa tuyên nói ra, thanh thành cung bên kia tạm thời còn không có động tính. Là quân nói ra, xem ra hoàng đế đối bạch cô nương còn lưu giữ tưởng tượng. Hứa tuyên nói ra, cậu hoàng đế, nhắm chúng ta lửa, liền để hắn giang sơn bất ổn. Cái kia lâm an thành khó sông, có thể lâm an thành bên ngoài, lại là không có tổ long chi khí. Hắn dám giết ta một cái tộc nhân, ta liền giết hắn hắn thành chỉ quan viên. La Quân nói ra, biện pháp này xác thực không phải không đi. Bất quá Chu Hi một đảng nhân không biết ngồi nhìn mặc kệ, mà lại vô tội giết người, cuối cùng làm đất trời oán giận. Chúng ta còn có thể ngẫm lại hắn biện pháp. Hứa Tuyên nói ra, ta xác thực là nghĩ không ra hắn biện pháp. Cũng là tại lúc này, Bạch Tố Trinh từ bên ngoài tiến đến. Nàng xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy yêu sầu. Hứa Tuyên cùng La Quân nhìn thấy Bạch Tố Trinh đều là vui vẻ. Bạch Tố Trinh nhìn đến La Quân thức tỉnh, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hứa Tuyên tiến lên, nói ra, Bạch Cô Nương. Bạch Tố Trinh hướng Hứa Tuyên nhàn nhạt gật đầu, ngược lại đối La Quân lộ ra so sánh rõ ràng vẻ ân cần. La Quân, ngươi không sao chứ? La Quân nói ra, ta không sao. Hứa Tuyên thấy thế, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mất mát. Bạch Tố Trinh liền nói ra, không có việc gì liền tốt. La Quân nói ra, nhưng có dò thăm cái gì? Bạch Tố Trinh sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, nói ra, ngày mai buổi trưa, nếu là ta cùng Hứa Tuyên lại không tự động tiến về Lâm An thành quy án, liền đem Linh Tố, Nhược Thủy, Trầm Ngư còn có hứa công tử tộc nhân toàn bộ ngọ môn trảm thủ. Cẩu Hoàng đế hứa Tuyên hai mắt huyết hồng, mắng to một tiếng. "Vậy ngươi có thể có tính toán gì?" La Quân hỏi. Bạch Tố Trinh nói ra, lúc này Hàn Công cũng không thể chú ý đến nơi đây, cho dù hắn trở về, cũng cải biến không hoàng đế chú ý nhưng nếu là chủ động quy án ta làm sao cũng làm không được thế nhưng là như không quay về chẳng lẽ ta muốn dẫn lấy thanh thành cung đi tấn công lâm an thành la quân nói ra cái kia không có khả năng pháp lực càng mạnh tại lâm an thành bên trong chỗ bị phản vệ thì càng khủng bố hơn bạch tố trinh nói ra ta cũng chính là minh bạch điểm này hứa tuyên nói ra bạch cô nương ta ngược lại thật ra có cái chủ ý bạch tố trinh cùng la quân nhìn về phía hứa tuyên Bạch Tố Trinh nói ra, hứa công tử, người nói. Hứa tuyên nói ra, liền bốc lên thiên hạ nếu không húy, chúng ta bắt hắn cái một nghìn bách tính. Như vậy chiếu cáo thiên hạ, chiếu cáo cẩu hoàng đế hoang đường sự tình. Hắn nếu là dám giết mấy vị cô nương cùng tộc nhân ta, liền đem những người dân này toàn bộ giết. Ta thì nhìn cái này cẩu hoàng đế có dám hay không khư khư cố chấp. Hắn nếu thật sự là như thế không để ý bách tính, nhất định mất lớn dân tâm. Bạch Tố Trinh nói ra, cái này là quân nhìn nhiều hứa tuyên, tâm đạo, trong truyền thuyết, hứa tiên chính là cái nhu nhược thiện lương người. Hôm nay xem ra, lại là huyết dũng cực kỳ, hơn nữa còn có chút thủ đoạn độc ác a. À. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, Hứa công tử, cử động lần này vẫn là không ổn. Chúng ta bắt bách tính, tất nhiên sẽ náo ra động tính. Ngươi cảm thấy, bằng chúng ta có thể đối phó Chu hy một đảng nhân sao? Hứa Tuyên ngốc ngẩn ngơ, bởi vì cái này thật là cái vấn đề lớn. Sau đó, Hứa Tuyên nói ra, nhưng là rời xa tổ Long chi khí, đối chúng ta mà nói vẫn là có chỗ tốt. Bạch Tố Trinh nói ra, là quân trầm tư, hắn tiếp lấy khoát khoát tay, nói ra, có chút không ổn, chúng ta vẫn là suy nghĩ lại một chút. Hứa Tuyên cũng trầm ngâm, mà Bạch Tố Trinh thì là không nói một lời, nàng biết, tất cả mấu chốt đều ở trên người nàng, chỉ cần nàng chịu vào cung làm phi như vậy mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng thế nhưng là nàng không thể hứa tuyên nặng nề thở dài hắn nói ra bạch cô nương thật xin lỗi đây hết thảy đều là ta gây ra ta hôm đó tại quỳnh hoa trong lầu như không hành động theo cảm tính liền không có hôm nay ngươi như vậy tai họa bạch tố trinh thì nói ra như là đã phát sinh thì không có gì để nói nhiều la quân đột nhiên nghĩ đến một việc cái kia chính là hứa tuyên mang theo bạch tố trinh thoát đi hoàng cung thời điểm nếu là mình không tại. Hai người này làm sao có thể đầy đủ chống lại tổ long chi khí. Như vậy, tại đã từng phát sinh trong lịch sử, hai người này là giải quyết như thế nào? Trong lịch sử, cũng không có đem cái này cái cọc sự tình có chỗ ghi chép. Hết thảy tựa hồ cũng là hời hợt. Vẫn là nói, là, là quân đột nhiên minh bạch, bởi vì là chính mình xuất hiện, cho nên để hứa tuyên sinh ra cấp bách cảm giác cùng ghen tị. Lúc đó ngày ấy, Quỳnh Hoa trong lầu, hứa tuyên là tới trước khiêu khích mình bị cự tăng thêm bạch tố trinh lại làm mặt cự tuyệt cho nên mới có cái kia bài thương thế thơ nếu là mình không xuất hiện liền không có có đằng sau cái này một gốc giả dạ. cho nên trong lịch sử cái này cái cọc sửa tình hoàn toàn không có ghi chép làm nửa ngày sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là tại chính mình nơi này a à. đúng bạch tỷ tỷ là quân nhớ tới một việc nói ra người cùng quan âm đại sĩ không phải quen biết sao thế nhân đều tin ngửa quan âm đại sĩ nếu như quan âm đại sĩ hiển linh lên tiếng chắc hẳn hoàng đế này cũng không dám nghịch lại a à. bạch tố trinh quả quyết cự tuyệt nói ra ta không có khả năng đi tìm nàng cái này la quân nói ra bạch tố trinh nói ra việc này đừng muốn lại sách giờ khắc này bạch tố trinh trước đó chưa từng có nghiêm khắc la quân giật mình hắn liền rốt cuộc minh bạch bạch tố trinh tại quan âm chỗ đó kinh lịch nhất định là không thoải mái hơn nữa còn có bạch tố trinh chỗ đau tại, cho nên tựa như là một khối vết sẹo một dạng, lấy đều không muốn lại có người ở trước mặt nàng nhấc lên. Đúng, là quân đem cái kia Long Châu lấy ra, hắn nói ra, bạch tỷ tỷ, hứa huynh, trên người của ta có chút khác thủ đoạn. Đây là cái kia tổ Long chi khí công kích ta về sau, ta đem khí tức thối luyện mà ra. Bây giờ, cái này tổ Long chi khí bị ta ngưng luyện thành cái này một khỏa Long Châu. Ta nhưng lại không biết cái này Long Châu có tác dụng gì long châu bạch tố trinh cùng hứa tuyên đều là kinh ngạc bạch tố trinh trước vươn tay tiếp nhận long châu cái kia long châu bị bạch tố trinh cầm lấy sau đó bạch tố trinh ngưng thần chỉ chốc lát về sau long châu đột nhiên kim quang đại thịnh nồng đậm tổ long chi khí lan tràn đi ra tràn ngập tại phòng bị tu di bên trong mỗi trong khắp ngõ ngách hứa tuyên cùng la quân thấy thế cấp tốc ngồi xếp bằng la quân dứt khoát triển khai đại thôn phệ thuật hắn mãnh liệt thôn vệ lấy vô lượng tổ long chi khí. Hứa tuyên cũng tại vận công hấp thu. Lúc này tổ long chi khí trở nên có thể hấp thu. Tại lâm an thành tổ long chi khí là không thể hấp thu. Là quân đem tổ long chi khí hấp thu đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, chỉ chốc lát về sau, huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong lần nữa mọc ra cây non. Cây non phía trên thì kết xuất trái cây màu vàng óng. Cái kia tổ long chi khí liên miên không ngừng, vô cùng vô tận là quần cây non phía trên, lít nha lít nhít mọc ra mấy chục quả trái cây màu vàng óng. Nguyên lai là dạng này, là quần rốt cuộc minh bạch, trước đó không biết là nguyên nhân gì, thế mà để tất cả tổ long chi khí áp xúc thành một quả quả thực. Bởi vậy, là quần cũng không dám ăn, một khi ăn, vậy thì thật là một con đường chết. Mà bây giờ, tinh khiết tổ long chi khí bị bạch tố trinh phóng xuất ra, như vậy lúc này liền dễ làm nhiều. Hứa tuyên cũng đang hấp thu, nhưng là hắn lại không có la quân hấp thu như thế mãnh liệt một giờ sau cái kia long châu đột nhiên hóa thành mây khói hoàn toàn biến mất phòng bị tu di bên trong tổ long chi khí nồng hậu dày đặc tới cực điểm những thứ này tổ long chi khí bên trong quy tắc đã bị huyền hoàng thần cốc hạt giống luyện hóa cho nên bây giờ trở nên có thể hấp thu cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi bạch tố trinh cũng ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu tổ long chi khí la quân tiếp lấy cúng đình chỉ thôn phệ lại thôn phệ đi xuống, hắn liền đem tất cả tổ long chi khí đều cho nuốt. Đến cũng còn cho Bạch Tố Trinh cùng hứa Tuyên Lưu một điểm. Là Quân kiểm kê cây non phía trên kim sắc long quả, hết thảy có hơn 300 quả. Là Quân lấy ra hai cái long quả, sau đó ném vào đến trong miệng đi. Cái kia long quả cấp tốc hóa thành một cô ấm áp sinh dưỡng xông vào đến La Quân trong thân thể, La Quân nhất thời cảm giác được toàn thân cao thấp đều là ấm áp. Đón lấy long quả dinh dưỡng lại xông vào đến la quân trong não vực. Cái này dinh dưỡng cùng hắn đan dược khác biệt, có loại huyền môn chính tông cảm giác. Dinh dưỡng tại trong đầu trùng kích, bất luận cái gì tâm ma cũng không dám vọng động. Ngay sau đó, la quân lại liên tục phục dụng long quả. Liên tiếp thôn vệ 100 mai long quả. La quân não vực bên trong, pháp lực nhất thời tràn đầy tới cực điểm. Tựa như là một cái to lớn từ trường, chính đang cuộn trào hùng tráng. Pháp lực cuồng mãnh vận chuyển, một đợt lại một đợt trùng kích. A, à, La Quân đầu đột nhiên bén nhọn đau nhức. Hỏng bét, ta quá nóng vội, lúc trước Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là nóng vội, cho nên bây giờ hao tổn tinh thần, công lực một mực chưa từng khôi phục. Ta thế mà cũng phạm đồng dạng mau bệnh, theo Cửu Trọng Thiên đỉnh phong đến tầng 10 trung kỳ, đã coi như là đi đường tắt. Bây giờ lại muốn nhanh chóng hướng về phá cảnh giới, như vậy sao được? La Quân quá quá chủ quan hắn cảm giác được long quả dinh dưỡng thuần trùng mà lại để tâm ma tránh lui sau đó thì cùng một cái cực đói người một dạng nhanh chóng bắt đầu ăn các loại ăn tới trình độ nhất định thời điểm mới phát hiện chính mình cái bụng tăng tới sắp phá bạch tố trinh cùng hứa tuyên lập tức bị la quân thống khổ thanh âm kinh hãi đến hai người nhìn về phía la quân liền gặp la quân toàn thân cao thấp đều đầy đủ lấy một tầng kim quang kim quang kia theo trong thân thể của hắn tựa hồ yếu giật xuất lai hắn ngũ tạng lục phủ còn có trong não vực tình huống đều trở nên rõ ràng rành mạch hứa tuyên cùng bạch tố trinh thấy thế đều là hoảng sợ hứa tuyên cả kinh nói trần huynh cái này là làm sao bạch tố trinh nghi đầu nhíu chặt nói ra hắn nuốt quá nhiều long khí trùng kích tu vi dục tốc bất đạt hiện tại long khí mạnh mẽ có bạo thể thái độ a à, la quân lần nữa phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết hắn cảm giác được pháp lực bắt đầu trong thân thể tán loạn Hắn não vực ngay tại tiếp nhận trước đó chưa từng có trùng kích. Một khi là quân não vực bị xông phá, như vậy là quân liền sẽ chết không còn sót lại một chút cặn Lúc trước vô dục thiên thành công trùng kích đến động tiên cảnh, đó là bởi vì vô dục thiên từ nhỏ đã thiên tư hơn người. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không thể chịu đựng lấy loại này nhân quả, chết oan chết uổng Mà Lâm Phong lại ỉ vào mẫu trùng cổ thần kỳ huyết mạch mới một đường trùng kích đến hư tiên cảnh. Nhưng là hắn cũng nhận được báo ứng đến hôm nay ngày thống khổ minh nguyệt tiên tôn thiên tư hơn người bây giờ cũng là một cái hao tổn tinh thần xuống tràng là quân cuối cùng cũng là đi đến trên con đường này tu tiên chi lộ gì khó khăn nếu thật là đầy đủ đan dược liền có thể tùy ý tăng trưởng cái kia thế gian này tu tiên liền từ đan dược quyết định tốt chỗ đó còn cần nhiều như vậy gặp chắc trở cùng cảm ngộ đây là quân tình huống nguy cấp tới cực điểm vậy phải làm sao bây giờ hứa tuyên nhìn đến loại tình huống này hoàn toàn không biết nên làm như thế nào đi giúp La Quân. La Quân vốn là không đến mức như thế lỗ máng, cái kia Minh Nguyệt Tiên Tôn ví dụ đang ở trước mắt, cũng đầy đủ tỉnh táo. Lúc trước hắn muốn thôn về cái viên kia côn bằng hư tiên đan hoàn lúc, làm tử y thì rõ ràng ngăn cản. Nhưng lần này, La Quân bị long quả tê liệt. Tựa như là vẫn luôn tại khuyên bảo mình không thể đánh bạc người, cuối cùng vẫn là không nhịn được dụ hoặc hãm sâu đi vào lòng quả thuần dương chi lực để la quân tâm ma tránh lui khiến la quân sinh ra ảo giác cái kia chính là có thể một mực thôn vệ đi xuống sau đó trùng kích tu vi hắn vẫn luôn biết dục tốc bất đạt đạo lý nhưng hắn cũng tương tự khát vọng tu vi có thể càng thượng tầng hơn lầu sau đó lúc này hắn vẫn là không nhịn được xúc động cái này vừa xung động hậu quả lại là đáng sợ tới cực điểm bạch tố trinh hít sâu một hơi nói với hứa tuyên người cho ta hộ pháp hứa tuyên gật đầu bạch tố trinh tiếp lấy đi vào la quân trước mặt nàng pháp tướng trang nghiêm sau đó vươn tay xoa xoa ở la quân đầu la quân lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lại nhu hòa pháp lực tràn vào đến trong não vực hắn bản năng muốn chống cự bạch tố trinh nói ra ta đang giúp ngươi nàng thanh âm thanh thúy êm tai chuẩn xác rót vào đến la quân trong lỗ tai lúc này la quân giống như bị địa ngục ác quỷ quấn thân thần trí đều đã không rõ rệt vốn là bất kỳ thanh âm gì hắn đều đã nghe không rõ ràng nhưng bạch tố trinh thanh âm này tựa như là hàng ma thanh âm la quân liền tùy ý cỗ này nhu hòa pháp lực tràn vào tiến đến bạch tố trinh pháp lực cuồn cuộn vô cùng ẩn chứa vô cùng trí tuệ cùng đại đạo pháp tắc cỗ này pháp lực lập tức trợ giúp la quân não vực trấn áp cái kia cỗ cuồng bạo tổ long chi khí la quân rốt cuộc cảm giác được dễ chịu một chút hắn thần trí cũng bắt đầu dần dần rõ ràng một bên hứa tuyên nhìn thấy la quân ánh mắt thanh minh hắn coi là không có việc gì liền thở phào một hơi la quân cũng cảm nhận được bạch tố trinh lực lượng hắn cảm thấy mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp bạch tố trinh bạch tố trinh trí tuệ cùng lực lượng so chính mình tưởng tượng bên trong phải cường đại nhiều nàng chỉ sợ là có thể cùng minh nguyệt tiên tôn dạng này người sánh ngang nhưng bạch tố trinh cùng minh nguyệt tiên tôn nhưng vẫn là có khác nhau minh nguyệt tiên tôn dám yêu dám hận không sợ trời không sợ đất mà Bạch Tố Trinh lại cố kỵ quá nhiều, cho nên, nàng xem ra lực lượng cũng không phải mạnh như vậy. Lúc này, Bạch Tố Trinh nói ra, là quân, tiếp tục như vậy cũng không được. Những pháp lực này ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn chặn, nhưng là không thể vẫn luôn cùng ngươi bảo trì dạng này một tư thế tới áp chế. Mà lại, ta không có khả năng kiên trì đến dài đằng đẵng. Ta lực lượng như vậy tiêu hao, cũng có khô kiệt thời điểm. Là quân nói ra, ta biết. Sau đó, là quần ý đồ đem những pháp lực này dần dần hấp thu. Nhưng hắn mỗi một lần hấp thu, đều cảm nhận được não vực đau đớn vô cùng. Tựa như là loại kia bị người dùng đao tử tại khoét một dạng, đau đớn tận xương. Là quần tu vi là tầng 10 trung kỳ, nhưng trung kỳ đến đỉnh phong, cái này trung gian giá trị là có rất lớn không gian. Lúc này, đi qua long quả thuần dương long khí thối luyện, đã đem cái này trung gian giá trị bổ sung lên. Nhưng đến đỉnh phong lúc, còn có một cái bích trướng. Nói cách khác, là quân tại tầng 10 trung kỳ phía trên, pháp lực có thể tính là mạnh nhất. Nhưng còn không tính tầng 10 đỉnh phong. Mà lại hiện tại, hắn nguy hiểm đến tính mạng cũng còn không có giải quyết. Ăn vào trong đầu pháp lực, tựa như kẻ tại trong cổ họng xương cá, cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Cái kia não vực bên trong, giờ phút này pháp lực càng ngày càng cuồng bạo. Bạch tố trinh pháp lực liên miên thuần hậu, liền cũng vẫn đem ngăn chặn nhưng thời gian lại tại từng giây từng phút trôi qua. Thật chẳng lẽ muốn như vậy, là quân tại nguy cấp này thời điểm, một cách tự nhiên nghĩ đến đại số mệnh thuật. Đại số mệnh thuật tựa như là la quân độc phẩm, la quân biết vật này dùng nhiều, khẳng định là có hậu quả. Nhưng chỉ cần hắn gặp phải không có cách nào giải quyết sự tình, hắn vẫn là không nhịn được phải dùng đại số mệnh thuật. Vĩ đại số mệnh A, la quân bắt đầu thi triển đại số mệnh thuật. Cái kia não vực bên trong, số mệnh phù lục lập tức thúc động. Số mệnh phù lục tại trong óc van xin cấp tốc mở ra một đạo thần bí chi môn, cái kia thần bí trong cánh cửa, từ nơi sâu xa số mệnh lực lượng lập tức bị số mệnh phù lục hấp thu tới. U ám số mệnh khí tức cấp tốc xuyên vào đến la quân cái kia cuồng bạo pháp lực từ trường bên trong. Cái kia long khí dinh dưỡng vốn là cuồng bạo vô cùng, không nhận bất luận cái gì quy tắc cùng lực lượng trói buộc. Nhưng lúc này gặp phải số mệnh lực, lập tức liền thuần hóa lên liền xem như tổ long chi khí bao trùm chư thiên lực lượng phía trên nhưng y nguyên lại là tại số mệnh phía dưới là quần thọ mệnh đang bị cấp tốc thiêu đốt đây thật là tự gây nhiệt không thể sống long khí dinh dưỡng bị số mệnh lực lượng cấp tốc hấp thu như hải dương cuồn cuộn long khí dinh dưỡng dần dần bị số mệnh lực lượng thôn phệ bạch tố trinh nhất thời cảm thấy áp lực giảm bớt nàng xem thấy những cái kia long khí dinh dưỡng vốn là khí thế hung hung giờ phút này lại như thủy triều thối lui không khỏi kỳ quái tới cực điểm. Chọn vẹn hao phí một ngàn năm thọ mệnh, là quân mới đưa những thứ này long khí dinh dưỡng toàn bộ xử lý. Sau đó, La Quân thở vào một hơi. Mà Bạch Tố Trinh gặp La Quân não vực bên trong, phong bạo rốt cục không hề, hết thảy bình tĩnh. Nàng cũng liền đưa bàn tay thu hồi. La Quân phiền muộn vô cùng. Hắn mỗi lần đi hiểm tăng cao tu vi, tuy nhiên bên trong có không qua thiếu mạo hiểm nhưng sau cùng đều là thuận lợi lấy cảnh giới cao cùng Tu Vi. Mà lần này, quả thực cũng là bồi phu nhân lại xếp binh A. Tu Vi không có làm sao tăng lên, lại hao phí 100 mai chân quý long quả. Càng nguy hiểm hơn là, còn hao phí 1.000 năm quý giá thọ mệnh. Là quân hiện tại còn không biết thi triển đại số mệnh thuật, tiêu hao thọ mệnh hội mang đến cái gì điều xấu. Nhưng hắn đã cảm giác được điểm xấu, mỗi một lần vận dụng đại số mệnh thuật, hắn đều cảm thấy có một loại từ nơi sâu xa nhân quả điều xấu tại gia trì. Hắn cảm giác lâu dài trước kia, chỉ sợ sẽ có một trận đại kiếp thuật chờ đợi mình. Cho nên, bây giờ là quân mỗi lần không đến bị bất đắc dĩ, đều là không nguyện ý vận dụng đại số mệnh thuật. Là quân, người vừa mới cái kia phù lục cùng lực lượng, cực kỳ kỳ quái. Bạch Tố Trinh cũng không khỏi tò mò, nàng nói ra, ta chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như vậy cổ quái lực lượng cái kia tổ long chi khí vốn là bao trùm chư thiên lực lượng, tại ta chỗ này cũng không có biện pháp đem thuần phục. Có thể ngươi lực lượng kia vừa ra tới, liền khiến cái này tổ long chi khí, toàn bộ binh giải tiêu tán. Hứa tuyên ở một bên lại là không rõ ràng cho lắm. Là quân đứng lên, hắn khe khẽ thở dài, nói ra là số mệnh lực lượng. Số mệnh lực lượng, bạch tố trinh biến sắc, nói ra, ba nghìn đại đạo, đại số mệnh thuật. Là quần nói ra, Bạch tỷ tỷ ngươi cũng biết ba 000 đại đạo. Bạch Tố Trinh nói ra, nào chỉ là biết, ta sẽ còn đại hắc ám thuật. Nàng đón đến, nói ra, nghe đồn rằng, chư thiên thế giới bên trong, chỉ có một vị trùng hoàng luyện thành quá lớn số mệnh thuật. Mà lại, hắn đại số mệnh thuật cũng là không được đầy đủ, cơ bản không ai thấy qua hắn sử dụng. Cái này đại số mệnh thuật, người thế mà luyện thành. La Quân gật gật đầu, nói ra, thật là luyện thành. Hứa Tuyên đột nhiên nói ra, Ta cũng từng nghe nói này môn đại số mệnh thuật, Tổ Long chi khí, xuất từ thiên đạo. Thiên đạo bảo hộ thế giới bao la thủ đô quốc vận, trừ phi thiên mệnh gây ra, triều đại thay đổi. Không phải vậy lời nói, Tổ Long chi khí hội một mực bảo hộ chân long thiên tử. Đây cũng là chân long thiên tử nguyên do, Tổ Long chi khí đã là bao trùm chư thiên lực lượng. Mà số mệnh càng là tại Tổ Long chi khí phía trên, có thể nói, số mệnh nói theo một cách khác, chính là thiên đạo. Ta vốn là coi là trên đời này là không thể nào có người tu thành loại pháp thuật này. Cái này pháp thuật, bản thân thì rất không hợp lý, không nên có loại pháp thuật này. Hứa tuyên kiến thức, lại là bất phàm. La quân không khỏi nhìn nhiều hứa tuyên liếc một chút, hắn đối hứa tuyên lai lịch cũng liền càng thêm hiếu kỳ. Bạch Tố Trinh trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, La quân, người thi triển đại số mệnh thuật, hẳn là cần muốn đánh đổi một số thứ A. Này bằng với là cùng thiên đạo ký kết khí ước, loại này lực lượng, quá mức đáng sợ, tại người đạt được loại này lực lượng lúc, đại giới nhất định cũng sẽ rất lớn. La Quân trầm giọng nói ra, cần thọ mệnh tới làm trao đổi. Ngay tại vừa mới, ta tiêu hao một ngàn năm thọ mệnh. Một ngàn năm, hứa tuyên nghe vậy, bị kinh ngạc, hắn nói ra, ta thọ mệnh tổng cộng mới hơn hai nghìn năm, nếu là như vậy, sớm sống không lâu lâu. La Quân nói ra, đại số mệnh thuật có thể đem một ít dinh dưỡng đan dược chuyển hóa thành thọ mệnh ta lúc này thọ mệnh còn có năm sau. Bạch Tố Trinh nói ra, là quân, ta hiện tại cũng coi như minh bạch, ngươi vì cái gì có thể tại tam đại lão tổ vây công phía dưới, không chỉ có thành công thoát thân, hơn nữa còn giết một cái thiên pha ra ông tổ. Chắc hẳn ngươi cũng là dùng ngươi cái này đại số mệnh thuật. Là quân nói ra, không sai. Bạch Tố Trinh nói ra, người đây là cùng ma quỷ làm giao dịch, loại này lực lượng, thật không cần phải xuất hiện tại nhân thủ phía trên. Người bây giờ hưởng thụ loại này lực lượng khoái cảm, chỉ sợ ngày sau, loại này lực lượng phản phệ lên, mang đến kiếp nạn, người khó có thể chịu đựng A. À. Ta khuyên ngươi, tận lực không dùng lại loại này lực lượng. La Quân nói ra, bạch tỷ tỷ, người nói chuyện, ta không phải không minh bạch. Nhưng giống như vừa mới, không thi triển loại này lực lượng, ta bây giờ không có hắn biện pháp đến giải quyết cái này khó khăn. Bạch Tố Trinh cũng liền không tốt nói thêm cái gì, mà lại lúc này, cũng không phải đến xoắn suýt sự kiện này thời điểm. Bọn họ còn có càng đại nạn hơn đề bày ở trước mặt. Bạch Tố Trinh cùng hứa tuyên đều hấp thu đầy đủ tổ long chi khí. Bạch Tố Trinh trầm giọng nói ra, ta cảm giác được ta hấp thu tổ long chi khí về sau, trên thân nhiễm long tức. Kể từ đó, chúng ta lại tiến lâm an thành, tổ long chi khí cũng có thể cho chúng ta sử dụng, không hề bị tổ long chi khí áp chế. Hứa tuyên cũng không có Bạch Tố Trinh dạng này tu vi, cho nên cũng không thể minh bạch loại này huyền diệu. Nhưng hắn tuy nhiên không hiểu, lại sâu tin bạch tố trinh lời nói, đã như vậy, chúng ta liền giết tiến cấm cung, đem cái kia cẩu hoàng đế tự tay mình giết. Bạch tố trinh khoát tay, nói ra, đó là không đi. Cấm cung bên trong còn có chu hy một đảng, hoàng đế bên người cũng có cao thủ. Và lại, hoàng đế khí số chưa hết, tổ long chi khí vẫn là hội bảo hộ hắn. Vạn không thể đối hoàng đế động thủ, chúng ta vẫn là chỉ có thể cứu người trước. Về sau lại nhìn tại sao cùng hoàng đế đến nói, lúc này giải quyết tổ long chi khí áp chế, như vậy cũng tốt xử lý quá nhiều. La Quân nói ra, ta đại số mệnh thuật tuy nhiên không thể lạm dụng, nhưng chúng ta lần này tiến đến, ta nhất định phải đem Tử Kim Bát đoạt lại, đem cái kia Chu Hi một đảng giết cái thất linh bát lạc. Chỉ cần bọn họ suy lui xuống đi, chúng ta thì miễn rất nhiều phiền phức. Hắn ý tứ rất rõ ràng, đại số mệnh thuật tuy nhiên có hậu quả, nhưng lần này lại cũng không lo được nhiều như vậy. Bạch Tố Trinh nhất thời cảm động, nói ra, là quân, cảm ơn ngươi. Là quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, cảm ơn ta cái gì, lần này nếu không phải bạch tỷ tỷ ngươi kịp thời xuất thủ. Ta cho dù có đại số mệnh thuật, cũng không kịp tiêu trừ cái này tổ long chi khí. Bạch Tố Trinh nói ra, có thể nếu không có ngươi, chúng ta liền hoàng cung đều ra không. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nói ngược lại, nếu không có ta tại, hứa huynh cũng chưa chắc hội viết cái kia một bài thương thế thơ. Không có cái kia bài thơ danh mãn lâm an phủ, cũng sẽ không có hiện tại tai họa. Hứa tuyên ở một bên không khỏi có chút xấu hổ, hắn cười khan một tiếng, lại là cảm thấy mình xác thực là có chút không phóng khoáng. Nhưng Bạch Tố Trinh lại hiểu La Quân ý tứ. La Quân là muốn nói cho Bạch Tố Trinh, hắn xuất hiện là cái ngoài ý muốn. Chính là cái ngoài ý muốn này dẫn đến đằng sau phản ứng dây chuyền. Tổ Long chi khí, vẫn luôn là bạch tố trinh kiêng kỵ. Pháp lực càng cao, càng là kiêng kỵ cái kia tổ long chi khí, lúc này, tại long châu trợ giúp dưới. Ba người liền đối với tổ long chi khí miễn dịch, bởi vậy vừa đến, tất cả nan đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Chúng ta lúc nào động thủ, hứa tuyên hỏi. Bạch tố trinh nói ra, quang cứu người vẫn chưa được, dù sao hứa công tử ngươi tộc nhân đông đảo, không tốt như vậy cứu ra. Cứu sau khi đi ra, cũng không thể toàn bộ khắp nơi chạy trốn, hứa tuyên nói ra cái kia la quân nói ra trước tiên đem linh tố cô nương các nàng cứu ra sau đó cùng một chỗ hành động diệt chu hy một đảng cho hoàng đế làm áp lực như là đã vạch mặt cái kia đã không còn gì để nói bạch tố trinh nói ra chu hy bọn họ hẳn là có thể nghĩ đến chúng ta hội đi cứu người đoán chừng đã bố trí xuống thiên la địa võng trở lấy chúng ta động thủ thời điểm mọi người nên cẩn thận một chút hứa tuyên nói ra chúng ta hội gia tăng chú ý như thế thương định về sau, ba người liền rời đi phòng bị tu di. Đây là cách Lâm An Thành ở ngoài ngàn dặm một tòa núi hoang. Đón lấy, là quân liền thi triển ra đại na di thuật, trực tiếp mang theo bạch tố trinh cùng hứa tuyên tiến về Lâm An Thành. Dây lát về sau, Lâm An Thành liền đã đến đạt. Mặt trời chiều ngã về Tây, Lâm An Thành trên không, thải hà như bị máu tươi nhiễm đỏ, mỹ lệ trói lọi. Trong hoàng cung, vẫn là canh phòng nghiêm ngặt cái này hoàng cung, đại biểu toàn bộ hoa hạ, toàn bộ thiên gia uy nghiêm. Nhìn từ đằng xa cái này Lâm An Thành, người bình thường ngược lại là nhìn cũng không được gì. Nhưng la quân bọn người lại có thể nhìn đến, Lâm An Thành trên không, có nồng đậm tử khí. Những thứ này tử khí, chính là tổ long chi khí. Mà tại hoàng cung trên không, cái này tử khí liền càng thêm nồng đậm. Tử khí bên trong, sen lẫn màu đen pha trộn khí tức, những thứ này màu đen pha trộn khí tức, chính là thiên lôi chi khí. Như thế Tổ Long chi khí hộ vệ Lâm An thành, Lâm An hoàng cung. Chỉ cần hoàng đế khí số chưa hết, như vậy thì xem như thánh nhân đến đây cũng vô pháp quát tháo. Thánh nhân muốn giết hoàng đế, sẽ không tới phá Tổ Long chi khí, cũng không phá hết. Thánh nhân sẽ nghĩ biện pháp cải biến hoàng đế mệnh số. Ngạnh công, vậy khẳng định là không được. Một hàng ba người đi vào hoàng cung trên không, lúc này là quân cảm giác được cái kia tổ long chi khí quả nhiên không có trước kia giống như khiến người sợ hãi. Ngược lại là đi qua thổ nạp, có thể hấp thu tổ long chi khí tiến nhập thể nội tu luyện. Là quân liền biết, tại cái này lâm an thành bên trong tu luyện, đoán chừng là có thể làm ít công to. Bất quá chính mình lúc này, tu vi lại đến một cái bình chứng cấp độ, cho dù là có tổ long chi khí hấp thu, đó cũng là khó có thể tiến bộ. Nếu như mình là cửu trọng thiên trở xuống, lúc này tại cái này tổ long chi khí bên trong tu luyện, đây tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Mà nếu như đột phá bích chướng, cũng là có lợi thật lớn. Bạch Tố Trinh đột nhiên nói ra, là quân, người muốn hấp thụ nhiều một chút tổ long chi khí làm thổ nạp, tổ long chi khí chính là thiên hạ thuần dương, có lẽ có thể giúp người tẩy đi một chút nhân quả nghiệp lực cũng khó nói. Còn có bực này tác dụng, là quân vẫn là rất bội phục Bạch Tố Trinh học rộng. Bạch Tố Trinh nếu là đặt ở La Quân thời đại kia, cũng tuyệt đối là có thể cùng Lam Tử Y, Minh Nguyệt Tiên Tôn những người này sánh ngang. Chỉ là bởi vì, nàng bị quan âm đại sĩ trấn áp 200 năm, cho nên tính tình phía trên có thật nhiều cải biến. Đổi lại trước kia Bạch Tố Trinh, đây tuyệt đối là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Là quân đầu tiên thần thức bắn phá toàn bộ Hoàng Cung. Hắn muốn trong Hoàng Cung tìm tới thu linh tố các nàng. Hoàng Cung tuy nhiên không phải giam giữ phạm nhân địa phương, nhưng là quân cùng Bạch Tố Trinh đều biết, hứa tuyên tộc nhân cùng thu linh tố các nàng lại nhất định trong Hoàng Cung. Bởi vì trong Hoàng Cung, chính là chiến trường tốt nhất. Chu Hy bọn họ hội có niềm tin rất lớn. Hoàng đế đã phía dưới thánh chỉ cho Chu Hy bọn họ, tuy nhiên còn không có phía dưới để bọn hắn tuân theo tổ long chi khí thánh chỉ. Nhưng cũng cho bọn hắn nhất định quyền lực. Bây giờ, Chu Hy bọn họ thủ vệ Hoàng Cung, tự nhiên, bọn họ cũng có thể sử dụng cùng hấp thu tổ long chi khí. Tổ long chi khí, không chỉ có thể thối luyện thân thể, tăng cao tu vi, còn có thể đem pháp khí phẩm chất tăng lên chờ chút. La quân cùng hứa tuyên phân biệt đều dùng thần niệm bắn phá toàn bộ hoàng cung, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lúc này, Bạch Tố Trinh lại là nói ra, ta tìm ra bọn họ vị trí. La quân cùng hứa tuyên không khỏi đối Bạch Tố Trinh bội phục sát đất, quả nhiên, không phải một cái lượng cấp A. Bạch Tố Trinh nói ra, đi theo ta, chúng ta trước cứu thu linh tố, còn có hứa công tử trí thân, dư dung sau lại nói. Hứa tuyên cũng biết sự tình nặng nhẹ, tiền đường thôn hứa gia nhân có mấy ngàn cái, không có khả năng lần này toàn bộ đều có thể cứu ra đi. Lần này tới, đầu tiên cũng là để hoàng đế biết một việc. Thứ nhất, tổ long chi khí không phải hắn tuyệt đối bảo hộ. Dù cho giết không ngươi, cũng có thể để ngươi hoàng cung một đoàn đai dối. Thứ hai, đem cố có phân lượng người cứu đi, như thế đàm phán lên, cũng liền dễ nói rất nhiều. Bạch Tố Trinh sắc mặt nghiêm túc, nói ra, cẩn thận một chút, các ngươi nếu là phát hiện chuyện không thể làm, kịp thời rời đi, không cần phải để ý đến ta, ta tự có phương pháp thoát thân. La Quân nói ra, yên tâm, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Hứa Tuyên Yên lặng không nói lời nào, muốn đến hắn là tuyệt sẽ không bỏ xuống Bạch Tố Trinh mặc kệ. Ba người cấp tốc rơi vào đến trong hoàng cung, nếu là ngày trước, ba người như vậy thi triển pháp thuật rơi vào hoàng cung, cái kia tổ long chi khí đã sớm phát động liền để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Nhưng bây giờ, tổ long chi khí lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Là quân không khỏi thầm nghĩ, huyền hoàng thần cốc hạt giống quả nhiên là thần kỳ, rất nhiều huyền diệu, đều ở chính giữa. Cũng may mắn, lúc trước cướp đoạt huyền hoàng thần cốc hạt giống thời điểm, những cái kia trong tiên giới người căn bản không biết vật này chính là ngũ cốc xã tác thần thụ. Lúc trước huyền hoàng thần cốc hạt giống xuất thế, xác thực gây nên một số người ngấp nghé nhưng cũng không có đi một cái cửu trọng thiên cao thủ. Cái kia lại là thế giới bao la bên trong, cửu trọng thiên cao thủ vốn là lác đác không có mấy, mà ở trên trời châu những cao thủ này, căn bản không biết thế giới bao la sự tình. Và lại, huyền hoàng thần cốc hạt giống khi đó uy lực đồng thời không hiển hiện, chân chính cao thủ cũng không có tính toán đến làm to chuyện. Rơi vào đến trong hoàng cung về sau, Bạch Tố Trinh lại một chảo la quân cùng hứa tuyên, tiếp lấy lại là xuyên toa hư không. Một giây sau, Ba người liền đến đến một chỗ yên lặng giếng cổ trước. Nơi đây trống vắng không người, phía trước có một tòa nhà, tòa nhà phía trên viết nhã uyển hai chữ. Nhã uyển trước cửa có một gốc cổ thụ, cổ thụ che trời. Cái này nhã uyển bốn phía, không có bất kỳ bóng người nào. Nhưng Bạch Tố Trinh lại cảm giác được Thu Linh Tố còn có hứa tuyên tộc nhân đều ở chỗ này. La Quân cùng Hứa Tuyên sẽ không cho rằng là Bạch Tố Trinh cảm giác phạm sai lầm, duy nhất khả năng chính là Thu Linh Tố bọn người bị giam giữ tại pháp khí bên trong. Liền cũng tại lúc này, bốn phương tám hướng bỗng nhiên bóng người lấp lóe. Chỉ chốc lát về sau, bốn người phân bốn cái phương vị vây lại Bạch Tố Trinh cùng La Quân cùng Hứa Tuyên. Người tới là hư tiên cảnh sơ kỳ thiên nguyên lão tổ, còn có hư trong tiên cảnh kỳ chu hy, cùng y xuyên tiên sinh, còn có thiên nhất lão tổ. Minh đạo tiên sinh cũng không có tới, lại là bởi vì lần trước cùng la quân giao chiến về sau, pháp khí bị hao tổn, nguyên khí chưa hồi phục. Cho nên, cũng liền dứt khoát không có tới. Nhưng lúc này đến mấy người kia cũng toàn bộ đều là hung thần ác sát, vô cùng lợi hại hạng người. Hứa tuyên tu vi tại cái này cả đám bên trong, liền coi như là yếu nhất. Bất quá, hứa tuyên cũng chưa chắc liền có thể khinh thường, hắn tự có khác thủ đoạn. Ừm, thiên nguyên lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút, tổ long chi khí, thế mà không hề bài xích các ngươi. Đây là cái gì thủ đoạn? thiên nguyên lão tổ là cái thứ nhất phát hiện dị dạng. Y xuyên tiên sinh, Chu Hy, thiên nhất lão tổ cũng liền phát hiện tình huống này. Chu Hi nhíu mày, nói ra, ba người này, từng cái cổ quái, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Y xuyên tiên sinh thì là hướng Bạch Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, Bạch Tố Trinh, nghe đồn ngươi đã từng đem Tây Vương mẫu giao chỉ thiên cung quấy đến long trời lỡ đất. Hai trăm năm trước, ngươi chính là hoành hành không sợ, không biết hôm nay, người có thể hay không theo trong tay chúng ta chạy đi. Bạch Tố Trinh cũng đã biết, chính mình mấy người kia vẫn là chúng mai phục. Chu Hy đám người này, thật sự là quá mức cẩn thận. Căn bản không có bất luận cái gì thừa dịp cơ hội lưu cho Bạch Tố Trinh các nàng. Cũng may mắn lúc này bọn họ có thể cùng tổ long chi khí dung hợp, không phải vậy lời nói, trận chiến đấu này lại càng không có bất kỳ huyền niệm gì. Bạch Tố Trinh còn không nói chuyện, là quân trước hết cười lạnh một tiếng, nói ra, người chính là y xuyên tiên sinh a à. y xuyên tiên sinh xứng sở xứng sở hắn cũng liền nhìn về phía la quân đồng thời ánh mắt híp lại tiểu tặc lão phu chính là y xuyên tiên sinh hôm nay liền cũng là người tử kỳ la quân cười lạnh một tiếng nói ra ha ha y xuyên lão tặc không biết ngươi so với các người thiên pharaon tổ đến như thế nào lần trước minh đạo lão tặc bị ta một kiếm thương tổn thiên pháp bị ta cũng một kiếm giết hôm nay ngươi tin hay không liền xem như nhiều người như vậy che chở ngươi, ta một kiếm cũng có thể đưa ngươi cho giết. Y xuyên tiên sinh trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Đối với La Quân những thứ này huy hoàng chiến tích, Y xuyên tiên sinh thế nhưng là rất rõ ràng. Lần này, bọn họ lòng tin mười phần, nhưng lúc này, tiểu ma tinh La Quân vừa mở miệng, Y xuyên tiên sinh vẫn là cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hắn không tự chủ được lùi lại một bước. Ha ha ha, La Quân ngông cuồng cười ha hả. Hắn nhìn khắp bốn phía, hào khí vượt mây, nói ra, hôm nay các người đạo Pháp dạy cao thủ, không sai biệt lắm toàn bộ đều tới. Xem ra các người trả là có chủ tâm muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Vậy rất tốt, ngươi. Đột nhiên, hắn nhất chỉ ngày đó một lão tổ, nói ra, hôm nay, ta lấy ngươi cái thứ nhất tề kiếm. Thiên nhất lão tổ sắc mặt nhất thời thì lục. Bọn họ nhiều người như vậy vây ba người này, vốn nên là lòng tin mười phần. Mà lại, là quần cũng bất quá là tầng mười trung kỳ tu vi, Căn bản không nên sợ hắn a. À. Nhưng La Quân như thế nhất chỉ thiên nhất lão tổ, thiên nhất lão tổ cũng là cảm thấy sau lưng phát lạnh. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt, hắn liền tế ra Lục Tiên kiếm. Cái kia Lục Tiên kiếm giống như một đạo hàn quang lóe lên, trong nháy mắt, nồng đậm sát ý lan tràn đi ra. Cỗ này sát ý trùng kích đến Thiên Nguyên lão tổ bọn người là trong lòng run lên. La Quân, một cái chỉ là tầng 10 trung kỳ cao thủ mấy lời nói liền để y xuyên tiên sinh cùng thiên nhất lão tổ trong lòng phát lạnh. Lúc này, cái kia lục tiên kiếm lại vừa đến, thiên nhất lão tổ tại cái này một cái chớp mắt, kém chút liền muốn quay người đào tẩu. Là thật sợ a à, thiên nhất lão tổ là nhìn tận mắt thiên pha tổ bị la quân một kiếm giết chết. Một kiếm kia khủng bố, mãi mãi cũng khác ở thiên nhất lão tổ trong lòng. Liền cũng tại lúc này, Chu Hy ngăn ở la quân trước mặt. Chu Hy sắc mặt dày đặc, hắn gầy gò gương mặt, băng hàn trong đôi mắt tựa hồ chất chứa vô cùng lực lượng. Hắn giống như chấn ma cao tăng một dạng, là quân ma khí ngập trời, nhưng hắn vừa ra tới, liền đem la quân phách lối khí diễm đẻ xuống. Người cũng nhận lấy cái chết, la quân lạnh hừ một tiếng. Trong nháy mắt, la quân thân thể nhất động, hư lui ra 300 mét bên ngoài. Đại na di thuật, thiên hạ vô song. Nhưng lúc này, chu hy động tác càng nhanh. La quân vừa lui ra ngoài, chu hy cũng liền cùng lên đến nhiệt trướng, nhìn lão phu hạo thiên kính, Chu Hy đột nhiên trong tay xài sạch lóe lên. La Quân lập tức cũng cảm giác được hư không bên trong, một mặt cự cái gương lớn chiếu xạ ra tia sáng chói mắt tới. Cái này tốc độ ánh sáng cực nhanh chóng, La Quân trông thấy thời điểm, hạo thiên kính quang mang cũng đã đem La Quân bao phủ ở chính giữa. Cái này hạo thiên kính đem La Quân bao phủ lại, La Quân lập tức liền xa vào đến một cái khác tầng không gian bên trong chu hy đem cái kia hạo thiên kính quang mang vừa thu lại giữa sân liền mất đi la quân tung tích sau đó chu hy triển khai thân pháp thân hình lóe lên liền trong nháy mắt rời ra ngoài mấy trăm dặm hắn tu cũng không phải là đại na di thuật mà chính là một loại khác thần hình độn thuật cái này thần hình độn thuật tự nhiên không so được đại na di thuật nhưng chu hy công lực thâm hậu thì triển ra cũng là cường hãn vô cùng chu hy đi phương nào bạch tố trinh lại là không biết nhưng kết quả lại là La Quân cứ như vậy không có tung tích. Giữa sân liền chỉ còn lại có thiên nhất lão tổ, thiên nguyên lão tổ còn có y xuyên tiên sinh vây lại bạch tố trinh cùng hứa tuyên. Lúc này, thiên nguyên lão tổ đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, bạch tố trinh, người xem một chút đây là cái gì. Trong tay hắn xuất hiện cái kia tử kim bát. Tử kim bát bên trong kim quang đại thịnh. Ánh sáng màu vàng trên không trung hình thành một cái bóng mờ, hư ảnh bên trong, liền xuất hiện thu linh tố, mặt nhược thủy, nhan trầm ngư tam nữ. Mà hứa tuyên những cái kia tộc nhân, cũng đều tại cái này hư ảnh bên trong. Hư ảnh là bắn ra từ kim bát bên trong thế giới. Thu linh tố tam nữ bị trói tại ma thần trụ phía trên. Thiên nguyên lão tổ trong tay thi triển pháp quyết, nói, luyện. Đột nhiên, cái kia ba cái ma thần trụ phía trên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng óng. Liệt diễm đốt cháy thu linh tố tam nữ, thu linh tố tam nữ nhất thời phát ra thống khổ gào giết tới. Bạch Tố Trinh, đây là tử kim bát bên trong hạo thiên đại đế luyện chế diệt yêu tử diễm liệt hỏa, không ra 10 cái hô hấp thời gian, các nàng liền bị luyện hóa đến hồn phi phách tán cấp độ. Ngươi là cứu, hay là không cứu đâu? Thiên nguyên lão tổ sau khi nói xong, cười lên ha hả. Bạch Tố Trinh ánh mắt phát lạnh, cơ hồ là chưa kịp suy nghĩ nhiều. Bạch Tố Trinh thân thể lóe lên, lập tức vùi đầu vào tử kim bát bên trong đi. Bạch cô nương, hứa tuyên thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc hắn liền cũng muốn đi theo vào y xuyên tiên sinh cười lạnh một tiếng nói ra trạng nguyên công chịu chết đi đón lấy y xuyên tiên sinh ngăn tại hứa tuyên trước mặt muốn chết hứa tuyên trong mắt phát lạnh hắn đột nhiên một chỉ điểm ra pháp bảo huyết ngọc con thoi huyết ngọc con thoi như một miệng lợi kiếm cấp tốc bắn ra vô cùng huyết quang huyết quang đem y xuyên tiên sinh bao phủ đồng thời cái kia nồng đậm huyết quang bên trong đột nhiên diễn sinh ra vô số huyết sắc phân tử tới Mỗi một hạt huyết sắc phân tử bên trong đều ẩn chứa cực năng lượng cường đại cùng pháp tắc. Ầm ầm. Vô cùng vô tận huyết sắc phân tử nổ tung lên, cái kia huyết sắc bao phủ Y Xuyên Tiên Sinh, huyết sắc bên trong, hủy thiên diệt địa. Năng lượng thật lớn, pháp tắc, bạo tạc lực lượng cuồng mãnh xông về phía Y Xuyên Tiên Sinh. Vô cùng huyết ấn, huyết thần nguyên thai, cho ta trấn áp. Hứa tuyên động thật giận. Y Xuyên Tiên Sinh không khỏi hoảng sợ vạn vạn không nghĩ đến chính mình một cái thần thể cảnh trung kỳ cao thủ lại bị hứa tuyên một người võ thánh đỉnh phong ra hỏa ngăn chặn máu này thần nguyên thai lực lượng cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ uy được y xuyên tiên sinh sinh tử hừ thiên nguyên lão tổ thấy thế không khỏi lạnh hừ một tiếng y xuyên tiên sinh vận đủ toàn bộ pháp lực cùng hắn chu tước ngọc xích thi triển đi ra chu tước ngọc xích bên trong cường đại chu tước thần hỏa hình thành thần hỏa cháo khi xuyên tiên sinh pháp lực liên tục không ngừng thua đưa qua, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được hứa tuyên huyết thần nguyên thai. Cũng là tại lúc này, thiên nguyên lão tổ xuất thủ. Thiên nguyên lão tổ nhất trưởng hướng huyết thần nguyên thai phía trên đánh ra mà đi. Một đạo mạnh mẽ trưởng ấn đánh ra đi lên, trực tiếp đem huyết thần nguyên thai xé rách. Thiên nguyên lão tổ một trưởng này bên trong, ẩn chứa hư tiên cảnh lĩnh vực thần lực, cùng vô cùng pháp tắc. Huyết thần nguyên thai lại như thế nào bá đạo, nhưng cũng là ngăn cản không nổi Thiên Nguyên lão tổ một trường này. Âm, um, huyết thần nguyên thai nổ tung lên, hết thảy năng lượng ba động đều hướng một bên vỡ ra. Cường đại huyết sắc phân tử tại bốn phía nổ tung lên, mỗi một hạt huyết sắc phân tử nổ tung lên đều có mạnh đại uy lực. Nhưng cùng lúc đó, cái kia tổ long chi khí tại bốn phía vận chuyển, lập tức đem này huyết sắc phân tử áp chế xuống. Nói cách khác, vô số bom trong nháy mắt nổ tung lại không có tại cái này trong hoàng cung dẫn động lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn tới. Đây chính là tổ long chi khí bá đạo. Nếu không phải tổ long chi khí uy áp tại, cái kia thế giới bao la chân long thiên tử tại đại thần thông giả trước mặt, chỉ sợ là chẳng bằng con chó. Chư thiên vạn giới bên trong, chân long thiên tử mãi mãi cũng là cao cao tại thượng, không dám xâm phạm. Trừ phi là mệnh số đến, không phải vậy, chân long thiên tử tuyệt sẽ không chịu nhục, Y xuyên tiên sinh lại lệ quát một tiếng, nói: Tiểu tặc nhận lấy cái chết, đón lấy cái kia Chu Tước Ngọc Xích vận chuyển lại. Chu Tước Ngọc Xích bộc phát ra Chu Tước Tinh hỏa đến, cái này Chu Tước Tinh hỏa đem chọn cái Hoàng Cung làm nổi bật đến ánh lửa mút trời. Hứa Tuyên lập tức bị Chu Tước Tinh hỏa bao trùm. Chu Tước Tinh hỏa bên trong không chỉ có Chu Tước Tinh hồn chi lực, còn có Y xuyên tiên sinh vô thượng pháp tắc cùng lực lượng tồn tại. A, à, Hứa Tuyên hét thảm một tiếng tới hắn lập tức vận chuyển huyết ngọc con thoi, huyết ngọc con thoi là hứa tuyên bản mệnh pháp bảo, trong nháy mắt tuôn ra tầng 3 huyết quang tới. Tầng 3 huyết quang liên tục chấn động, lúc này mới đem chu tước tinh hỏa dung ra một đường vết rách tới. Hứa tuyên lập tức chui vào huyết ngọc con thoi bên trong, sau đó, huyết ngọc con thoi trùng thiên bay ra. Muốn chạy trốn, y xuyên tiên sinh một chỉ điểm ra, chu tước ngọc xích hóa thành chu tước thần kiếm, nhất kiếm quang hàn, mãnh liệt chém tới huyết ngọc con thoi. Mà thiên nhất lão tổ cũng làm tức xuất thủ, hắn bàn tay lớn vồ một cái, một đạo cự đại thủ ấn lập tức đem cái kia huyết ngọc con thoi vồ lấy. Giống, hứa tuyên bạo giống một tiếng, cái kia huyết ngọc con thoi đột nhiên nổ tung lên. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố lan tràn, bạo liệt lực lượng cũng đụng giết ra đến, trong nháy mắt liền đem thiên nhất lão tổ cùng y xuyên tiên sinh kiếm quang cùng đại thủ ấn chân vỡ. Đồng thời, huyết ngọc con thoi xông vào đến chân trời thiên nguyên lão tổ vốn là chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại phát giác được tử kim bát bên trong tình huống. Hắn không kịp quản những thứ này, thân thể nhảy lên, cũng theo tiến vào tử kim bát bên trong. Thiên nhất lão tổ cấp tốc truy sát huyết ngọc con thoi, đồng thời ném câu nói tiếp theo, y xuyên, người trợ giúp sư tôn bắt giết bạch tố trinh. Đúng, sư tôn, y xuyên tiên sinh đáp. Thiên nhất lão tổ đuổi tới không chung, hắn vốn là đã khóa chặt cái kia huyết ngọc con thoi, nhưng lúc này lại mất đi huyết ngọc con thoi tung tích. Thiên Nhất lão tổ đã có thể khẳng định, cái kia huyết ngọc con thoi đã bị hao tổn nghiêm trọng, mà lại Hứa Tuyên Thương thế cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là đuổi tới, Hứa Tuyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là lúc này, Hứa Tuyên tựa như là theo bên trong thiên địa biến mất. Thiên Nhất lão tổ tuy nhiên không có cam lòng, nhưng lại cũng không thể tránh được. Để một người võ thánh đỉnh phong tiểu tử theo hai đại thần thể cảnh cao thủ thủ hạ đào tẩu, hơn nữa còn có một vị hư tiên cao thủ ở một bên lược trận. Cái này truyền đi, quả thực cũng là vô cùng lớn sỉ nhục a. À. Thiên Nhất lão tổ cũng biết, cái này Hứa Tuyên đồng thời không phải bình thường vũ thánh đỉnh phong cao thủ. Hứa Tuyên trên thân cũng có lớn lao cổ quái. Bất quá, hắn cổ quái cùng Bạch Tố Trinh còn có la quân so ra, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Thiên Nhất lão tổ sau đó cũng thì không lại trì hoãn, đi thẳng về cùng Thiên Nguyên lão tổ cùng một chỗ đối phó Bạch Tố Trinh đây là trước kia kế hoạch từ chu hi đi mượn tới hạo thiên kính sau đó khắc chế la quân la quân là lớn nhất đại biến hóa khắc chế la quân về sau thiên nguyên lão tổ bọn người phải nhanh giải quyết bạch tố trinh cùng hứa tuyên kể từ đó cũng mới tốt cùng đi đối phó la quân la quân đã trở thành trong lòng bọn họ lớn nhất đại uy lúc này hứa tuyên tuy nhiên không chết nhưng cũng bị thương nặng thiên nhất lão tổ cấp tốc trở lại nhã huyền trước đó nhã huyền bên trong, y xuyên tiên sinh tay cầm tử kim bát, ngay tại khu động pháp lực chủ trì tử kim bát bên trong trận pháp. Thiên nguyên sư tôn còn ở bên trong, thiên nhất lão tổ đến về sau, lập tức hỏi y xuyên tiên sinh. Y xuyên tiên sinh nói ra, đúng, sư tôn. Người ở bên ngoài thủ hộ, ta tiến đi chợ giúp người sư tôn. Thiên nhất lão tổ nói ra, đúng, sư tôn, y xuyên tiên sinh đáp. Sau đó, thiên nhất lão tổ thì tiến tử kim bát bên trong. Cái kia tử kim bát bên trong chính là một mảnh cuồn cuộn kim quang thế giới, cái này chỉnh phiến thế giới quang mang đều đối yêu tộc có một loại huyết mạch phía trên áp chế. Yêu tộc ở chính giữa, chính là vô cùng chi nung nấu. Một khi trưởng khống tử kim bát người hiểu được như thế nào vận chuyển pháp tắc, cái kia chính là yêu tộc tử kỳ. Đương nhiên, cũng không phải nói tất cả yêu tộc tiến vào tử kim bát đều là một con đường chết. Tử kim bát mạnh hơn, cũng bất quá là một loại lực lượng lực lượng cũng liền mãi mãi cũng có phân chia mạnh yếu. Chính là so như lúc này, Bạch Tố Trinh tiến vào tử kim bát bên trong, nàng một dạng huy sái tự nhiên. Lại nói Bạch Tố Trinh tiến vào tử kim bát về sau, chỉ gặp bốn phía chính là kim sắc vô lượng thế giới. Kim sắc khí tức tràn ngập bốn phương tám hướng, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là ngàn dặm mười ngàn dặm, không gặp được giới hạn. Những thứ này kim sắc khí tức, chính là hạo thiên đại đế hấp thu trong thiên địa vô lượng linh dịch luyện chế mà ra yêu tinh hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa tu luyện thành người, mà vô lượng linh dịch thì là yêu tinh khắc tinh. Hạo thiên đại đế hấp thu vô lượng linh dịch vô cùng vô tật, sau cùng lại dùng cường đại luyện khí thuật, cùng hiên viên bí pháp cùng bàn nhược sắt đá luyện chế ra tử kim bát. Cái này tử kim bát bên trong, còn có hạo thiên đại đế thiên vị pháp tắc ở bên trong. Năm đó hạo thiên đại đế luyện chế cái này tử kim bát, lại là vì cùng trong truyền thuyết, chứng thánh nhân chi vị nữ hoa nương nương một hồi cao thấp nữ oa nương nương lúc sinh ra đời liền đầu người thân rắn nghiêm chỉnh mà nói cũng chính là nhân xà tộc thậm chí nhưng nói là nhân xà tộc thủy tổ chỉ là về sau nữ oa nương nương đem thân rắn rút đi hoàn toàn thành hình người nhưng là nàng huyết mạch bên trong vẫn là có yêu huyết mạch nhân xà tộc liền cũng coi là yêu tinh một mạch nhưng nhân xà tộc lại đem chính mình coi như tiên nhân tài trí hơn người mà yêu là kém một bậc nhân xà tộc tự nhiên cũng sẽ không đem chính mình coi như yêu tinh mà lại nhân xà tộc cũng thật là cao nhân loại nhất đẳng tử kim bát đối với người xà tộc cũng là có tác dụng khắc chế bất quá vật này cùng cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ so ra lại là kém xa lúc trước tử kim bát cũng không có thể ngăn chặn nữ oa nương nương về sau hạo thiên đại đế cảm thấy vật này tác dụng không lớn sau đó thì tặng đưa ra ngoài sau cùng liền không biết làm sao thất lạc đến nhân gian Tử Kim Bát tuy nhiên đối nữ oa đối với người xà tộc áp chế không lớn. Nhưng là áp chế yêu tộc vô thượng lợi khí. Bạch Tố Trinh vừa vào Tử Kim Bát bên trong, lập tức cảm thấy toàn thân không dễ chịu, tựa hồ cái này vô lượng thế giới màu vàng bên trong, có vô số nguy cơ cùng cự đại lực lượng kinh khủng ẩn tàng. Nàng cảm giác tự nhiên cũng là không sai. Bất quá cũng may Bạch Tố Trinh công lực thâm hậu, những lực lượng này còn không cách nào đối nàng tạo thành thương tổn. Nàng thần niệm bắn phá, cấp tốc xuyên thủng vô cùng xếp trồng không gian, sau đó hướng bên trong tia chớp chuyển rời đi qua. Từ kim bát bên trong có thật nhiều xếp chồng không gian pháp tắc, nhìn như rất gần, nhưng nếu như không đem những thứ này xếp chồng không gian khám phá, chính là bay hơn nghìn dặm, mười ngàn dặm, lại cũng chính là đến không mục đích. Những thứ này hư ảo, toàn bộ bị bạch tố trinh liếc một chút khám phá. Trong một chớp mắt, bạch tố trinh thì bay đến cái kia ba cái ma thần trụ trước mặt, bạch tỷ. Thu Linh tố ba người ngay tại tiếp nhận không phải người thống khổ, mắt thấy là phải tan thành mây khói. Lúc này Bạch Tố Trinh xuất hiện làm cho các nàng mừng rỡ như điên. Bạch Tố Trinh lập tức xuất thủ, diệt, oanh một chút, Bạch Tố Trinh phun ra một miệng tinh nguyên chi khí. Cỗ này tinh nguyên chi khí cấp tốc hóa thành xuân vũ hạ xuống Thu Linh Tố Ba trên thân người. Thu Linh Tố Ba trên thân người diệt yêu tử diễm liệt hỏa lập tức liền bị xuân vũ xối thành cho tàn. Thu Linh Tố Tam Nữ bị thương nặng, lúc này tổng cũng coi như nhặt về một cái mạng bạch tố trinh lại vẫy tay một cái lập tức đem cái này tam nữ theo ma thần trụ phía trên cứu lại một giây sau bạch tố trinh tế ra một cái thủy linh châu thủy linh châu trực tiếp đem tam nữ đặt vào bạch tố trinh tiếp lấy liền muốn rời khỏi tử kim bát ngay vào lúc này thiên nguyên lão tổ sắc bén thanh âm truyền đến bạch tố trinh nhận lấy cái chết thiên nguyên lão tổ vốn cho rằng tử kim bát áp chế còn có xếp chồng không gian tác dụng, Bạch Tố Trinh quả quyết không có khả năng tại 10 cái hô hấp ở giữa thì có thể đến tới Tử Kim bát chỗ sâu ma thần trụ. Lại là từ nơi nào biết, Bạch Tố Trinh căn bản cũng không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, trong nháy mắt liền đem Thu Linh Tố Tam nữ giải cứu ra đi. Thiên Nguyên lão tổ vẫn chưa xuất hiện tại Bạch Tố Trinh trước mặt, mà chính là giấu ở xếp chồng không gian bên trong. Bạch Tố Trinh, nhìn ngươi là không thể có thể đem cái này diệt yêu tử diễm liệt hỏa thiên trận ngăn cản được thiên nguyên lão tổ vừa mới nói xong lập tức thi triển cường đại pháp lực trong nháy mắt hải dương màu vàng óng bên trong vô cùng liệt diễm từ đó quất với tay cầm tiếp qua một cái chớp mắt bạch tố trinh bốn phương tám hướng bốc cháy lên vô cùng diệt yêu tử diễm liệt hỏa ngọn lửa màu vàng óng bên trong lộ ra tử sắc thiên lôi thần sát loại này diệt yêu tử diễm liệt hỏa một khi tiến vào yêu tộc huyết mạch bên trong lập tức đem xé rách thành toái phiến đây là yêu tộc kịch độc Bạch Tố Trinh nhất thời pháp tướng trang nghiêm. Lục hợp bát hoang, ngang dọc vô cùng, Bạch Tố Trinh pháp lực lưu chuyển toàn thân, nàng sợi tóc cùng quần áo không gió từ trống. Bành trướng rồi rào pháp lực hung dũng mãnh tiến ra, đón lấy, Bạch Tố Trinh phun ra ra một quả hạt châu màu đen tới. Cái này hạt châu màu đen cũng là Bạch Tố Trinh tu luyện được bản mệnh nguyên châu. Thế mà liền bản mệnh nguyên châu đều tu luyện được, Thiên Nguyên lão tổ thấy thế, không khỏi bị kinh ngạc. Huyền kia mệnh nguyên châu tại bạch tố trinh cường đại pháp lực quán chú lập tức cấp tốc biến lớn bạch tố trinh thân thể chuyển một cái lập tức chui vào đến này bản mệnh nguyên châu bên trong cái kia liệt diễm đem bạch tố trinh bản mệnh nguyên châu đốt bốc cháy bản mệnh nguyên châu xoay tròn cấp tốc vô cùng bành trướng pháp tác lực lượng tích lũy bắn ra đem những cái kia liệt diễm chấn động ra ngoài 10 giảm lại luyện thiên nguyên lão tổ lại lần nữa phát ra pháp lực cái kia tử sắc liệt diễm nhanh chóng co vào sau cùng thế mà liền trực tiếp hóa thành 10 đạo liệt diễm thần kiếm. 10 ngụm liệt diễm thần kiếm, mỗi một chiếc đều có ngàn mét chiều dài. 10 ngụm liệt diễm thần kiếm trên mũi kiếm, thiêu đốt ra tử sắc liệt diễm tới. Cái kia tử sắc liệt diễm lực lượng cường đại đến một loại khủng bố bất khả tư nghị cấp độ. 10 ngụm liệt diễm thần kiếm mang theo cường đại vô cùng thiên vị pháp tắc lực lượng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Âm âm. 10 ngụm liệt diễm thần kiếm chém giết tại Bạch Tố Trinh bản mệnh Nguyên Châu phía trên, bản mệnh Nguyên Châu phía trên lập tức xuất hiện ba đạo liệt ngân. Ha ha, thiên nguyên lão tổ thấy thế không khỏi cười ha hả Bạch Tố Trinh, người quả nhiên không hổ là thiên hạ linh yêu đứng đầu, trẻ tuổi như vậy, liền tu ra bản mệnh Nguyên Châu. Có thể hôm nay nhất định là người tử kỳ, tử kim bát bên trong, người bù đắp được hạo thiên đại đế thiên vị pháp tắc sao. Lại chém, thiên nguyên lão tổ cuồng mãnh vận chuyển pháp lực, toàn bộ tử kim bát bên trong, hải dương màu vàng óng phiên sơn đảo hải, sóng sau cao hơn sóng trước. Mười ngụm liệt diễm thần kiếm hấp thu kim sắc pháp tắc lực lượng, tiếp lấy ấp ủ ra càng thêm cường đại tử diễm lực lượng tới. ầm ầm một giây sau va chạm, bạch tố trinh bản mệnh nguyên châu triệt để phá nát. Bạch tố trinh cả người chấn bay ra ngoài, ngã rơi xuống mặt đất. Đón lấy, bạch tố trinh cuồng nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt nàng giờ phút này giống như giấy vàng rất là hiển nhiên, Bạch Tố Trinh thụ cực chi trọng nội thương. Bạch Tố Trinh, nạp mạng đi đi, đón lấy, thiên nguyên lão tổ nhất trưởng diệt sát xuống tới. Cự đại trưởng ấn bên trong mang theo sôi trào mãnh liệt liệt sát pháp tắc, chỉ nhất trưởng, liền có thể để Bạch Tố Trinh hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Mắt thấy, Bạch Tố Trinh liền muốn chết oan chết uổng. Tại từ kim bát cùng thiên nguyên lão tổ hợp lực phía dưới, Bạch Tố Trinh cơ hồ là không có sức hoàn thủ cho dù là tế ra bản mệnh Nguyên Châu, nhưng bản mệnh Nguyên Châu lúc này cũng đã theo phá nát. Lúc này, hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao? Lúc này La Quân lại đang làm gì đấy? Lại nói Chu Hy đem La Quân vây ở hạo thiên kính bên trong, đón lấy, Chu Hy liền thi triển thần hình độn thuật, 10 cái hô hấp ở giữa, liền đã đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Sau đó, Chu Hy lại hướng một chỗ trong vực sâu bỏ chạy. La Quân tại cái kia hạo thiên kính bên trong, hạo thiên kính bên trong, có 3.000 kính quang thế giới. 3.000 số lượng, chính là 3.000 thế giới số lượng. Mỗi một cái kính quang thế giới đều là cơ bản giống nhau, lấy hạo thiên đại đế năng lực, cũng tạo không ra 3.000 thế giới tới. Nhưng là cái này 3.000 số lượng, thầm hợp thiên đạo số lượng, dị thường huyền diệu. Mặt kính cơ bản giống nhau, trồng chất, trừ phi ở chính giữa tìm tới cùng thế giới bao la tương hợp chủ kính thế giới, không phải vậy căn bản không có cách nào rời đi. 3.000 mặt kính thế giới tại pháp lực vận chuyển phía dưới, còn có thể trùng hợp cùng một chỗ, sinh ra 3.000 kính quang kiếm khí. 3.000 kính quang kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đại biểu một loại vô thượng pháp tắc. 3.000 pháp tắc cùng một chỗ phát động, có quỷ thần khó đoán hiệu quả. Là quân bị vây ở hạo thiên kính bên trong, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là bóng loáng tấm gương, vô luận hắn làm sao thi triển đại na di thuật, sau cùng đều là không thể làm gì căn bản không thể rời bỏ cái này khủng bố mặt kính thế giới đồng thời la quân cũng có thể cảm giác được chu hy chính mang theo hạo thiên kính rời đi tại chỗ la quân trong lòng như có lửa đốt hắn không thể không sốt ruột lúc này ngày đó một lão tổ cùng thiên nguyên lão tổ đều tại còn có cái kia y xuyên tiên sinh ba người này từng cái đều là cao thủ hứa tuyên bất quá là cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi căn bản không giúp đỡ được cái gì bạch tố trinh tuy nhiên công lực cao thâm nhưng thiên nguyên lão tổ còn trưởng khống nhiều người như vậy chất cùng tử kim bát. Các nàng là quyết định ngăn cản không nổi, ta nhất định phải nhanh trở về. Là quân tâm lý đồng thời còn có một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Ta như không quay về đâu, chẳng lẽ hứa tuyên cùng bạch tố trinh cứ như vậy chết? Chẳng lẽ lịch sử cứ như vậy cải biến? Không thể nào, nhất định còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta mặc dù là kéo theo sự kiện này phát sinh, nhưng dựa theo tinh chủ nói, lịch sử kết quả là sẽ không cải biến. Có thể, không được, vạn nhất Bạch Tố Trinh thật cứ như vậy chết, vậy ta nhiệm vụ chẳng phải là thì thất bại, nhiệm vụ lần này thất bại, tuy nhiên không hội được cái gì trừng phạt. Bởi vì còn có một cái đóng băng danh ngạch là tinh chủ đã từng đồng ý qua Lam Tử Y. Nhưng lần này là cứu Tỉnh Linh Nhi duy lần cơ hội, ta tuyệt không thể đem đây hết thảy giao cho vận khí. La Quân vừa nghĩ đến đây, tâm tình của hắn nhất thời lại lại lần nữa nóng nảy. Nhìn ta Lục Tiên kiếm là quân khu kiếm, cái kia lục tiên kiếm lập tức tế ra tới. Vô cùng sát khí hải dương trong nháy mắt ngưng tụ. Đón lấy, là quân chém ra thần diệu một kiếm. Hắn lần này không có vận chuyển số mệnh lực. Là quân là muốn khắc chế không thi triển số mệnh lực. Cái kia đại số mệnh thuật như vậy nhiều lần cách dùng, chỉ sợ có nếu không diệu ở chính giữa A. Kiếm quang trảm giết ra ngoài. Một kiếm này pháp tắc cùng sát ý ẩn chứa ngập trời chi lực, một kiếm ra, vạn vật chấn động, thiên diêu địa động. Lục tiên kiếm uy lực, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Vạn không đi ti vạn, c không mét mà lục tiên kiếm khí linh huyết giả dạ toàn lực phối hợp la quân, la quân lại lấy tự thân pháp tác cùng cảm động dung nhập. Một kiếm này uy lực, có thể miểu sát tầng 10 lấy phía dưới bất luận cái gì cao thủ. Đương nhiên, nếu là đối phương cũng có thủ đoạn đặc thù cùng cực phẩm pháp khí, chính là khác nói. Lúc này, thần diệu một kiếm chém ra cái kia hạo thiên kính, mặt kính thế giới triển khai. Thần diệu một kiếm tại hư không trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lực sát thương vô cùng triển khai. Nhất kiếm quang hàn chấn cửu châu. Nhưng lúc này, xấu hổ sự tình phát sinh, đó là hư không tựa hồ là vô cùng vô tận, cái này thần diệu một kiếm ở trên không một mực xuyên thẳng qua phi hành, nhưng lại chảm không đến bất luận cái gì thực chất tính đồ, vật. Quả là thế, là quân thấy thế, lập tức minh bạch cái này mặt kính thế giới không gian vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Chính mình mặc kệ chỉ dùng kiếm quang vẫn là đại na di thuật, xem như chuyển rời ra trăm vạn cây số, cũng không thể rời bỏ cái này trồng lên mặt kính thế giới. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, là quân ám đạo. Liền cũng tại lúc này, chu hy thanh âm xuất hiện tại hư không. Nhiệt chướng cái này hạo thiên kính chính là lão phu tự mình đi tây vương mẫu chỗ mượn tới đối phó ngươi chu hy giọng nói lạnh lẽo chu hy người chính là đệ nhất đại nho hôm nay tự dưng ra hại chúng ta người có mặt mũi nào tồn tại ở thế la quân lạnh hừ một tiếng đồng thời hắn thần niệm bắn phá muốn tại cái này hảo thiên kính tìm ra phá giải chi pháp tới nhiệt chướng người không rõ lai lịch cùng yêu ma làm bạn làm loạn triều cương lão phu chính là tuân theo thiên tử ý chỉ đến đây diệt các người những thứ này yêu nghiệt chu hi sau khi nói xong quát nói yêu nghiệt chịu chết đi Ba nghìn thế giới, ba nghìn kính quang thần kiếm, chém. Trong một chớp mắt, bốn phía mặt kính thế giới di động lên. Hư không chi, phía dưới hai bên, bốn phương tám hướng cũng bắt đầu biến hóa. Là quân lòng bàn chân cũng không có rừng chân chi địa. Hắn lập tức khu động pháp lực, hư đứng ở hư không. Một loại cực cảm giác nguy hiểm, theo là quân đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đồng thời, là quân nhìn đến bốn phía bắt đầu xuất hiện kiếm khí hết thảy ba ngàn đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều là một chiếc gương. Ba ngàn đạo kiếm khí, ba nghìn loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, liền thành một khối. Không tốt, là quân lòng sinh ra cảm giác, đó là, mặc kệ chính mình dùng thủ đoạn gì, đều ngăn cản không cái này ba nghìn kiếm khí. Ba nghìn kiếm khí dung hợp ba nghìn pháp tắc, không gì không phá. Đại thôn phệ thuật, không được. Đại phong ấn thuật, không được. Đại hỏa diễm thuật, không được đều không được oanh tại lúc này ba kiếm khí tia chớp phát động la quân không có hắn lựa chọn vĩ đại số mệnh a ngươi là tuyên cổ bất biến tồn tại ngươi là bao trùm chư thiên lực lượng số mệnh phù lục rốt cuộc thúc động u ám số mệnh lực lượng trong nháy mắt đem la quân bao trùm ba kiếm khí lập tức chạm giết tới nhưng lúc này càng diệu sự tình phát sinh ba kiếm khí vô luận như thế nào chém giết lại cũng không thể chém tới la quân thân thể. Những cái kia kiếm khí, tại la quân bốn phía sen kẽ, vô luận pháp tắc như thế nào biến hóa, những lực lượng kia đều giống như cùng la quân không liên quan đường thẳng song song. Mẹ nó, la quân cũng lập tức phát hiện, chính mình thọ mệnh lại tại không cần tiền thiêu đốt. Trong nháy mắt, một ngàn năm thọ mệnh không có. Cái này trước kia, tương đương với một vạn năm thọ mệnh A. Bởi vậy cũng có thể gặp, cái này hạo thiên kính lợi hại đến mức nào. Chu Hy vốn là cường hãn người, nho ra tông sư, hắn cầm hạo thiên kính bực này thần khí tới giết La Quân. La Quân chỗ đó có thể ngăn cản. Bất quá lúc này, Chu Hy càng thêm chấn kinh. Hắn quá rõ ràng chính mình phối hợp hạo thiên kính như vậy uy lực, chính là lão phu bị vây ở bực này sát trận chi, cũng là khó có thể siêu thoát đi ra. Cái này nhiệt chướng bất quá là thần thể cảnh kỳ, lại có thể chống lại. Chu Hy, người nhận lấy cái chết. La Quân đột nhiên bạo giống một tiếng. Đồng thời, hắn cấp tốc ngưng tụ lục tiên kiếm sát khí. Số mệnh lực, giết hại ở giữa, chu sát. La Quân không muốn sống một dạng ra chỉ số mệnh lực đến lục tiên kiếm mặt. Chọn vẹn lại một ngàn năm lực lượng đến lục tiên kiếm mặt. Sau đó, một đạo kiếm quang trảm giết ra ngoài. Một ngàn năm lực lượng, thả trước kia chẳng khác gì là một vạn năm. Lúc này, còn có lục tiên kiếm sát khí hải dương tồn tại. Là quần tu vi cũng trên diện rộng tăng trưởng, một kiếm này lực lượng, tuyệt đối là cường đại tuyệt luân, thậm chí đến trình độ kinh khủng. Kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt thẳng hướng Chu Hy Chu Hy rốt cuộc kiến thức đến theo trời một lão tổ cùng minh đạo tiên sinh miệng khủng bố một kiếm. Ba nghìn thế giới, Như ý luân chuyển, Chu Hy lập tức thi pháp, tay trong nháy mắt bóp ra 10 loại ảo diệu thủ quyết tới. Hô, 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 vô số mặt kính thế giới không gian trực tiếp bị kiếm quang xuyên phá. Ba nghìn thế giới, vô cùng không gian, y nguyên ngăn cản không kiếm quang giết hại. Chu Hy không khỏi hoảng sợ. Cùng lúc đó, La Quân cũng cảm thấy áp lực nhẹ rất nhiều. Chu Hy muốn ứng đối La Quân kiếm quang, như vậy bên này công kích tự nhiên yếu bớt. Xé rách, La Quân lập tức lại lần nữa vận dụng đại số mệnh thuật, 500 năm số mệnh lực cấp tốc cho La Quân vỡ ra một đầu lỗ hồng. La Quân trực tiếp thi triển đại na di thuật, sau đó rời đi 3.000 kính quang kiếm khí vây giết. Là quân rời đi cái này vây giết về sau, ma quan cửa kiếm quang giết hại Chu Hy tình huống. Chu Hy giấu ở cái kia mặt kính thế giới bên trong, kiếm quang có thể giết đi qua, là quân lại là không qua được. Kia kiếm quang một đường quá quan trảm tướng, dưới kiếm vô số không gian phá toái, chính là ngày đó vị pháp tắc lực lượng, nhưng cũng là hàng phục không đạo này hung hãn kiếm quang. Là quân thoáng cái dùng đi 2.500 tuổi thọ mệnh lúc này thọ mệnh chỉ còn lại có 5.100 năm. Như thế cái cách dùng, quả thực là không đủ a. À. Oanh, kia kiếm quang y nguyên hung hãn, một đường thẳng hướng Chu Hy. Chu Hy vạn bất đắc dĩ phía dưới, lại lần nữa vận chuyển hảo thiên kính. Thiên vị chi kiếm, giết hại, Chu Hy vận dụng ra đại tuyệt sát, là phối hợp hảo thiên kính thi triển ra đại tuyệt sát. Chu Hy không có dùng thiên vị chi kiếm tới giết La Quân, đó cũng không phải hắn có lòng lưu thủ mà là bởi vì thiên vị chi kiếm chính là bảo mệnh tuyệt chiêu. Cùng đấu địa chủ một dạng, cũng không có người nào đến đánh lớn nhỏ vương, bốn cái hai đi ra. Dù sao, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quá sớm đem lớn nhất át chủ bài lấy ra đến, lúc đó chết rất thảm. Trừ phi là có tất sát nắm chắc, mới có thể ra tay. Ba nghìn mặt kính thế giới đột nhiên tĩnh lại. Ba nghìn mặt kính kiếm khí đột nhiên co vào, đồng thời hợp thành một đạo cự đại vô cùng kiếm khí kiếm khí này tựa như to lớn bóng loáng thiên tinh, theo trời trực tiếp bổ xuống. Dài đến 10 triệu trượng, bao quát như một tòa nguy nga đại sơn. Vô cùng thiên vị lực lượng ẩn chứa. Không trung cảnh về sau chính là thiên vị cảnh. Thiên vị về sau mới là tạo hóa. Hạo thiên đại đế chế tạo phía dưới thiên vị lực lượng, nhưng cũng không có nghĩa là hạo thiên đại đế vẫn chỉ là thiên vị cảnh. Oanh! Ngày này vị chi kiếm chém giết đến là quân kiếm quang này chi? Trong một chớp mắt, số mệnh lực biến thành cho bụi. Kiếm quang cũng này bị chảm thành phấn vụn. Là quần đạo này hung mãnh vô song kiếm khí, như vậy bị thiên vị chi kiếm cho hủy. Ta không tin, chu hy người còn có thể lại thi triển ra tới. Là quân lập tức lại lần nữa phát động lục tiên kiếm. Chẳng lẽ lực lượng ngươi dùng không hết, chu hy cũng là im lặng. Không được, ta không thể lại như vậy cùng hắn tiếp tục đấu. chu hy quay người lại, cấp tốc biến mất, lại là không thể lại dễ dàng hiện thân la quân vốn là cũng là hù dọa chu hy cái kia có như thế hào khí cái này số mệnh thi triển là có to lớn đại giới chu hy ẩn thân tại mặt kính không gian chi không lộ bất luận cái gì thanh sắc la quân y nguyên vẫn là bị vây ở mặt kính thế giới chi không được ta không thể lại tiếp tục trì hoãn la quân thầm nghĩ nhất định phải rời đi sau đó đi cứu bạch tố trinh nàng là nghĩ cách cứu viện linh nhi quan trọng ta không thể để cho nàng ra chuyện. Mẹ, chết liền chết đi. Sau đó, hắn lại lần nữa thi triển ra đại số mệnh thuật. Cái kia số mệnh lực lượng tại La Quân khống chế phía dưới, lập tức hình thành một cái vô hình cự thủ. Cái này cự thủ ở trên không không ngừng xé rách, chính là muốn vì La Quân xé rách rời khỏi mở hạo thiên kính biện pháp. Thọ mệnh lại lần nữa tiêu hao. Một ngàn năm thọ mệnh tiêu hao hoàn tất về sau, La Quân rốt cục tìm được rời đi khe hở. Lập tức, la quân thi triển ra đại na di thuật thân thể lóe lên liền rốt cuộc rời đi hạo thiên kính chu hy trong gương nhìn lấy nhưng hắn cũng không dám đi ngăn cản la quân la quân lực lượng chu hy là chưa từng nhìn thấy hắn không xác định mình liệu có thể còn có thể ngăn cản la quân ra hạo thiên kính liền trông thấy hư quang lóe lên lại là chu hy mang theo hạo thiên kính rời đi tốc độ rất nhanh la quân liền bắt cũng không kịp lúc này là quần cũng không lo được Chu Hy, hắn xem xét bốn phía, đây cũng là tại quỷ dị thâm nguyên chi, mặt còn có một tầng rất sâu đầm lầy. Trong này không gian, chính là pháp lực nâng lên. Lúc này, hạo thiên kính vừa đi, những cái kia đầm lầy lập tức tuôn đi qua. Là quần cũng không nhiều lời, thi triển đại na di thuật, liền hướng ra phía ngoài bay đi. Đầm lầy địa vô cùng sâu, liên nguyên chi, để rất nhiều không gian pháp tắc thi triển không tiện. Cái này lại để La Quân chậm trễ vài phút, như thế mới rời khỏi đầm lầy địa. Bất quá La Quân thân thể vẫn là sạch sẽ, hắn dùng pháp lực trải rộng toàn thân, không cho đầm lầy cận thân. Rời đi thâm uyên về sau, La Quân liền nhìn đến đầy trời tinh không. Hỏng bét, đều đi qua 20 phút, cũng không biết Bạch Tố Trinh đến cùng như thế nào. La Quân trong lòng lo lắng, đến mức hứa tuyên chết sống, hắn đổ không có quá để ý. Sau đó, La Quân phân biệt phương hướng sau đó hướng lâm an thành bay đi hắn vừa đi phía sau hư không chi chu hy liền xuất hiện chu hy nhìn lấy hư không sâu xa ánh mắt phức tạp tới cực điểm cái này nhiệt trướng dùng đến cơ sở là cái gì lực lượng vì cái gì cổ quái như vậy một cái thần thể cảnh kỳ nhiệt trướng lão phu vận dụng hạo thiên kính bực này bảo bối đều bắt không được hắn còn kém chút cắm trong tay hắn chu hy làm sao cũng nghĩ không thông còn tốt thời gian đã qua lâu như vậy, chắc hẳn thiên nguyên sư tôn bọn họ cần phải xử lý phía dưới bạch tố trinh. Chu Hy thầm nghĩ, cái này nhiệt chướng quá cổ quái, lão phu muốn trước đi tụ hợp thiên nguyên sư tôn, mấy người hợp lực, luôn luôn có biện pháp đối phó hắn. Sau đó, Chu Hy cũng hướng Lâm An thành bay đi. Lại nói Bạch Tố Trinh đã đến sống chết trước mắt, ngày đó nguyên lão tổ đối đãi Bạch Tố Trinh có thể tuyệt không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Hắn tu đại đạo, đối loại này nhục dục chờ một chút, đều là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thiên Nguyên lão tổ cũng biết, nhất định phải cấp tốc giết Bạch Tố Trinh, như thế mới tốt lại đối phó La Quân. Chỉ cần cổ quái La Quân vừa chết, Thanh Thành Cung liền không đủ gây sợ. Các loại giải quyết Thanh Thành Cung, như vậy thiên hạ này tổ long chi khí, đều là đạo pháp dạy. Lập pháp vì dạy, tuân theo tổ long chi khí, kể từ đó, đạo pháp dạy có thể trở thành nhân gian huyền môn chính tông. Đến lúc đó, Thiên Nguyên lão tổ muốn rất rõ ràng liên thiết lập miếu vỏ thành làm một đời tổ sư gia tiếp nhận nhân gian hương hỏa cung phụng có lẽ tại dạng này cung phụng phía dưới ngày khác có thể trở thành thích ca mưu ni như thế thế tôn đây thiên nguyên lão tổ cùng đạo pháp dạy đều là có cực giả tâm lớn mắt thấy bạch tố trinh muốn đã chết tại thiên nguyên lão tổ dưới lòng bàn tay lúc này bạch tố trinh bản mệnh nguyên châu đã tổn hại sinh mệnh đe dọa nơi đó còn có thủ đoạn ngăn cản thiên nguyên lão tổ cũng tại lúc này dấu vết rốt cục vẫn là phát sinh chỉ gặp uể oải bạch tố trinh thân thể đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa cái kia một cái chớp mắt bạch tố trinh bị tuyệt đỉnh nguy cơ khí tức kích thích nàng thân thể đột nhiên xuất hiện một cỗ khí cỗ này khí mãnh liệt vận chuyển trong một chớp mắt đem bạch tố trinh thân thể quần áo toàn bộ nổ tung đón lấy chàng bạch tố trinh đột nhiên biến mất ừm thiên nguyên lão tổ nhất trường thất bại bỗng cảm giác quỷ dị mà tại lúc này chàng xuất hiện một người. Người này không là người khác, chính là Bạch Tố Trinh. Chỉ là Bạch Tố Trinh tựa hồ có biến hóa, mà lại, nàng xuyên là một thân màu đen váy dài. Màu đen Bạch Tố Trinh Màu đen Bạch Tố Trinh thân thể, một cỗ cường đại khí lưu tại nàng quanh thân phồng lên. Bạch Tố Trinh hai mắt phát lạnh, nàng cho người ta cảm giác là ra khỏi vỏ lợi kiếm, liếc nhìn nàng một cái, liền khiến người ta cảm thấy có chút không rét mà run. Đây là, tình huống như thế nào? thiên nguyên lão tổ hơi nghi hoặc một chút cũng là tại lúc này thiên nhất lão tổ cùng theo vào đại ca thiên nhất lão tổ kêu trời nguyên lão tổ một tiếng hai người này đều giấu ở xếp chồng trong không gian đồng thời không xuất hiện tại bạch tố trinh trước mặt a à, cái này bạch tố trinh làm sao còn đổi một bộ quần áo nàng người thật giống như không giống nhau tình huống như thế nào thiên nhất lão tổ phát ra liên tiếp nghi vấn thiên nguyên lão tổ cũng cảm thấy quỷ dị hắn nói ra vừa mới ta rõ ràng cảm giác được cái này bạch tố trinh bản mệnh nguyên châu tổn hại hấp hối công lực không còn làm sao đột nhiên nàng giống như trở nên càng mạnh thiên nhất lão tổ nói ra cái này rất hiển nhiên hắn cũng là nghĩ không thông thiên nguyên lão tổ nói ra mặc kệ chúng ta hợp lực giết nàng tốt thiên nhất lão tổ đáp thiên vị pháp tắc vô lượng ánh sáng vô lượng thiên nguyên lão tổ quát lớn đồng thời thôi động pháp lực thiên nhất lão tổ cũng lập tức quát nói, thiên vị pháp tắc, vô lượng ánh sáng vô lượng. Hai người hợp tác nhiều năm, ăn ý vô cùng, lúc này đồng loạt ra tay, hai người bọn họ pháp lực liền đem tử kim bát vô lượng chi khí thôi động đến càng thêm cường đại, cuồng bạo. Tại tử kim bát, bạch tố trinh chung quanh, hải dương màu vàng óng sôi trào mãnh liệt, rồi rào lực lượng đang nổi lên. Đón lấy, thiên nguyên lão tổ cùng thiên nhất lão tổ cùng một chỗ. Vô lượng thiên vị, trật tự thần kiếm, chu sát yêu nghiệt. Một tiếng ầm vang, hải dương màu vàng óng hình thành long quyển phong bạo. Long quyển phong bạo liền đem màu đen bạch tố trinh hết bao vây hết tại. Đó là núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm. Thiên vị Pháp tác thai ngén tại kim sắc vô lượng hải dương chi, vô lượng chi khí, là chuyên môn khắc chế yêu tộc huyết mạch. Loại này khắc chế, giống như là chuột đối mèo thiên thấy sợ hãi. Đương nhiên, cũng có cá biệt mèo bị chuột khi dễ rất thảm. Âm ầm, ầm, đón lấy, kim sắc long quyển phong bạo bạo phát đi ra, vạn kiếm tề phát. Mỗi một đạo kim sắc lợi kiếm chi, đều là ánh sáng vô lượng, trật tự pháp tắc, thiên vị pháp tắc. Dạng này một kiếm, có thể đem yêu tộc thần thể cảnh phía dưới yêu tinh, trực tiếp chém giết hồn phi phách tán. Một kiếm sự ảo diệu đã là vô cùng lớn, giờ phút này vạn kiếm tề phát, như vậy uy lực, chính là thật không thể tin, không thể lượng sự khủng bố. Kim sắc kiếm nhận phong bạo rộng rãi rồi rào thiên vị pháp tắc khí tức chân áp xuống dưới. Đây là thiên địa uy áp, người nào có thể chống lại? Loại nào pháp tắc, loại nào tinh thần có thể phá giải? Hoàn toàn khó giải, cái này không chỉ là lực lượng tranh lệch, càng là tranh lệch cảnh giới. Mắt thấy Bạch Tố Trinh lại lại muốn lần bị nghiền sát thành cho tàn. Ngay vào lúc này, Bạch Tố Trinh hai mắt tuôn ra hàn ý tinh quang tới. Nàng bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động, đột nhiên phun ra một miệng nguyên khí màu đen đi ra, khẩu này nguyên khí màu đen cấp tốc hóa thành một tấm ảnh. cái này đồ, sơn hà liên nguyên rộng lớn giang sơn rộng rãi bao la hùng vĩ, sơn hà xá tắc đồ thiên nguyên lão tổ cùng trời một lão tổ nhìn thấy tấm ảnh này lúc không khỏi quá sợ hãi. sơn hà xá tắc phiến bất quá là bắt trước sơn hà xá tắc đồ chế tác được pháp bảo, mà sơn hà xá tắc đồ truyền thuyết chi chính là chứng thánh nhân chi vị nữ oa nương nương pháp bảo. Pháp bảo này cũng không phải cái kia sơn hà xã tắc phiến có thể tới nghĩ. Bạch Tố Trinh phun ra sơn hà xã tắc đồ, cái này sơn hà xã tắc đồ vừa đến, lập tức có một loại thiên địa trí thánh hỗn nguyên khí tức. Oanh, ngay sau đó, sơn hà xã tắc đồ đột nhiên triển khai. Một đạo cửa đại lỗ hồng xuất hiện, bên trong bầy biện ra một đạo thiên hà. Cái kia người, giống như là giang hải miệng, thiên hà tại quấy đến long trời lỡ đất, cự đại ba lãng quyển lên. Thiên địa chí thánh hỗn nguyên khí tức tràn ngập ở trên trời bờ sông Chi, to lớn hấp lực phát ra, ở trên trời trong sông hình thành cao đến ngàn trượng lốc xoáy. Cái kia lốc xoáy to lớn, giống như là vũ trụ hắc động, cuồn cuộn, khủng bố, vô biên minh mông. Vạn nói kim sắc kiếm quang, tập giết tới, trong nháy mắt toàn bộ đều bị hút vào đến cái kia to lớn lốc xoáy chi. Kim sắc kiếm quang chi thiên vị lực lược, trật tự pháp tác lập tức hội tụ thành một lò, tại cái kia lốc xoáy chi kịch liệt quấy, liền muốn dấy khỏi gông xiềng, thoát đi sơn hà xã tắc đồ. Bạch Tố Trinh vận chuyển vô biên pháp lực, nàng nghi tâm chi, màu đen sát khí càng ngày càng đậm. Vô cùng pháp lực không cần tiền trùng kích đến sơn hà xã tắc đồ. Cái kia sơn hà xã tắc đồ bên trong, hỗn nguyên trí thánh chi lực hung mãnh thôn phệ, một đợt lại một đợt thiên hà chi thủy hình thành thánh vị lực lượng, trùng kích cái kia kim sắc kiếm quang. Thiên hà chi, kiếm quang ngập trời, một mảnh kim sắc. Thiên hà chi thủy, chấn động lên cao trăm trượng hãi lãng. ầm ầm tại kịch liệt chấn động chi, hai cỗ lực lượng như cự long rào sát, sau 5 phút, thiên hà chi, kim sắc lực lượng dần dần tiêu tán. Sau đó, thiên hà chi khôi phục lại bình tĩnh. Bạch tố trinh bên người, hải dương màu vàng óng cũng dần dần bình tĩnh lại. Vì cái gì, vì cái gì nàng lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? vì cái gì nàng sẽ có nữ oa nương nương sơn hà xã tắc đồ. Chẳng lẽ nàng là thiên nguyên lão tổ cùng trời một lão tổ nghĩ đến chỗ sâu, không khỏi sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Bạch tố trinh hướng hư không nhìn một chút, tay nàng cầm sơn hà xã tắc đồ, đột nhiên thân thể lóe lên, liền biến mất ở chàng. Thiên nguyên lão tổ cùng trời một lão tổ còn không biết rõ ràng phát sinh tình huống gì. Đón lấy, bạch tố trinh đã xuất hiện tại tử kim bát bên ngoài. Không tốt, nàng muốn chạy trốn, thiên nhất lão tổ nói ra, truy thiên nguyên lão tổ lập tức nói ra, hai người đều không nghĩ rõ ràng, bạch tố trinh đến cùng là làm sao rời đi từ kim bát, xâm nhập đến từ kim bát bên trong về sau, trận pháp ảo diệu là không thể nào để bạch tố trinh dễ dàng như vậy rời đi, nhưng lúc này bạch tố trinh lại là dễ dàng như vậy ra ngoài, thiên nguyên lão tổ lại không đi biết, bạch tố trinh tay sơn hà xã tác đồ là bực nào lợi hại sơn hà xã tác đồ là thiên địa hỗn độn chi sinh ra trí bảo sau cùng lại bị nữ oa nương nương dùng hỗn nguyên thánh lực thối luyện há lại cái này từ kim bát có thể nghĩ hạo thiên đại đế tại nữ oa nương nương trước mặt đều là cặn bã huống chi cái này từ kim bát cũng bất quá là hạo thiên đại đế đến luyện chế thiên nguyên lão tổ cùng thiên nhất lão tổ mới vừa ra tới lập tức liền trông thấy áo đen bạch tố trinh áo đen bạch tố trinh thật là không có ý định đào tẩu nàng đột nhiên đem sơn hà xã tác đồ thi triển ra. Thiên nguyên lão tổ cùng thiên nhất lão tổ lập tức cảm thấy nguy hiểm. Đi, thiên nguyên lão tổ cùng thiên nhất lão tổ cứ việc còn không rõ ràng lắm cái này nguy hiểm là cái gì, nhưng đây là một loại bản năng. Hai người lập tức thi triển độn thuật, tia chấp chạy ra ngoài mấy trăm dặm. Vân Hải Ngao Du, thiên nguyên lão tổ cùng thiên nhất lão tổ lập tức điều tra phía sau, lại lấy thần thức bắn phá, phát hiện Bạch Tố Trinh cũng không có đuổi theo lúc này mới thở phào một hơi. Đại ca, chúng ta vì sao phải trốn? Thiên nhất lão tổ đột nhiên có chút buồn bực. Thiên nguyên lão tổ cũng là buồn bực, trốn sau khi đi ra, cảm thấy mình cùng thiên nhất lão tổ tựa như là có chút quá tại nhát gan. Lúc đó đến cùng đang sợ cái gì đâu. Tại lúc này, phía trước đột nhiên phát sinh biến hóa. Phải nói là bốn phương tám hướng đều phát sinh biến hóa. Phía trước một tòa màu đen thiết sơn ngăn chở hai người đường đi bọn họ còn không có kịp phản ứng, thiên, phía dưới, bốn phương tám hướng đều thêm ra một tòa núi sắt. Trong chớp mắt, bọn họ bị vây ở Thiết Sơn trong đại trận. Thiên Nguyên lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ nhất thời ngây người. "Cái này," Thiên Nhất lão tổ nói ra. Thiên Nguyên lão tổ ngược lại là bình tĩnh, hắn nói ra, "Chúng ta cũng không thoát khỏi đến, mà chính là trực tiếp bị vây ở nàng sơn hà bản thiết kế bên trong." Thiên Nhất lão tổ nói ra, "Cái này sao có thể?" nàng cảnh giới lại không chúng ta cao, nàng dựa vào cái gì có thể thần không biết, quỷ không hay đem chúng ta bao bọc vào đến sơn hà xã tắc đồ. thiên nguyên lão tổ lướt nhìn bốn phía, tìm kiếm phá giải chi pháp. ngay vào lúc này, bạch tố trinh lạnh lẽo thanh âm truyền đến, bằng sơn hà xã tắc đồ, bằng cái này chí thánh hỗn nguyên chi lực. hôm nay, liền là các ngươi tử kỳ. ngươi rốt cuộc là ai? không, ngươi không phải bạch tố trinh. thiên nguyên lão tổ cảm thấy một chút sợ hãi hắn nói ra bạch tố trinh đến quan âm đại sĩ điểm hóa lòng mang từ bi tuyệt sẽ không giống ngươi như vậy sát khí đằng đằng từ bi bạch tố trinh lệ cười một tiếng nói ra đều là lừa gạt tiểu hài tử trò xiếc hôm nay ta muốn các ngươi chết đột nhiên sát khí ngút trời mà ra tứ đại thiết sơn bắt đầu khép lại mỗi một vị thiết sơn chi đều ấp ủ hỗn nguyên thánh lực tuy nhiên cái này hỗn nguyên thánh lực bất quá là nữ oa nương nương ra chỉ đi một chút lực lượng nhưng đối phó với lên người thường đến, cũng đã là vô cùng lợi hại. Tứ đại thiết sơn, mỗi một vị thiết sơn chi đô có ức vạn quân lực, những lực lượng này tại thiết trong núi bảnh trướng mãnh liệt. Thiên nguyên lão tổ cùng thiên nhất lão tổ cảm nhận được khủng bố uy áp, còn có tử vong uy. Thiên vị chi lực, đánh tan, thiên nguyên lão tổ lập tức vận chuyển từ kim bát. Tử kim bát thiên vị lực lượng cùng ánh sáng vô lượng dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt hình thành một miệng kim sắc cự kiếm cái này kim sắc cửa kiếm phía dưới chính là hải dương màu vàng óng ôn dưỡng phá thiên nguyên lão tổ hét lớn một tiếng kim sắc cửa kiếm tia chớp chảm giết ra ngoài ầm um, cái kia thiết sơn chi tuôn ra vạn trượng trói loại tia lửa tới kim sắc cửa kiếm mãnh liệt xoay tròn thiên vị lực lượng mãnh liệt mà ra ý đồ đem thiết sơn xuyên thủng thiết sơn tại kim sắc cửa kiếm trùng kích vào sừng sững bất động cái này thiên nhất lão tổ cũng gấp đây là nữ oa nương nương tại vũ trụ chi ngao du, đồ bị loại này vẫn thiết hấp dẫn, phát hiện chất liệu đặc thù. Bởi vậy thu thập lên, rót vào sơn hà xã tắc đồ. Bằng các người pháp lực còn có cái này từ kim bát, liền cho rằng có thể siêu thoát sao. Bạch tố trinh lạnh lùng thanh âm truyền đến. Thiết sơn nhanh chóng khép lại, thiên nguyên lão tổ cùng thiên nhất lão tổ đem thủ đoạn toàn bộ thi triển, lại đều vẫn ngăn cản không tử vong đến. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? thiên nhất lão tổ hoàng. Thiên nguyên lão tổ trong nháy mắt huyết hồng hai mắt, hắn lệ hống một tiếng, nói, bạch tố trinh, ta cùng ngươi liều. Sau đó, hắn tế ra một kiện pháp khí. Hắc ám chín ngày lôi. Thiên nhất lão tổ thấy thế, cũng là cả kinh. Hắn biết đại ca vẫn luôn có hậu thủ, cũng từng nghe nói bóng tối này chín ngày lôi lệ hại. Nghe đồn chi, hắc ám chín ngày Rainier là duy nhất một lần làm dùng pháp khí. Tụ tập chín ngày tinh hoa lôi sát, Bên trong lôi sát đi qua ngưng luyện, áp xúc, đem bạo tạc lực, lực sát thương tăng lên tới đỉnh điểm. Cái này là có thể để một cái hư tiên cảnh cao thủ trong nháy mắt biến thành cho bụi sát khí. Tính toán gặp phải động tiên cảnh cao thủ, đem bóng tối này 9 ngày lôi tại động thiên dẫn bạo, cũng có thể để động tiên cảnh cao thủ trọng thương. Đây là Thiên Nguyên lão tổ sát chiêu, tuyệt chiêu, không được bị bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không sử dụng. Đại ca, ngươi không thể dùng hắc ám 9 ngày lôi a. Chúng ta cũng sẽ bị nổ chết, thiên nhất lão tổ kinh hãi nói ra. Thiên nguyên lão tổ ánh mắt phát hồng, hắn đột nhiên ra tay vồ một cái, liền đem thiên nhất lão tổ chộp vào tay. Thiên nhất lão tổ vạn không nghĩ tới thiên nguyên lão tổ hội hướng hắn xuất thủ. Đại ca, ngươi, thiên nguyên lão tổ sắc mặt lạnh lùng âm u, nhị đệ, nhân bất phi kỷ, thiên chu địa diệt. Ngươi nói không sai, hắc ám chín ngày lôi chưa hẳn có thể nổ tung cái này thiết sơn, lại đưa người ta nổ chết cùng hai người chết, không bằng một mình ngươi chết đi. Không muốn, đại ca, thiên nhất lão tổ kêu thảm một tiếng. Thiên nguyên lão tổ nhất trưởng bổ đi ra, hắn pháp lực hùng hậu, trong nháy mắt đem thiên nhất lão tổ chấn thành cho tàn. Thiên nhất lão tổ nguyên khí ở trên không còn không tới kịp tiêu tán, thiên nguyên lão tổ tiếp lấy dẫn bạo hắc ám chín ngày lôi. Giống như là một cái kỷ nguyên đồng dạng nổ tung ùn ùn kéo đến nổ bể ra tới. Vô cùng sức nổ, Rốt cục đem bốn phía bị Hỗn Nguyên Thánh Lực cứng lại không gian tê liệt ra. Sau đó, Thiên Nguyên lão tổ trốn đến Thiên Nhất lão tổ nguyên khí chi, hắn thi triển Vãng Sinh Bàn Nhược đại pháp, vô cùng pháp lực diễn sinh ra đi. Những cái kia nguyên khí cùng trời một lão tổ huyết khí lập tức hình thành 100 cái Thiên Nhất lão tổ. Những ngày này một lão tổ đem Thiên Nguyên lão tổ chết vây lại, những cái kia toái phiến lôi sát, cũng cấp tốc đem những khôi lỗi này Thiên Nhất lão tổ toàn bộ nổ thành cho tàn. Lại một giây sau, thiên nguyên lão tổ xuyên toa hư không, biến mất tại nguyên chỗ. Thiên nguyên lão tổ lại là mượn nhờ thiên nhất lão tổ thân thể cấu tạo phần tử, chế tạo ra một cái cùng loại trùng động khiêu dược tồn tại. Cái này nhảy vọt, sẽ trực tiếp nhảy vọt đến thiên nhất lão tổ lúc còn sống nơi ở địa phương. Phương pháp này chính là vãng sinh bàn nhược đại pháp cấm pháp, thi triển một lần, phản vệ cực mạnh. Cả đời chỉ có thể thi triển ba lần. Bạch tố trinh người ở trên không, sắc mặt nàng lãnh đạm, một cỗ rét lạnh chi khí tại nàng mắt khó có thể tiêu tán. Đào tẩu, bạch tố trinh sát ý lẫm liệt, không có cam lòng. Nhưng không cam lòng cũng là không có cách nào, nàng đem sơn hà xã tắc đồ một điểm, cái này sơn hà xã tắc đồ lập tức hóa thành hạt châu màu đen. Bạch tố trinh lại một cái miệng, liền đem thôn vệ đi vào. Sau đó, bạch tố trinh trở lại hoàng cung chi, nhã huyển trước đó. Cũng là lúc này, là quân vừa vặn gấp trở về la quân vừa về đến liền gặp áo đen bạch tố trinh xúc đứng ở tại chỗ la quân chỉ là gặp bạch tố trinh bóng lưng không khỏi thầm nghĩ người đâu làm sao cũng không thấy đâu nữ nhân này là người nào hắn căn bản không nghĩ tới nữ nhân này lại là bạch tố trinh cái này cũng không phải bởi vì bạch tố trinh đổi một thân màu đen váy dài mà là bởi vì trước kia bạch tố trinh thuộc về dịu dàng ẩn nhẫn mà cái này áo đen bạch tố trinh thân thể lại là vô cùng sung mãn lệ khí cùng sát khí. Bạch tỷ tỷ, la quân đột nhiên đem bạch tố trinh thấy rõ ràng, hắn không khỏi giật nảy cả mình. Bạch tố trinh cũng nhìn về phía la quân, nàng mắt lóe qua một sợi sát ý, nói ra, người cũng là cùng bọn hắn một đám. La quân lập tức ý thức được không thích hợp, hắn đồng thời cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Hắn lập tức lui về phía sau một bước, nói ra, bạch tỷ tỷ, người không biết ta sao. Bạch Tố Trinh mắt sát khí hơi liếm, ánh mắt cũng khôi phục một tia thanh minh. Là quân, Bạch Tố Trinh nói ra. Là quân liền vội vàng gật đầu, nói ra, là ta à, Bạch Tỷ Tỷ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, nói ra, chuyện không liên quan ngươi. Nàng tiếp lấy lại thân thể lóe lên, quát lên, quỷ quái tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Bạch Tố Trinh trong nháy mắt bay ra ngoài. Xa như vậy chỗ người ẩn giấu không là người khác, chính là theo chân tới Chu Hi. Chu Hi ở trong tối trông thấy nơi này đã không có thiên nguyên lão tổ cùng thiên nhất lão tổ bóng người, cũng đã ý thức được khả năng phát sinh tình huống. Đến mức cái kia y xuyên tiên sinh, lại là tại bạch tố trinh ra đến thời điểm, trực tiếp bị bạch tố trinh bắt bỏ vào đến sơn hà xã tác đồ bên trong. Y xuyên tiên sinh tại bạch tố trinh trước mặt là không có một chút giấy ruộng năng lực. Lúc này Bạch Tố Trinh không phải người, không phải thần, không phải ma, không rõ lai lịch, nhưng vừa kinh khủng dị thương. Xem như là quân gặp Bạch Tố Trinh, cũng cảm thấy có chút sau lưng phát lạnh. Chu Hy cảm giác được nguy hiểm, lập tức đào tẩu. Nhưng Bạch Tố Trinh càng nhanh, trong nháy mắt giữa không trung chi ngăn lại Chu Hy đường đi. La Quân cũng không dám chỉ hoãn, lấy đại na di thuật đuổi tới. La Quân cũng cản sau lưng Chu Hy. Chu Hy, người không nghĩ tới sao, hôm nay liền sẽ là ngươi tử kỳ. La Quân cười lạnh một tiếng, hắn cũng mặc kệ cái này Chu Hy có phải hay không cái gì nho học tông sư, hoặc là đệ nhất hồng nho. Hắn chỉ biết là, Chu Hy vừa mới cũng thiếu chút giết hắn. Chu Hy đối mặt Bạch Tố Trinh cùng La Quân vây quanh, lòng hắn cũng là kêu khổ liên tục. Vô luận là La Quân vẫn là Bạch Tố Trinh, hai người này, hắn gặp phải một cái đều đầy đủ đau đầu. Lúc này lại muốn đồng thời gặp phải hai cái, cái này gọi hắn làm sao không hội cảm thấy tuyệt vọng đây. Bạch Tố Trinh lại là một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp xuất thủ. Nhưng gặp nàng tay áo phất một cái, cái kia màu đen tay áo cấp tốc hóa thành màu đen móng vuốt chụp vào Chu Hy. Cái này màu đen móng vuốt hết thảy có 5 cái, trong nháy mắt dài tới trăm dặm. Nửa bầu trời lập tức bị hách sắc bao phủ, móng vuốt uốn lượn như long, lít nha lít nhít, liền đem Chu Hy trấn áp tại. Chu Hy lập tức đưa tay hạo thiên kính bắn ra đi. Hạo Thiên Kính tốc độ cũng nhanh, tia chớp thoát ly móng vuốt vồ bắt, sau cùng kính quang chiếu xuống, lại là đem Bạch Tố Trinh cùng La Quân cùng móng vuốt toàn bộ hấp thu vào đến Hạo Thiên Kính chi. Muốn chết, Bạch Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, nàng đem Sơn Hà xã tác đồ trực tiếp tế ra tới. Trong nháy mắt, hỗn nguyên thánh lực tràn ngập, đồng thời, Sơn Hà xã tác đồ, thập vạn đại Sơn cấp tốc phủ đầy Hạo Thiên Kính. Sơn Hà xã tác đồ bên trong Sơn Hà toàn bộ bày ra, không ngừng mở rộng liền gặp cái kia hạo thiên kính mặt kính thế giới từng bước từng bước bị no bạo ra. Mặt kính thế giới có vô cùng không gian, vô cùng vô tận, vô biên minh mông. Nhưng ở hỗn nguyên thánh lực, Sơn Hà xã tác đồ thần phía dưới, không gian quy tắc, toàn bộ bị Sơn Hà phá nát. Hạo thiên kính bắt đầu đổ sụp. Chu Hy ở bên ngoài thấy thế, hoảng sợ muốn tuyệt. Đây là hạo thiên kính A, là Tây Vương mẫu tâm can bảo bối A, cũng là hạo thiên đại đế đến pháp bảo A lại là như vậy không có thương lượng tại bắt đầu sụp đổ chu hy mắt lóe qua vẻ sợ hãi không nói hai lời quay người trốn chỗ đó trốn ngay vào lúc này hạo thiên kính đã phá nát chu hy chạy ra ở ngoài ngàn dặm có thể lúc này đằng sau truyền đến bạch tố trinh thanh âm âm hồn bất tán chu hy tay xuất hiện một cái to lớn bút lông hắn ở trên không viết kế tiếp chậm chữ lập tức không khí chi thời gian pháp tắc thời gian phần tử hết thảy đều giống như đang bị đông cứng kết, toàn bộ chậm lại. Phá, Bạch Tố Trinh hét lớn một tiếng. Nhất thời, cái này chậm chữ bày ra lực lượng lập tức phá nát sạch sẽ. La Quân cũng theo chạy đến, thấy thế không khỏi sợ hãi thán phục Chu Hy quả nhiên không hổ là nho gia tông sư. Viết chữ, thế mà đã là nắm dựa theo thiên đạo. Cái này nhất bút nhất họa, thiết bút ngân câu, có uy lực to lớn. La Quân biết, nếu như mình không có đại số mệnh thuật, nếu là gặp Chu Hy bực này tự pháp, hắn chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Những người này, từng cái đều là nội tình thâm hậu, nắm giữ cường ngạnh át chủ bài. Ta cùng bọn hắn, vẫn là kém một chút. Là quân tâm như là như vậy âm thầm suy nghĩ. Đến cùng bạch tố trinh thân thể phát sinh cái gì, vì cái gì hiện tại nàng cải biến lớn như vậy, thực lực cũng mạnh như vậy. Cái kia hạo thiên kính uy lực ta lại là trải nghiệm qua, ta tiêu phí một ngàn năm thọ mệnh, mới tìm rời khỏi đục cái lỗ hồng mà nàng lại là trực tiếp đem chọn cái hạo thiên kính no bảo. Là quân tâm chấn kinh, cũng làm không rõ ràng lúc này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ lúc này Bạch Tố Trinh mới giống là năm đó đại náo giao chỉ Bạch Tố Trinh A. Là quân tâm đảo, mặc kệ là quân nghĩ như thế nào, lúc này Bạch Tố Trinh đối Chu Hy là liền hạ sát chiêu. Chu Hy cũng biết, hôm nay là quyết định chạy không thoát. Nhất định phải toàn lực ứng phó, liều mạng một lần, như thế mới có thể có một đường sinh cơ. Chu Hy chính diện đối mặt Bạch Tố Trinh, hắn một thân áo xanh bị chín ngày gió lạnh thổi đến bay phất phới. Chu Hy khuôn mặt gầy gò, tròm dâu tung bay, tiên phong đạo cốt. Hắn lạnh giọng quát nói, Bạch Tố Trinh, người quả nhiên là ma tính sâu nặng. Hôm nay lão phu chính là bỏ đi tánh mạng, cũng muốn đưa người yêu nghiệt này nằm. Yêu nghiệt, Bạch Tố Trinh cười ha ha một tiếng, sau đó nghiêm nghị nói ra, người bằng gì chỉ trích ta chính là yêu nghiệt. Bởi vì ta là yêu tinh sao? Ngươi vốn là một đầu bạch xa, bất quá cơ duyên tu thành hình người, đây là làm trái thiên đạo, làm trái luân thường. Ngươi không là yêu nghiệt, lại là cái gì? Chu Hy nói ra. Bạch Tố Trinh ánh mắt phát lạnh, nói ra, nữ oa nương nương cũng đầu người thân rắn, ngươi có dám nói nàng là yêu nghiệt. Chu Hy nói ra, nữ oa nương nương chính là thánh nhân, há lại ngươi bực này yêu nghiệt có thể tướng. Bạch Tố Trinh nói ra, vì cái gì không thể, nàng nói tiếp, há, ta hiểu, bởi vì nữ oa nương nương thực lực cường đại, cho nên ngươi không dám nói nàng là yêu nghiệt. Mà bởi vì ta, bởi vì chúng ta yêu tinh xem ra không bằng các ngươi. Cho nên chúng ta là yêu nghiệt, thì ra là thế, thì ra là thế. Nàng sau đó mắt sát ý nở rộ, đã đều là dùng thực lực nói chuyện, ngươi lại có tư cách gì đứng tại một cái chính đạo điểm cao đến chỉ trích tại chúng ta. Audio điện tử võ tấn bền Chu Hy quát nói, yêu nghiệt, tính toán thực lực ngươi mạnh hơn, cũng vĩnh viễn đổi không ngươi là yêu nghiệt bản chất. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách đô la lưới, nhìn lớn nhất toàn. Bạch Tố Trinh cười ha ha một tiếng, nói ra, Chu Hy, hôm nay ta không sẽ giết ngươi. Ta sẽ đem thân thể ngươi giết chết, đưa ngươi nguyên thần ôn dưỡng lên. Ta muốn ngươi nhìn lấy, nhìn lấy có một ngày, yêu trở thành thế gian này vĩ đại nhất sinh linh. Chu Hy nghiêm nghị nói, tốt yêu nghiệt, quả nhiên là ma tính sâu nặng. Chu Hy, tiếp chiêu đi. Bạch Tố Trinh xuất thủ. Nàng trở tay đánh ra nhất trưởng. Một đạo trưởng ấn ẩm vang đánh giết mà đến, trưởng ấn chi, ẩn chứa một cỗ ngôi sao rất lực. Thất túc ngôi sao công, Chu Hy lập tức nhận ra Bạch Tố Trinh công pháp. Hắn không khỏi kinh hồn bạt vía, thầm nghĩ, nghe đồn chi, thất túc ngôi sao công là nữ oa nương nương sáng tạo ra đến. Cái này Bạch Tố Trinh tay cầm sơn hà xã tắc đồ, lại có thất túc ngôi sao công, chẳng lẽ nàng là nữ oa nương nương chuyển thế? ầm ầm to lớn ngôi sao rất lực đánh giết tới cái kia một cái chớp mắt chu hy cảm giác mình dường như đặt mình vào đến một mảnh tinh không chi tinh không chi ngôi sao vận chuyển pháp tắc cuồn cuộn buông xuống hoàn toàn không thể siêu thoát thiên địa hảo đáng nguy cơ chi chu hy tay xuất hiện chi kia rượu bút lông bút lông cấp tốc ở trên không viết xuống bốn chữ lớn thiết bút ngân câu trong nháy mắt thiên địa hảo đáng bốn chữ viết lên Đồng thời, chữ thiên mãnh liệt chấn động, một cỗ nho ra hạo nhiên chi khí tràn ngập ra, liền như trời xanh to lớn, chống đỡ tinh sát trưởng lực. Cái kia địa tử cũng hóa thành thương sinh khắp nơi, cùng trời chữ hộ ứng lẫn nhau. Cái kia chữ hạo hóa thành vô cùng vô tận nho ra chính khí, liền ở trong thiên địa này vận chuyển. Còn cái kia đáng chữ vừa đến, lập tức nho ra chính khí quấy đến long trời lỡ đất. Oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt, thiên địa này cuồn cuộn bốn chữ lớn hình thành trận pháp đem Bạch Tố Trinh trưởng ấn chống đỡ, đồng thời liên tiếp ba lần chấn động, sau cùng liền đem Bạch Tố Trinh trưởng lực chấn vỡ. Bạch Tố Trinh ánh mắt phát lạnh, nàng cũng không nói chuyện, chỉ là đột nhiên một cái miệng, lần nữa phun ra một miệng tinh nguyên chi khí. Cái này tinh nguyên chi khí tại hư không chi, đột nhiên hóa thành nhất tôn ngôi sao. Ngôi sao hư ảnh, là quân ở một bên nhìn giật mình, cái này ngôi sao hư ảnh lại có lúc trước rất cái kia tạo hóa vương quan uy lực. Trời ạ, à, nguyên lai truyền thuyết Bạch Tố Trinh, hung ác như thế hung hạn a. À. Là quân âm thầm líu lưỡi, tâm đạo, lúc trước xem tivi, chỉ cảm thấy Bạch Tố Trinh cũng không tệ lắm, đáng tiếc làm không thắng Tử Kim Bát, làm không thắng Pháp Hải. Hiện tại xem ra, Pháp Hải nếu là còn sống, cái kia tại Bạch Tố Trinh trước mặt, quả thực là cùng cặn bà a. Ngôi sao hư ảnh buông xuống, tựa hồ là nguyên một tòa tinh thần chi lực buông xuống. Âm âm, Chu Hy thiên địa cuồn cuộn đại trận lập tức phá nát. Chu Hy cũng theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Người thế mà hấp thu nguyên một tòa tinh thần tinh hoa chi lực, không, người không phải Bạch Tố Trinh, người rốt cuộc là ai? Chu Hy cơ hồ tuyệt vọng. Bạch Tố Trinh đồng thời không để ý Chu Hy, nàng sau đó liền thu ngôi sao hư ảnh. Tiếp lấy lại một trường vỗ ra. Oanh! Chu Hy hoàn toàn không thể ngăn cản, một dưới lòng bàn tay, liền bị Bạch Tố Trinh đánh thân thể trở thành toái phiến cho tàn. Đồng thời, Bạch Tố Trinh lại thi triển thuật pháp, chỉ gặp nàng tại hư không chi liền bắt mấy cái, tiếp lấy đem Chu Hy Tan nát nguyên thần bắt vào tay, đồng thời đem tạo thành nhất tôn nguyên thần. Yêu nghiệt, Chu Hy nguyên thần giận không nhịn nổi, đồng thời, hắn nghĩ tới tự thân tình cảnh, không khỏi một trận bi thương. Bạch Tố Trinh mắt lạnh nhìn Chu Hy, nàng tiếp lấy búng một ngón tay, nhất chỉ tinh sát chi lực lập tức xuyên vào đến chu hi nguyên thần chi a à. chu hi đau đớn tận xương cảm giác nguyên thần đang bị ngàn đau bầm thây yêu nghiệt yêu nghiệt yêu nghiệt chu hi liên tục giống to la quân lúc này nhảy ra hắn cười lớn một tiếng nói ra chu hi người nói chết đói việc nhỏ thất tiết chuyện lớn cái này tiết hẳn không phải là chuyên chỉ nữ nhân trinh tiết cũng là chỉ nam nhân khí tiết đi hôm nay người có thể tuyệt đối đừng cầu xin tha thứ a Mặc cho Bạch tỷ tỷ như thế nào tra tấn ngươi, ngươi đều tiếp tục hộ yêu nhiệt đi. Bạch Tố Trinh mắt lạnh nhìn về phía La Quân, nhưng nàng cuối cùng không nói gì. Chu Hy đau nhức không thể đỡ, hắn tình nguyện chính mình lúc này hồn phi phách tán tính toán, nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn nguyên thần lại không có chút nào phá nát dấu hiệu. Chỉ là cái kia thống khổ, càng phát ra khó có thể ngăn cản. Hồi lâu sau, Chu Hy rốt cục cúi đầu xuống, "Bạch nương nương, ta sai." ta sai, cầu ngươi tha thứ. Bạch Tố Trinh lúc này mới đỉnh chỉ tinh sát tôi thể chi thuật. La Quân ở một bên xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, nói ra, ai, Chu Hy, người khí tiết đâu. Lão Phu nói là chết đói. Chu Hy sau một hồi lâu, biệt xuất một câu nói như vậy. La Quân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười lên ha hả. Chu Hy khuôn mặt nhất thời tăng đỏ bừng. Làm Chu Hy cơm nước no nê thời điểm, tự nhiên có thể chỉ trích một nữ tử thất tiết chuyện lớn, đồng thời hời hợt nói, chết đói bất quá là việc nhỏ. Nhưng đến chính hắn đứng trước một loại nào đó thống khổ thời điểm, hắn mới biết được cái gì gọi là bản thân thống khổ. Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói với Chu Hy, cái kia y xuyên tiên sinh, cũng đã bị ta luyện hóa thành nguyên thần, tại Sơn Hà xã tác đổ bên trong vì ta thủ nhất mới chi Sơn. Ta cũng tương tự hội cho ngươi đi thủ vệ thần Sơn, vĩnh viễn, ngươi cũng đừng nghĩ lại siêu sinh. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn lấy yêu tộc như thế nào tại thế gian này Thiên Thu Vạn Đại, bị người kính ngưỡng." Chu Hy không dám phát ra một chữ không tới. Đón lấy, Bạch Tố Trinh đem Chu Hy thu nhập đến Sơn Hà xã tác đồ bên trong. La Quân lập tức gần trước đến, lúc này, hắn đối Bạch Tố Trinh càng nhiều một phần tốt. Cái này áo đen Bạch Tố Trinh tựa hồ đối với La Quân cũng toàn không có hảo cảm, nàng lạnh lùng nhìn một chút La Quân, nói ra, "Ngươi theo ta làm cái gì?" là quân xứng sở xứng sở, sau đó nói, Bạch tỷ tỷ, mình hai là một đám A, à, người quên sao? Bạch Tố Trinh nói ra, tính toán trước kia là một đám, hiện tại cũng không phải. Là quân nói ra, cái này. Đi thôi, Bạch Tố Trinh nói ra. Là quân cái này phiền muộn A, à, cái này áo đen Bạch Tố Trinh, quá không có tình người. Hắn ngẫm lại, nói ra, Bạch tỷ tỷ, người đến đón lấy muốn đi làm cái gì đâu. Bạch Tố Trinh nói ra, chuyện không liên quan ngươi cảnh cáo ngươi đừng có lại theo ta nàng sau khi nói xong quay người bay đi bạch tố trinh tốc độ rất nhanh trong nháy mắt chính là ngoài mấy trăm dặm la quân cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đuổi theo muốn chết bạch tố trinh đột nhiên định ra thân hình la quân vốn đang tại trong không gian ghé qua lúc này bạch tố trinh có phát giác đột nhiên trực tiếp phát ra một đạo đại thủ ấn đem la quân theo trong không gian xinh xinh kéo ra tới là quân căn bản không kịp kháng cự dạng này bị bắt đi ra mẹ nó là quân nhìn về phía đối diện lạnh lùng bạch tố trinh trong lòng không khỏi hoảng sợ biến thái như vậy lại theo ta ta giết ngươi bạch tố trinh mắt tràn đầy hàn ý là quân nói ra ta bạch tố trinh quay người bay đi là quân ngây người, người giữa không trung cái này mẹ nó tính toán cái gì sự tình a à. lúc này là quân là thật không dám theo bạch tố trinh Bạch Tố Trinh lúc này tính tình đại biến, quả thực là chọc không được. Làm không tốt, thật muốn bị nàng luyện thành nguyên thần, cho nàng Sơn Hà xã tác đồ đi thủ Sơn. Chỉ là, nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, đột nhiên lợi hại như vậy. Mà lại, tính tình cũng thay đổi, nhân cách phân liệt. Nàng là linh nữ, ta nhớ được lăng tiền bối có ba tôn nguyên thần, nhất tôn tinh linh nguyên thần đại có lai lịch. Chính là hắn năm đó tao ngộ linh nữ, cũng là vì lấy được máu và nước mắt. Cái kia linh nữ trong thân thể còn có mặt khác nhất Tôn Nguyên Thần, tại thường nhân đến xem, là nhân cách phân liệt. Chẳng lẽ, Bạch Tố Trinh cũng là loại tình huống này? Một cái là dịu dàng Bạch Tố Trinh, còn có một cái là lúc này cái này bạo lệ Bạch Tố Trinh. La Quân suy nghĩ dần dần bắt đầu sáng tỏ lên. Không thể không nói, La Quân tư duy phản ứng rất nhanh. Mặc kệ như thế nào, máu này nước mắt ta vẫn là không phải lấy không thể. La Quân âm thầm tính toán tuy nhiên Bạch Tố Trinh rất lợi hại, nhưng ta còn có đại số mệnh thuật. Chỉ là đối phó lên nàng đến, càng thêm khó. Còn có, cái kia hứa tuyên đâu? Hứa tuyên cùng Bạch Tố Trinh ngày sau đến cùng làm sao đâu? Là, ta trước đi tìm hứa tuyên, có lẽ nàng chẳng phải bài xích hứa tuyên đâu. Là quần ngày sau đó hướng cái kia lâm an thành bay đi. Đạo Pháp dạy lần này tổn thất nặng nề, bọn họ mọi loại tính kế, lại từ đầu đến cuối không có tính kế đến là quân đại số mệnh thuật là lợi hại như thế, càng không có tính kế đến bạch tố trinh trong thân thể, còn có dạng này nhất tôn cường đại nhân cách, thế mà liền sơn hà xã tắc đồ tinh thần chi lực đều có, cho nên nói đã biết rõ đối thủ cổ quái, tại không có thăm dò rõ ràng đối thủ át chủ bài trước đó, tùy tiện động thủ đó là một con đường chết ha. Thiên nguyên lão tổ trở lại đạo pháp dạy tổng đàn, hắn sau khi trở về cũng là bản thân bị trọng thương sư tôn ngài cái này là làm sao minh đạo tiên sinh thấy thế không khỏi giật mình thiên nhất sư tôn còn có chu hi đâu thiên nguyên lão tổ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến theo rồi nói ra người thiên nhất sư tôn bị ta giết y xuyên chu hi chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít cái này minh đạo tiên sinh hoảng sợ sư tôn ngài tại sao muốn sát thiên một sư tôn đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh thiên nguyên lão tổ nói ra, cái kia bạch tố trinh, bạch tố trinh căn bản không phải phàm nhân. Ta và người thiên nhất sư tôn, vốn là đã muốn đem nàng giết. Nàng bản mệnh nguyên châu đều bị bổn tọa phá nát, nào biết lúc này, cái kia bạch tố trinh đột nhiên bạo phát, giống như là biến một người giống như. Bổn tọa rõ ràng cảm giác được, năm đó đại náo giao trì người, là hôm nay thấy cái này bạch tố trinh. Cho tới nay, bổn tọa quái, mềm yếu như vậy một cái bạch tố trinh, làm sao có thể năm đó làm ra cái kia phiên kinh thiên động địa sự tình. Hắn sau đó còn nói thêm, Bạch Tố Trinh tay còn có sơn hà xã tắc đồ, nàng đem cái kia bốn tòa thiết sơn thi triển đi ra, áp bách lại ta và ngươi thiên nhất sư tôn. bổn tọa mọi loại thủ đoạn, cũng phá giải chẳng nhiều bốn tòa thiết sơn. Sau cùng rơi vào đường cùng, chỉ có bạo ngươi thiên nhất sư tôn, sau đó thi triển vãng sinh bàn nhược cấm pháp, lợi dụng ngươi thiên nhất sư tôn nguyên thần phần tử, lúc này mới nhảy ra tới không phải vậy lời nói, hôm nay bản tỏa cũng muốn chết tại cái kia sơn hà xã tắc đồ chi. Thiên nguyên lão tổ cũng không phải là hư giả tiểu nhân, người có thể nói hắn là người xấu, nhưng lại cũng không phải tiểu nhân. Tu đến hư tiên cảnh, suy nghĩ thông suốt, tự nhiên cũng sẽ không đến cùng minh đạo tiên sinh nói bực này hoang ngôn. Mà minh đạo tiên sinh cũng sẽ không đi khinh bỉ thiên nguyên lão tổ, hắn tin tưởng, nếu là mình ở vào đồng dạng tình cảnh phía dưới, cũng giống vậy sẽ làm ra giống như lão tổ sự tình tới. Cái này, Minh Đạo Tiên Sinh nhất thời mất hết can đảm, nói ra, nhìn như vậy đến, chúng ta đạo Pháp dạy là xong, muốn thiên thu vạn đại, lại là căn bản không có khả năng. Thiên thu vạn đại, tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến bạch tố trinh lạnh lẽo thanh âm. Thiên nguyên lão tổ cùng Minh Đạo Tiên Sinh nhất thời kinh hãi muốn tuyệt. Đón lấy, bạch tố trinh xuất hiện tại cái này trước mặt hai người. Một thân màu đen váy dài bạch tố trinh, nàng mỹ lệ khuôn mặt như bao bọc một tầng xương lạnh. Bạch Tố Trinh, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt, thiên nguyên lão tổ thở một câu chửi thề, nói ra. Không sai, Bạch Tố Trinh nói thẳng, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hôm nay, ta muốn người đạo Pháp dạy chó gà không tha. Ta cùng ngươi liều, thiên nguyên lão tổ bạo giống một tiếng, đón lấy, hắn tế ra tử kim bát tới. Không chỉ là tử kim bát, còn có thiên nguyên lão tổ bản mệnh pháp khí, bay trên trời thần thuyền, bay trên trời thần thuyền chi, pháp lực tăng vọt, năng lượng cuồng bạo. Cái kia bay trên trời thần thuyền ở trên trời nguyên lão tổ thi triển phía dưới, diễn sinh ra một loại hủy diệt khí tức. Âm âm, bay trên trời thần thuyền lấy tự sát phương thức sông về phía Bạch Tố Trinh. Đồng thời, tử kim bát thiên vị pháp tác tụ hợp kim sắc vô lượng khí tức, một cỗ trùng thiên thần kiếm cũng chém giết đi ra. Song trọng lực lượng, xé rách hư không, vạn trưởng không gian, như vậy đụng thẳng hướng Bạch Tố Trinh. Lúc này, Minh đạo tiên sinh cũng bắt đầu liều mạng. Sơn Hà xã tắc phiến tuy nhiên có tổn hại, nhưng vẫn là pháp khí cường hãn. Hắn tế ra Sơn Hà xã tắc phiến, đón lấy vạn trượng đại sơn hư ảnh một tiếng ẩm vang, từ trên trời hạ xuống gần, áp hướng Bạch Tố Trinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo pháp giáo đồ bị cuồng bạo năng lượng tràn ngập. Đạo pháp dạy, tu vi thấp, trực tiếp bị loại này cuồng bạo năng lượng giết chết. Tu vi cao, cấp tốc thoát đi. Bạch Tố Trinh thân hình lóe lên, đã đến ngoài phòng. Nhưng cuồng bạo năng lượng lại là đem chọn cái đạo Pháp dạy tòa nhà bao phủ lại, phải nói là trong nháy mắt phá hủy. Đạo Pháp dạy cái này mấy chục nhà cửa tử, chính là có trận Pháp che chở. Nhưng Bạch Tố Trinh tiến đến, là như vào chỗ không người. Không có người hội trong nhà mình như vậy đánh nhau, nhưng lúc này, thiên nguyên lão tổ cùng minh đạo tiên sinh là liều mạng trạng thái, mệnh đều nếu không có, chỗ đó còn quản những thứ này lộn xộn đồ, vật. Đạo Pháp dạy mấy chục năm cơ nghiệp, lúc này trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả phòng ốc đều bị hủy diệt, tất cả điển tịch, chân tàng, toàn bộ bị hủy. Bạch Tố Trinh năm đó liền giao chỉ đều cho hủy, huống chi là hiện tại chỉ là một cái đạo Pháp dạy. Những cái kia muôn áo khoác đệ tử, lập tức bị Bạch Tố Trinh ở bên ngoài bố trí xuống sơn hà xã tắc đồ thu nhập. Nói là muốn chó gà không tha, Bạch Tố Trinh không chuẩn bị lưu lại một người sống đối mặt bay trên trời thần thuyền, thiên vị thần kiếm, cùng sơn hà xã tắc phiến cùng một chỗ công sát. Như vậy hủy thiên diệt địa lực lượng toàn bộ bao phủ lại Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh một chỉ điểm ra. Lập tức, nhất tôn ngôi sao hư ảnh xuất hiện, cái kia ngôi sao hư ảnh tại hư không chi, càng biến càng lớn. Ngôi sao chi, hết thảy diện mạo đều cùng chân thực tinh cầu một dạng. Mặt còn có mấp mô tồn tại. Tất cả lực lượng, toàn bộ đều đánh giết đến ngôi sao hư ảnh chi ầm ầm trong chốc lát bay trên trời thần thuyền đâm cháy tại ngôi sao hư ảnh chi thập vạn đại sơn áp chế cùng cái này ngôi sao hư ảnh lên căn bản không đáng giá nhắc tới lại là một vòng nghiêng trời lệch đất nổ tung thập vạn đại sơn toàn bộ nổ nát thiên vị chi kiếm nổ tung sơn hà xã tắc phiến tổn thất nghiêm trọng cái này ngôi sao hư ảnh cũng không phải là đơn giản nhất tôn ngôi sao mà còn có hỗn nguyên thánh lực cùng nữ oa nương nương ý chí tại cái này bay trên trời thần thuyền còn có sơn hà xã tắc phiến đến cùng cái này ngôi sao hư ảnh chạm vào nhau, bất quá là lấy trứng trọi đá A. À. Nên ta, bạch tố trinh thu cái kia ngôi sao hư ảnh, sau đó nhất trưởng cầm ra đi. Cái kia tử kim bát trong nháy mắt bị nàng bắt vào tay. Một giây sau, tử kim bát bị nàng nhất trưởng vỡ vụn Vô lượng chi khí hóa thành ức vạn toái phiến, sau đó tan thành mây khói. Thiên nguyên lão tổ cùng minh đạo tiên sinh sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Bạch Tố Trinh thi triển ra một đạo đại thủ ấn, trong nháy mắt đem thiên nguyên lão tổ cùng minh đạo tiên sinh vồ bắt nơi tay. Một giây sau, thiên nguyên lão tổ cùng minh đạo tiên sinh bị Bạch Tố Trinh luyện hóa thành cho tàn, nguyên thần đều diệt. Đồng thời, Sơn Hà xã tắc đồ, đạo Pháp dạy mấy trăm đệ tử, toàn bộ bị Bạch Tố Trinh luyện hóa thành vong hồn, sau đó điền với thiên bờ sông Chi. Đến tận đây, đạo Pháp dạy bị triệt để diệt giáo. Đương nhiên, cũng có một chút tàn còn lại đệ tử vốn là không tại đạo Pháp dạy, vốn nhờ này tránh thoát trận này tai ách. Nhưng là, đạo Pháp dạy đến tận đây về sau, thật là không còn tồn tại. Đại biểu trình chu lý học nhị trình một chu triệt cơ sở theo lịch sử võ đài biến mất. Bất quá cái kia trình chu lý học tại lịch sử lại là liên miên tương truyền, thâm thụ người thống trị ưa thích. Bạch Tố Trinh giết hại tuy nặng, nhưng lại sẽ không đi quản những vật này. Là quân đến Lâm An Thành về sau, tiếp lấy lại đến Hoàng Cung Chi. Hắn vừa tới Hoàng Cung, đối diện liền gặp một đạo dị quang bay tới. Cái kia dị quang vừa rơi xuống đến, là quân lập tức tránh khỏi. Sau đó, là quân cùng cái kia dị quang chính diện gặp phải. Người đến không là người khác, lại chính là toàn thân áo đen, khuôn mặt xương lạnh bạch tố trinh. Ách, đây cũng không phải là ta theo ngươi, ta tới trước Hoàng Cung, là quân lập tức mở miệng nói ra. Bạch Tố Trinh lạnh giọng nói ra, cút. La Quân nói ra: "Ngươi đến nơi đây là muốn làm gì?" Bạch Tố Trinh nói ra: "Chuyện không liên quan ngươi." La Quân nói ra: "Ngươi nên không phải muốn đến giết hoàng đế a." À. Bạch Tố Trinh đột nhiên phất ống tay áo một cái, cái kia màu đen tay áo cấp tốc biến hóa. La Quân lập tức cảm giác được lạnh thấu xương sát ý. Cái kia tay áo chỉ ẩn chứa sắc bén tinh sát cương lực. Oanh! Sóng lớn cuồn cuộn, nguy cơ buông xuống. "Trời ạ, à, vẫn là đến thật." La Quân cảm giác được Bạch Tố Trinh cái này tùy ý phất một cái, lại là lực lượng kinh người. Cái này thật là không phải đùa giỡn. Đàn bà thúi, người cũng quá không nói đạo lý đi. La Quân lập tức thi triển đại na di thuật, cấp tốc lóe ra ngoài 10 dặm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, La Quân lại xuất hiện tại Bạch Tố Trinh trước mặt. Hắn căm tức, gọi thẳng Bạch Tố Trinh vì đàn bà thúi. La Quân tâm lý, Thủy Trung vẫn là không có đem Bạch Tố Trinh coi như địch nhân chân chính, như bạch tố trinh là người khác hắn đối mặt cường giả như vậy còn thật không dám làm càn như thế bạch tố trinh ánh mắt băng hàn nói ra ta đếm một đến ba ngươi như không biến mất ở trước mặt ta ta đòi mạng ngươi nói được thì làm được một hai em gái ngươi la quân lập tức thi triển đại na di thuật cấp tốc thoát đi hoàng cung Cục đuôi đào tẩu một điểm tôn nghiêm đều không có a à. bạch tố trinh gặp la quân rời đi lúc này mới không có lại mấy cái đi là quân cái này nén giận a à, hắn vốn là tìm đến hứa tuyên bởi vì hứa tuyên là theo hoàng cung nơi này biến mất hắn thậm chí cũng không biết hứa tuyên sống hay chết nhưng là muốn đến hứa tuyên cũng còn không cùng bạch tố trinh nói chuyện yêu đương cũng không thể chết như vậy nếu thật là như vậy chết cái kia hậu thế truyền hứa tuyên cùng bạch tố trinh là làm sao truyền bạch tố trinh là muốn làm gì nàng thân thể giết hại rất nặng vừa mới khẳng định là lại đi giết người chẳng lẽ lần này hồi hoàng cung thật là muốn đi giết hoàng đế nàng điên nàng xem như mạnh hơn cũng không có khả năng đem hoàng đế giết la quân tâm lại là thật sâu rõ ràng một việc đó là không quản thế giới này người bất luận là cái nào thời không người người lợi hại hơn nữa thần thông lớn hơn nữa nhưng tại thiên đạo trước mặt vậy cũng là nhỏ bé đều là thuộc thiên đạo chỉ dẫn khống chế tống ninh tông không phải ở thời điểm này chết hôm nay vô luận như thế nào Bạch Tố Trinh đều giết không tống Ninh Tông. La Quân không cách nào không chú ý cái này sự thái phát triển, hắn muốn nghĩ cách cứu viện Linh Nhi, hết thảy quan trọng đều là vây quanh Bạch Tố Trinh. Ừm, ta ở một bên vụng trộm nhìn xem, không ở trước mặt ngươi xuất hiện tổng là có thể. La Quân nói thầm. Sau đó, La Quân liền lại lần nữa tiến Hoàng Cung. Sự thật, La Quân đối với hứa tuyên chết sống thực là không cửa ải lớn cược. Cũng biết con hàng này khẳng định không chết hắn tìm hứa tuyên cũng là muốn thương lượng một chút làm sao tới lý giải bạch tố trinh chuyện này bạch tố trinh tiến vào hoàng cung cái kia thiên không chi tổ long chi khí lập tức lên kịch liệt biến hóa riêng là bạch tố trinh hư không cái kia tổ long chi khí càng thêm nồng đậm bạch tố trinh càng hướng bên trong xâm nhập tổ long chi khí càng phát ra nồng đậm đáng chết bạch tố trinh mắt xuất hiện ngoan ý tiếp lấy tế ra ngôi sao hư ảnh tới cái kia ngôi sao hư ảnh vừa xuất hiện lập tức bị tổ long chi khí bao trùm. Ừm, bạch tố trinh liên tục thi pháp, ngôi sao hư ảnh rất nhiều ảo diệu quy tắc tại thời khắc này thế mà bị tổ long chi khí khắc chế. Ngôi sao hư ảnh hoàn toàn không cách nào phóng đại. Ngôi sao hư ảnh liên tục biến hóa, cái kia tổ long chi khí càng tụ càng nhiều. Đáng giận, bạch tố trinh nổi nóng không thôi, nàng ra sức hơn nửa lượng, gặp phải bực này tổ long chi khí, nhưng đều là có chút không thể làm gì. Sau đó. Bạch Tố Trinh rơi vào đường cùng, thu hồi ngôi sao hư ảnh. Tổ Long chi khí, người bảo hộ bất quá là vô đạo hôn quân, người căn bản là thị phi không phân, cần ngươi làm gì? Bạch Tố Trinh nghiêm nghị nói ra. Nhưng mà, Tổ Long chi khí trung quy là không cách nào trả lời Bạch Tố Trinh cái gì. Thiên đạo vô tình, thiên địa vô tình. Đến mức hoàng đế là có đạo vẫn là vô đạo, là hôn quân vẫn là minh quân, cái này đều không phải là tổ long chi khí cần muốn cân nhắc tổ long chi khí nắm dựa theo thiên đạo, làm chân long thiên tử khí số chưa hết lúc, đảm nhiệm hà thần thông tà ma đều không được xâm lấn hoàng cung. Bạch Tố Trinh tuy nhiên nuốt tổ long chi khí, không nhận tổ long chi khí bài xích, nhưng là giờ phút này Bạch Tố Trinh muốn đi giết hoàng đế, như vậy tổ long chi khí vẫn là xuất thủ. Bạch Tố Trinh nổi nóng cùng cực, mắt sát khí càng sâu. Sau đó, nàng cấp tốc tiến lên. Bạch Tố Trinh xuất hiện, lập tức kinh động đại nội thị vệ, cũng kinh động hoàng đế. Triệu Nhữ Ngu trong đêm vào cung, hắn cũng biết sự tình cực kỳ không ổn. Chu Hy một đảng người đã toàn bộ biến mất. Đại nội thị vệ cấp tốc đem Bạch Tố Trinh vây lại, Bạch Tố Trinh tay điểm ra một đạo tinh sát tinh khí. Trong nháy mắt, tinh sát tinh khí hóa thành 10 ngụm tinh sát lợi kiếm. Đón lấy, tinh sát lợi kiếm tia chớp bay ra, cái kia chút đại nội thị vệ nhao nhao ngã xuống đất, trực tiếp đều bị một kiếm cắt hít hầu, tại chỗ chết thảm. Hoàng cung chi, máu chảy thành sông hoàng đế mặc dù biết có tổ long chi khí bảo hộ nhưng là lúc này tình huống như vậy hắn vẫn là cảm thấy vạn phần khẩn trương chỉ chốc lát về sau bạch tố trinh đi vào trong ngựa thư phòng ngựa thư phòng bên ngoài đồng dạng là thây ngang khắp đồng vậy đại khái cũng là nhờ vào bạch tố trinh thôn vệ long khí cho nên mới có thể một đường giết đến nơi đây không phải vậy lời nói sớm bị tổ long chi khí cho giết bạch tố trinh một đường hướng phía trước máu tươi nhuộm đỏ cấm cung sau đó, Bạch Tố Trinh xuất hiện tại ngự thư phòng. Lít nha lít nhít, một cộng năm tầng ngự lâm quân tay cầm thuẫn bài, bảo vệ đằng sau hoàng đế. Triệu Nhữ Ngu cũng ngay tại chỗ. Bạch Tố Trinh toàn thân áo đen, lạnh lùng đối mặt với đây hết thảy. Nàng mắt, chính là rét lạnh sát ý. Bạch Tố Trinh mắt sát khí nồng đậm đến cơ hồ muốn để không khí đều sền sệt cấp độ. Luồng sát khí này, ngoại nhân nhìn một chút, có thể cảm giác được nàng đôi mắt chi chất chứa một đầu ma quỷ hộ giá, hộ giá, hoàng đế tâm tránh thức hoảng, thanh âm hắn bối rối không, nghiêm nghị quát nói, yêu nghiệt, cho chấm giết yêu nghiệt này. Ngự lâm quân sau cùng hai tầng, chính là cung tiễn thủ. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, đột nhiên, phía trước thuẫn bài thủ ngồi xuống, phía sau cung tiễn thủ như quỷ mị lộ ra. Sau đó, nặng cung mãnh liệt tiến, trong một chớp mắt bắn một lượt hướng bạch tố trinh. Băng băng băng, dây cung rung động kịch liệt, vũ tiến kịch liệt phá không, tiếng thét, bên tai không dứt. Bạch Tố Trinh duỗi ra một cái tay, trước mặt nàng quấy lên một cỗ tinh sát lốc xoáy. Những cái kia vô tiến trong nháy mắt như bắn vào hắc động chi, một khi đi vào, liền vô ảnh vô tung. Hoàng đế thấy thế, càng thêm sợ hãi. Bạch Tố Trinh tiếp lấy liền động thủ, nàng lại nhất trưởng chấn động. Sau đó, cái kia mấy chục chi vô tiến đột nhiên theo tinh sát lốc xoáy chi bay ra ngoài, bọn họ toàn bộ có biến hóa, hóa thành tinh sát thần tiễn ầm ầm mang theo một cỗ vẫn thiết mùi tanh tại không khí lôi kéo ra sóng lửa tới trong nháy mắt tinh sát thần tiễn đem tất cả thuẫn bài xuyên thủng đem đám này ngự lâm quân toàn bộ giết chết trong ngự thư phòng toàn bộ đều là hạch tâm ngự lâm quân cao thủ hết thảy 80 người 80 người đã chết tại một cái chớp mắt bạch tố trinh vào cấm cung trong ngoài giết 2.000 ngự lâm quân trọng thương hơn một tên trong cung thị vệ nói là máu chảy thành sông không có chút nào làm qua thiên tử giận dữ, thây nằm một triệu. Bạch Tố Trinh giận dữ, lại cũng không thua bao nhiêu. Máu tươi nhuộm đỏ ngựa thư phòng, có ba chi tinh sát thần tiến tại bắn giết ngự lâm quân về sau, cũng bắn giết hướng hoàng đế. Hoàng đế tim mật muốn nứt, tại lúc này, một tên người áo đen xuất hiện. Người áo đen tay vồ một cái, liền đem cái kia ba chi tinh sát thần tiến chụp vào tay, sau đó, tinh sát thần tiến bị phá hủy thành cho tàn. Quốc sư, quốc sư cứu chấm hoàng đế nhìn đến người áo đen lập tức lớn tiếng cầu cứu người áo đen gương mặt gầy gò hai mắt nhô lên tướng mạo mười phần xấu xí thân hình hắn cao to mắt ẩn chứa thiên nhiên hàn băng hoàng yên tâm bản quốc sư tự nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn người áo đen lạnh lùng nói ra ngựa thư phòng tổ long chi khí nồng đậm tới cực điểm tùy thời đều muốn hết sức căng thẳng bạch tố trinh ánh mắt băng hàn người áo đen hướng bạch tố trinh nhạt lạnh nói ra Người yêu nghiệt này, thật lớn mật, lại dám đến hành thích chân long thiên tử. Hôm nay, nơi đây chính là người tử kỳ. Nói nhảm cái gì, bạch tố trinh tế ra sơn hà xã tắc đồ. Chỉ là cái này một cái chớp mắt, tổ long chi khí lại lần nữa hiển hiện. Mạnh đại quy tắc chi lực, pháp tắc chi lực đem sơn hà xã tắc đồ khắc chế, cho dù là nữ hoa nương nương từng dùng qua thánh khí, giờ phút này quan tâm tổ long chi khí áp chế xuống, thế mà cũng vô pháp hiển hiện. hiện. Sơn Hà xã tác đồ rất nhiều thần diệu đều không thể thi triển. Nó giống như có lẽ đã rơi xuống trần thế, biến thành phổ thông đồ. Yêu nghiệt, bổn tỏa không biết ngươi dùng cái biện pháp gì, thế mà để tổ long chi khí không hề bài xích ngươi. Nhưng ngươi chỉ cần đối chân long thiên tử còn có sát tâm, như vậy ngươi bất luận cái gì pháp khí cũng không thể hiển hiện. Chịu chết đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, người áo đen cũng xuất thủ. Hắn đột nhiên tế ra nhất tôn ma thủ, cái này ma thủ đá lạnh lạnh như băng, tràn đầy lân giáp, một chảo phía dưới, có thể đem thập người trưởng thành nhẹ nhõm nắm lên. Bạch Tố Trinh mắt tối sầm lại, băng hàn âm u chi ý trong nháy mắt xuyên vào đến nàng ngũ tạng lục phủ. Ma thủ hung hãn chảo nhiếp tới, ma thủ chi, còn có tổ long dương cương luyện hóa, thế mà để cái này ma suốt ngày nói thụ phong ma. Ma thủ uy lực cực lớn, trong nháy mắt đem chỗ có không gian quy tắc, thời gian quy tắc, hết thảy phần tử luyện hóa. Lúc này, ma thủ là một cái thiên địa, thiên địa này bên trong, ma thủ là vua. Bạch Tố Trinh liền bị ma thủ vồ lấy. Yêu nghiệt, xem ra người cũng không gì hơn cái này đi. Người áo đen cười lạnh một tiếng, người yêu nghiệt này, ngay cả mình bản tâm đều áp chế không nổi, chỉ có một thân tu vi, bổn tọa nhìn người toàn bộ đều tu đến cầu thân đi. Xác thực, lúc này nếu như Bạch Tố Trinh ngăn chặn chính mình muốn giết hoàng đế tâm tư. Như vậy, hết thảy lực lượng, pháp khí đều vì nàng sử dụng tổ long chi khí hội giống đối xử tử tế người áo đen một dạng đến đối xử tử tế Bạch Tố Trinh. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Bạch Tố Trinh lại không có làm như thế. Bạch Tố Trinh không phải không làm được đến mức này, chỉ là nàng. Không thể áp chế nàng bản tâm, giống ta muốn giết ngươi, lại nhưng đối với người đọc A-di-đà Phật đâu. Tuyệt không thể, đây là nàng niềm tin. Này tay chính là cổ ma thần si vưu chi thủ, ẩn chứa ma thần chi lực, bằng người cái này tiểu tiểu yêu nghiệt, cũng muốn phá vỡ. Người áo đen sau đó lệ quát một tiếng, chết. Cái kia ma thần chi thủ, vô số âm hàn sát nhận lập tức phát động, liền muốn trong nháy mắt này đem bạch tố trinh giết đến hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Giống, tại lúc này, bạch tố trinh lệ hống một tiếng, nàng sợi tóc tán loạn xuống tới, hai mắt lâm vào huyết hồng. Lúc này bạch tố trinh, đã trở thành triệt triệt để để ma. Nhưng quái là, nàng lúc này thân thể tràn ngập ra một cỗ quái lực lượng, cỗ lực lượng này vừa chính vừa tà, giống như thuần dương, lại như thuần âm, tựa hồ là phong phú toàn diện, giống như là dơ bẩn không, lại có cỗ không tinh khiết vị đạo. Hỗn nguyên thánh lực, người áo đen mắt xuất hiện khủng bố thần sắc, hỗn nguyên thánh lực. Đây là thánh nhân lực lượng, vì cái gì người yêu nghiệt này thân thể sẽ có thánh nhân lực lượng. Oanh! Cái kia ma thần chi thủ cấp tốc bị tạc nước thành phấn vụn. Những mảnh vỡ này, Mỗi một mảnh lực lượng đều đầy đủ nổ nát tòa này Ngự Thư phòng. Nhưng toái phiến dung nhập vào tổ long chi khí, lập tức tiêu trừ ở vô hình. Người áo đen liên tiếp lui về phía sau. Bạch Tố Trinh hai mắt sát ý càng sâu, đón lấy, nàng sợi tóc đột nhiên biến hóa, oanh một tiếng, sợi tóc thành dài, ùn ùn kéo đến, giả thiên tế nhật, cấp tốc đem người áo đen kia bao phủ lại. Cái kia tổ long chi khí tuy nhiên lợi hại, nhưng lúc này lại không cách nào thẩm thấu đến Bạch Tố Trinh sợi tóc chi đi. Người áo đen bị bạch tố trinh sợi tóc bao trùm, lập tức cảm giác được giống như tiến một thế giới khác bên trong. Cái thế giới này chi, có vô cùng ảo diệu pháp tắc, cũng là chớ đại sát trận. Bởi vì rất nhanh, mỗi một cây sợi tóc đều giống như một đầu thái cổ hung xa. Những thứ này hung xa, mỗi một đầu đều là cử mãng, đều là màu trắng. Bạch xa, tốt hiêu nghiệt, người áo đen âm thầm kinh hãi, tâm đạo, thế mà tại tu luyện thành tinh thời điểm đem bản nguyên lực lượng toàn bộ rót vào tóc chi. Mỗi một cây sợi tóc đều là một đầu nguyên hình bản thể. Mấy ngàn con bạch xà cử mãng đem người áo đen vây quanh, tiếp lấy cùng một chỗ phun ra ra một cỗ màu trắng nhân quân chi khí. Có độc, người áo đen bị kinh ngạc. Hắn lập tức vận chuyển pháp thuật hộ thân, đồng thời câu thông ngoại giới tổ long chi khí. Hắn lập tức phát giác được, chính mình thế mà câu thông không đến tổ long chi khí. Nhật Nguyệt vận chuyển, Vạch đồ chi kiếm, giết, người áo đen lại lần nữa phát công, một đạo vạch đồ thần kiếm xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành vạn kiếm sắc bén kiếm khí. Đón lấy, kiếm quang bắn ra bốn phía, sát khí đầy trời. Mỗi một đạo kiếm quang đều hung hãn vô cùng, ẩn chứa vô cùng pháp tắc, kịch liệt bắn giết mà ra. Bạch xà phun ra pha trộn khí tức, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái bạch quang thế giới. Tại mảnh này bạch quang chi, màu trắng khí độc hình thành lốc xoáy những cái kia kiếm quang toàn bộ bị vòng xoáy này hút vào đi vào, sau đó trực tiếp bị khí độc luyện hóa thành chân khí. Ngay sau đó, lốc xoáy biến mất. Chỗ có độc khí đều muốn người áo đen bao trùm, mặc cho người áo đen như thế nào pháp lực thông thiên, như thế nào không ai bị nổi. Nhưng hắn đều ngăn cản không khí độc xâm nhập, chỉ một lúc sau, hắc bảo nhân này cũng bị hòa tan thành một bãi hoàng thủy. Trong ngựa thư phòng, liền còn lại triệu những ngu cùng hoàng đế. Triệu Nhĩ Ngu đột nhiên quỳ đi xuống, cầu đạo, tiên tha mạng. Bạch Tố Trinh thu tóc dài, nàng mỗi chiều trước một bước, cái kia tổ long chi khí nồng đậm một chút. Nhưng lúc này, hoàng đế đã cảm giác không thấy tổ long chi khí, lòng hắn đã toàn bộ bị hoảng sợ chiếm cứ. Tiên tha mạng, hoàng đế đột nhiên cũng quỳ đi xuống. Bạch Tố Trinh lại tiến lên trước một bước. Tổ long chi khí áp đỉnh, Bạch Tố Trinh tâm cũng minh bạch, hoàng đế trung quy là khí số chưa hết, không thể chết tại tay mình. Nhưng là, nàng không có cam lòng. Nếu không cho nàng hài lòng, nàng tình nguyện ngọc đá cùng vỡ. Hoàng đế tim mật muốn nứt, Bạch Tố Trinh mỗi tiến lên trước một bước, hắn liền cảm giác được tựa hồ thực sự đến lòng hắn khảm chi. Tử vong liền tới gần một phần. Hoàng đế rốt cuộc minh bạch tử vong hoảng sợ, cũng minh bạch năm đó huy khâm nhị đế sỉ nhục cùng hoảng sợ. Hoàng đế cuống quyết dập đầu, đập đến đầu rơi máu chảy. Tiên tha mạng, tiên tha mạng A, à, chấm cũng không dám nữa làm sằng làm bậy, giờ phút này chứ tông hoàng đế, cho hề lộ ra. Hắn thật cao tại, đơn giản là hắn nắm giữ chúng sinh đại quyền sinh sát, cho nên hắn có thể khinh thường vạn vật, cảm thấy mình thật sự là vương. Hắn quên, tại sinh chết trước mặt, hắn biểu hiện được tựa hồ cũng không những cái kia hèn mọn sinh linh muốn tới cao quý. Bạch Tố Trinh không nói gì, một giây sau, nàng rời đi hoàng cung la quân ở một bên vụng trộm nhìn lấy bạch tố trinh đi quá nhanh la quân không biết nàng muốn đi chỗ nào cũng thật không dám theo nàng bầu trời đêm chi cái kia hạo nguyệt treo trên cao chân trời ngôi sao sáng sủa la quân cũng nhanh chóng nhanh rời đi lâm an thành hắn nghĩ đến cái gì đột nhiên hướng một chỗ nào đó phi hành mà đi nơi này là trước kia hắn bị tổ long chi khí gây thương tích về sau hứa tuyên cùng áo trắng bạch tố trinh đem hắn an trí địa phương nếu như Hứa Tuyên còn sống mà lại thuận lợi chạy đi, có lẽ sẽ đến đó chờ đợi đi." La Quân nói thầm. Sau đó, La Quân đi vào cái kia một chỗ sơn mạch. Một ở đây, La Quân nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi. Đón lấy, La Quân nhìn đến Hứa Tuyên, Hứa Tuyên quần áo toàn bộ nhuốm máu, đã là hấp hối. Sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh, không có chút nào huyết sắc. "Hứa huynh," La Quân chợt lách người, đến Hứa Tuyên bên người, Hứa Tuyên đã lâm vào hôn mê. Trời ạ, à, lão tử lại đến chậm một bước, Hứa Tuyên phải chết. La Quân nói thầm, Bạch Tố Trinh ngươi cũng là một điểm không nóng này. Ca nếu là không cứu hắn, ngươi về sau gả ai vậy? Đúng vậy a, à, La Quân lúc này tâm lý không khỏi nghĩ, vạn nhất lão tử thật không có đến, các ngươi truyền thuyết này còn muốn thế nào nói tiếp a? À? Đáng tiếc, vận mệnh là như thế, phát sinh liền phát sinh. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng nếu như La Quân là có thể thấy chết không cứu, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không làm được loại này thấy chết không cứu sự tình. Đừng nói là hứa tuyên quen biết hắn, còn cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua. Là gặp phải cái không biết người, mắt thấy đối phương muốn bỏ mình, đâu có không xuất thủ đạo lý đây. La Quân tay còn có 230 mai long quả, ba cái hỗn độn quả. Hỗn độn quả chính là sinh ra từ huyền hoàng thần cốc hạt giống bản mệnh chi vật, dược hiệu thần. Hắn lập tức đem một cái hỗn độn quả lấy ra, sau đó đút cho hứa tuyên. Cái này hỗn độn quả tuyệt đối là vật chân quý. Cũng tốt tại la quân gia hỏa này, đan dược rất nhiều, cho nên cũng không có cỡ nào đau lòng. Bây giờ la quân tay có đếm mãi không hết thuần âm đan, còn thật nhiều bảo vật. Những cái kia bảo vật, phần lớn đều là ở trên trời yêu cung cùng chiêu thiên đại thánh trong động phủ mang tới. Còn thuần dương đan thuốc, thì ít rất nhiều. Bây giờ tay cũng hơn 200 mai chân quý long quả, là quân nghĩ đến các loại đem hứa tuyên cứu tỉnh về sau, tìm thời gian, chính mình còn phải lại đi hấp thu tổ long chi khí, luyện thêm một chút long quả đến tốt. Hứa tuyên ăn thêm một viên tiếp theo hỗn độn quả về sau, thân thể lập tức lên biến hóa. Hỗn độn chi khí bị hứa tuyên hấp thu, hứa tuyên bắt đầu ở hôn mê chi, thân thể tự động điều động pháp lực. Hắn thân thể một chút tỉ mỉ vết nước nhỏ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Bất quá, hứa tuyên thụ thương quá nặng quang một cái hỗn độn quả cũng là không được, là quân lại lấy ra hai cái long quả cho hứa tuyên cho ăn đi xuống. Hứa tuyên trong thân thể, thuần dương chi khí bắt đầu đại thịnh. Lúc này, hứa tuyên khôi phục thần thức, hắn bản năng ngồi xếp bằng là quân gặp hắn tình huống dần dần có nhân họa đắc phúc chi dấu hiệu. Hắn tích lũy đã rất đầy đủ, lúc này thương thế chính đang khôi phục, thể nội thuần dương chi khí lao nhanh, lại có muốn đột phá tầng 10 dấu hiệu. Nếu như lúc này, ta không cho hắn long quả, hắn chắc chắn thất bại trong gang tấc. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, lại liên tục cho ăn 10 cái long quả cho Hứa Tuyên. Hứa Tuyên thể nội thuần dương chi lực cường thịnh hơn, toàn bộ thân thể nội bộ bộ phận như ẩn như hiện. Cực mạnh liệt dương cương khí hơi thở tràn ngập tại Hứa Tuyên bốn phía, lúc này Hứa Tuyên giống như là kim cương bất hoại Phật Đà. Liền để một chút quỷ mị tà thần sinh ra thiên nhiên hoảng sợ. La Quân lại lại đút cho Hứa Tuyên 10 cái long quả. Bất quá, La Quân vẫn còn có chút hơi sợ, cái này long quả uy lực, hắn nhưng là trải nghiệm qua. Nếu như xông qua được, đó là vùng đất bằng phẳng. Nhưng nếu như không xông qua được, cái kia là mình lần tình huống. La Quân không dám cho hứa tuyên ăn quá nhiều, chính hắn có tiểu túc mệnh thuật bảo mệnh. Hứa tuyên cũng không có. Hứa tuyên thân thể đầy đủ ra một tầng ánh sáng màu vàng, hắn đem long quả pháp lực toàn bộ hội tụ đến não vực chi, trùng kích cái kia không thần thông chi môn, La Quân ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy. Oanh, sau một hồi lâu, hứa tuyên đầu tràn đầy mồ hôi, tại sinh tử huyền quan ở giữa, rốt cục một lần hành động xông phá giảng buộc, đến tầng 10 sơ kỳ. Ta rốt cục, đột phá, thân thể cảnh sơ kỳ, hứa tuyên vui mừng quá đỗi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. La Quân cũng theo nhỏ khẽ thở vào một cái, nghĩ thầm, hứa tuyên quả nhiên vẫn là tiếp tục có cố sự người, không dễ dàng như vậy chết chỉ là không biết ở sau đó năm tháng bên trong, hắn đến cùng hội đóng vai cái dạng gì nhân vật, nhìn hắn phong cách hành sự, tuy nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng lại không phải đại gian đại ác hạng người. Nếu thật là đại gian đại ác hạng người, chắc hẳn hậu thế nhất định sẽ đem hắn truyền đi tội ác trồng chất, nhất định sẽ không lưu lại cái kia mỹ lệ truyền thuyết. Trần Huynh, hứa tuyên đột nhiên hướng La Quân quỳ xuống, trùng điệp dập đầu. La Quân lập tức ngăn cản hứa tuyên, hắn quỳ theo đi xuống, nói ra, hứa huynh ngàn vạn không thể. Hứa tuyên vô cùng cảm kích, nói ra, ta hứa tuyên vốn là mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng hôm nay tại Trần Huynh trợ giúp phía dưới, không chỉ có mệnh bảo trụ. Hơn nữa còn đem một mực khó có thể đột phá cửa trước sông phá. Trần Huynh tại ta, chính là có lớn lao tri ân huệ. La Quân nói ra, giữa bằng hữu điểm ấy hỗ trợ vốn là cần phải. Hứa huynh ngươi như khách khí nữa, chính là không làm ta La Quân là bạn tốt. Hắn đón đến, còn nói thêm huống chi ta tin tưởng ta cùng hứa huynh nếu là đổi chỗ mà xử hứa huynh cũng tất nhiên sẽ như thế cứu ta đó là tự nhiên hứa tuyên vội vàng nói hắn sau khi nói xong lại nghĩ tới cái gì không khỏi thất sắc nói ra bạch cô nương la quân không khỏi cười khổ nói ra hứa huynh ngược lại không cần phải lo lắng bạch cô nương nàng không có việc gì đây hứa tuyên nao nao theo rồi nói ra trần huynh cũng thoát khốn mà ra muốn đến bạch cô nương xác thực cũng cần phải không có chuyện gì chỉ là giờ phút này bạch cô nương ở nơi nào đâu la quân nói ra chuyện này a à, không có người muốn đơn giản như vậy một lời khó nói hết ta phải chậm rãi nói cho ngươi ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý chuẩn bị tâm lý có ý tứ gì chẳng lẽ bạch cô nương xảy ra chuyện hứa tuyên càng nghĩ càng là hoảng sợ la quân vội vàng nói không có không có bạch cô nương tốt đây trước kia còn tốt hứa huynh người ngược lại là chậm rãi nghe ta nói mà hứa tuyên nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ hắn sờ sờ cái ót nói ra trần huynh là ta đường đột la quân liền cười một tiếng nói ra chúng ta còn là đang ngồi nói chuyện đi lão như thế lẫn nhau quỳ cái kia cũng không phải chuyện này a à. vâng 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 hứa tuyên liền vội vàng đứng lên sau đó la quân cùng hứa tuyên liền ngồi đối diện nhau cái kia chân trời dần dần lộ ra ánh dạng đông lại là bình minh ánh dạng đông ngân bạch sắc đám mây còn có hơi hơi gió sớm thổi ở trong núi la quân trầm giọng nói ra đạo pháp dạy bây giờ đã không sai biệt lắm toàn diệt hứa tuyên nói ra cái này sao có thể lúc đó la quân nói ra tình huống cụ thể là ta lúc đó cùng chu hy đấu cùng một chỗ chu hy tay hạo thiên kính hết sức lợi hại đem ta khốn ở một chút thời gian Ta vốn đang lo lắng Bạch cô nương lại đối phó không thiên nguyên lão tổ cùng thiên nhất lão tổ những người này. Chờ ta lúc chạy đến đợi, lại phát hiện Bạch cô nương giống như là biến một người giống như. Một thân sát khí, thấy thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Ngày đó nguyên lão tổ cùng thiên nhất lão tổ căn bản áp chế không nổi Bạch cô nương. Bạch cô nương vẫy tay một cái giam cầm y xuyên tiên sinh, lại tay cầm nữ oa nương nương thánh khí sơn hà xã tắc đồ thiên nguyên lão tổ cùng thiên nhất lão tổ sau cùng cũng bị bạch cô nương vây khốn, thiên nhất lão tổ tại chỗ bỏ mình, thiên nguyên lão tổ trọng thương đào tẩu. Về sau Chu Hy chạy đến, cũng bị bạch cô nương cho bạo thân thể, giam cầm nguyên thần tại Sơn Hà xã Tắc Đồ Chi. Cái này, hứa tuyên trợn mắt hốc mồm. La quân nói ra, bạch cô nương cũng không cho ta tới gần, nói ta lại theo nàng, nàng giết ta. Nàng cái này nói giết cũng không phải nói đùa, ta có thể cảm giác được, ta như lại cùng với nàng dài dòng, nàng là thật muốn giết ta, không làm sao được, ta không thể làm gì khác hơn là tới trước tìm hứa huynh ngươi. lúc này bạch cô nương đến cùng là tình huống như thế nào, ta thật là không biết. bạch cô nương biến hóa đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, ta cũng không biết. vì sao lại dạng này? hứa tuyên nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng đương nhiên sẽ không hoài nghi la quân lời nói tính chân thực. cái kia tộc nhân ta, hứa tuyên hỏi, là quân tâm đạo gia hỏa này lúc này còn có thể nghĩ đến tộc nhân mình, ngược lại là có tình có nghĩa. Hắn sau đó trầm giọng nói ra, cái này ta không rõ lắm, nhưng là khả năng đã giữ nhiều lành ít. Hứa tuyên không khỏi thất sắc, nói ra, đạo Pháp dạy bây giờ đã không chịu nổi một kích, cầu hoàng đế sao. La quân trầm giọng nói ra, ta nhớ đến lúc ấy người tộc nhân đều bị vây ở tử kim bát chi, ta không biết bạch cô nương có hay không thích đáng an trí. Thế nhưng tử kim bát, lúc đó tình huống ta ở một bên nhìn không rõ ràng. Cụ thể, còn muốn chờ tìm tới bạch cô nương mới rõ ràng. Hứa tuyên nói ra, bất kể như thế nào, bạch cô nương bản tính đều là thiện lương. Nàng nhất định sẽ thích đáng an bài tộc nhân ta, ta tuyệt đối tin tưởng. Hắn lộ ra kiên định không? Là quân tâm thầm nghĩ, ta chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, ngươi là không có gặp bạch tố trinh hung ác, mới có như thế ngây thơ ý nghĩ. Chỉ là giờ phút này, ta cũng không tiện cùng ngươi nói thêm cái gì. Nói nhiều, giống như là ta đang bị đâm thọc. Hứa tuyên nói tiếp, chúng ta bây giờ đi tìm bạch cô nương. La quân nói ra, ta không còn dám theo bạch cô nương, cho nên cũng không biết đến đó tìm nàng. Thanh thành cung, hứa tuyên nói ra, nàng nhất định sẽ hồi thanh thành cung. La quân nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ, cái kia ngược lại không phải là không có khả năng. Hứa tuyên nói ra, Trần Huynh, Ta muốn đi một chuyến thanh thành cung. Là quân nói ra, ta liền cùng đi với người đi. Hứa tuyên nói ra, Trần Huynh nếu đang có chuyện phải bận rộn, không phải dùng bồi tiếp ta. Là quân nghe xong câu nói này, cảm thấy có chút không đúng vị. Trời ạ, à, người cái này vừa vặn, muốn đem lão tử một chân đạp ra a. À. Người nào mẹ nó nguyện ý theo người a? À. chỉ là lão tử hiện tại đối bạch tố Trinh có ý đồ, mới muốn tìm ngươi đây. Là quân trong lòng cũng rõ ràng hứa tuyên tuy nhiên cảm tạ la quân vì hắn làm ra hết thảy nhưng cũng sợ hãi la quân sẽ trở thành hắn tình địch điểm ấy tư tâm la quân chỗ đó nhìn không ra la quân lập tức nói ra hứa huynh ngươi cứ yên tâm ta đối bạch cô nương tuyệt đối không có bất luận cái gì tâm làm loạn ta sở dĩ chú ý bạch cô nương thứ nhất là bằng hữu một trận thứ hai cũng là còn có chuyện muốn bạch cô nương hỗ trợ ta là phải cứu ta thê tử mà bạch cô nương là trời sinh linh thể hứa tuyên nghe vậy vui vẻ nói ra trần huynh ngươi có thê tử la quân gật đầu nói ra đúng a à, thê tử của ta mấy cái đây hứa tuyên thở phào một hơi bởi vì hắn biết rõ bạch tố trinh tính cách bạch tố trinh tuy nhiên thiện lương nhưng trong xương cốt cũng là rất cao ngạo nàng tuyệt không có khả năng sẽ đi làm người tiểu thiếp điểm này ta cũng cùng bạch cô nương nói la quân nói ra hứa tuyên ánh mắt nhất thời trở nên thiện ý nhiều hắn còn nói thêm Trần huynh, thê tử ngươi đến cùng là làm sao? Cần Bạch cô nương hỗ trợ cái gì? Hiện lại ở nơi nào? Ngươi cùng ta nói một chút, nếu là có ta giúp đến địa phương, ta hứa tuyên đao sơn, xuống vạc dầu, tuyệt đối không nhăn nửa điểm nghi đi đầu." La Quân nói ra, chuyện ta nói rất dài dòng, cũng không tiện nói. Chỉ cần hứa huynh ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có muốn cùng ngươi đoạt Bạch cô nương ý tứ được. Ta nếu thật là làm loạn, cũng sẽ không chạy tới cứu ngươi." càng sẽ không giúp người đột phá tu vi. Hứa tuyên nao nao, hắn lập tức cũng tỉnh ngộ ra tầng này, sau đó liền cảm giác có chút hổ thẹn. Hứa tuyên nói ra, là ta lòng tiểu nhân. Là quân nói ra, đi thôi, chúng ta cùng đi thanh thành cung. Ta cũng rất muốn biết, bạch cô nương hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Hứa tuyên nói ra, vậy thì tốt, chúng ta cùng một chỗ tiến về thanh thành cung. Là quân nói ra, hứa huynh, người bắt được ta. Hứa tuyên biết là quân thuật pháp thần, lập tức bắt lấy la quân. La quân lúc này triển khai đại na di thuật. Dây lát về sau, hứa tuyên cùng la quân liền từ đại na di thuật không gian chi nhảy ra đến, đến thanh thành cung hư không. Trời dần dần sáng, kim sắc tia nắng ban mai vung chiếu vào thanh thành sơn. Phong cảnh tú lệ, không khí trong lành, cái này là địa cầu báu vật, trung linh dục tú dùng để hình dung thanh thành sơn chính là giống như phân. Cái gọi là thanh thành thiên hạ u, Nga Mi Thiên Hạ Tú, tạo hóa thần cho xuyên thuộc mảnh đất này đặc biệt mị lực. La Quân lần này cùng Hứa Tuyên rất thuận lợi tiến Thanh Thành Cung. La Quân mặt mũi ở chỗ này, hắn cùng Hứa Tuyên trực tiếp nhìn thấy Thanh Trưởng Lão. Vị này là Hứa Công Tử, cùng Bạch Tỷ Tỷ cũng thật là tốt bằng hữu. La Quân hướng Tiểu Thanh giới thiệu Hứa Tuyên. Lúc này, mọi người là tại Tiểu Thanh vườn riêng chi. Tiểu Thanh nghe La Quân giới thiệu, liền nói với Hứa Tuyên, Hứa Công Tử, người tốt nàng tự nhiên cũng nhìn ra hứa tuyên tu vi vô cùng lợi hại la quân theo rồi nói ra đúng bạch tỷ tỷ trở về sao tiểu thanh nói ra vẫn chưa về làm sao ta tỷ tỷ nàng không phải một mực tại lâm an thành sao các ngươi làm sao sẽ đột nhiên chạy đến thanh thành cung đến hỏi nàng đâu thế mà không có trở về la quân cùng hứa tuyên bị kinh ngạc tiểu thanh thấy hai người thần sắc cũng là cả kinh nói ra chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì nàng lập tức lo lắng Là quân nhất thời có chút không biết nên tại sao cùng tiểu thanh giải thích là ra một ít chuyện Là quân nói ra đến cùng xảy ra chuyện gì tiểu thanh kinh hãi nàng nói ra có phải hay không chu hy bọn họ sử dụng từ kim bát tới đối phó ta tỉ tỉ ta tỉ, tỉ hiện tại người đâu các ngươi nàng đã gấp đến độ nói năng lộn xộn bởi vậy cũng có thể gặp nàng cùng bạch tố trinh cảm tình là xác thực rất không tệ Là quân vội vàng nói Bạch tỷ tỷ hiện tại không có việc gì, đạo Pháp dạy cũng không đủ gây sợ. Ừm, tiểu thanh lần nữa ngơ ngẩn. La quân liền lập tức đem ngày gần đây sự tình nói, cùng bạch tố trinh biến hóa. Vân vân, hắn nói ngắn gọn, rất mau đem sự tình toàn bộ nói ra. Hứa tuyên nói theo, lần này chúng ta đến đây, là muốn nhìn một chút bạch cô nương phải chăng đã hồi thanh thành cung. Nhưng bây giờ, đã nàng chưa từng trở về, cái kia nàng hội đi chỗ đó đâu. Tiểu Thanh hiển nhiên cũng là không ngờ tới sự tình hội phát triển đến tận đây. Nàng nói ra, ta, ta cũng đoán không ra tỷ tỷ hội đi chỗ nào. La Quân nói ra, Thanh cô nương, người cùng bạch tỷ tỷ tình như tỷ muội. Cái kia người cũng đã biết, bạch tỷ tỷ thân thể vì sao lại phát sinh dạng này biến hóa đâu. Nàng tại sao có thể có sơn hà xã tác đồ đâu. Nàng thực lực như thế nào, như thế cường hãn. Tiểu Thanh lắc đầu, nói ra, ta đây không biết a. À ta biết tỷ tỷ thời điểm, chính là 10 năm trước tỷ tỷ theo Nam Hải Phổ Đà Sơn sau khi trở về, chúng ta mới bắt đầu tương giao. Tỷ tỷ tính tình thiện lương ẩn nhẫn, đợi ta vô cùng tốt. Ta có thể có hôm nay tu vi, chính là tỷ tỷ dốc hết sức giúp ta. Còn ngươi nói tỷ tỷ lần này biến hóa, ta thực sự là nghĩ không ra tới là vì cái gì. La Quân nói ra, cái kia cung nhưng có lão nhân. Ta nói là muốn quen thuộc không có bị quan âm đại sĩ chân áp lại bạch tỷ tỷ. Cung chủ đối ta tỉ tỉ quen thuộc nhất, nhưng hôm nay nhưng lại không biết cung chủ đến cùng đi chỗ nào. Tiểu thanh ngẫm lại, còn nói thêm, đúng, chúng ta cung còn có một vị lão nhân, nàng hiện tại đã bệnh nguy kịch, hấp hối. Nhưng nàng là sớm nhất tiến thanh thành, thành cung người, chúng ta có thể đi hỏi nàng một chút. Ừm, là quân không khỏi quái, nói ra, tu tiên giả, sẽ còn lão hấp hối. Sẽ còn sinh bệnh. Tiểu thanh nói ra, nàng lão nhân ra luyện công tổ hỏa nhập ma, kinh mạch toàn thân hủy hết, cũng không còn cách nào ngưng tụ pháp lực. Dược thạch đan dược, đối nàng toàn bộ vô hiệu. La quân cùng hứa tuyên mới chợt hiểu ra. Tiểu thanh sau đó mang la quân cùng hứa tuyên đến hậu sơn. Thanh thành cung bên trong, hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng, sơn động cùng cung điện tổ hợp lại với nhau, lại cũng không lộ ra đột ngột. Đem thanh thành sơn thiên nhiên phong cảnh vòng vào đến thanh thành cung bên trong, để cái này thanh thành cung lộ ra phong cảnh tú lệ, rộng rãi đại khí. Mà vị kia cung tiền bối lão nhân gọi là Nguyên Hạc, chính là một vị nữ tử, bây giờ cũng có 1.800 tuổi. Nàng vốn là tiên hạc tu luyện thành tinh, bất quá tư chất không tính quá tốt, cả đời cũng chỉ tu đến vũ thánh kỳ, tại sông phá vũ thánh đỉnh phong cảnh giới lúc còn trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, sau đó thành hiện tại cái này bộ dáng. Nguyên Hạc là ở ở phía sau trong sơn động, bên trong hang núi kia, châm ngòi đàn hương. Nhưng La Quân cùng hứa tuyên vẫn là một vào sơn động, liền nghe đến một cỗ mùi thối. Tiên ra thân thể, luôn luôn đều là tinh khiết không. Hô ra khí tức, đều là không có chút nào khí thải. Ba năm không tắm rửa, không đánh răng, đều là sạch sẽ. Nhưng lúc này, cái này nguyên hạc lão nhân thân cư không sai còn có nặng như vậy mùi thối, liền cũng có thể nhìn ra, nàng thật là bệnh nguy kịch. Tiểu Thanh giải thích nói ra, chúng ta đã mỗi ngày cho nàng tắm rửa, quét dọn động phủ. Chỉ là nàng thân thể mỗi ngày có ác mù chảy ra, chúng ta cũng có chút không thể làm gì. La là Quân nói ra, cái này xác thực khó làm. Tiến vào động phủ chi, mùi thối càng thêm rõ ràng. Nhưng trong động phủ xác thực quét dọn rất là sạch sẽ, hơn nữa còn có một tên tiểu yêu chuyên môn phục thị vị lão nhân này. Lúc này nguyên hạc lão nhân nằm tại thạch giường, trong động phủ có dạ minh châu tản ra hào quang nhỏ yếu. Lão nhân che kín thật dày chăn mền, nàng mặt tràn đầy nếp nhăn, khe rãnh, một hai tròng mắt cũng là tràn ngập đục ngầu tiền bối, tiểu thanh sau khi đi vào, cung kính hành lễ. Nguyên hạc lão nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thanh bọn người. Bên cạnh tiểu yêu là cái cô bé, gọi là Nguyên Nhất. Nguyên Nhất trước kia nhận qua Nguyên hạc lão nhân ân huệ, là nàng chủ động xin đi giết giặc tới chiếu cố Nguyên hạc lão nhân. Là thanh cô nương A, Nguyên hạc lão nhân thật vất vả mới nhìn rõ ràng, thấy rõ ràng về sau, liền để Nguyên Nhất dìu nàng ngồi xuống. Lúc này Nguyên hạc lão nhân, không hề là cái gì phong quang người tu đạo, mà chính là chi nhân gian lão nhân lão, còn muốn lộ ra hỏng bét. La quân thấy thế, liền xuất ra một cái hỗn độn quả đến, nói ra, thanh cô nương, ta cái này hỗn độn quả rất có hiệu, để nguyên hạc tiền bối thử một chút xem sao. Tiểu thanh nói gấp, tiền bối hiện tại thân thể rất yếu, không thể ăn loại thuốc này hiệu mãnh liệt đan dược. Ngược lại nhân gian một chút hạ phẩm đan dược còn có một số hiệu dụng. Là quân nói ra ta cái này không giống với hắn hứa tuyên ở một bên thì nói ra ta nhìn vẫn là trước hướng nguyên hạc tiền bối hỏi rõ ràng bạch cô nương sự tình đi vạn nhất trần huynh ngươi cái này hỗn độn quả để lão nhân ra chịu không nổi đây chẳng phải là hắn lời nói rất thẳng vốn cũng không có ác ý hắn cũng không quan tâm cái gì nguyên hạc lão nhân tâm lý lại chỉ là để ý bạch tố trinh chỉ là hắn lời nói này sau khi đi ra cái kia tiểu yêu nguyên nhất cùng tiểu thanh không vui nghe. Nguyên nhất mắt lạnh nhìn về phía hứa tuyên, nàng trung quy là thấp cổ bé họng, sau đó đem nổi giận trong bụng nín trở về. Tiểu thanh trầm giọng nói ra, hứa công tử, nguyên hạc tiền bối là chúng ta thanh thành cung dưới đều tôn kính tiền bối, ta hy vọng ngươi lúc nói chuyện, có thể chú ý ngươi ngôn từ. Là quân ngốc ngẩn ngơ, hắn ngược lại là cảm thấy hứa tuyên lời nói cũng không sai. Dù sao, cái này nguyên hạc lão nhân là sống không bao lâu hỗn độn quả cho nàng, đó cũng là còn nước còn tát. Có thể có hiệu quả tốt nhất, không có có hiệu quả tính toán. Cũng không có vùng quá lớn tổn thất. Chỉ là, chính mình thật muốn một cái hỗn độn quả trước đem nguyên hạc lão nhân đưa về Tây, kết quả không hỏi ra bạch tố trinh sự tình, cái này có thể mẹ nó nhức cả trứng. Nhưng là lúc này, là quân lời nói nói sau khi đi ra, cái này hỗn độn quả là có chút xấu hổ. Thu lại cũng không phải, không thu hồi đến cũng không phải để nguyên hạc lão nhân ăn trước cũng không tốt lắm không cho ăn càng không tốt lắm làm tốt giống mọi người cũng mục đích tính quá mạnh một chút bất quá cũng may cái này nguyên hạc lão nhân lại là cực thông tình đạt lý nàng nói ra thanh cô nương đến cùng là xảy ra chuyện gì thánh nữ nàng làm sao đã nguyên hạc lão người chủ động hỏi tới mọi người cũng thuận sườn núi xuống lừa tiểu thanh liền đem lâm an thành sự tình nói cùng nguyên hạc lão nhân nghe Tiểu Thanh đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, chậm chậm nói cho Nguyên Hạc Lão Nhân nghe. Nguyên Hạc Lão Nhân sau khi nghe xong, khe khẽ thở dài, nói ra, quả nhiên, quả nhiên vẫn là như thế. Ừm, là quân bọn người nghe vậy đại hỉ, là quân nói ra, tiền bối, ngài nhất định là biết bạch tỷ tỷ thân tình huống, đúng không? Nàng vì cái gì đột nhiên hội đổi tính tử? Nguyên Hạc Lão Nhân nói, ta thật là biết một chút. Là quân nói ra, bây giờ bạch tỷ tỷ tính tình đại biến, một đường giết ra ngoài. Lúc này càng không biết bạch tỷ tỷ đến đó, chúng ta rất là lo lắng bạch tỷ tỷ sẽ chọc cho ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Cho nên, cũng còn xin tiền bối cáo chi chúng ta, đến cùng là bởi vì cái gì, bạch tỷ tỷ mới biết biến hóa đến tận đây. Nguyên hạc lão nhân ánh mắt trở nên xa xăm lên, nàng tựa hồ là xa vào đến cái kia dài rằng giặc nhớ lại chi. Là quần mấy người cũng biết, nguyên hạc lão nhân là đang nhớ lại. Nàng tuổi tác lớn, đầu không hiệu nghiệp, cái này nhớ lại, xác thực là có chút hao tâm tốn sức. Mọi người cũng không dám quấy dày nguyên hạc lão nhân nhớ lại. Rất rất lâu về sau, nguyên hạc lão nhân mới mới mở miệng. Nàng nói ra, ta nhớ được, thánh nữ bây giờ cũng mới hơn 400 tuổi đi. Tiểu thanh nói ra, tỷ tỷ năm nay 480 tuổi. Nguyên hạc lão nhân mỉm cười, nàng nói chuyện có chút cố hết sức, đọc nhấn rõ từng chữ cũng không rõ lắm. Nhưng tất cả mọi người vẫn là miễn cưỡng nghe hiểu. Trong động mùi vị khó ngửi, nhưng mọi người cũng đều không thèm để ý. Nguyên Hạc lão nhân nói, Thanh Thành cung sáng tạo cung 300 năm, trước lúc này, lão thân cùng với cung chủ, là cung chủ Đề Điểm, mới khiến cho lão thân có thể cũng có sao thành. Thành mặc dù không tính lớn, nhưng lão thân cũng rất thỏa mãn. Nhớ đến tại hơn 400 năm trước, lão thân cùng cung chủ tại Thanh Thành Sơn du lịch, đồng thời hấp thu Thanh Thành Sơn linh khí. Ngày đó khí trời rất là sáng sủa ánh sáng mặt trời rất tốt. Chúng ta tại Thanh Thành Sơn lúc thời điểm tu luyện, đột nhiên cảm giác được nơi xa có sóng linh khí lợi hại. Sau đó, lão thân cùng cung chủ tiến đến xem rõ ngọn ngành. Nguyên hạc lão nhân nói rất chậm, tất cả mọi người nghiêm túc nghe. Chờ chúng ta đến chỗ kia, gặp một cái động phủ. Trong động phủ, một đầu bạch xà cử mã ngay tại hấp thu nhật nguyệt chi linh khí, đồng thời bắt đầu rút đi thân thể cốt nhục, nó ngay tại luyện hình đã là đến mấu chốt nhất địa phương, muốn tu luyện thành hình người. Lão thân cùng cung chủ đều là yêu tộc xuất thân, sâu so biết rõ được, một cái yêu tinh muốn tu luyện thành hình người là cỡ nào không dễ. Bởi vậy, lão thân cùng cung chủ không nhúc nhích, e sợ cho quấy nhiễu cái kia bạch xà tu luyện, xấu so nó nói được. Cái kia bạch xà cũng thật sự là không dậy nổi, chúng ta luyện hóa thành hình người, cần trải qua 3 ngày ba đêm thống khổ, đó là đem chính mình huyết nhục đánh nát cảm giác. Có thể cái này bạch xà là quân bọn người nghiêm túc nghe. Nguyên hạc lão nhân nói, Bạch Tố Trinh cái tên này là công chúa cho thánh nữ lấy. Nói ngươi nếu là Bạch xà thành tinh, họ Bạch đi. Còn Tố Trinh thì là cung chủ nói nhân gian nữ tử lấy mộc mạc trung trinh mà làm phẩm chất tốt, cho nên gọi Bạch Tố Trinh. Thánh nữ tu luyện tốc độ thật nhanh, nhưng tính tình quả thực ngang bướng, cái này có lúc cũng để cho cung chủ rất đau đầu. Nhưng mặc kệ như thế nào, cung chủ đều rất thương yêu thánh nữ, thánh nữ tâm cũng kính trọng nhất cung chủ. Tại thánh nữ 100 tuổi thời điểm, thánh nữ Tu Vi đã đến thần thể cảnh đỉnh phong, cảm nhận được nguyên khí của tiên giới. Cung chủ cùng lão thân đều cảm thấy, thánh nữ chính là hiện nay thế, thiên phú tốt nhất người. Ngày khác thành, chỉ sợ là có thể chấn nhiếp tứ hải bát hoang. Chỉ là, thánh nữ tu luyện tới thần thể cảnh đỉnh phong thời điểm, xuất hiện một vấn đề. Đó là đầu nàng thường xuyên sẽ rất đau đầu, có lúc vô cùng đau đớn, hội lấy đầu đập vào tường. Bất quá đây đều là rất ít xuất hiện tình huống, chỉ là quái lạ, mỗi lần đau đầu về sau, thánh nữ giống như là đổi một người giống như. Trước kia thánh nữ, không sợ trời, không sợ đất, mà lại, sát khí cực nặng. Nàng cực hận hắn người mắng nàng là yêu nghiệt, vì thế, nàng không biết giết bao nhiêu người, cung chủ mấy lần đều bởi vì chuyện này gian dậy qua thánh nữ, có một lần, trực tiếp để cho nàng diện bích hối lỗi ba năm. Nhưng dù vậy, thánh nữ tính tình thủy chung đều là kiệt ngao bất thuần. Chỉ là, Mỗi lần thánh nữ đau đầu về sau, biến thành khác một cái tính tình. Cái kia tính tình lại cực kỳ dịu dàng, hiểu chuyện, nhu thuận. Đương nhiên, thay đổi tính tình về sau, còn có một cái tật xấu. Đó là tu luyện tốc độ cũng cùng không đi, thiên phú giảm xuống rất nhiều. Đây là vì cái gì? Tiểu Thanh nghe vậy, không khỏi giật mình. Nguyên Hạc lão nhân nói, vấn đề này đã từng bối rối qua cung chủ, cung chủ cha thật lâu, sau cùng mới hiểu được là vì cái gì. Vì cái gì? Tiểu Thanh cùng hứa tuyên lập tức hỏi. La quân tâm lại nói, chẳng lẽ đây là hai nhân cách? Nguyên hạc lão nhân nói, nguyên lai lại là, thánh nữ tại mẫu thể thời điểm đợi chính là song bào thai. Cũng là song hoàng đản, nhưng là sau cùng sinh xuống tới thời điểm, nhưng lại không biết vì cái gì chỉ có nàng một cái. Nhưng ở nàng trong đầu, nàng khác một người muội muội lại còn sống. Vốn là, loại tình huống này là cực hiếm thấy, nhưng bởi vì thánh nữ chính là trời sinh linh thể, cho nên một cái đại não cung cấp nuôi dưỡng hai cái nguyên thần, thế mà cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thánh nữ nguyên thần một mực áp chế muội muội nàng, mà sau đó, tại nàng tu luyện càng phát ra lợi hại thời điểm. Muội muội nàng nguyên thần cũng phải lấy tẩm bổ, có lúc muội muội muốn muốn đi ra thời điểm, sẽ cùng thánh nữ não vực sinh ra tranh chấp. Bởi vậy lúc này, thánh nữ sẽ rất đau đầu, đau đầu tới, muội có thể ngắn ngủi nắm giữ quyền chủ động. Nhưng không lâu sau, thánh nữ lại hội một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Thì ra là thế, tiểu thanh bọn người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tiểu thanh nói ra, cũng là nói, hiện tại phát cuồng tỷ tỷ không phải chân thực tỷ tỷ, mà chính là. Sai, nguyên hạc lão nhân nói, hiện tại phát cuồng mới là thánh nữ, trước đó các người bản thân nhìn thấy thánh nữ, là thánh nữ muội muội Năm đó thánh nữ vì tăng lên cảnh giới, triệt để đem trong não vực muội muội ngăn chặn, không tiếc đến Tây Vương mẫu giao chỉ trộm cắp tiên thảo, về sau tây vương mẫu đối nàng chỉ trích mở miệng tất sưng yêu nghiệt thánh nữ dưới cơn nóng giận đại náo giao trì lúc đó thánh nữ tu vi đã đụng chạm đến tiên giới pháp tắc nàng không biết từ chỗ nào đến nữ hoa nương nương thánh khí sơn hà xã tắc đồ bằng vào cái này sơn hà xã tắc đồ thế mà để giao trì người đều đối nàng không thể làm gì thánh nữ vốn hận cực tây vương mẫu năm đó công chủ cùng tây vương mẫu trở mặt những việc này thánh nữ đều nhớ tại thánh nữ đại náo giao trì về sau Tây Vương mẫu vì bắt lấy Thánh Nữ, không tiếc đi Nam Hải phổ Đà thỉnh cầu quan âm đại sĩ. Năm đó cung chủ vì cái gì không có giúp tỷ tỷ đâu? Tiểu Thanh nhịn không được hỏi. Nguyên Hạc lão nhân nói, Thánh Nữ sông Tây Vương mẫu giao chỉ chính là nhanh chóng quyết đoán. Các loại cung chủ biết thời điểm đã bị quan âm đại sĩ Trần Áp đến Tịnh Bình chi. Về sau cung chủ tiến về quan Nam Hải phổ Đà sơn, nhưng là quan âm đại sĩ không có kiến cung chủ, cung chủ tuy nhiên lợi hại nhưng sao lại dám đi mạo phạm quan âm đại sĩ? Nguyên lai là dạng này, tiểu thanh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên hạc lão nhân nói, 10 năm trước, thánh nữ theo nam hải phổ đà sơn trở về. Nhìn thấy nàng thời điểm, lão thân liền biết, nàng không phải nguyên lai thánh nữ. Mà chính là thánh nữ muội muội. chỉ là, việc đã đến nước này, lão thân cũng không tiện nói thêm cái gì. Và lại, lấy thánh nữ tính tình, lão thân cùng cung chủ cũng thực lo lắng nàng lại hội nháo ra chuyện gì tới như vậy hiện tại thánh nữ sẽ đi nơi nào đâu la quân hỏi hắn vừa mới hỏi xong đột nhiên tâm giật mình thầm nghĩ cái này thánh nữ thấy thần giết thần gặp phật giết phật năm đó tây vương mẫu sự tình nam hải phổ đà sự tình chỉ sợ đều là khúc mắc lần này nàng một lần nữa phá phong mà ra chỉ sợ là muốn đi phía tây ngọc sơn tìm tây vương mẫu tính sổ sách nguyên hạc lão nhân nói chỉ sợ muốn đi phía tây ngọc sơn tiểu thanh nhất thời thất sắc nói ra cái kia như vậy sao được tỷ tỷ tuy nhiên lợi hại nhưng cuối cùng vẫn là không thể chống đối nam hải quan âm đại sĩ lần này lại xông ra vô cùng lớn tai họa chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân không được ta phải lập tức phía tây ngọc sơn ngăn cản nàng tiểu thanh nói xong muốn rời khỏi động phủ ngay vào lúc này bên ngoài có tiểu yêu đến báo thanh trưởng lão thánh nữ trở về a à, tiểu thanh vô cùng ngạc nhiên sau đó tiểu thanh tâm lại nhiều khác ý nghĩ, bởi vì nàng biết, trước mắt thánh nữ chính là là chân chính thánh nữ, mà không phải nàng tỷ tỷ kia. Khiến tiểu thanh tâm tư khó tránh khỏi phức tạp. Nhưng mặc kệ như thế nào, tiểu thanh đều lập tức tiến đến cùng Bạch Tố Trinh tụ hợp. Bạch Tố Trinh trở về, vẫn là một thân áo đen. Nàng đem thu linh tố các loại nữ cũng mang về. Thu linh tố các loại nữ bình yên vô sự. Tại thanh thành cung thanh thành điện, áo đen Bạch Tố Trinh cùng tiểu thanh, là quân, hứa tuyên bọn người chính diện gặp mặt. Bạch Tố Trinh sắc mặt rét căm căm, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Cho đến giờ phút này, Tiểu Thanh mới hoàn toàn tin tưởng cái này một băng lãnh sự thật. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh thăm dò tính hô một tiếng. Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Xanh một mắt, nàng ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm lưu động, ta không là tỷ tỷ của ngươi. Tiểu Thanh hốc mắt đỏ lên. Bạch Tố Trinh theo rồi nói ra, các ngươi thanh thành, thành cung người, ta đã mang về hôm nay ta tới là muốn cùng thanh thành cung làm một cái triệt để đoạn đoạn tiểu thanh thân thể mềm mại chấn động la quân cũng có chút khó tin nhìn về phía bạch tố trinh bạch tố trinh lại là căn bản không nhìn la quân cùng hứa tuyên nàng nói với tiểu thanh năm đó ta bị khốn ở nam hải thanh thành cung không một người tiến về cứu giúp ta cùng thanh thành cung ở giữa ân cũng tốt oán niệm cũng được đều tại cái kia hai thời gian trăm năm bên trong toàn bộ xóa bỏ kể từ hôm nay ta không còn là thanh thành cung thánh nữ, ta chính thức thoát ly thanh thành cung, từ nay về sau, thanh thành cung lại cho ta không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu thanh chấn kinh không thể chính mình, cái này, cái này, tỷ tỷ, năm đó. Ta nói qua, ta không là tỷ tỷ của ngươi, bạch tố trinh lạnh lùng nói ra. Tiểu thanh hít sâu một hơi, nói ra, năm đó sự tình, chính là ngươi khư khư cố chấp. Chúng ta không phải là không muốn cứu ngươi, chỉ là trong thiên hạ, người nào có thể chống đỡ Nam Hải quan âm. Tốt, tốt một cái khư khư cố chấp, Bạch Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, đã năm đó ta khư khư cố chấp các ngươi không quản được, vậy hôm nay, các ngươi càng không có quản thúc đạo lý. Ngay vào lúc này, cái kia hồng trưởng lão cùng nguyên trưởng lão vào tới trong điện. Hồng trưởng lão nói ra, thánh nữ, chúng ta thật cao hứng người bản thể trở về. Nhưng ngươi là cung chủ đệ tử, cái này thanh thành cung càng là ngươi nhìn lấy tạo dựng lên bây giờ cung chủ không tại người thân là cung chủ đệ tử nhập thất sao tốt như thế tùy hứng đâu nguyên trưởng lão cũng nói chẳng lẽ ngươi không chút nào đọc tình này phân bạch tố trinh mắt lạnh liếc nhìn hai vị này trưởng lão nàng nói ra tình cảm sớm đã tại ta bị trấn áp tịnh bình hai thời gian trăm năm làm hao mòn hầu như không còn ta cái kia muội muội bọc ngủ sau khi trở về thế mà còn cùng các ngươi làm bạn nhưng bây giờ đã ta đã trở về như vậy thanh thành cung đừng nghĩ lại để cho ta có bất kỳ tình cảm đáng tiếc. Nàng đón đến, nói ra, ta niệm cái này lớn nhất tình cảm, chính là hôm nay còn có thể trở về nói với các ngươi vài câu. Ta nếu không đọc tình cảm, liền đem bọn ngươi cái này cả đám người, hết thảy cho giết. Ngươi, nguyên trưởng lão nghẹn lời, tiểu thanh mấy người cũng là biến sắc. Hồng trưởng lão nói ra, thánh nữ, ngươi mà tính quá nặng. Tiếp tục như vậy, ngươi hội hủy chính ngươi bạch tố trinh cười ha ha một tiếng sau đó nói đầy đủ các người cái này hai con kiến có tư cách gì ở trước mặt ta thuyết giáo quả thực là làm trò cười cho thiên hạ ta hiện tại muốn đi các ngươi lại như cùng ta bực bội liền đem bọn ngươi đều cho giết nàng sau khi nói xong quay người muốn đi chậm đã ngay vào lúc này hứa tuyên đột nhiên ngăn lại bạch tố trinh đường đi cút bạch tố trinh nhìn cũng không nhìn hứa tuyên tay áo phất một cái hứa tuyên bây giờ đã là thần thể cảnh sơ kỳ cũng là làm đại cao thủ nhưng là bạch tố trinh cái này một tay áo lướt nhẹ qua đến cái kia tay áo tinh sát chi lực tổ hợp thành tinh thần pháp tắc giống như là để hứa tuyên trong nháy mắt ngã vào đến vũ trụ chi đầy trời ngôi sao hơn nữa còn có một cỗ to lớn hàn sát lực lượng mãnh liệt đánh tới hứa tuyên phòng bị không kịp cấp tốc lui lại hắn tiếp lấy vỗ tới một trường phanh một tiếng hứa tuyên chỉ cảm thấy uống thuốc kịch liệt chấn động hắn pháp lực vô luận như thế nào cũng ngăn cản không bạch tố trinh tinh thần pháp tắc bén nhọn nhói nhói xâm nhập vào hứa tuyên ngực bụng chi hứa tuyên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi sau đó bạch tố trinh trực tiếp thân hình lóe lên rời đi thanh thành cung ngươi đừng đi hứa tuyên lập tức chạy tới la quân thấy thế lập tức cũng đi theo đây hết thảy phát sinh đều quá mức đột nhiên la quân nhất định phải hiểu rõ ràng đến mức tiểu thanh hồng trưởng lão nguyên trưởng lão còn có thu linh tố bọn người các nàng đều là đứng chết chân tại chỗ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt trời xanh mây trắng hứa tuyên huyết ngọc con thoi đã bị hủy lúc này như thế nào cũng vô pháp truy bạch tố trinh lúc này là quần tại hứa tuyên đằng sau xuất hiện hắn một phát bắt được hứa tuyên bả vai hứa huynh người muốn như thế nào hứa tuyên có chút tâm thần bất an hắn nói ra ta không biết tộc nhân ta đến cùng như thế nào nàng nhất định là biết ta muốn hỏi một chút nàng trước đó hứa tuyên đối bạch tố trinh vẫn là tràn ngập lòng tin nhưng lúc này gặp bạch tố trinh như thế bạo lệ hắn rốt cục lòng tin không đủ la quân trong lòng cảm thấy hứa tuyên tộc nhân là giữ nhiều lành ít nhưng hắn cũng không tiện nói cái gì sự tình càng phát ra phức tạp trần huynh người có thiên hạ vô song thân pháp mau dẫn ta đuổi theo hứa tuyên đột nhiên thỉnh cầu la quân la quân thở dài một tiếng nói ra bạch cô nương thân pháp cũng là lợi hại giờ phút này đã không có nàng nửa phần khí tức người nói ta đến nơi đâu truy a à. hứa tuyên nói ra cái này sự thật là quân vẫn có thể đuổi tới bạch tố trinh chỉ là hắn đang nghĩ cái này đuổi theo tác dụng cũng không lớn a à. nếu như hứa tuyên tộc nhân còn sống cái này ngược lại cũng dễ nói nếu như hứa tuyên tộc nhân không tại cái này hứa tuyên cùng bạch tố trinh đánh lên vậy phải làm thế nào La Quân tuy nhiên tự phụ bản sự lợi hại, nhưng đối Bạch Tố Trinh, thế nhưng là không có nửa phần phần thắng. Hứa Tuyên lúc này thì là tâm loạn như ma. La Quân thở dài, nói ra, hứa huynh, chúng ta vẫn là về trước thanh thành cung đi. Nhìn xem nguyên hạc tiền bối nói thế nào, hắn cũng còn băn khoăn phải cứu cái kia nguyên hạc tiền bối sự tình. Có thể tộc nhân ta, hứa tuyên trung quy là không bỏ xuống được. Vậy cũng xác thực không cách nào buông xuống sự tình nếu như là la quân là la quân tộc nhân la quân lúc này hứa tuyên muốn càng thêm phát cuồng nhưng mọi người lập trường khác biệt la quân cũng không có khả năng đi bồi tiếp hứa tuyên nổi điên hứa tuyên trầm giọng nói ra bạch tố trinh nhất định muốn đi phía tây ngọc sơn tìm tây vương mẫu ta muốn đi ngọc sơn hứa huynh người đi lại có thể thế nào la quân khe khẽ thở dài hứa tuyên nói ra ta phải đi hắn quay người sau đó liền hướng cái kia phía tây ngọc sơn mau chóng đuổi theo la quân thở dài hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này đón lấy la quân xoay người đi thanh thành cung tiểu thanh cùng nguyên trưởng lão hồng trưởng lão đều tiến đến gặp nguyên hạc lão nhân la quân rất nhanh cũng đuổi tới trong động phủ tiểu thanh ba người đem gặp thánh nữ sự tình nói cùng nguyên hạc lão nhân nghe nguyên hạc lão nhân sau khi nghe xong nàng nói ra thánh nữ ta rất giải nàng lòng dạ rất cao, chịu không nổi nhục. Bất quá, nàng cũng không phải là một cái không nói cảm tình người. Nàng cũng sẽ không bởi vì năm đó cung chủ không cứu được nàng mà giận lây sang thanh thành cung. Nguyên trưởng lão nói ra, tiền bối, thánh nữ bây giờ lại là đã biến. Ngài là không có thấy nàng hôm nay thái độ, một thân tả tính cùng sát khí. Vãn bối đều sợ nói thêm gì đi nữa, nàng sẽ đem vãn bối đều cho giết. Hồng trưởng lão nói ra, Năm đó Thánh nữ đại náo Tây Vương Mẫu giao trì, liền kém chút đem Thanh Thành cung đưa vào đến vạn kiếp bất phục cấp độ. Nếu không phải cái kia Quan Âm đại sĩ mở miệng, chỉ sợ hôm nay không biết cái này thánh nữ lại muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân tới. Nguyên Hạc lão nhân nặng nề thở dài, nói ra, đây chính là thánh nữ hôm nay đến đây mục đích, nàng có nàng nhất định phải đi làm sự tình. Nhưng là nàng không nguyện ý liên lụy Thanh Thành cung, bởi vậy mới đến đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại các người muốn làm muốn đi hướng lên trời phía dưới công bố, từ nay về sau, thánh nữ cùng thanh thành cung lại không liên quan. Chúng người thân thể chấn động. Là quần cũng theo hổ khu chấn động, nguyên hạc lão nhân một câu bừng tỉnh mộng người. Ngược lại không phải là mọi người quá đần, nghĩ không ra điểm này. Mà chính là bạch tố trinh kịch làm tốt, nàng sát khí kia tràn ra, người nào cũng nhìn không ra nàng là một phen hảo tâm A. Tiểu thanh nhất thời châu lệ ra, nói ra, mặc kệ như thế nào, nàng đều là tỷ tỷ ta nguyên hạc lão nhân thở dài nói ra nhanh đi xử lý đi vãn bối thực tại không hiểu một việc la quân mở miệng nói ra mọi người liền nhìn về phía la quân la quân tiếp tục nói trước kia bạch cô nương không phải quan âm đại sĩ đối thủ chẳng lẽ đến hôm nay nàng có thể chống lại quan âm đại sĩ sao nàng vì cái gì vẫn là muốn dạng này khư khư cố chấp đâu chẳng lẽ nàng không sợ này thân tử đạo tiêu Nguyên hạc lão nhân nói, thánh nữ từ trước đến nay không biết cúi đầu, càng là muốn nàng cúi đầu, nàng càng phải vung lên cao ngạo đầu lâu. Quan âm đại sĩ muốn thuần hóa nàng, nàng cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục. Nguyên hạc lão nhân lời nói này sau khi đi ra, là quân nhất thời cảm nhận được một loại thảm liệt ý vị. Tiểu thanh đột nhiên nói ra, ta muốn đi phía tây Ngọc Sơn trợ giúp tỷ tỷ. Nàng nói xong đột nhiên rời đi động phủ, sau đó thân hình lóe lên, lập tức rời đi thanh thành cung. Cái này, hồng trưởng lão cùng nguyên trưởng lão cũng là ngăn không được tiểu thanh. Hai người nhất thời có chút hoang mang lo sợ. Là quân liền biết, chuyện này càng phát ra phức tạp. Nguyên hạc lão nhân đối hồng trưởng lão cùng nguyên trưởng lão nói ra, các người trả là nhanh nhanh đi tuyên bố thánh nữ thoát ly thanh thành cung sự tình đi. Nguyên trưởng lão cùng hồng trưởng lão nhìn nhau, hai người theo rồi nói ra, đúng, tiền bối. Đón lấy, hai người này lui ra động phủ, trong động phủ liền chỉ còn lại có nguyên hạc lão nhân còn có nguyên nhất cùng la quân nguyên hạc lão nhân nhìn về phía la quân nàng thoảng qua dễ nói nói tiểu ca nhi lão thân còn một mực không rõ lắm ngươi lai lịch đây la quân lại là không tốt giải thích chỉ phải nói vãn bối tại lâm an thành thời điểm cùng bạch cô nương có chút giao tình lần này bạch cô nương ra chuyện bởi vậy một đường theo tới hắn tiếp lấy lại đem há cả quả lấy ra đây là hỗn độn quả chính là có vô cùng chi thần diệu tác dụng. Nhưng là vãn bối cũng không biết, này quả thực tại tiền bối đến cùng là có chỗ tốt, vẫn là chỗ xấu. Cũng có thể cứu tiền bối tại thủy hỏa, có lẽ sẽ hại tiền bối. Nguyên hạc lão nhân mắt thả ra một tia dị dạng quang mang đến, nàng nói ra, lão thân bây giờ đã là gần đất xa trời, sống không bằng chết. Tiểu ca nhi có thể đem loại bảo vật này cho lão thân, đã là vô cùng lớn ân đức. Lão thân nếu là này chết đi, cũng sẽ chỉ ở tâm cảm niệm tiểu ca nhi ân tình. Nguyên nhất lập tức bi thiết nói ra, lão tổ tông, không nỡ ngài. Nguyên hạc lão nhân bắt lấy nguyên nhất tay, nói ra, ngốc hài tử, lão tổ tông nếu như không ăn, nhất định rời đi ngươi, nhưng lão tổ tông nếu như ăn, có thể có cơ hội về sau còn bồi tiếp ngươi a. À. Nguyên nhất ngơ ngác, sau đó đi vào la quân trước mặt, cho la quân dập đầu ba cái. La quân vội vàng đỡ dậy nguyên nhất, hắn mỉm cười, nói ra, tiểu nha đầu, người đã cho ta dập đầu, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Tới tới tới, cái này ba cái long quả cho ngươi, còn có, cái này huyền kim bảo tháp cũng tặng cho ngươi. Hắn xuất thủ rất đúng hào phóng. Nguyên nhất mặc dù là tiểu yêu, lại liếc một chút nhìn ra cái này long quả phẩm chất bất phàm, cùng cái này huyền kim bảo tháp càng là đồ tốt hơn. Cái này, tiểu yêu không dám muốn, nguyên nhất vội vàng cự tuyệt. Người đứa nhỏ này, chỉ ân đồ báo, là cái tốt hơn nhiều hài tử. Ta gặp ngươi, tâm hoan hỉ, đưa ngươi đồ vật, ngươi nhận lấy." La Quân nói ra. "Ta, Nguyên Nhất tâm như nói đúng không tâm động, đây tuyệt đối là giả. Nếu là Tiểu Ca Nhi có ý tốt, ngươi thu cất đi." Nguyên Hạc lão nhân nói. Nguyên Nhất nói ra, "Cảm ơn ca ca." Nàng sau đó hoan hỉ nhận lấy. Đón lấy, Nguyên Hạc lão nhân đem cái kia hỗn độn quả nuốt xuống đi. Nguyên Nhất cùng La Quân liền khẩn trương nhìn chằm chằm Nguyên Hạc lão nhân hỗn độn quả dinh dưỡng phong phú, mà lại phẩm tính ôn hòa. Lúc này, hỗn độn quả dược lực bắt đầu ở nguyên hạc lão trong thân thể phát ra. Nguyên hạc lão nhân nhắm mắt. Là quân ngưng thần cảm ứng, hắn cảm nhận được cổ dược lực này tại nguyên hạc lão thân thể người chư thiên bên trong vận chuyển, đồng thời kích phát nguyên hạc lão nhân sinh cơ. Nguyên hạc lão nhân pháp lực đã mảy may không tồn tại, lúc này, dược lực tiến vào nguyên hạc lão nhân não vực chi những cái kia tế bào não đã phần lớn khô héo, đối mặt dạng này dược lực, lại là không có biện pháp nào. Vẫn chưa được, là quân tâm hướng xuống trầm xuống, đời này, có quá nhiều chuyện bất lực. Nguyên hạc lão người tế bào thân thể, bị hao tổn nghiêm trọng. Căn bản là hết cách xoay chuyển. Cho dù tốt hỗn độn quả cùng dược lực, nguyên hạc lão người cũng đã không cách nào hấp thu. Là quân liền muốn vận dụng đại số mệnh thuật. Chỉ là rất nhanh, hắn ngăn chặn loại này xúc động. Tuy nhiên không có người nói với hắn hậu quả, nhưng hắn lại rất rõ ràng, một người thọ nguyên hết. Đây là thiên mệnh, thiên ý. Nếu như mình dùng đại số mệnh thuật vì cải biến vận mệnh, như vậy chính mình phải thừa nhận cực chi trọng nhân quả. Là quân tuy nhiên không phải tự tư người, nhưng là một cái không quá tương quan nguyên hạc lão nhân, từ đó nỗ lực thật lớn như thế đại giới, hắn vẫn là không quá nguyện ý. Thiên mệnh không thể trái, là quân nói thầm. Nguyên hạc lão nhân tình huống càng ngày càng hỏng bét, cái kia dinh dưỡng tuy nhiên ôn hòa, nhưng thủy chung không thể bị hấp thu. Dần dần, dinh dưỡng bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo, bắt đầu ở nguyên hạc lão nhân trong kinh mạch tán loạn lên. Lão tổ tông, lão tổ tông, nguyên nhất thấy thế, không khỏi dọa đến khóc lớn lên. Nguyên hạc lão nhân phun ra một ngụm máu tươi tới. Là quần ánh mắt ngưng trọng. Hắn lần lượt khuyên bảo chính mình, thiên mệnh không thể trái. Đại số mệnh thuật cũng không phải là có thể lấy ra lạm dụng đây là nguyên hạc lão nhân số mệnh, nàng vận mệnh chạy tới điểm cuối. Chỉ là, loại này có thể cứu, lại không cứu cảm giác, lại là để la quân cảm thấy rất không thoải mái. Hắn có một nghìn loại lý do không đến được cứu, nhưng lại không cách nào nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Nếu như la quân thật là hết sức, như vậy hắn có thể không thẹn với lương tâm. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy mình tự vấn lương tâm hổ thẹn. Đại ca ca, cầu ngươi mau cứu lão tổ tông nguyên nhất bỗng nhiên hướng la quân quỳ xuống hết sức cầu khẩn la quân có thể tươi sống nếu là đại số mệnh thuật có thể cứu liền cũng là số mệnh lão tử nhân quả đã đủ nhiều không quan tâm nhiều cái này nguyên hạc tiền bối la quân bỗng nhiên cắn răng một cái người sống một đời không cầu người đạt nhưng cầu không thẹn lương tâm vĩ đại số mệnh a la quân lập tức thôi động đại số mệnh phù lục phù lục câu thông lên hư không sâu xa lực lược là quần thọ mệnh cũng đang nhanh chóng thiêu đốt. Cái kia u ám số mệnh khí thức xuyên vào đến nguyên hạc lão người trong thân thể, lập tức bắt đầu cải tạo nguyên hạc lão thân thể người. Nguyên hạc lão người tế bào thân thể hấp thu cỗ này thần số mệnh lực, những cái kia tế bào liền bắt đầu tỏa ra sự sống. Tế bào tỏa ra sự sống, huyết mạch bên trong, ứ ngăn trở địa phương cũng bắt đầu thông suốt lên. Sau đó, nguyên hạc lão nhân liền có thể nhìn một chút hấp thu lên hỗn độn quả lực lượng là quân thọ mệnh điên cuồng thiêu đốt, một trong nháy mắt, liền đã thiêu đốt ngàn năm thọ mệnh. Nguyên hạc lão thân thể người bên trong một lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, mà lại, pháp lực bắt đầu khôi phục. Tế bào một khi bắt đầu khôi phục, liền để cho toàn bộ não vực như cây khô gặp mùa xuân. Là quân lập tức lấy ra năm cái long quả, đánh vào đến nguyên hạc lão nhân khoang miệng chi. Long quả lực lượng lan tràn, nguyên hạc lão nhân thân thể nổi cấp tốc một mảnh thuần dương chi lực, cả người hỏa nhiệt giống như là một cái đại lò nướng. Lúc này, là quân thu hồi số mệnh lực. Lúc trước nguyên hạc lão nhân như muốn bị thổi tắt ánh nến. Mà lúc này, nguyên hạc lão nhân như giã hỏa liệu nguyên. Cả người sinh cơ mãnh liệt đến trước đó chưa từng có cấp độ. Đồng thời, nguyên hạc lão nhân thân thể bắt đầu chảy ra ác ngủ, dòng máu. Thân thể thể nội độc tố, tạp chất, ứ ngăn trở toàn bộ thông suốt. Những thứ vô dụng này phế vật toàn bộ thông qua lỗ chân lông bài xuất tới. Đón lấy, nguyên hạc lão nhân da thịt cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Những cái kia người già văn, cùng da thịt giống như là da rắn một giạc, dần dần cứng rắn, sau cùng trực tiếp chóc ra. Tóc nàng cũng bắt đầu rơi xuống, đồng thời mọc ra tân tú phát tới. Đây hết thảy hết thảy biến hóa, quả thực là có thể xưng tạo hóa chi thần. Cùng lúc đó, là quân cảm giác được số mệnh phù lục chi sinh ra biến hóa một tảng lớn bóng đen bao phủ tại đại số mệnh phù lục chi, bóng ma này u ám, để La Quân cảm giác rất là không ổn. Nhưng cụ thể làm sao cùng không diệu pháp, La Quân cũng không hợp ý nhau. Quả nhiên vẫn là có báo ứng, La Quân nặng nề thở dài. Bất quá nhìn đến nguyên hạc lão nhân một lần nữa tỏa ra sự sống, La Quân vẫn là rất vui vẻ. Mà lại, nguyên hạc lão nhân đã trùng kích đến vũ thánh cảnh đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách thần thể cảnh, chỉ có cách xa một bước. Nàng trước đó chưa từng xông phá cửa ải khó, rốt cục tại la quân trợ giúp phía dưới, xông phá. Nguyên nhất ở một bên cũng là nhìn đến rơi nước mắt. Rất rất lâu về sau, nguyên hạc lão nhân hình dạng rốt cục đình chỉ biến hóa. Lúc này nguyên hạc lão nhân đã không còn là lão nhân, nàng da thịt trắng như tuyết mềm nhỏ, mà lại đầy co giãn. Nàng có một đầu mái tóc đen nhánh, dung nhan cũng biến thành không mỹ lệ, kiều nột. Xem ra như 23-24 tuổi cô nương nàng thân thể, còn có một loại thiếu nữ giống như mùi thơm. Lúc này Nguyên Hạc đã trở thành một cái đại mỹ nhân nhi. Nguyên Hạc lệ nóng doanh tròng. Nàng cấp tốc đứng dậy, hướng La Quân quỳ xuống, nói ra, "Lão thân đa tạ tiểu ca nhi tái tạo tri ân." Tiền bối, như vậy thì làm sao được? La Quân lập tức đỡ dậy Nguyên Hạc. Nguyên Nhất ở bên cạnh vui vẻ nói ra, "Quá tốt, lão tổ tông, người rốt cục không có việc gì." Nguyên Hạc cũng là kích động ôm lấy Nguyên Nhất. Sau đó, La Quân rời đi động phủ, đây là bởi vì Nguyên Hạc muốn thay quần áo. La Quân cùng Nguyên Nhất tại bên ngoài động phủ chờ đợi. Chỉ một lúc sau, Nguyên Hạc đi ra, nàng mặc một thân xanh biếc váy dài, xem ra lại là như xuân hoa rực rỡ. Nàng nghĩ tới cực điểm, mà lại tính tình còn nhiều một phần sống sót sau tai nạn trầm tính, thong dong, đại khí. Lão tổ tông, Nguyên Nhất khoái lạc bổ nhào qua là công tử, Nguyên Hạc hướng La Quân nhẹ nhàng thi lễ. La Quân vội vàng đáp lễ, nói ra, tiền bối cũng đừng chiết sát phản bối. Nguyên Hạc nở nụ cười xinh đẹp, nàng sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, cái kia trời xanh cùng mây trắng là lâu như vậy tuân, xinh đẹp như vậy. Ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào Nguyên Hạc thân thể, Nguyên Hạc lần nữa nước mắt doanh tròng. Là Công Tử, người đối Nguyên Hạc chính là có tái tạo tri ân. Nguyên Hạc hôm nay có thể có dạng này tân sinh, hưởng thụ dạng này ánh sáng mặt trời. Chính là chỉ có thể sống thêm hôm nay, cũng đã không tiếc nuối. Nguyên Hạc nói ra, La Quân mỉm cười, nói ra, đây cũng là tiền bối ngày kiếp số, bây giờ kiếp số đã qua, chính là vận số. Làm Nguyên Hạc bộ dáng như vậy xuất hiện tại Nguyên trưởng lão cùng hồng trước mặt trưởng lão lúc, hai vị kia trưởng lão kinh ngạc đến trong mắt đều kém chút không có rơi xuống. Sau đó, La Quân liền cũng muốn cáo từ. Bên này sự tình như là đã, như vậy cũng là đến khi đi. Nguyên Hạc thì nói ra, là công tử, ngươi là muốn đi tìm thánh nữ A. À. Là quân xác thực vẫn là đến vì thánh nữ sự tình hao tâm tổn trí, bởi vậy cũng không giấu giếm. Nguyên Hạc liền nói ra, thánh nữ cùng ta ở giữa, vẫn là hữu tình phân tồn tại. Ta liền cùng là công tử ngươi cùng một chỗ tiến đến gặp thánh nữ đi. Là quần nào nào, tâm đạo, vậy cũng đúng có thể. Hiện tại cái này thánh nữ chỉnh một cái điên bà nương, lão tử có thể chấn không được nàng A. Như thế làm phiền tiền bối, La Quân nói ra. Nguyên trưởng lão thì nói ra, tiền bối, chúng ta đã tuyên bố thánh nữ thoát ly thanh thành cung. Nàng sự tình, ngài cần gì lại chuyến vũng nước đục này đâu. Nguyên Hạc mỉm cười, nói ra, ta nhìn thánh nữ xuất sinh, cho tới bây giờ tu vi như vậy cấp độ. Nàng sự tình, ta há có thể mặc kệ, như là bất kể, cung chủ biết được, cũng sẽ trách tội ta càng không thể nhìn lại thánh nữ lại lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. nguyên trưởng lão cùng hồng trưởng lão gặp nguyên hạc nói như thế cũng không tiện nói thêm gì nữa. nguyên nhất cũng muốn theo nguyên hạc đi nhưng bị nguyên hạc cự tuyệt. lão tổ tông lần này đi gặp rất nguy hiểm người theo lão tổ tông cùng một chỗ. vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? người vẫn là trước thật tốt tu luyện chờ sau này có bản lĩnh lão tổ tông hội mang người cùng một chỗ. nguyên hạc thuyết phục nguyên nhất nguyên nhất biết nguyên hạc nói rất đúng cũng chỉ đành tâm không cam lòng tình không muốn đáp ứng về sau la quân cùng nguyên hạc rời đi thanh thành cung la công tử ta vốn cho rằng ta cái này một thân ốm đau quả quyết là được không càng không có nghĩ tới thế mà còn có thể khôi phục lại bộ dáng như vậy cẩn thận hồi tưởng lại nhìn bây giờ lại cảm thấy giật mình nhược mộng cung chủ lúc trước cũng từng nói qua ta bệnh này là trị không hết hôm nay người cái kia hỗn độn quả tuy nhiên thần nhưng ta rõ ràng cảm giác được ta là hấp thu không những thứ này dinh dưỡng tại ta mơ mơ màng màng cảm giác được nguyên thần sắp tán loạn thời điểm đột nhiên có một loại thần lực lượng tiến vào trong thân thể ta bắt đầu cải tạo ta tế bào cái này thần lực lượng đến cùng là cái gì lực lượng đâu thế gian này vì sao lại có như thế thần lực lượng nguyên hạc đang phi hành đồ hỏi la quân tới la quân trong lòng trầm xuống hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cùng nguyên hạc giải thích nếu như nói đại khái nguyên hạc cũng sẽ cảm thấy đây là thiên ân tình lớn rất khó tiếp nhận đi hắn ngấm lại cười một tiếng nói ra cũng không có gì là ta tập được một môn công pháp bất quá loại công pháp này không thể thường xuyên sử dụng nhưng ngẫu nhiên sử dụng lại không có gì lớn lao há cái kia đây rốt cuộc là công pháp gì nguyên hạc lại là truy hỏi kỹ càng sự việc là quần nói ra cái này là đại bàn nhược công pháp, thuộc về Phật gia, có thần hiệu quả trị liệu. Nguyên Hạc nói ra, há, thì ra là thế. Nàng thực vẫn là không hiểu, nhưng nàng cũng không hỏi tới nữa, nàng thực là tâm lý rõ ràng. Đã là công tử nói chuyện lấp lóe, chỉ sợ loại công pháp này còn có lớn lao tác dụng phụ. Chỉ là không muốn nói ra a. À. Phần ân tình này, Nguyên Hạc ghi khắc tâm. Phía tây Ngọc Sơn, liên miên 10.000 dặm. Cái kia Ngọc Sơn trắng lóa như tuyết, kiềm hữu tuyết động lâu dài không thay đổi, từ xa nhìn lại, giống như một đầu ngọc long hoành treo chân trời. Tại Ngọc Sơn độ cao so với mặt biển tối cao địa phương, có một chỗ thiên nhiên suối nước nóng. Này suối nước nóng tập hợp thiên địa chi chỗ tinh hoa, tại suối nước nóng bốn phía, diễn sinh ra vô số linh thảo, linh dược, càng có ngàn năm thai ngén một chi tiên thảo. Cái này suối nước nóng, phàm nhân ở bên trong phao, kéo dài tuổi thọ. Cao thủ ở bên trong phao, huyết khí đồng hành, tu vi làm ít công to. Này suối nước nóng, chính là Tây Vương mẫu giao trì. Giao trì là tại hậu sơn, bị trận pháp cùng tường vây bảo vệ, đây là Tây Vương mẫu hậu hoa viên. Tại phía trước thì là trắng như tuyết cung điện, cung điện kia xây dựa lưng vào núi, rộng rãi hùng vĩ. Từ xa nhìn lại, cung điện cùng mây trắng một chỗ, liền thật giống là thiên cung. Mà lúc này, giờ phút này, tại cung điện bên ngoài, đến một tên áo đen nữ nhân. Cái này áo đen nữ nhân, mỹ mạo tuyệt luân, nhưng mỹ lệ khuôn mặt, lại giống như bao bọc một tầng xương lạnh. Nữ nhân này không là người khác, chính là hắc hóa bạch tố trinh. Cung điện bên ngoài, có giao trì thủ vệ chính đang thủ hộ. Toàn bộ giao trì cung điện cũng có đại trận thủ hộ, mà bạch tố trinh là như vậy thần không biết, quỷ không hay tiến vào trong đại trận. Yêu nghiệt phương nào, cũng dám tự tiện xông vào giao trì thiên cung. Cái kia hai tên thủ vệ quát to. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu, nàng không có nói nhiều một câu, mà chính là trực tiếp nhất trưởng chụp tới. Cái kia hai tên thủ vệ lập tức cảm giác được toàn bộ thân thể đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ bóp lấy. Bọn họ nhất thời đau đến ngạt thở, trong nháy mắt, hóa thành một vũng máu. Giết người ở vô hình. Bạch Tố Trinh, tại lúc này, một đạo quang mang lóe qua. Sau đó, hứa tuyên bay tới. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu, hứa tuyên đã ngăn tại Bạch Tố Trinh trước mặt, Bạch Tố Trinh ánh mắt lạnh lùng, nàng nhìn về phía Hứa Tuyên, nói: "Lăn đi." Hứa Tuyên nói ra: "Ta lại hỏi ngươi, tộc nhân ta đâu?" Bạch Tố Trinh lạnh lùng nhìn về phía Hứa Tuyên, nàng theo rồi nói ra: "Bị ta giết. Toàn bộ đều chết, ngươi muốn như nào?" Hứa Tuyên nhất thời hai mắt huyết hồng, hắn nghiêm nghị nói: "Ta giết ngươi." Đón lấy, Hứa Tuyên lập tức xuất thủ, Đại Minh thần chú kiếm. Hứa Tuyên trong một chớp mắt, pháp tướng trang nghiêm đồng thời, miệng nói lầm bẩm hắn tại trong chớp mắt, phát ra sáu cái cổ quái âm tiết. Cái này sáu cái âm tiết hình thành một loại diệu lực lượng nguyên khí. Nguyên khí tại hứa tuyên pháp ấn phía dưới, trực tiếp hình thành một miệng tản ra ánh sáng màu vàng trường kiếm. Trường kiếm chi, nhất thời ẩn chứa Phật gia trang nghiêm to lớn khí tức. Phật giới lực lượng, Bạch Tố Trinh cảm nhận được cỗ lực lượng này, mắt sát khí nhất thời tăng vọt. Nàng hận nhất là Phật giới người cái kia đại minh thần chú kiếm ẩm ẩm ám sát mà ra lực lượng ngập trời quy tắc như núi trong nháy mắt chảm giết tới kim quang lấp lóe bạch tố trinh mắt sát ý lóe qua một tay cầm ra trực tiếp đem cái kia đại minh thần chú kiếm chộp vào tay crack băng một tiếng đại minh thần chú kiếm tất cả quy tắc lực lượng ảo nghĩa trực tiếp bị bạch tố trinh tan thành phấn vụn khẩu này nguyên khí nhất thời tán thành cho tàn Bạch Tố Trinh xuất thủ càng là tuyệt bất sung tình, nàng lại bổ ra nhất trưởng. Phanh một tiếng, hứa tuyên cả người lập tức bay rớt ra ngoài. Sau đó, hứa tuyên nỗ lực chống đỡ ngồi mà lên, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn giống như giấy vàng đồng dạng. Bạch Tố Trinh mắt lạnh, càng không nhiều hơn nhìn hứa tuyên liếc một chút. Nàng đồng thời búng một ngón tay, chính là muốn lấy nhất chỉ tinh sát kiếm chỉ đem hứa tuyên triệt để giết. Tại lúc này, tiểu thanh đột nhiên tới nàng tại nguy cơ chi, đem hứa tuyên vồ lấy, miễn cưỡng tránh đi bạch tố trinh cái này nhất sát chiêu. Tỷ tỷ, tiểu thanh sau đó chợt lách người, đi vào bạch tố trinh trước mặt. Ta nói qua, ta không là tỷ tỷ của ngươi, bạch tố trinh nói ra, lại đến ồn ào, liền ngươi cũng giết. Tiểu thanh nói ra, ta hôm nay đến, không phải khuyên ngươi. Ngươi muốn như thế nào, ta đều cùng ngươi sinh tử cùng tiến thối, chúng ta một ngày là tỉ muội mãi mãi cũng là tỉ muội Bạch Tố Trinh âm thanh lạnh lùng nói, không biết cái gọi là. Nàng đột nhiên phun ra ra một miệng nguyên khí, nguyên khí kia chính là Sơn Hà xã tắc đồ. Sơn Hà xã tắc đồ trong nháy mắt đem Tiểu Thanh cùng Hứa Tuyên bao phủ lại. Hai người này còn không có lấy lại tinh thần, cũng đã bị bắt vào đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong đi. Người nào gan dám xông vào giao trì, ngay vào lúc này, cái kia giao trì cung điện đại môn rốt cục mở ra. Sau đó, mấy đạo thân ảnh bay ra ngoài trong chốc lát liền đem Bạch Tố Trinh vây quanh ở giữa. Người đến chính là Tây Vương Mẫu thủ hạ bát đại kim tiên. Tây Vương Mẫu tại Sơn Hải Kinh ghi chép, chính là nửa người nửa thú, giống nhau là yêu tộc xuất thân. Sau tới tu luyện thành hình người, đồng thời đến đế vị, liền lấy tiên nhân tự cho mình là. Tây Vương Mẫu thủ hạ có bát đại kim tiên, có khác cửu thiên huyền nữ làm đồ đệ. Cũng có 36 tên thạch sùng làm, cùng tứ đại yêu tiên. Đây là Tây Vương Mẫu lực lượng, Tại Tây Vương Mẫu phía dưới, còn có vô số tiên nữ nữ chỉ cùng vô số nam đệ tử. Tây Vương Mẫu cái này một chi, cường đại vô cùng, vẫn luôn cùng Hạo Thiên Đại Đế Hạo Thiên Điện địa vị ngang nhau. Bất quá Hạo Thiên Đại Đế đã biến mất mấy ngàn năm, Hạo Thiên Điện bây giờ ẩn cư Hạo Thiên Thần Sơn chi, cơ bản không hỏi thế sự. Bát Đại Kim Tiên, phần lớn đều là thần thể cảnh tu vi, cũng có vô thánh cảnh đỉnh phong, lợi hại nhất thì là hư tiên kỳ. Bát Đại Kim Tiên đều có pháp bảo các có bản lĩnh. Dân gian chi, lưu truyền có bát tiên quá hải, cái kia bát tiên chi, liền có cái này bát đại kim tiên cái bóng. Bất quá đây vốn là một khoản sổ sách lung tung, bát tiên quá hải, vốn cũng là hư huyễn truyền thuyết. Tại cái kia hạo thiên điện chi, cũng không có lữ đồng tân dạng này thần tiên. Lúc này bát đại kim tiên ra hết, nhưng cũng là đối bạch tố trinh một loại coi trọng. Cùng lúc đó, lại có hai bóng người thoáng hiện, người đến lại là tứ đại yêu tiên chi hai tên yêu tiên theo thứ tự là cửu đầu kim diêu vương thái nguyên tiên tử thao thiết yêu vương đồ lâm thái nguyên tiên tử rất mới là mỹ mạo một thân áo tím nhẹ nhàng mà động cả người tiên khí tung bay liền giống như cửu thiên huyền nữ đến mức thao thiết yêu vương đồ lâm lại như cũng lại yêu quái thân thể nó thân hình to lớn vô cùng toàn bộ thân thể đều kết đầy lớp vảy màu xanh một đôi mắt giống như to như gương mặt tiểu thao thiết yêu vương thân thể tản mát ra cực năng lượng cường đại tới Bạch Tố Trinh, nguyên lai là người yêu nghiệt này. Làm Thái Nguyên Tiên Tử thấy rõ ràng Bạch Tố Trinh về sau không khỏi kinh ngạc. Bạch Tố Trinh lạnh lùng nhìn về phía Thái Nguyên Tiên Tử, nàng bỗng nhiên cười lạnh nói ra, người tiểu yêu này thế mà còn nhớ rõ ta. Bạch Tố Trinh cười ha ha một tiếng nói ra, chính người giống như ta xuất thân, mở miệng ngậm miệng người khác là yêu nghiệt, ngươi phần này cao ngạo đến cùng là ai cho ngươi? A, à, ta Minh Bạch, chủ tử các ngươi đồng dạng là cái yêu thú xuất thân, về sau tu chút bản sự, bị thế nhân phong cái nữ hoàng tên, liền cũng bắt đầu tự cho là thanh cao. Cảm thấy nhìn thấy giống chúng ta dạng này yêu tộc xuất thân, liền muốn lấy đó khinh bỉ, như thế mới có thể làm ra khác nhau, làm đến chính mình tựa như là tài trí hơn người giống như. Bạch Tố Trinh, Thái Nguyên Tiên Tử nói ra, ngươi là có bao nhiêu tự ti, một câu yêu nghiệt, liền để ngươi giống như là bị dẫm cái đuôi một dạng, hoa hoa gọi bậy. Nếu là ngươi tâm không thèm để ý, như thế nào lại để ý người khác đối người một câu yêu nghiệt xưng hô. Bạch Tố Trinh mắt lộ ra hàn quang đến, nàng nói ra, tiểu yêu, người lại sao hiểu tâm tư ta. Nhìn không ra, mới có chấp nhất, chấp nhất chi, mới có chân đạo, nếu là cái gì đều nghĩ thoáng, còn tu cái gì nói, thành cái gì tiên, cứ làm cái kia một mảnh nhàn vân tính toán. Hôm nay ta tới, chính là muốn đem chúng ta chuyện cũ trước kia, cùng nhau tính toán cái rõ ràng. Cái kia thao thiết yêu thú đổ lâm ở một bên mở miệng, nó mặc dù là yêu thú thân thể, nhưng cũng có thể miệng nói tiếng người. Bạch Tố Trinh, năm đó người đảo loạn giao trì cung, bằng bất quá là sơn hà xã tác đồ cùng ngươi thân pháp chi huyền diệu. Nếu không phải hai thứ này pháp bảo, người há có thực lực cùng giao trì cung chống lại. Về sau, quan âm đại sĩ xuất thủ trừng trị, áp người 200 năm, chính là một trận tạo hóa. Không nghĩ tới, lúc này mới thả ngươi ra ngoài mấy năm, ngươi liền lại tới thói cũ nảy mầm. Lần này, ta khuyên người vẫn là lập tức rời đi. Không phải vậy lời nói, lần này cũng không phải áp cái 200 năm đơn giản như vậy. Người một thân tu vi không dễ, vẫn là muốn tiếc phúc tốt. Thật sao, Bạch Tố Trinh nói ra, các người muốn ta làm, ta hết lần này tới lần khác không làm. Các người sợ hãi ta làm, ta toàn bộ đều sẽ làm. Hôm nay, ta muốn để cho các người giao trì cung máu chảy thành sông, một tên cũng không để lại. Nói khoác mà không biết ngượng bát đại kim tiên đứng đầu lưu anh mới mày kiếm dựng lên lạnh hừ một tiếng lưu anh mới chính là niên nam tử bộ dáng áo trắng đai lưng ngọc hắn là hư tiên cảnh kỳ cao thủ chính là giao trì cung thực lực chiến tướng tay càng có tam hỏa thiên hoa diễm pháp bảo hắn tu luyện là huyền dương chân hỏa công phối hợp lên tam hỏa thiên hoa diễm đến cường đại đến biến thái cấp độ bạch tố trinh lạnh hừ một tiếng nói ra nói nhảm cái gì cái kia động thủ đi Bạch Tố Trinh đột nhiên, tế ra ngôi sao hư ảnh. Thất túc ngôi sao, chấn áp. Oanh! Cái kia ngôi sao hư ảnh đột nhiên tăng vọt, thế mà trong nháy mắt đem trọn tòa phía tây Ngọc Sơn toàn bộ bao phủ lại. Giống là địa cầu treo ở như núi. Phạm vi ngàn dặm, toàn bộ đều là cái này ngôi sao hư ảnh bao phủ. Ngừng đầu, đã nhìn không thấy bầu trời, chỉ có cái này một mảnh ngôi sao. Cái kia ngôi sao hư ảnh chi, lại có biến hóa ngôi sao hư ảnh bên trong xuất hiện bác đầu thất tinh bác đầu thất tinh bố thành trận pháp sau cùng trong nháy mắt bắn ra thất đạo quang hoa tới thất đạo quang hoa chính là bảy đạo ngôi sao chi kiếm ngôi sao chi kiếm chém xuống nói đạo kiếm quang tráng kiện như ngọc long viết sơn lại như là bảy con thái cổ thiên long hóa thành lôi đình trấn áp xuống oanh ngôi sao đầy trời pháp tắc cùng vẫn thiết mùi vị còn có một loại hủy thiên diệt địa khủng bố pháp tắc ẩn chứa Bạch Tố Trinh cái này vừa ra tay, nhất thời để bát đại kim tiên cùng hai đại yêu tiên thất sắc. Bực này thuật pháp công kích, đã không phải là tiểu đạo thuật pháp, mà là chân chính thiên tai địa nạn. Mắt thấy, trong nháy mắt, toàn bộ thiên cung giao chỉ phải hóa thành cho tàn. Bạch Tố Trinh, người muốn chết, Lư Anh mới điểm ra tam hỏa thiên hoa diễm đến, nhưng gặp một chiếc to lớn cổ đồng ngọn đèn xuất hiện, ngọn đèn chi, ba đóa thiên hoa hỏa diễm. Lư Anh mới thôi động huyền dương pháp lực, vẫy tay một cái, liền đem ba đóa thiên hoa hỏa diễm bóp nơi tay. Oanh! Một giây sau, ba đóa thiên hoa hỏa diễm vây xung quanh Bạch Tố Trinh, trong nháy mắt tách ra khủng bố tuyệt luân lực sát thương tới. Nhiệt độ kia, tuyệt đối có thể đem thế gian hết thảy pháp tắc đều trong nháy mắt hủy diệt. Bạch Tố Trinh tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng không có ngạnh kháng lư anh mới thiên hoa diễm, nàng thân thể lóe lên, tại nguy cơ chi, cũng đã trực tiếp nhảy vào đến cái kia ngôi sao hư ảnh chi thiên hỏa diễm kiếm lữ anh mới một chiêu thất bại lập tức khu kiếm cái kia ba đóa thiên hoa diễm hóa thành một miệng thiên hỏa diễm kiếm lôi đình chém tới cái kia ngôi sao thất kiếm một trong kiếm ầm ầm tinh thần kiếm lực tướng thiên hỏa diễm kiếm trong nháy mắt chém giết thành cho tàn lữ anh mới sắc mặt nhất thời trắng bệch bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới cái này sao có thể lữ anh mới hoảng sợ hắn nhưng là hư tiên cảnh kỳ cao thủ mà lại hắn thiên hỏa diếm kiếm, uy lực tuyệt luân. Làm sao có thể liền một điểm sức chống cự đều không có. Lữ Anh mới không dám tưởng tượng A. À. Hắn không hiểu đây là vì cái gì, hắn lần nữa nhìn về phía Bạch Tố Trinh lúc, tâm thầm nghĩ, cái này nữ nhân điên, tu vi đến cùng đến mức nào. Không có người biết, Bạch Tố Trinh tu vi đến cùng đến mức nào. Mà lại, nàng ngôi sao hư ảnh lực lượng, cùng Sơn Hà xã tắc đồ, vậy cũng là thánh nhân nữ oa nương nương pháp bảo, bực này lực lượng, tại nhân gian thi triển, lại là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cái kia thao thiết yêu thú bạo giống một tiếng, đột nhiên đem một miệng nguyên khí phun ra mà ra. Cái này nguyên khí chính là đầu hắn thanh giác luyện hóa, dung hợp ngũ hành chi lực, không gì không phá. Đồng thời, kiên cố không. Cái này thanh giác ở trên không hóa thành to lớn thanh sắc thần thuẫn. ầm ầm ngôi sao chi kiếm trong nháy mắt đem cái kia thanh sắc thần thuẫn chém giết thành phấn vụn thao thiết yêu thú bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới còn lại bảy đại kim tiên bao quát thái nguyên tiên tử nhao nhao đồng loạt ra tay chống cự ngôi sao hư ảnh ngôi sao thất kiếm nhưng là một giây sau bọn họ toàn bộ đều bị ngôi sao thất kiếm trọng thương cùng lúc đó ngôi sao thất kiếm thế đi không giảm chính là muốn đem cả tòa giao trì cung hóa thành cho tàn cũng là tại lúc này cái kia cử thiên huyền nữ rốt cuộc xuất thủ thông thiên kiếm bờ sông cái kia cửu thiên huyền nữ cùng thanh thành cung huyền nữ cũng không phải là cùng một người. Cửu thiên huyền nữ chính là Tây Vương Mẫu đặt tên, là muốn cửu thiên huyền nữ tới dọa thanh thành cung cung chủ huyền nữ một đầu. Cửu thiên huyền nữ xinh đẹp phi phàm, nàng một thân trắng như tuyết váy dài, phiêu nhiên xuất hiện. Nàng sợi tóc, mọc ra ba trượng, cả người bay tới thời điểm, tóc dài linh động tung bay. Ngay tại lúc đó, cửu thiên huyền nữ pháp bảo thông thiên kiếm bờ sông thi triển đi ra. Trong nháy mắt, tại giao chỉ cung điện hư không, cuồn cuộn kiếm khí màu trắng tạo thành thông thiên hà nước, kiếm kia bờ sông chi thủy, chính là là một loại quái tinh cương trạng thái dịch nước. Dịch thể lúc, liền như mặt nước mềm mại, nhưng cứng lại lúc, lại kim cương vẫn thiết còn cứng rắn hơn mấy lần. Cái kia thông thiên kiếm bờ sông tại giao chỉ cung hư không hình thành, giống như là một tòa đại hải ở trên trời lao nhanh. Màu trắng trạng thái dịch kiếm hà sóng sau cao hơn sóng trước, hung hãn vô cùng bảy đạo ngôi sao chi kiếm chém vào đến thông thiên kiếm bờ sông chi cái kia thông thiên kiếm bờ sông lập tức kịch liệt quay cuồng lên thông thiên kiếm bờ sông cấp tốc hình thành lốc xoáy bên trong thiên địa vòng xoáy này rất nhiều trăm ngàn dặm dài giống như là toàn bộ bầu trời đám mây bị quấy thành lốc xoáy bảy đạo ngôi sao chi kiếm chém vào tiến đến cuồn cuộn lao nhanh nhưng cuối cùng đều không có phá vỡ thông thiên kiếm bờ sông bạch tố trinh bổn tỏa cái này thông thiên kiếm bờ sông vừa vặn thiếu một mực ngôi sao rất lực thối luyện, không nghĩ tới ngươi đến thật sự là kịp thời. Bây giờ, bổn tỏa cái này thông thiên kiếm bờ sông lại có thiên hạ trí hàn tinh sát chi lực, cái này thật đúng là phải thật tốt cảm tạ ngươi. Cửu thiên huyền nữ xuất hiện, nàng tại hư không chi, hướng cái kia ngôi sao hư ảnh cười lạnh. Vậy phải xem ngươi, tiêu tan không tiêu thụ nổi, bạch tố trinh lạnh quát lên. Đón lấy, ngôi sao hư ảnh toàn bộ trấn áp xuống, chính là muốn đem cái này thông thiên kiếm bờ sông đánh nổ. Cửu Thiên Huyền Nữ thân thể chuyển một cái, cấp tốc vồ bắt. Trong nháy mắt, cả tòa thông thiên kiếm bờ sông hình thành một miệng thiên địa cử kiếm. Khẩu này cư kiếm hung hăng chém vào đến ngôi sao hư ảnh chi. Huyền nữ, sư phụ ngươi đến đều không đủ nhìn, Bạch Tố Trinh đột nhiên lệ cười một tiếng, nói ra, bằng ngươi, liền cho rằng có tư cách chống đối với ta sao? Sau đó, Bạch Tố Trinh còn nói thêm đã ngươi muốn ngôi sao rất lực thối luyện ngươi thông thiên kiếm bờ sông, tốt, ta thành toàn ngươi. Ngôi sao vỡ vụn, bạch tố trinh toàn thân quần áo, không gió từ trống. Trong nháy mắt đó, cả tòa ngôi sao đột nhiên vỡ vụn. Ầm ầm. Tận thế Hàng Lâm, ngôi sao chi sơn bờ sông, hải dương, đất đai, hết thảy hết thảy bắt đầu bị một loại lực lượng kinh khủng nổ bể ra tới. Giống như là cả tòa địa cầu bị từ nội bộ hủy diệt, bắt đầu nổ tung đây là tinh sát lực lượng tinh sát hình thành địa ngục ngôi sao lửa hủy diệt hết thảy dầm dầm rầm hủy diệt chi loại này hủy diệt lực lượng hình thành khủng bố hủy diệt pháp tắc hết thảy sự vật đều muốn bị hủy diệt cái kia thông thiên cự kiếm tại dạng này lực lượng phá hủy phía dưới cũng bắt đầu chống đỡ không nổi hủy diệt pháp tắc xuyên vào đến thông thiên cự kiếm bên trong đón lấy tinh sát chi lực nổ tung ầm ầm thông thiên cự kiếm nổ bể ra đến sau cùng tất cả thông thiên kiếm bờ sông đều bị dung nhập vào ngôi sao nổ tung vật chất chi. Cả tòa ngôi sao hư ảnh, hóa thành đầy trời bụi đất, vẫn thiết. Sau cùng, tất cả lực lượng thu liếm, trăm ngàn dặm ngôi sao hư ảnh thu liếm thành một đạo bạch quang. Cái này đạo bạch quang liền bị bạch tố trinh hút vào đến não vực chi. Cửu thiên huyền nữ rơi xuống giao trì cung điện trước mặt, sắc mặt nàng trắng bệch, cũng theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Bạch tố trinh đứng ở hư không chi, giống như là nhất tôn diệt thế nữ vương. Nàng dùng bế nghệ ánh mắt, lạnh lùng nhìn lấy tòa này giao trì cung điện. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Tại lúc này, cái kia phía đông đột nhiên kim quang đại thịnh. Kim quang rất nhanh hình thành một cái thông đạo. Cái thông đạo này dài tới trăm dặm, thông đạo chi, kim quang pha trộn, thậm chí tại toàn bộ bầu trời chi, đều hình thành một loại như cảnh không thực giống như tồn tại. Cái kia cảnh không thực bên trong chính là Tây Phương cực lạc thế giới, cũng là Phật giới có thập bát la hán linh sơn chi phật tổ giảng kinh phật nhạc đông đảo càng có mặt đất không ngừng tuôn ra gót sen đó là khiến người ta vô hướng hướng lại giác tâm linh an vui vị trí thông đạo chi quan âm đại sĩ cùng tây vương mẫu cùng lúc xuất hiện tây vương mẫu xinh đẹp phi phàm ung dung hoa quý mà quan âm đại sĩ ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm nghiệp hỏa gót sen chi tay cầm tịnh bình quan âm đại sĩ sau lưng chính là có thập nhị trọng Phật quang, những thứ này Phật quang, nhất trọng nhất trọng, sau cùng hình thành bình chướng. Lúc này, là quân cùng nguyên hạc ẩn núp trong bóng tối. Là quân nhìn đến quan âm đại sĩ lúc, tâm trấn nhiếp không, lão thiên, ta thế mà nhìn đến tránh thức quan âm đại sĩ. Chỉ gặp cái này quan âm đại sĩ mặt mũi hiền lành, cho người ta cực an lành cảm giác. Lại cảm thấy nàng không gì làm không được, nhưng lại từ bi chúng sinh. Phật, đây là Phật, là quân nói thầm trong lòng của hắn, đối Phật thực không có hảo cảm quá lớn. Bởi vì cái kia đại lôi âm phổ độ Pháp, căn bản là một loại tẩy não. Quan âm đại sĩ khuôn mặt cũng có một tầng pha trộn, khiến người ta nhìn không rõ ràng. ngẩng đầu nhìn lại, cảm giác cái kia tầng 12 Phật quang lóa mắt, giống như là đang nhìn nhất tôn mặt trời giống như. Ha ha, Bạch Tố Trinh cười to lên, nàng nhìn về phía quan âm đại sĩ, nói, Nam Hải quan âm, từ hàng phổ độ, diệu thiện người rốt cục tới cái này Tây Vương Mẫu là người thủ hạ một con chó sao. Gặp nàng bị khi phụ, người cái này làm chủ nhân, nhanh như vậy ngồi không yên. Tây Vương Mẫu vốn là ung dung hoa quý, nghe vậy không khỏi nổi giận. Bạch Tố Trinh, ngươi, Tây Vương Mẫu giận dữ. Ta thế nào, Bạch Tố Trinh hùng hổ dọa người, nói ra, ngươi không phải tự khoe là thần, xem thường ta bực này yêu nghiệt sao. Làm sao ngươi đường đường giao chỉ cung, ngay cả ta một cái yêu nghiệt đều không trấn áp được đâu tây vương mẫu cái này giận a à. bất quá tại lúc này quan âm đại sĩ thanh âm ôn hòa vang lên nàng nói ra bạch tố trinh người đã quay đầu vì sao lại muốn dẫm lên vết xe đổ lâm vào cái này vô biên khổ hải chi bạch tố trinh nói ra diệu thiện người nói cho ta biết cái gì là khổ hải cái gì lại là cực nhạc người phật môn là cực nhạc địa phương khác là khổ hải sao quan âm đại sĩ nói ra a di đà phật ta phật môn đông đảo độ hữu duyên nhân. Trong nhân thế, tham sân si khổ, bạch tố trinh người oán niệm quá sâu, nếu không có Phật môn giải cứu, ngày khác sợ khó tốt. Bạch tố trinh nói ra, những thứ này lừa gạt cái kia phàm phu tục tử lời nói, ta nhìn ngươi là không cần phải nói. Quan âm đại sĩ nói ra, mỗi người một vẻ, mọi người chi tướng. Chúng người tin tưởng đồ, vật, ngươi chẳng thèm ngó tới. Bạch Tố Trinh, ngươi là bị oán niệm che đầy hai mắt, chẳng lẽ ngươi cho rằng, cái này thiên địa chúng sinh chi chỉ có ngươi một người thanh tịnh mà chúng sinh đều là si mê hư ảo bạch tố trinh nói ra hai trăm năm người mãi mãi cũng là những thứ này thủ đoạn diệu thiện người độ không ta quan âm đại sĩ nặng nề thở dài nàng nói tiếp bạch tố trinh bổn tọa nói qua phật môn chỉ độ hữu duyên nhân đã ngươi khăng khăng như thế vậy bản tọa cũng chỉ có phế ngươi thần thông miễn cho ngươi lại vì họa người khác bạch tố trinh nói ra đã như vậy vậy chúng ta đừng nói nhảm tới đi diệu thiện cái kia một cái chớp mắt bạch tố trinh đột nhiên nhảy lên một cái nàng sơn hải xã tắc đồ tế ra tới sơn hải xã tắc đồ phiên sơn đảo hải trong nháy mắt sơn hải xã tắc đồ thiên địa sơn hải xuất hiện tại hư không liền muốn đem quan âm đại sĩ bao bọc vào ngay vào lúc này quan âm đại sĩ cũng xuất thủ quan âm đại sĩ thân thể cấp tốc biến lớn đầy trời kim quang thế giới cực lạc Kim Quang Chi, quan âm đại sĩ cao đến vạn trượng, nàng giống như là mặt trời đồng dạng tồn tại. Nhưng Kim Quang kia lại cũng không nóng rực, tắm rửa, ấm áp. Kim Quang Chi, 10.000 loại Phật đà hiển hiện, Phật đà cùng nhau đọc trải qua. Nhất thời, tránh thức thế giới cực lạc hiển hiện. Cái kia trải qua thanh âm an lành mà đông đảo, cấp tốc đem Sơn Hà xã tác đồ đủ loại quy tắc hạn chế lại. Sơn Hà xã tác đồ lập tức thu nhỏ, sau cùng trực tiếp trở lại bạch tố trinh tay. Đáng giận, Bạch Tố Trinh tức giận không thôi. Nàng lần nữa tế ra ngôi sao hư ảnh. Cái kia ngôi sao hư ảnh cấp tốc bắt đầu tăng mạnh, mà trải qua lực lượng cũng cấp tốc quấn chặt lấy ngôi sao hư ảnh. Cái kia ngôi sao hư ảnh như hình người, mà đã là hình người thân thể vô số quái thủ. Hình người muốn tăng vọt, trải qua lực lượng lại đem hình người áp chế gắt gao ở. Bạch Tố Trinh, quan âm đại sĩ nói ra, người đi theo bổn tòa hơn 200 năm, biết rõ lấy người tu vi, không có khả năng chống lại từng chiếm được bổn tọa. Vì sao ngươi hôm nay nhất định phải được lớn như thế làm trái sự tình? Bạch Tố Trinh cắn răng, nàng huyết hồng hai mắt, nói ra, bởi vì cái này 200 năm đến, ngươi một mực độ hóa, độ hóa ta cái kia muội muội ngốc, không ngừng áp chế ta. Ngươi cho rằng ta hội hướng ngươi khuất phục? Không, ta hôm nay đến là phải nói cho ngươi, thiên hạ này có một loại người, tình nguyện chết cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục muốn ta hướng người Phật môn cúi đầu, tiếp nhận Phật môn độ hóa, không bằng chết. Quan âm đại sĩ nói ra, a di đà Phật, đã như vậy, bổn tỏa cũng chỉ đành như ngươi mong muốn. Sau đó, nàng lại lần nữa niệm lên trải qua tới. Đi qua vô lượng ức kiếp có Phật xuất thế, tên ngàn quang vương tĩnh ở Như Lai, vì ta nói phổ biến đại viên mãn không ngại buồn phiền tâm đại Đà La Ni, lúc ta bắt đầu ở ban đầu, vừa nghe buồn này, ngừng lại siêu tám địa. Tức phát đại nguyện, nếu có thể làm đến lợi ích chúng sinh người, lệnh ta thân thể sinh thiên thủ thiên nhãn, phát là nguyện đã, quả đều là có đủ. Sáu loại chấn động, chư Phật tỏa ánh sáng đến chiếu ta thân thể cùng vô biên giới. Từ ta ban đầu lấy được rượu rượu người tính, tâm tinh tin tức còn để lại, kiến thức cảm giác biết rõ không thể ngăn cách, thành một hòa hợp thanh tịnh bảo bối cảm giác, ta ngày xưa có thể hiện đông đảo rượu cho, có thể nói vô biên bí mật thần chú. Hoặc hiện một bài ba bài thậm chí tám vạn bốn nghìn nhấp nháy giả la bài hai cánh tay bốn tay, thậm chí tám vạn bốn nghìn mẫu đà la cánh tay. Hai mục đích tam mục bốn mắt chín mục đích thậm chí tám vạn bốn nghìn thanh tịnh bảo bối mục đích. Hoặc từ hoặc uy hoặc bình tĩnh hoặc tuệ cứu hộ chúng sinh đến đại tự tại. Quan âm đại sĩ tự mình niệm kinh, cái kia trải qua lực lượng càng càng quảng đại cuồn cuộn, nàng thân thể liền thật hóa thành thiên thủ quan âm, có rất nhiều khuôn mặt tồn tại. Cái này rất nhiều khuôn mặt, cùng một chỗ niệm tụng trải qua. Trải qua oanh một tiếng, liền đem cái kia ngôi sao hư ảnh chấn áp thành phấn vụn bạch tố trinh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới sau đó bạch tố trinh lại bị đầy trời trải qua bao trùm hỏng bét thánh nữ vậy phải làm sao bây giờ nguyên hạc thấy thế hoảng sợ thất sắc la quân nhìn lấy cái kia thiên không chi thế giới cực lạc cũng nhìn đến bạch tố trinh bị trải qua hoàn toàn bao trùm hắn lúc này cũng không có mảy may biện pháp quan âm đại sĩ quá kinh khủng Nguyên lai đây là Phật giới lực lượng, căn bản không có khả năng chống lại. Ta cho dù là đem tất cả thọ mệnh hao tổn không còn một mống, cũng ứng phó không dạng này thế giới cực lạc a." À. La Quân Tâm nói thầm. Nguyên Hạc lo lắng không, nhưng nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. La Quân sắc mặt nặng nề, lòng hắn thầm nghĩ, tiếp tục như vậy, Bạch Tố Trinh chỉ sợ là chết chắc. Nàng như vừa chết, ta nhiệm vụ chẳng lẽ không phải muốn thất bại. Đây là cứu Tỉnh Linh Nhi biện pháp duy nhất ta không thể để cho bạch tố trinh ra chuyện. thế nhưng là ta phải làm gì đâu. là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. bây giờ lòng hắn lớn nhất chấp niệm chính là cứu tỉnh linh nhi. còn lại hắn đều có thể thả ở phía sau. dừng tay. tại lúc này, là quân bỗng nhiên chợt quát một tiếng, hắn đột nhiên bay ra ngoài. là quân ánh mắt lại là nhìn thẳng cái kia cửu thiên huyền nữ. cửu thiên huyền nữ bản thân bị trọng thương, là quân vừa ra tay liền thi triển ra số mệnh lực. Thiêu đốt 500 năm thọ mệnh, đem số mệnh lực lượng vòng trong tay, sau đó hướng cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ vồ bắt đi qua. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức cảm giác được một đạo bàn tay lớn màu đen chảo nhiếp tới, muốn chết. Cửu Thiên Huyền Nữ tu vi chính là Hư Tiên cảnh đỉnh phong, chính là Tây Vương mẫu tay phía dưới đệ nhất cao thủ. Tuy nhiên bị thương nặng, nhưng như thế nào là quân có thể tùy tiện ứng phó. Nàng lập tức nhất trường bổ ra. Ầm. Um, tại lúc này, quái sự tình phát sinh. La Quân hắc sát đại thủ ấn theo cửu thiên huyền nữ trưởng lực chi yên ổn xuyên qua, sau đó một cỗ vô hình ràng buộc lực lượng đem cửu thiên huyền nữ bao phủ. Một giây sau, cửu thiên huyền nữ đã bị la quân bắt lấy. La quân một cái bóp lấy cửu thiên huyền nữ trắng như tuyết cái cổ, sau đó bay trên trời hư không, đối mặt cái kia thế giới cực lạc quát lớn, quan âm đại sĩ, người như lại không dừng tay, ta liền để cái này huyền nữ lập tức thân tử đạo tiêu. Nguyên hạc núp trong bóng tối, thấy thế không khỏi lần nữa thất sắc. Lúc này là quần thế mà cũng dám đứng ra, nàng cảm động đến rơi nước mắt. Đồng thời cũng là tâm xấu hổ, bởi vì nàng không có dũng khí đứng ra. Đây là không có chút nào phần thắng ha. Audio điện tử võ tấn bền. A Di Đà Phật, quan âm đại sĩ lại ngâm một tiếng niệm Phật. Nhất thời, A Di Đà Phật bốn cái chữ to màu vàng đột nhiên tại hư không cái chi hình thành trong nháy mắt hình thành kim sắc tia đem la quân phía dưới bao phủ lại. La quân chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, đón lấy, kim sắc tia bao phủ xuống. Cái này kim sắc tia theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, đến không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, giống vốn nên là ra hiện ở cái địa phương này. Mà lại, kim sắc tia chi, còn ẩn chứa cường đại Phật giới pháp tắc. Loại này Phật giới pháp tắc an lành, nở nang, vô biên vô hạn. Là quân lập tức tế ra lục tiên kiếm, sau đó một kiếm chảm giết ra ngoài. Lục tiên kiếm gì sắc bén, sát khí nhất thời cùng cái kia Phật giới chi khí hình thành mãnh liệt đúng. Nhưng là Phật giới chi khí thuần hậu vô biên, sát khí tiến vào, lập tức như đun sôi nước sôi. Có thể chỉ một lúc sau, cái kia nước sôi lại đưa về bình tĩnh. Kim sắc tia trực tiếp đem La Quân cùng Cử Thiên Huyền Nữ bao phủ ở bên trong. La Quân cảm giác được cái này kim sắc tia, mỗi một sợi tơ đều là giống như là có sinh mệnh lập tức bắt đầu khóa lại la quân kinh mạch, khí huyết, vân vân. Nếu là trần trừ nữa đến một lát, la quân chính là liền pháp lực cũng không thi triển ra được. Phá, la quân cấp tốc vận chuyển lục tiên kiếm, chém ra thần diệu một kiếm. Cùng lúc đó, cái kia 100 năm số mệnh lực quấn quanh đi. Phanh một tiếng, kim sắc tia liền bị chém ra một đầu lỗ hồng tới. La quân lập tức bắt cửu thiên huyền nữ, lại thi triển ra đại na di thuật, rời đi kim sắc tia khống chế. Từ hàng phổ độ, quan âm đại sĩ, vãn bối biết ngài có vô biên thần thông, muốn giết vãn bối, dễ như trở bàn tay. Chỉ là vãn bối tuy nhiên bất tài, muốn giết huyền nữ, cũng là dễ như trở bàn tay. Còn mời đại sĩ không muốn lại thăm dò vãn bối bản sự, hôm nay vãn bối như là đã xuất thủ, liền đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Là quân tại hư không chi bắt huyền nữ, hướng cái kia thế giới cực lạc chi quát nói. Cũng là vào lúc này, thế giới cực lạc biến mất quan âm đại sĩ thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Mà Bạch Tố Trinh đã bị quan âm đại sĩ một lần nữa bắt bỏ vào đến tịnh Bình Chi, tay nàng cầm tịnh Bình, người đứng tại thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chi. Sau lưng thập nhị trọng Phật Quang, rất là lóa mắt. Người tiểu bối này, tranh thủ thời gian thả đồ nhi ta. Tây vương mẫu lạnh giọng quát nói, người bây giờ thả người, bản tôn còn có thể tha cho người nhất mệnh, nếu là. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta biết, một cái cửu thiên huyền nữ, các ngươi chưa hẳn để vào mắt. Chỉ là quan âm đại sĩ đã chính là từ bi Bồ Tát, không lại bởi vì khăng khăng muốn giết một người, mà để cửu thiên huyền nữ này chết đi. Từ hàng phổ độ, đây cũng không phải là ta xưng hô đi ra. Quan âm đại sĩ cũng nhìn về phía La Quân. Chỉ là nhìn một cái chớp mắt về sau, quan âm đại sĩ tâm tình phát sinh biến hóa, lại là nhẹ khẽ di một tiếng, nói ra, người trẻ tuổi, người lai lịch, mười phần huyền diệu bổn tọa liếc một chút lại không cách nào đưa ngươi xem thấu, nói cho bổn tọa, ngươi là đến từ phương nào. Là quân nói ra, ta đến từ địa phương nào, cái này cũng không trọng yếu. Nhưng ta tâm, kính ngưỡng đại sĩ ngài chính là cái này vũ nội Bồ Tát, lòng từ bi. Hôm nay Bạch Tố Trinh xác thực cuồng vọng, cũng nên đánh nên phạt, chỉ là, vãn bối ở đây, lấy cửu thiên huyền nữ tánh mạng hướng đại sĩ ngài cầu Bạch Tố Trinh một đầu sinh lộ. Không biết đại sĩ có thể hay không thành toàn quan âm đại sĩ trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, bổn tọa vẫn chưa muốn đem bạch tố trinh xử tử, ngã Phật từ bi, từ trước đến nay sẽ không dễ dàng tạo phía dưới giết hại. Chỉ là cái này bạch tố trinh tính cách tàn bạo, bổn tọa cần đem nàng một thân thần thông hủy bỏ, pháp bảo không thu, như thế cũng mới có thể cho thiên hạ chúng sinh một cái công đạo. La quân trầm mặc đi xuống. Quan âm đại sĩ nói ra, bổn tọa ngày xưa lấy Phật Pháp tẩy lễ bạch tố trinh hơn 200 năm, Vốn cho rằng nàng đã thay đổi triệt để, lại không nghĩ tới, nàng ma tính ngược lại càng phát ra sâu. Bồn tọa liền biết rõ, Bạch Tố Trinh đã định trước không phải Phật gia hữu duyên nhân. La Quân nói ra, Đại Sĩ, ngài nhất định muốn làm như thế sao? Quan Âm Đại Sĩ nói ra, không sai. La Quân nói ra, ta hy vọng ngài có thể thả Bạch Tố Trinh, nàng một thân tu vi, được không dễ. Ngài nếu đem hủy bỏ, lại là quá mức tàn nhẫn ta hy vọng ngài có thể cân nhắc ta đề nghị, dù sao, cái này cũng quan hệ đến cửu thiên huyền nữ tánh mạng. Tiểu tặc, cửu thiên huyền nữ nghiến răng nghiến lợi, nàng tu vi như thế người, thế mà bị la quân một cái bất qua thần thể cảnh kỳ người bắt cóc. Đối với cao ngạo cửu thiên huyền nữ tới nói, quả thực là vô cùng lớn sỉ nhục. La quân lại là không thèm để ý cửu thiên huyền nữ. Hắn nhìn về phía quan âm đại sĩ. Quan âm đại sĩ bị cái kia Phật quang vây quanh, là quần căn bản nhìn không rõ ràng nàng dung nhan. Tây Vương Mẫu ở một bên nói ra, đại sĩ, huyền nữ theo bản tôn nhiều năm, còn mời ngài nhất định muốn cứu nàng. Giờ này khắc này, Tây Vương Mẫu chỉ có thể cứu Cửu Thiên Huyền Nữ. Mặc kệ nàng là hư tình hay là giả dối, nhưng nếu nàng ngay trước mặt mọi người bỏ qua Cửu Thiên Huyền Nữ, như vậy từ đó giao trì cung, ai sẽ thực tình theo nàng. Cho nên, Tây Vương Mẫu thái độ là tuyệt đối trọng yếu. Quan âm đại sĩ hướng Tây Vương mẫu gật gật đầu, nàng nói với La Quân, Bạch Tố Trinh trong thân thể có một tốt một ác, bổn tỏa có thể đáp ứng ngươi, không hủy bỏ Bạch Tố Trinh tu vi. Thế nhưng ác niệm nguyên thần, bổn tỏa nhất định phải đem luyện hóa, miễn lại vì hỏa thương sinh. Đây đã là quan âm đại sĩ lớn nhất nhượng bộ. La Quân lại là ngốc ngẩn ngơ. Tiểu tặc, người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Tây Vương mẫu cũng nói. La Quân tâm nhanh chóng suy nghĩ lên, tựa hồ linh thể là tại cái này áo đen bạch tố trinh thân thể nếu như áo đen bạch tố trinh chết cái kia bạch tố trinh còn tính là linh nữ sao nàng máu và nước mắt còn có tác dụng sao nãi nãi cái bóng đây thật là khó làm a à. nhưng bây giờ lão tử nếu là lại tiếp tục ngạnh kháng đi xuống chỉ sợ cái này quan âm cũng sẽ không tiếp tục tốt như vậy nói chuyện làm sao bây giờ làm sao bây giờ a à? may là la quân quỷ kế đa đoan giờ phút này nhưng cũng là có chút không cách nào quyết đoán người trẻ tuổi người vì sao nhất định muốn che chở cái này bạch tố trinh ác niệm nguyên thần quan âm đại sĩ đột nhiên hỏi là quần hơi hơi ngẩn ngơ hắn lại là cũng không biết trả lời như thế nào việc này giống như thật mẹ nó không thế nào chiếm ý a à. cái này áo đen bạch tố trinh bản sự lợi hại nhưng cái này mới ra đến một ngày tạo phía dưới giết hại đã không biết bao nhiêu ý không thẳng thì khí không lớn mạnh là quân thoáng qua lại nghĩ tới linh nhi không được ta không thể mạo hiểm như vậy. Đại sĩ, người đem cái kia ác niệm nguyên thần rút ra, nhưng không muốn đem hủy diệt. Ta đến người quản lý cái này ác niệm nguyên thần, như thế nào? La quân nói ra, quan âm đại sĩ nao nao, theo rồi nói ra, tốt. La quân nói ra, còn có, hôm nay ở đây đều là có mặt mũi nhân vật. Đại sĩ, ta cần ngài một cái hứa hẹn. Cam kết gì, quan âm đại sĩ nói ra. Sau này chỉ cần ta, thanh thành cung phía dưới không chủ động khiêu khích giao trì cung, ta hy vọng chư vị đều không muốn lại tìm chúng ta phiền phức. Còn có, Sơn Hà xã tắc đồ, ngôi sao hư ảnh những thứ này pháp bảo, ngài không thể không thu. Tốt, quan âm đại sĩ nhưng cũng sảng khoái. La quân nói ra, vậy được rồi, ta trước thả người, lấy đó thành ý. Hắn nói xong thật rất lưu manh thả người. Tiểu tặc, ta giết ngươi, cửu thiên huyền nữ được từ từ, lập tức sát khí lộ ra. Tây vương mẫu quát nói, huyền nữ, trở về. Cửu thiên huyền nữ không có cam lòng. La quân chỉ là cười một tiếng, nói ra, huyền nữ, người tuy nhiên công lực ta cao. Nhưng lúc này cho dù ta thả ngươi, muốn giết ngươi, ta cũng là trong nháy mắt sự tình. Cho nên, ngươi rất không cần phải ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, cút về đi. Hắn nói chuyện là tuyệt không khách khí. Cửu thiên huyền nữ tức giận đến nhất thời phun ra một ngụm máu tươi tới. Là quân lắc đầu, nói ra, người có thể thật đúng là nghĩ quẩn A, như thế mấy câu, tức giận đến người thổ huyết. Tiểu tặc, người chờ, chờ ta thương thế khôi phục, nhất định lấy người mảng chó. Cửu thiên huyền nữ đột nhiên quay người lại, lại là bay vào giao chỉ cung bên trong đi. Tây vương mẫu lập tức nói với quan âm đại sĩ, đại sĩ, bản tôn cái này đổ nhi ngang bướng, vô lễ chỗ, còn mời đại sĩ thứ lỗi. Quan âm đại sĩ nói ra, không sao cả. Sau đó, quan âm đại sĩ nói với la quân cái này ác niệm nguyên thần cũng không tốt tháo rời ra nếu là dễ dàng cũng sẽ không có hôm nay họa ngươi hãy theo ta cùng nhau đi tới nam hải phổ đà đáp ứng ngươi sự tình bổn tọa bình tĩnh không biết nuốt lời la quân lập tức nói ra đại sĩ chính là bồ tát chính là thần ngài muốn giết ta dễ như trở bàn tay ngài đáp ứng sự tình vãn bối không có bất kỳ lo lắng nào quan âm đại sĩ nói ra tức là như thế ngươi cũng đến bổn tỏa cái này tịnh bình tới đi. Vâng, La Quân lại không trần chờ, lập tức phi thân tiến vào quan âm đại sĩ tịnh bình chi. Cái kia nguyên hạc ở một bên quan sát, lúc này lại là không biết nên làm những gì. Ngay sau đó, quan âm đại sĩ đi vào đường nối màu vàng chi, thoáng qua liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nam Hải Phổ Đà Sơn, Nguyên Hạc nói thầm, thánh nữ sự tình, lại là khó giải quyết. Ta phải theo tới nàng lập tức chuẩn bị bay khỏi. Tại lúc này, cái kia Tây Vương mẫu đột nhiên lông mày dựng lên, quát nói, người nào? Nguyên Hạc Tâm gọi hỏng bét, lập tức đào tẩu. Nhưng Tây Vương mẫu là nhân vật bậc nào, há có thể cho phép Nguyên Hạc bực này tu vi yếu ớt người, tại dưới mí mắt nàng đào tẩu. Lẽ nào lại như vậy, còn dám lỗ máng? Tây Vương mẫu khẽ vươn tay, trong nháy mắt cầm ra một đầu ngũ sắc duy băng. Cái này ngũ sắc duy băng tên là năm màu lưu ly li mang, Huyền Diệu không chỉ xòe tay ra, năm màu lưu ly li mang bay ra ngoài, trong nháy mắt đem Nguyên Hạc chói chặt lại, đồng thời vồ bắt đến Tây Vương mẫu trước mặt. Lại là một cái yêu nghiệt, Tây Vương mẫu gặp Nguyên Hạc sắc mặt lạnh như băng xương. Nguyên Hạc hoảng sợ, nàng vội vàng nói: Vương mẫu nương nương, ta chính là Thanh Thành Cung đệ tử. Trước đó quan Âm đại sĩ đáp ứng, giao chỉ cung phía dưới tuyệt sẽ không làm khó Thanh Thành Cung. Ngài cũng không thể lật lọng. Tây Vương mẫu lạnh lùng nói ra, đó là quan âm đại sĩ đáp ứng, bản tôn cũng không có đáp ứng. Bản tôn cũng không làm khó ngươi, bản tôn muốn trực tiếp giết ngươi. Nàng nói xong muốn ra tay, trực tiếp đem nguyên hạc kết. Tây Vương mẫu tâm quả thực tức giận cùng cực, chỉnh cái sự tình phát sinh, đều bị nàng cảm thấy nén giận tới cực điểm. Hạo thiên kính cho mượn đi, trực tiếp bị hủy, đây cũng là để cho nàng nổi nóng sự tình. Bây giờ Bạch Tố Trinh giết giao trì cung, để cho nàng lần nữa mặt mày xám xịt đi tìm quan âm đại sĩ đây cũng là để cho nàng cực nổi nóng uất ức sự tình chỉ là tại tây vương mẫu chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm quan âm đại sĩ thanh âm đột nhiên truyền đến nương nương bất giận bổn tọa như là đã hứa hẹn còn mời nương nương cho bổn tọa một cái chút tình mọn tây vương mẫu nhất thời bị kinh ngạc nàng không nghĩ tới quan âm đại sĩ thế mà còn biết nơi này chuyện phát sinh Good. Tây Vương Mẫu làm sao đều không dám ở trước mặt ngỗ nghịch quan âm đại sĩ. Nàng sau cùng đối Nguyên Hạc theo răng trong hàm răng tung ra một chữ này tới. Nguyên Hạc như gặp đại xá, lập tức quay người thoát đi phía Tây Ngọc Sơn. Nguyên Hạc triền nguyên giường bệnh trước đó quá lâu, nàng đã từng phong cảnh qua. Tu Vi đến vũ thánh cảnh, tại cái này đại tống bên trong, làm sao cũng coi là số một cao thủ. Cái này giống như là thế giới bao la bên trong, một cái ngàn vạn phú ông. Tuy nhiên mặt nàng kẻ có tiền còn có rất nhiều, nhưng ngàn vạn phú ông cũng đã có thể sống rất tư nhuận. Nhưng là trong nháy mắt, Nguyên Hạc lại tiến vào nghèo rất mùng tơi, mắc nợ trạng thái. Mà lúc này, Nguyên Hạc tương đương đột nhiên còn hết tất cả nợ nần, mà lại tài phú còn lấy lật về phía trước lần. Là ức vạn phú ông cấp bậc, người đột nhiên kinh lịch lớn như thế biến, lại đến nước này, tự nhiên là mười phần chân quý tánh mạng. Nguyên Hạc tuy nhiên chân quý tánh mạng, nhưng tâm còn có đạo nghĩa, bởi vậy mới có thể cùng la quân ở đây đến. Lúc này Nguyên Hạc trở về từ cõi chết, cấp tốc thoát đi phía tây Ngọc Sơn, một đường bay đi, lại là trực tiếp tiến về Thanh Thành Cung. Nguyên Hạc luôn cảm thấy bên ngoài tràn ngập nguy hiểm, nàng cảm thấy Thanh Thành Cung bên trong mới là an toàn nhất. Sự thật, Nguyên Hạc bây giờ mặc dù là vũ thánh cảnh đỉnh phong, nhưng nàng thực lực cũng rất yếu. Đây là bởi vì nàng tâm cảnh sinh ra biến hóa, không có nhuệ khí, tràn ngập hoảng sợ. Dạng này một cái trạng thái, không có khả năng cùng những cái kia quyền lớn mạnh khí thịnh người tướng. Là quân có nhảy ra đối mặt quan âm đại sĩ dũng khí, mà Nguyên Hạc ở một bên, lại là căn bản không dám nhảy ra. Cho dù là La Quân đã nắm giữ quyền chủ động, Nguyên Hạc cũng một mực tránh ở một bên, đây là Nguyên Hạc trạng thái. Giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở khắp nơi chi, Nguyên Hạc một đường đi nhanh. Nàng thân thể chỉ có một miệng thiên tuyết kiếm, đây là nàng duy nhất pháp bảo. Lúc này, nàng dựa vào pháp lực phi hành, tốc độ cũng không tính chậm, nhưng cùng la quân đại na di thuật lên, thì là kém cách xa vạn dặm. Cũng chính là tại lúc này, hư không chi, đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình bàn tay lớn màu đen chiều nguyên hạc chộp tới. Nguyên hạc bỗng cảm giác nguy cơ buông xuống, nàng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nguy cơ chi, nguyên hạc đem thiên tuyết kiếm tế ra, sau đó vận đủ pháp lực, hung hăng hướng bàn tay to kia chém tới. Bàn tay to kia trong nháy mắt biến hóa, đem này thiên tuyết kiếm kiếm quang hung hăng nắm phanh một tiếng thiên tuyết kiếm kiếm quang lập tức vỡ nát sau đó nguyên hạc liền bị bàn tay to kia hung hăng kiềm chế ở trong nháy mắt vô cùng pháp tắc cùng pháp lực đem nàng bao trùm mặc cho nguyên hạc dãy ruộng như thế nào nhưng cũng dãy ruộng không ra bàn tay này kiềm chế thả ta ra ngươi là ai nguyên hạc hoảng sợ muốn tuyệt đồng thời gầm thét bàn tay to kia trong nháy mắt biến hóa lại là bắt nguyên hạc hướng phía dưới rơi xuống chỉ một lúc sau liền gặp phía dưới có một tòa núi lớn trong núi lớn có một tòa động phủ nguyên hạc bị bàn tay to kia bắt đến động phủ chi cái kia động phủ chi một mảnh âm u hắc ám mà lại có thật dài thông đạo nguyên hạc tại hắc ám đi qua ba cái hô hấp cuối cùng đi đến một chỗ khoáng đạt địa phương đón lấy nguyên hạc pháp lực bị bàn tay to kia hoàn toàn phong bế sau đó đại thủ cũng biến mất nguyên hạc hoảng sợ cùng cực nàng ngẩng đầu liền trông thấy tại cái kia động bài có tái đi phát quái nhân. Cái kia tóc trắng quái nhân xấu xí không, tóc thật dài, mặt tràn đầy đau khắc dịu đục giống như đường vân, hắn một hai tròng mắt trừng lấy như đồng linh, mà lại là thiên nhiên đỏ như máu. Toàn bộ trong động phủ đều có một cỗ giữ tợn khí tức. Ngươi là ai? Nguyên hạc tâm sợ hãi, nàng cảm nhận được quái nhân này cực kỳ mạnh mẽ. Tóc trắng quái nhân ha ha lệ cười một tiếng, nói ra, tiểu mỹ nhân, người lão tổ ta đang tu luyện, lại phát hiện người theo hư không đi qua. Lão tổ ta gần đây chính cảm giác nhàm chán, người nếu là ngoan ngoãn làm ta một cái tiểu thiếp, thật tốt phục thị lão tổ ta. Lão tổ ta tha cho người nhất mệnh. Ta chính là thanh thành cung đệ tử. Nguyên Hạc lập tức nói ra, tiền bối, hôm nay ta có chỗ mạo phạm, chỉ cần tiền bối chịu thả đệ tử rời đi. Thanh thành cung phía dưới tất có thâm tạ. Nàng lời nói này nói rất là tốt thể, một là nói cho quái nhân này ta là có hậu đài. hay là, chỉ cần ngươi thả ta, thanh thành cung không biết truy cứu, còn sẽ có thâm tạ. Tóc trắng quái nhân trong mắt chừng một cái, nói ra, ngươi cái này tiểu bà nương, lão tổ chỉ hỏi ngươi, có nguyện ý hay không làm lão tổ tiểu thiếp của ta. Ngươi lại cùng ta kéo những thứ này lộn xộn đồ, vật làm cái gì? Ngươi nếu là còn dám cùng lão tổ ta bực bội, lão tổ ta liền đưa ngươi tinh huyết toàn bộ hút, tới làm chất dinh dưỡng, tu luyện lão tổ ta huyết ảnh thần công. Nguyên Hạc hít sâu một hơi, nàng cũng là tâm cao khí ngạo nữ tử, như thế nào chịu tới làm lấy quái người tiểu thiếp. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, xem ra các hạ là tự kiềm chế bản lĩnh cao cường, không đem ta thanh thành cung để vào mắt. Tóc trắng quái nhân nói, lão tử quản ngươi là ở đó. Nguyên Hạc nói ra, rất tốt, ta có bản mệnh kim đang lưu tại thanh thành cung bên trong, có bản lĩnh, ngươi giết ta. Chỉ cần ta vừa chết, thanh thành cung phía dưới, tất nhiên sẽ báo thù cho ta đến lúc đó các hạ ngươi chuẩn bị tiếp nhận thanh thành cung lửa giận đi ha ha thế mà còn dám uy lão tổ ta tóc trắng quái nhân ha ha lệ cười theo rồi nói ra rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lão tổ ta liền trước hái ngươi nguyên âm sau đó hút khô ngươi tinh huyết hắn nói xong bỗng nhiên một chảo lập tức đem nguyên hạc bắt đến bài giường đá oanh ngay vào lúc này nguyên hạc cưỡng ép trùng kích cái này một cái trước mắt nàng không cam lòng chịu nhục thế mà nghịch huyết mạch đem cái kia kinh mạch xông phá, sau đó phá giải tóc trắng quái nhân pháp lực. Tiểu nương bì, đáng giận a! À. tóc trắng quái nhân lập tức nhìn đến nguyên hạc sắc mặt đại biến, miệng bên trong phun ra máu tươi tới. Nàng kinh mạch phá, huyết dịch xông ra huyết mạch, ứ ngăn trở tại thân thể chi. Nếu không phải nàng có pháp lực bảo vệ, tại chỗ muốn tử vong. Chỉ là lúc này, nàng kinh mạch đứt đoạn, đây cũng là tránh thức hết cách xoay chuyển, một con đường chết tóc trắng quái nhân mắt thấy tới tay con cừu non thế mà ra bực này đường rẽ, không khỏi giận không nhịn nổi. Cái này nguyên âm cũng coi là phế, tinh huyết cũng bị ô nhiễm, căn bản là cùng vô dụng thân thể. Tóc trắng quái nhân âm thanh lạnh lùng nói, đàn bà thúi, người muốn chết, không dễ dàng như vậy. Lão tử muốn câu ngươi nguyên thần, ngày ngày ôn dưỡng lấy ngươi, ngày ngày lại dày vỏ lấy ngươi. Để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, vĩnh viễn đều đang đau khổ chi trầm luân là quân tại cái kia tịnh bình chi hắn chưa bao giờ thấy qua minh nguyệt tiên tôn tịnh bình cho nên cũng không biết cái này tịnh bình cùng minh nguyệt tiên tôn tịnh bình có khác biệt gì cái này tịnh bình chi cũng là tự thành thế giới thậm chí cùng minh nguyệt tiên tôn tịnh bình rất là tương tự bên trong cũng có nhất hải chi thủy khác biệt là minh nguyệt tiên tôn lúc trước tịnh bình gọi là thanh tịnh bình mà quan âm đại sĩ tịnh bình thì gọi là tử tịnh bình tử thanh song tịnh bình là quân tiến vào tịnh bình liền trông thấy minh mông đại hải. Cái kia hải không tiên khí pha trộn. Mặt khác hai bên chính là bãi cát, bãi cát đằng sau còn có rừng rậm. La quân liền muốn tìm tới Bạch Tố Trinh, sau đó nhìn có thể hay không như thế nào trợ giúp Bạch Tố Trinh khôi phục thực lực. Chỉ là, hắn nghĩ tới sự tình, quan âm đại sĩ không có khả năng không có dự liệu được. La quân phóng tầm mắt nhìn tới, đồng thời lấy thần thức bắn phá, lại là căn bản tìm không được Bạch Tố Trinh tung tích. La Quân cũng không dám lại trong này náo ra quá đại động tính. La Quân lập tức đem đại hắc đan tế ra, đại hắc đan côn bằng cánh kéo dài đi ra. La Quân lấy đại hắc đan bắt đầu ở cái kia mặt biển tìm kiếm Bạch Tố Trinh. Đại hắc đan một đường bay đi, thoáng qua là hơn 10 dặm. La Quân thần thức bỗng nhiên bắn phá, cũng là trong nháy mắt xuyên thủng phương viên trăm dặm. Một đường bay đi, La Quân đều kém chút quên đây là tại một kiện pháp khí chi. Nho nhỏ tịnh bình, bên trong lại là vận chuyển một phiến thiên địa, thiên địa này chi thay ngén một cái như nhật bản một dạng quốc gia, vậy thì thật là không hề có một chút vấn đề. thế gian to lớn, quả nhiên là đều có, thần thông tạo hóa như vậy, quả nhiên là làm cho người sưng. la quân đồ gặp phải rất nhiều tiểu đảo, bất quá đảo đồng thời không có chút giấu người, la quân một đường bay đi, lại đều chưa từng tìm tới bạch tố trinh cái bóng, bạch tố trinh bị giấu đi nơi nào? chẳng lẽ lão tử lại muốn dùng đại số mệnh thuật đến tìm kiếm. Cái này có thể không được, chỉ còn lại có 6.000 tuổi thọ mệnh. Mà lại cái kia đại số mệnh phù lục bóng mở làm sao cũng đi không rơi. Lại dùng đi xuống, sớm muộn đến treo. Là quân trước đó cảm thấy đại số mệnh thuật tràn ngập thần. Nhưng bây giờ đối đại số mệnh thuật lại là nhiều một tầng nói không nên lời lo âu và hoảng sợ. Tính toán, tìm không thấy tính toán. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi la quân thở dài sau đó lấy đại na di thuật cấp tốc trở lại bãi cát theo bãi cát nhìn cái kia mặt biển lại là một mảnh pha trộn tiên khí nơi này là không có ánh sáng mặt trời nhưng lại vẫn luôn có phật ánh sáng chiếu rọi la quân ngẫm lại quyết định nhìn xem cái kia long quả phải chăng có thể chuyển hóa thành thọ mệnh chính mình thọ mệnh gần nhất tiêu hao quá nhiều là phải nghĩ biện pháp bồi bổ la quân lần này không dám hấp thu quá nhiều ăn trước hai cái long quả sau đó bắt đầu vận chuyển đại số mệnh thuật thần chi lực chuyển hóa long quả dinh dưỡng cái này ngược lại sẽ không tiêu hao thọ mệnh chỉ cần không tiêu hao thọ mệnh là quân cũng không lo lắng hội có cái gì phản phệ bất quá lập tức là quân phát hiện long quả không thể chuyển hóa thành thọ mệnh những cái kia dinh dưỡng tại số mệnh lực điều hòa lại cuối cùng vẫn dinh dưỡng cũng không có chuyển hóa thành thọ mệnh xem ra muốn chuyển hóa thành thọ mệnh nhất định phải là phải cùng tiên giới người có quan hệ cái này long quả thần đan liền đều là không có cách nào chuyển hóa thành thọ mệnh cũng là là ta ý nghĩ hão huyền nếu như thần đan long quả đều có thể chuyển hóa thành thọ mệnh vậy ta thọ mệnh chẳng lẽ không phải là có thể vô cùng vô tận la quân nói thầm ta huyền hoàng thần cốc hạt giống chuyên môn khắc chế tiên giới người xem ngày sau về sau ta phải tìm thêm trong tiên giới người hạ thủ chỉ là không biết cái này đại số mệnh thuật phản vệ đến cùng sẽ là như thế nào là quân tại lộn xộn nghĩ đến. Lúc này, quan âm đại sĩ thanh âm đột nhiên truyền đến. Tiểu thí chủ, mời ra đây. Cái kia tịnh bình hư không, xuất hiện một cái thông đạo. Từ bên trong hướng mặt nhìn, liền có thể nhìn đến trời xanh mây trắng. Xem ra là đã đến Nam Hải Phổ Đà Sơn, là quân thân thể lóe lên, liền xông ra thông đạo. Vừa đến thông đạo, là quân nhìn đến tứ phía toàn biển, ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây vẫn là biển, La Quân đều kém chút cảm thấy, trong này bên ngoài căn bản không có gì khác biệt. La Quân rơi xuống đất, hắn đứng tại Quan Âm Đại Sĩ trước mặt. Hắn y nguyên nhìn rõ ràng Quan Âm Đại Sĩ, bởi vì Quan Âm Đại Sĩ thập nhị trọng Phật quang căn bản là không có cách nhìn thấu. Cho dù La Quân tu vi như thế, cũng là nhìn không thấu cái kia thập nhị trọng Phật quang. Hậu thế Phổ Đà Sơn đã đối ngoại mở ra, mà vào lúc này Phổ Đà Sơn, ngoại nhân căn bản vào không được. Phổ Đà Sơn bên ngoài có Quan Âm Đại Sĩ kết giới. Chỉ là quá khứ thuyền cá, từng thấy nơi đây Phật quang trùng thiên, lại bởi vì Quan Âm Đại Sĩ đã từng hiển linh, giải cứu qua biển động chi tàu thuyền, cũng chừng chỉ qua một chút hải phỉ. Bởi vậy, Quan Âm Đại Sĩ chi huyền diệu thần, liền bị Đông Đảo tín đồ truyền bá ra ngoài. Quan Âm Đại Sĩ ngồi xuống còn có hai cái đồng tử, theo thứ tự là Thiện Tài cùng Long Nữ. Lúc này, Quan Âm Đại Sĩ trực tiếp mang La Quân tiến về Tử Trúc Lâm. Cái kia từ Trúc Lâm, chính là một mảnh huyền diệu tiên cảnh chi địa. Chỉ gặp khắp nơi trên đất gót sen, phía trước lại có một tiên trì, tiên trì chi trùng thực liên hoa, bên trong còn có mấy đầu cá chép, cái kia cá chép hấp linh khí, đã thân có nhanh nhạy, lúc nào cũng có thể tu luyện thành người. Là quân ngầm quan sát cái này từ Trúc Lâm, tâm đạo, quả nhiên không hổ là bồ tát đạo tràng, nơi đây linh khí nồng đậm, tiên khí pha trộn. Khó trách cái kia vô số truyền thuyết thần thoại chi đều có Bồ Tát bên người chân dị thú đắc đạo thành người, sau đó đi xuống làm hại nhân gian. Bất quá, La Quân ngầm cười một tiếng, tâm đạo, yêu tinh tu luyện thành người, cực khó khăn. Bây giờ xem ra, yêu tinh tại mắt người, y nguyên bất quá là tiếp theo chờ tồn tại. Nếu là đường đường chính chính thử lên, yêu tinh thực lực trung quy lại yếu một đoạn. Mà Bạch Tố Trinh thì là cái thật to ngoài ý muốn. Mặc kệ là cái kia chủng tộc, chắc chắn sẽ có chút tài năng xuất chúng tồn tại. Tử trúc lâm tử trúc dài đến cực tươi tốt, những thứ này tử trúc cứng rắn không, có thể cầm đến luyện khí. Cành lá lại có thể nấu làm canh canh, dinh dưỡng phong phú. Cái này cả tòa tử trúc lâm, ngày ngày đều thụ quan âm đại sĩ Phật Pháp Hun Đúc, toàn bộ liền đều nhiễm Phật tính. Bởi vì cái gọi là, Phật chính là cảm giác tính, không phải người, người người đều có cảm giác tính không phải là cảm giác tính là người, nhân tính có thể xấu, cảm giác tính vô sinh vô diệt. Tức cảm giác tức lộ ra, tức chướng tức bụi tre. Vô chướng không hiện, chướng niết bàn, có tin không chứng người mặc dù không rơi ác quả, lại ở bởi vì ở quả đỏ thắm đọc ở tâm, như thế sinh diệt không được niết bàn. Quan âm đại sĩ ngồi ngay ngắn ở đó thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chi, cái kia thiện tài đồng tử cùng long nữ đi ra, bái kiến quan âm đại sĩ. Quan âm đại sĩ mỉm cười, nói ra, thiện tài, vị tiểu thí chủ này chính là khách quý, người dẫn hắn đi tử trúc trong sảnh trước nghỉ ngơi lấy là quân nào nào hắn chả muốn nhìn quan âm đại sĩ như thế nào luyện hóa bạch tố trinh ác niệm nguyên thần đây nhưng lúc này quan âm đại sĩ nói như thế là quân cũng không tiện nói thêm cái gì quan âm đại sĩ hành sự rất thẳng thắn là quân còn thật không có ý tứ đến lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ngay sau đó là quân cũng theo cái kia thiện tài cùng một chỗ tiến về tử trúc sảnh là quân sau khi đi quan âm đại sĩ liền đem bạch tố trinh theo tịnh bình bên trong thả ra lúc này Bạch Tố Trinh huệ oải trên mặt đất, nàng thân thể có lít nha lít nhít kim sắc trải qua sợi tơ. Những thứ này kim sắc trải qua đem nàng lực lượng toàn bộ ngăn chặn. Bạch Tố Trinh sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn về phía quan âm đại sĩ, cười lạnh một tiếng, nói ra, Phật Pháp phổ độ, làm sao? Lần này ngươi phổ độ ta. Quan âm đại sĩ từ tốn nói, Phật Pháp chỉ độ hữu duyên nhân. Ngươi dù cho người không có duyên, vậy liền này coi như thôi. Diệu thiện, Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói ra, năm đó thị thị phi phi, người đồng thời không rõ ràng. Người dựa vào cùng Tây Vương mẫu quan hệ, liền đem ta giam cầm tại người tịnh Bình Chi hơn 200 năm. Người dùng người cái gọi là Phật công, trong mắt của ta, là ma công áp chế tại ta. Người cần gì phải nói dễ nghe như vậy, là độ hóa đây. Ta xem là thuần hóa đi, người có thể thuần hóa ta cái kia ngốc muội tử, nhưng đừng nghĩ thuần hóa ta. Quan âm đại sĩ nói ra, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Bạch Tố Trinh tiếp tục nói, người trấn áp ta, sẽ là người suốt đời sai lầm lớn nhất lầm. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ cho người biết, có ít người, người vĩnh viễn không thể đắc tội. Quan âm đại sư nhìn về phía Bạch Tố Trinh, nàng ánh mắt phức tạp. Nàng thế mà theo Bạch Tố Trinh trong lời nói cảm nhận được một tia hồi hộp vị đạo. Ha ha, ngươi sợ, Bạch Tố Trinh quan sát tỉ mỉ, nói ra, nghĩ không ra, từ hàng phổ độ quan âm đại sĩ, Thế mà lại có sợ hãi thời điểm. Quan Âm đại sĩ tiếp lấy nhắm mắt, liền đọc ba tiếng A Di Đà Phật. Cái này về sau, nàng tâm tình bình tĩnh lại, sau đó nói, Bổn tọa hội tuân thủ lời hứa. Nàng đón đến, nói ra, vốn là, Bổn tọa cũng không cần hướng người giải thích cái gì. Nhưng ngày đó, chuyện hôm nay, tất cả đều là từ Bạch Tố Trinh người tham giận chi tâm bốc lên. Bổn tọa xuất thủ, vì là tam giới an bình, không thẹn lương tâm, càng không thẹn với thiên địa. Cho dù ngày khác, ngươi là bổn tọa ma kiếp, nhân quả. Bổn tọa cũng nguyện ý tiếp nhận hết thảy hậu quả. Nàng sau khi nói xong, liền bắt đầu thi pháp. Đồng thời, Quan Âm đại sĩ bắt đầu niệm kinh, trải qua hình thành kim sắc nguyện lực, bắt đầu xâm nhập vào Bạch Tố Trinh trong não vực. Trước đó, Quan Âm đại sĩ lòng mang từ bi, cũng không có tước đoạt Bạch Tố Trinh cái này ác niệm nguyên thần, chỉ là đem áp chế. Đến hôm nay quan âm đại sĩ cho rằng cái này ác niệm nguyên thần đã không cách nào độ hóa, áp chế. Vậy liền chỉ có được bóc ra chi pháp. Mà cái này ác niệm nguyên thần một khi tháo rời ra, không có thân thể tư nhuận, tự nhiên là một con đường chết. Một con đường khác, chính là Bạch Tố Trinh đi đầu thai chuyển thế. Nhưng đầu thai chuyển thế, cũng thật không đơn giản. Bởi vì cái này thai chính là có thai chi mê, tu vi càng cao, thai chi mê càng lợi hại. 10 triệu cá nhân, sợ là chỉ có một cái có thể thành công. Năm canh giờ, tức sau 10 tiếng, Bạch Tố Trinh ác niệm nguyên thần rốt cuộc bị tháo rời ra. Cái kia ác niệm nguyên thần hóa thành một đoàn năm màu pha trộn, lớn nhỏ cỡ nắm tay, liền phiêu phù ở quan âm đại sĩ tay trong bàn tay. Đến mức Bạch Tố Trinh thì tỉnh táo lại. Đối với đây hết thảy phát sinh, Bạch Tố Trinh cũng không phải là không rõ ràng, nàng vẫn luôn lấy một người đứng xem tư thái đến xem đây hết thảy. Chỉ là, nàng chỉ có thể làm làm khách qua đường, không thể chúa tể tôn này thân thể. Bạch Tố Trinh bái kiến đại sĩ. Lúc này Bạch Tố Trinh thuần phục không, hướng quan âm đại sĩ dập đầu bái nói. Quan âm đại sĩ nói ra, Bạch Tố Trinh, người sinh ra chính là linh thể, bởi vậy một thể song nguyên thần. Bổn tọa từ trước đến nay mang trong lòng thiện nghiệp, không nguyện ý làm khó dễ ngươi vậy tỷ tỷ. Chỉ là ngươi vậy tỷ tỷ, tính cách kiệt ngao bất thuần, bổn tọa hôm nay như không ngăn nàng, nàng liền muốn đem cái kia toàn bộ giao chỉ cung hủy thành cho tàn. Nàng bản sự ngày càng xu thế lớn, bổn tọa không thể không ra tay, lại không phải muốn tới hại tỷ tỷ ngươi. Điểm này, bổn tọa hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Lấy quan âm đại sĩ Tu Vi cùng danh vọng, nguyên bản cũng không cần cùng Bạch Tố Trinh giải thích nhiều như vậy. Nhưng nàng vẫn là cùng Bạch Tố Trinh nói, đây cũng là quan âm đại sĩ mang trong lòng thiện niệm nguyên nhân. Bạch Tố Trinh lập tức nói ra, tỷ tỷ nhất thời hồ đồ, suýt nữa nhướng xuống sai lầm lớn. May có đại sĩ xuất thủ can thiệp, mới cứu vãn chúng sinh tại thủy hỏa. Tố trinh tâm chỉ có cảm niệm đại sĩ ân đức, đoạn không có oán niệm quái đại sĩ đạo lý. Quan âm đại sĩ khe khẽ thở dài, nói, các người ruột thịt cùng mẹ sinh ra, lại là cùng một tôn thân thể, nhưng tính cách lại có một trời một vực. Nếu nàng có người nửa phần thiện lương, liền không đến mức có hôm nay tai ương hỏa. Cái kia Sơn Hải xã tác đồ cùng ngôi sao hư ảnh, bổn tỏa toàn bộ cho ngươi. Cũng nhìn ngươi có thể sử dụng cái này một thân tu vi, tạo phúc thiên hạ thương sinh. Bạch Tố Trinh nói gấp, đệ tử ghi nhớ đại sĩ dạy bảo. Quan âm đại sĩ liền đem cái kia ác niệm nguyên thần bắn ra, nói ra, Bạch Tố Trinh, người mang theo cái này ác niệm nguyên thần đi cho người bằng hữu kia. Sau đó các ngươi liền rời đi cái này phổ đà sơn đi. Đúng, đại sĩ, Bạch Tố Trinh tiếp nhận ác niệm nguyên thần. Là quân tại tử trúc trong sảnh chờ đợi 10 giờ, cái này thời điểm đã là dạng sáng 5 giờ. La Quân có vẻ hơi nôn nóng, hắn không biết đến đón lấy tình thế đến cùng hội phát triển thành cái dạng gì. Liền cũng tại lúc này, toàn thân áo trắng, phiêu nhiên xuất trần bạch tố trinh tiến tử trúc xanh. La Quân vừa thấy được cái này áo trắng bạch tố trinh, lập tức biết, quả nhiên, cái kia ác niệm nguyên thần đã bị rút ra. Bạch tố trinh thân thể sát khí, hàn băng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại dịu dàng. La Quân, bạch tố trinh sau khi đi vào, nhẹ giọng hô. Bạch tỷ tỷ, La Quân nói ra, khác ý nghĩ lại là có chút phức tạp. Bạch Tố Trinh đưa tay, đem cái kia ác niệm nguyên thần tế ra đến, nói ra, cái này là tỷ tỷ ta nguyên thần. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, làm sao cái này nguyên thần một điểm lực lượng đều không có. Bạch Tố Trinh nói ra, bởi vì vì tất cả pháp lực, lực lượng, tu vi đều lưu tại ta thân thể. May mắn có đại sĩ dùng một tia Phật lực bảo vệ, mới không còn để tỷ tỷ tan thành mây khói. La quần nói ra, nhưng cái này cũng chống đỡ không thời gian quá dài a. À. Bạch Tố Trinh trầm mặc đi xuống, nàng theo rồi nói ra, bụi về với bụi, đất về với đất, đây là nàng số mệnh. Nàng đã lựa chọn con đường này, nên nghĩ đến loại hậu quả này. La Quân có chút kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tố Trinh, hắn lúc này không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên chỉ trích cái gì. Hắn một câu cũng nói không nên lời bạch tố trinh theo rồi nói ra nghe đại sĩ nói là ngươi muốn nàng ác niệm nguyên thần la quân nói ra vâng bạch tố trinh nói ra ngươi muốn cái này nguyên thần làm cái gì ngươi có biện pháp đem nàng sống lại la quân nói ra ta không biết nhưng ta là muốn ngươi cùng hắn đều có thể thật tốt còn sống làm hết sức mình nghe thiên mệnh đây là ta có thể làm được mức độ lớn nhất ngươi vẫn là vì thê tử ngươi đúng hay không bạch tố trinh nói ra là quần nào nào hắn không có phủ nhận nói ra vâng bạch tố trinh liền cũng không nói thêm lời nói ngươi đem cái này nguyên thần cầm lấy đi xử lý như thế nào đều tại ngươi hiện tại ta muốn đi ngươi mặc kệ nàng là quân thân thể chấn động hỏi mặc kệ cũng không quản được bạch tố trinh theo sau đó xoay người bay thẳng ra tử trúc sảnh bay ra phổ đà sơn là quân đứng chết chân tại chỗ Nàng không nghĩ tới Bạch Tố Trinh đối tỷ tỷ mình là như thế nhẫn tâm, tuyệt tình, không có chút nào mong nhớ. Giữa các nàng, thật chẳng lẽ một điểm cảm tình đều không có sao. Cái này áo trắng Bạch Tố Trinh xem ra dịu dàng, thiện lương, có thể nàng thật là thiện lương sao. Là quần mắt nhìn tay ngũ sắc nguyên thần, cái này nguyên thần bên ngoài quả nhiên có Phật lực bảo vệ, chính là cái này Phật lực bảo hộ, mới không có để cái này nguyên thần tiêu tán. Chỉ là, cái này Phật lực cũng tại bắt đầu dần dần biến mất hiển nhiên, quan âm đại sĩ cũng không muốn cái này ác niệm nguyên thần còn sống. Nàng càng không có nghĩa vụ một mực bảo vệ lấy tôn này nguyên thần. Là quân trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, đồng thời cũng biết cái này tử trúc lâm không phải nơi ở lâu. Hắn ngẫm lại, trực tiếp đem cái này nguyên thần để vào đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong ôn dưỡng, sau đó hắn liền thân thể nhoáng một cái, thi triển đại na di thuật rời đi Nam Hải Phổ Đà Sơn. Bình minh tờ mờ sáng, chân trời đám mây mang theo một tia trắng xám nhưng là rất nhanh, tiên nắng ban mai theo đám mây chi lộ ra manh mối. Mênh mông mặt biển một mảnh yên tĩnh, gió biển thổi lướt nhẹ qua, hải âu tại mặt biển nhẹ nhàng lướt qua. Nơi xa còn có bạch kinh nuốt nước, cái này là một bộ rất yên tĩnh hình ảnh. La Quân không có ý thưởng thức loại này cảnh đẹp, hắn lấy đại hắc đan tại mặt biển phi hành, tâm lại tại suy nghĩ lấy cái này ác niệm nguyên thần sự tình. Đến cùng hiện tại, ta mẹ nó là muốn ác niệm nguyên thần máu và nước mắt, vẫn là cái kia bạch tố trinh máu và nước mắt. Là quần lớn nhất nghi hoặc điểm ở chỗ này. Tựa hồ, tất cả linh khí đều là đến từ cái này ác niệm nguyên thần. Nàng tu vi thần tốc, cá tính rõ ràng. Cho dù là quan âm đại sĩ dùng Phật Pháp độ hóa nàng 200 năm, cũng là không thành công. Mà xem xét lại cái này áo trắng bạch tố trinh, thực sự tính toán lương bạc, mà lại không có có chủ kiến. Bị cái kia cẩu hoàng đế như thế bức bách, cũng là không có bước ra huyết tính tới là quân tâm thiên bình có khuynh hướng trước mắt ác niệm nguyên thần lúc này đến cùng muốn làm sao là quân trầm tư suy nghĩ ai tính toán mặc kệ nhiều như vậy là quân tâm đạo ta trước đem cái này ác niệm nguyên thần cứu sống mới là đi một bước nhìn một bước chắc chắn sẽ có cái sáng tỏ lộ tuyến đi ra là quân cuối cùng tin tưởng hắn chính mình trực giác một đường phi hành đi qua là quân nhìn đến phía trước có một chỗ hòn đảo không người hắn liền chợt lách người, bay đến cái kia hòn đảo chi. Tiến vào đảo về sau, tuyển một chỗ rừng rậm hạ xuống. Đón lấy, là quân ẩn thân đến phòng bị tu di chi. Như thế về sau, là quân mới đưa cái kia ác niệm nguyên thần thả ra. Ác niệm nguyên thần sau khi đi ra, là quân phát hiện bảo vệ cái này ác niệm nguyên thần Phật lực ngay tại tiêu tán. Toàn bộ ác niệm nguyên thần cũng bắt đầu tung bay lung lay lên. Một khi cái này nguyên thần tiêu tán, liền sẽ hóa thành bụi đất, tránh thức biến thành cho bụi. Đây là Phật gia người nói tới bụi về với bụi, đất về với đất. Ta làm như thế nào cứu nàng? La Quân ngầm suy nghĩ, hắn chả chưa từng gặp qua loại tình huống này. Nói như vậy, nguyên thần bị người giam cầm, ôn dưỡng, vậy cũng là bởi vì nguyên thần bản thân còn có pháp lực tồn tại. Nhưng cái này ác niệm nguyên thần trước mắt xấu hổ là, nàng không có chút nào pháp lực. Không phải vậy lời nói, tính toán không có Phật lực bảo vệ, cái này nguyên thần trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiêu tán. Là quần ngẫm lại, sau đó thúc đẩy pháp lực cùng cái này ác niệm nguyên thần câu thông. Hắn pháp lực đem ác niệm nguyên thần bao trùm, sau đó phát ra ý niệm cùng tinh thần tới, Bạch Tố Trinh. Ngươi là ai, bên trong rất nhanh truyền đến Bạch Tố Trinh thanh âm. Chỉ bất quá, thanh âm vẫn là lộ ra một tia băng hàn. Quả nhiên vẫn là nguyên lai cách điều chế cùng nguyên lai vị đạo. Là quân không khỏi nói, người đều bộ dáng này còn cùng ta chơi lưu manh ta là la quân hừ bạch tố trinh cười lạnh một tiếng nói ra ngươi cho rằng ta chỗ này cảnh phải xin ngươi tới cứu ta sao cút nhanh lên ta hiện tại muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay la quân nói ra bạch tố trinh nói ra có bản lĩnh người động thủ ta như sợ hãi nhăn nửa cái mi đầu ta liền không phải bạch tố trinh cái này tính bướng bỉnh la quân không khỏi có chút bất đắc dĩ tâm nghĩ lại thầm nghĩ cũng thế nàng rõ ràng biết không phải là quan âm đại sĩ đối thủ y nguyên nghĩa vô phản cố chỉ là vì hướng quan âm đại sĩ chứng minh nàng không khuất phục dạng này người làm sao có thể thụ ta uy la quân cũng không phải muốn uy bạch tố trinh cái gì cũng chỉ là muốn nàng phục cái mềm nhưng bây giờ xem ra cái này lại là không thể nào la quân thật là lần đầu tiên nhìn thấy giống bạch tố trinh dạng này người la quân phải thừa nhận chính hắn là làm không được như Bạch Tố Trinh như vậy. Nếu như hắn giống Bạch Tố Trinh như vậy ngông nghênh kiên cường, không chút nào chịu thỏa hiệp. Vậy bây giờ cần phải chết tại Trần Thiên nhai tay. Mà lại, là quân tự nhận là chính mình nếu như là Bạch Tố Trinh lúc này cái này tình cảnh, hắn ít nhất là làm không được như thế mạnh miệng. Tính toán, Bạch Tố Trinh, người cũng hẳn phải biết, người lúc này tình cảnh không tốt. Nguyên thần vì thời đều muốn tiêu tán, ta nên nên thế nào giúp ngươi? Là quân hỏi. Bạch Tố Trinh nói ra, người tại sao phải giúp ta? Người muốn có được cái gì? La Quân cũng không giấu giếm, nói ra, lúc trước lời nói, ta đều cùng ngươi muội muội nói. Chẳng lẽ ngươi không biết những thứ này sao? Không biết, Bạch Tố Trinh rất thẳng thắn nói ra. La Quân nói ra, vậy được rồi, ta nói ngắn gọn. Sau đó, La Quân đem chính mình đến từ tương lai thế giới bao la, cùng tới nơi này mục đích nói hết ra. Bạch Tố Trinh sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng nói ra người nói máu và nước mắt ta biết là chuyện gì xảy ra la quân không khỏi vui vẻ bạch tố trinh nói tiếp người xem như người biết chuyện biết ta cái kia muội muội máu và nước mắt không biết chính xác máu và nước mắt chính là ta linh lực tinh nguyên chính là có vô cùng chi thần diệu bất quá cái này linh lực tinh nguyên tại ta bản mệnh chi cắm dễ xem như ta cũng đem làm không ra ta sở dĩ có thể tu luyện tiến triển thần tốc cũng là bởi vì cái này linh lực tinh nguyên gây nên. ngươi nhìn ta cái kia muội muội, chỉ cần ta không tại, nàng tu vi tiến triển liền sẽ biến rất chậm. nguyên nhân ở chỗ này là quần hơi hơi run lên. hắn tin tưởng bạch tố trinh lời nói, hắn biết trước mắt cái này bạch tố trinh là tuyệt đối khinh thường tại nói dối. bất quá ngươi cũng không cần cao hứng. thứ nhất, ta hiện tại thành như vậy tình cảnh, linh lực tinh nguyên đã bị suy yếu đến tiếp cận với không. thứ hai người trong thiên hạ đều chết sạch, ta cũng sẽ không rơi lệ, lại càng không cần phải nói là chảy ra máu và nước mắt. Cho nên, người đừng hy vọng, tranh thủ thời gian chỗ ấy khoái hoạt đi chỗ đó đi, khác tại ta chỗ này lãng phí thời gian. Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói ra. Là quân giật mình khẽ giật mình, hắn lại là không giận nỗi chủ, nói ra, tương lai sự tình, ai cũng không nói chắc được. Bất quá, mặc kệ ngươi có thể không thể giúp được ta. Ta lúc này đều muốn đem ngươi chữa khỏi, để ngươi một lần nữa khôi phục sự tự do Ngươi tính toán giúp ta sau khi trùng sinh ta cũng không hội cảm tạ ngươi bạch tố trinh nói ra la quân nói ra không có việc gì chỉ cần tương lai vạn nhất ngươi có thể chảy xuống máu và nước mắt ngươi nhớ đến cho ta cái nào cũng được lấy nhưng nếu như không có cái kia cũng không cần gấp giao dịch này ngươi không thiệt thòi a à. bạch tố trinh trầm mặc một cái trước mắt theo rồi nói ra phải cứu ta, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngươi có thể sẽ trải qua kiếp nạn, cử tử nhất sinh. Cái này ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không nên đáp ứng quá sảng khoái. La Quân sướng sờ. Hắn thật đúng là là muốn suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, hắn kinh lịch sinh tử quá nhiều. Cho nên cũng biết sinh tử tư vị, trước kia trợ giúp Lam Tử Y trở thành Hoàng Vương, đó cũng là muốn thật lâu, nghĩ sâu tính kỹ. Có điều, cái kia lại là nhận biết Lam Tử Y, đạt được phong phú hồi báo. Lại nói, nàng là ta cứu Linh Nhi duy nhất hy vọng, liền coi như là vứt bỏ một cái mạng, đó cũng là nhất định phải đi làm. Là quân tâm tư đo song song, ngay sau đó liền nói ra, không sao, chỉ cần có một tia hy vọng có thể cứu trở về thê tử của ta, ta đều nguyện ý đi làm. Bạch Tố Trinh nói ra, tốt, ta cũng nhận lời ngươi. Tuy nhiên đây vốn là không có gì có thể sở trường tình. Là quân vui vẻ, nói ra, tốt, vậy chúng ta thành giao ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi? La quân theo rồi nói ra, người tình huống trước mắt, quả thực không ổn. Không có có pháp lực hộ thể, nguyên thần lúc nào cũng có thể tiêu tán. Bạch Tố Trinh nói ra, ta cần thuần âm đan dược tẩm bổ. La quân ngẩn ngơ, sau đó đại hỷ, nói ra, người nói là loại đan dược này sao? Hắn lập tức xuất ra thuần âm đan, hắn thân thể thuần âm đan, đó là dùng điểm báo cái này tính toán đơn vị mà tính toán không sai bạch tố trinh nhìn đến cái này thuần âm đan về sau không khỏi kinh hãi nói ra a à, cái này thuần âm đan âm khí như thế nồng đậm tại nhân gian bên trong thực khó tìm đến ngươi ở đâu làm la là quân nói ra hảo nhãn lực ta cái này thuần âm đan xác thực không phải từ nhân gian làm chính là tại địa ngục chi tìm kiếm địa ngục bạch tố trinh nói ra cái gì địa ngục la quân nói ra cái này nói đến phức tạp ta chỗ này thuần âm đan đếm mãi không hết Người phải dùng nhiều ít đều có." Hắn nói xong xuất ra 100 mai thuần âm đan. Bạch Tố Trinh nói ra, "Còn có, ta cần một kiện thuần âm chi lực pháp khí." Thuần âm chi lực pháp khí? Ta đây thân thể giống như không, ta đi nơi nào chuẩn bị cho ngươi?" La Quân nói ra. Bạch Tố Trinh nói ra, "Thanh Thành cung bên trong có một kiện pháp khí, gọi là Quá Âm Nguyên Đỉnh. Đi Thanh Thành cung lấy có thể." "Bất quá, cái này Quá Âm Nguyên Đỉnh phẩm cấp quá thấp, không có thể chống đỡ thật lâu." nhiều nhất có thể chống đỡ 3 tháng, đợi đến sau 3 tháng, ta cần thần nông đỉnh đến luyện chế. Thần nông đỉnh, La Quân nói ra. Bạch Tố Trinh nói ra, thần nông đỉnh tại hướng bắc 100.000 dặm, chính là cực Hàn chi địa. Ở nơi đó, có một nơi gọi là Bắc Đại Trạch, Bắc Đại Trạch thần ma cùng tồn tại, loạn tượng xuất hiện. Truyền thuyết thần nông đỉnh tại, ta muốn trọng sinh, thần nông đỉnh là cái rất quan trọng đồ.